Một số sói đen bị cái này cố cuồng bạo khí lãng xé thành mảnh nhỏ, màu đen ma huyết phung đầy một chỗ, phát ra gây mũi hôi chua hương vị. Lại một mảnh đất trống bị thanh lý ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, màu đen cự lang dày dặc, chính không biết có bao nhiêu. Đúng lúc này, bên người không gian một trận vặn vẹo, váy đỏ nữ tử cùng khác hai tên hóa hình yêu thú, cũng đã truyền đưa tới, gặp một lần loại tình hình này, lập tức nhao nhao lộ ra binh khí, cùng thi triển thần thông, hướng màu đen cự lang đánh tới đối mặt lít nha lít nhít nằm đầy một chỗ màu đen cự lang thi thể hóa hình kỳ yêu thú đều đều nhíu mày trận chiến đấu này vẫn chưa kéo dài bao lâu lúc trước truyền đưa tới mấy tên hóa hình yêu thú tăng thêm tiêu phàm trong chốc lát liền đem mấy ngàn con màu đen cự lang chém giết hầu như không còn trung quy bất quá là chút vẻn vẹn tương đương với bốn cấp năm yêu thú tiêu chuẩn ma lang mà thôi số lượng lại nhiều diệt sát cũng không tốn sức chút nào đoàn người nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy mừng rỡ ngược lại từng cái song mi nhíu chặt lo lắng vừa mới một truyền tống đến thế giới ngầm, liền đụng phải ma lang, cái này nhưng cùng bọn hắn nguyên trước trong tưởng tượng dưới mặt đất bảo khố một trời một vực. Dựa theo chấn nhạc thần quân miêu tả, nơi này hẳn là một cái mộ địa, trải rộng bên trên cổ tu sĩ, thú tộc cùng ma đạo quỷ tu di hài cùng di vật, các loại bảo vật cúi nhặt đều là. Nếu như nhất định phải nói có cái uy hiếp gì lời nói, cũng hẳn là đụng phải một chút quỷ vật. Kết quả, bọn hắn lại đụng phải thú tộc, cứ việc những này ma lang nhìn qua cùng phổ thông thú tộc có chỗ khác biệt vẫn sống sờ sờ có máu có thịt. Vẹn vẹn như thế, cũng liền thôi, nhưng rất rõ ràng, những này ma lang cùng phổ thông đê ra yêu thú khác nhau rất lớn. Nó một là hung hãn không sợ chết, đến mức cần đưa chúng nó toàn bộ giết sạch, dù là chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, cũng vẫn không sợ hãi chút nào xông về phía trước giết. Dù coi như là thương khung núi hung hãn nhất yêu thú, cũng sẽ không như vậy anh Dũng không sợ. Không hề nghi ngờ, những này ma lang bị mê thất bản tính, biến thành quái vật. Hai, chính là những này ma lang trong máu mang theo ăn mòn chi lực, phổ thông pháp bảo rất khó hoàn toàn ngăn trở, đối pháp bảo cùng nhục thân đều có rất mạnh ăn mòn tác dụng, một tên hóa hình yêu thú một cái không quan sát phía dưới, thậm chí ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá tương đương với chút cơ sơ trung kỳ tiêu chuẩn ma lang, lại có thể cho tương đương với nguyên anh kỳ tiêu chuẩn hóa hình yêu thú tạo thành tổn thương, thật là khiến người hãi nhiên. Sau đó, bọn hắn không biết còn muốn đối mặt bao nhiêu cùng loại ma thú. Nếu như đều là như vậy đê dai ma thú, cũng không có gì. Nhưng ai có thể nói đúng được chứ? Chỉ là một chút biến dị ma thú mà thôi, không có gì đáng sợ, đi thôi. Chấn nhạc thần quân ngược lại là không thèm quan tâm, vung tay lên. Cao giọng nói, lần này, lại có người đứng tại chỗ bất động, đưa ra dị nghị. Thiên Sơn quân cùng mấy tên hóa hình yêu thú liếc nhau, bồi cười nói, thần quân, thuộc hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Chấn nhạc thần quân ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét tới, lạnh nhạt nói nói đi thiên sơn quân do dự một chút rồi mới lên tiếng thần quân nơi đây hung hiểm khó lường ta cùng đối địa hình nơi này địa vật hoàn toàn không biết gì vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đoàn người tẩu tán lại nên như thế nào tụ họp đúng vậy a à, thần quân tại loại này hoàn toàn xa lạ chỗ một khi tẩu tán thật đúng là đại phiền toái trong tay chúng ta có không có địa đồ đúng đúng là hẳn là có một phần địa đồ mới tốt Thiên Sơn quân lời vừa nói ra, lập tức liền có cái khác hóa hình yêu thú phụ họa theo đuôi. Kỳ thật như vậy, mỗi một vị hóa hình yêu thú đều giấu ở trong lòng, chỉ là lúc trước không có kiến thức đến dưới mặt đất quỷ mộ hung hiểm, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất nói ra, tránh khỏi rủi ro. Chấn nhạc thần quân trên mặt giữ tợn sắc chợt lóe lên, lập tức khôi phục bình thản. Khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, nói, nguyên lai chưa vị lo lắng cái này, cái này không sao, địa đồ ta hiện tại liền cho các ngươi một phần. Nói, ống tay áo lắc một cái, vài miếng thẻ tre bắn ra, phân biệt rơi vào mấy tên hóa hình trung kỳ yêu thú trong tay. Thiên Sơn quân bọn người lập tức không kịp chờ đợi đem thẻ tre dán tại trên chán, cẩn thận xem, sắc mặt trở nên âm tình bất định, sau đó lại đem địa đồ giao cho bên người cái khác hóa hình yêu thú xem, hoàng đường sau khi xem, một cách tự nhiên đưa cho tiêu phàm. Thần quân, nghe nói cái này phong ấn chi địa, so với chúng ta lệ thú Sơn Mạch còn rộng lớn hơn, xem ra truyền ngôn có sai a. Thương kỳ nhìn qua địa đồ về sau, có chút do dự nói. Đây đương nhiên là rất huyền chuyển thuyết pháp, kỳ thật chính là đối chấn nhạc thần quân giao cho đoàn người phần bản đồ này biểu thị hoài nghi, nhìn qua, bản đồ này biểu thị địa vực, thực tế không thế nào rộng rãi. Cái khác hóa hình yêu thú trên mặt cũng đồng dạng lộ ra hoài nghi thần sắc. Chấn nhạc thần quân từ tốn nói, ta được đến địa đồ, chính là cái bộ dáng này. Năm đó, đời thứ nhất chấn nhạc thần quân khả năng đối toàn bộ phong ấn chi địa tình hình cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ, chỉ biết trong đó bộ phân địa vực tình huống. Bất quá dù coi như như thế, chúng ta trước tiên đem trên bản đồ biểu thị những địa phương này lục soát xong, hẳn là cũng đã có không ít thu hoạch. Muốn không cần tiếp tục lục soát địa phương khác, đến lúc đó lại thương lượng. Hóa Hình Yêu Thú liếc nhìn nhau, đều đều nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn lục soát cái thứ nhất mục đích, chính là tây bắc ngoài 10.000 dặm bản Long Cốc, mục đích thứ hai là Chấn Nhạc Thần Quân đem bản đồ nói ra, nếu như trên đường ngoài ý muốn nổi lên mọi người liền hướng kế tiếp mục đích tụ hợp. Nặc, lần này, đoàn người đồng loạt khom người đồng ý, thế là đại quân đung đung đưa đưa lên đường, cái này khẽ động, lập tức lại phát hiện vấn đề mới cấm bay cấm chế. Phong ấn đại trận uy lực cường đại như trước, thậm chí so lệ thú hoang nguyên phong ấn cấm chế uy lực còn cường đại hơn. Tại lệ thú hoang nguyên, còn có thể bảo trì nhất định tốc độ bay, chỉ là so ra kém ngoại giới. Ở đây, lại cơ hồ chỉ có thể tầng trời thấp chiếm đất mà đi, cũng liền so phổ thông chạy vội tốc độ mau mau, cùng không chung phi độn hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Lấy tốc độ như vậy mà nói, dù coi như muốn lục soát xong địa đồ chỗ bày ra tiểu bộ phân khu vực, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cũng may lần này tầm bảo hành trình vẫn chưa hạn định thời gian, chỉ là tại đụng phải nguy hiểm thời điểm, bỏ chạy né tránh đều sẽ có phiền toái rất lớn. Bất quá đã đến nơi đây, chỉ có tiến không có lùi. Không có chấn nhạc thần quân chỉ dẫn, dưới mắt coi như nghĩ lùi cũng ra không được, chỉ có hợp lực hướng về phía trước. Dựa theo chấn nhạc thần quân chỉ lệnh, lần này là lâm lang sơn yêu thú sung phong. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này chỉ lệnh kỳ thật chính là nhằm vào tiêu phàm cùng hoàng đường đi. Chấn nhạc thần quân đã đã nói trước, dưới mắt không tốt tự nuốt lời hứa, lại làm cho tiêu phàm làm quan tiên phong, có cái gì nguy hiểm, làm phiền ngươi cái này nhân loại tu sĩ trước tiên ở phía trước cản trở. Mà hoàng đường cùng tiêu phàm giao hảo, thậm chí không tiếc vì tiêu phàm chống đối chấn nhạc thần quân, tự nhiên cũng biến thành trấn nhạc thần quân thấy ngứa mắt ra hỏa. Tiêu Phàm yên lặng đi tại một lũ yêu thú hàng trước nhất. Tại thế giới cường giả vi tôn này, cần gì phải đi cùng một tên yêu vương giảng đạo lý. Hoàng đường vẫn không do dự chút nào bồi tiếp hắn. Ô xà cùng thương kỳ đi tại hơn 200 lâm lang sơn yêu thú phía sau, nhìn qua hoàng đường cùng tiêu phạm sóng vai mà đi bóng lưng, hướng thương kỳ truyền âm nói, đại ca, xem ra thần quân đối kia họ tiêu tiểu tử thật không có cảm tình gì, lão tam vốn là như vậy thiếu thông minh, ta lo lắng sẽ triệt để chọc giận thần quân. Thương kỳ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Đến nơi này, dù coi như là thần quân, cũng muốn dựa vào ta chờ. Chẳng lẽ lại bởi vì một tên nhân loại tu sĩ cùng chúng ta lâm lang sơn trở mặt không thành? Ô xà xong nghi nhân lại, không lên tiếng nữa. Đi tại yêu thú đội ngũ hàng trước nhất tiêu phàm cùng hoàng đường, cũng tại truyền âm trò chuyện. Tam ca, ngươi nhìn những này ma lang là chuyện gì xảy ra? Chiếu ta nhìn, những này vốn là rất phổ thông sói xanh, khả năng thụ nơi đây phong ấn chi lực ảnh hưởng, cuối cùng biến thành cái dạng này. Tiêu phàm kinh ngạc nói, phổ thông sói xanh có thể sống lâu như thế. Nơi đây phong ấn đại trận, chỉ ít tồn tại tốt mấy trăm ngàn năm, tuy nói yêu thú thọ nguyên thật dài, lại cũng hẳn không có kinh khủng như vậy. Hoàng đường nói, kia tự nhiên không thể, hẳn là truyền thực rất nhiều. Loại biến hóa này, nhưng cũng không thể trong vòng một đêm liền hoàn thành. Nơi này nguyên bản là sơn mạch chi địa, Tồn tại rất nhiều phổ thông thú loại, bị ma khí ảnh hưởng về sau, dần dần phát sinh biến dị, có thể giải thích được. Nếu như tất cả ma thú đều là như vậy tiêu chuẩn, ngược lại cũng không cần để ý. Tây Bắc Trì Bản Long Cốc cách nơi này không hơn vạn bên trong xa, như vào ngày thường, dù coi như cấp 7 yêu thú tốc độ bay không nhanh, có mấy canh giờ cũng đầy đủ. Dưới mắt lại đã đi 5-6 ngày, mới rốt cục đi tới Bản Long Cốc bên ngoài. Trên đường đi trừ thỉnh thoảng nhìn thấy một chút sớm đã đen như mực nước bên trên của tu sĩ Di hài Ngược lại là không tiếp tục đụng phải cái gì ma thú cùng quỷ vật. Tại những này di hài trên thân, quả nhiên tìm kiếm được một chút còn sót lại chữ vật vòng tay, trong đó mặc dù không có cái gì chân quý chi vật, cũng thu thập được không ít pháp khí cấp thấp pháp bảo cùng linh thạch, cùng một chút luyện đan luyện khí vật liệu. Mà ven đường không ngừng xuất hiện ma hóa linh thảo linh dược, càng là khiến Tiêu Phàm 10 điểm kinh hỉ. Trên đường đi thế mà thu thập được mười mấy loại ma hóa biến dị loại sản phẩm mới, phong phú đến hắn linh dược vườn bên trong. Dạng này ma hóa linh thảo, tại Nam Cực Dược Điển ghi chép bên trong, có 10 điểm đặc biệt công hiệu. Thỉnh thoảng xuất hiện di hài cùng chữ vật vòng tay, làm cho yêu thú đội ngũ sĩ khí đại chấn, chạy vội tốc độ cũng tăng tốc mấy phân. Cũng may mà đều là chút kim đan kỳ trở lên cao dài yêu thú, nhục thân cường hoành, thể lực dồi dào, tại phong ấn chi lực áp chế xuống liên tiếp chạy vội 5-6 ngày, vẫn như cũ duy trì chỉnh tề đội ngũ, không thấy chút nào mỏi mệt tản mạn, lại còn có thể tăng tốc. Đến ngày thứ bảy, tiêu phàm cùng hoàng đường xuất trước đạp lên một cái không cao ngọn núi nhỏ nhìn xuống đi hai người không khỏi đồng thời hít một hơi khí lạnh cái này đây chính là bàn long cốc chốc lát hoàng đường ăn một chút nói đầu lưỡi đều có chút thắt nút từ dốc núi hướng xuống dõi mắt chỗ đến đều đều là từng mảnh từng mảnh đen nhánh di hài chân cụt tay đứt tử thương gối tịch một mực kéo dài đến phương xa vậy mà không thể nhìn thấy phần cuối đây là tu la trận hoàng đường thì thào nói dù là tiêu chân nhân nhất quan ý chí kiên định, thấy dạng này nhìn không thấy cuối địa ngục nhân gian, trong lòng cũng lập tức trở nên chịu nặng. Thô thô đoán chừng, liền bọn hắn trước mắt có thể nhìn thấy thi thể, chỉ ít cũng đã vượt qua 200.000. Lúc trước trên địa cầu dưới mặt đất trợ quỷ, nhìn thấy trồng tích như sơn mấy ngàn thi cốt, đã để người cảm giác sợ nổi da gà, nhưng cùng trước mắt tình hình này tương đối, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại, chết ở chỗ này tất cả đều là tu sĩ, không phải người bình thường cần bao nhiêu phàm nhân ở giữa mới có thể sinh ra 200.000 tu sĩ. Để tiêu phàm đối toa ma giới rộng rãi, lại có càng xâm nhập thêm trực quan nhận biết. Rất nhanh, cái khác hóa hình yêu thú cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này, cả đám đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhưng lập tức liền đều lộ ra hưng phấn khó nhịn thần sắc. Đều chớ lộn xộn, một tiếng gào to, ngăn cản ngo ngoe muốn động yêu thú. Chấn nhạc thần quân thân hình lóe lên, xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, cao cao lơ lửng ở trên không, tựa hồ cấm bay cấm chế đối với hắn vẫn chưa tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ôn ào náo động không thôi đàn yêu thú lập tức liền an yên tĩnh, đều đều ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong trấn nhạc thần quân. Căn cứ điển tịch ghi chép, năm đó bàn Long Cốc là một chỗ đại chiến trường, có mấy chục vạn ma đạo quỷ tu ở đây bị diệt sát. Còn sót lại các loại bảo vật, khẳng định không phải số ít. Nhưng mọi người không muốn tranh đoạt, tự loạn trận cước. Cần phải xác định khu vực, chia ra thu thập, không muốn cùng xuất trận, chỉ cần phái ra số ít nhân thủ quét dọn chiến trường là được, đại bộ phận vẫn là phải bảo trì đề phòng. Chấn nhạc thần quân lập tức phân phó, tiêu phạm âm thầm vật đầu, đây mới là đại đội hành động nhất định phải có kỷ luật, nếu không cái này hơn một ngàn yêu thú lập tức liền sẽ lộn xộn. Tiêu phàm chỗ biết rõ lịch sử loài người bên trên, liền có vô số dạng này bạo dân làm loạn ví dụ, tạo phản đầu mục khống chế không nổi mình thuộc hạ, dẫn đến đại đồ sát phát sinh, hết thảy đều lộn xộn, cuối cùng cũng đem tạo phản đầu mục ép lên cùng đồ mặt lộ. Chấn nhạc thần quân không hổ là thương khung sơn yêu vương, trong ngực rất có thao lược. Lập tức rất nhanh liền vạch phân tốt riêng phần mình khu vực, mấy tên hóa hình trung kỳ yêu thú riêng phần mình đốc suốt bản bộ nhân mã, phái ra bộ phân thể hình kiều nhỏ, tay chân lanh lợi yêu thú đi quét dọn chiến trường, đại bộ phận phân yêu thú thì kết trận thủ hộ. Thu tập được đồ vật, mặc kệ tốt xấu, tự nhiên đều muốn trước giao nạp đi lên, cuối cùng lại đi phân phối. Về phần thu hoạch như thế nào, liền muốn nhìn riêng phần mình vận khí để tỏ lòng đối xử như nhau chấn nhạc thần điện bản bộ nhân mã cũng chỉ vạch phân đến đồng dạng lớn nhỏ một khối khu vực ngàn dư yêu thú nhét chung một chỗ thời điểm tựa hồ ý vi tráng quan cái này vừa phân tán ra tán ở vào rộng rãi địa vực bên trong liền lộ ra vô số không chút nào thu hút phóng nhãn nhìn thấy cơ hồ bị dìm ngập tại đen nhánh trong hải dương ngay từ đầu thu hoạch cũng không phải là quá nhiều dù sao niên đại cách thực tế quá xa xưa số vạn năm trôi qua bảo vật đã sớm mất đi linh tính liền xem như cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong đồ vật đan dược cũng tốt vật liệu cũng được đa số đã mất đi hiệu lực chỉ có cực thiểu số đảm bảo tương đối thỏa đáng đồ vật còn có thể hữu dụng nhưng là mọi người cũng không thất vọng cái này vừa mới bắt đầu bất quá là lục soát một cái chiến trường tiểu bộ phân nơi hẻo lánh mà thôi chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn nhất định có thể tìm tới nghịch thiên bảo vật tầm bảo đội ngũ dần dần hướng bản long cốc chỗ sâu xuất phát dưới chân dẫm lên vô tận màu đen di hài một khước xuống dưới kết rung động màu đen cho bụi đầy trời mà lên bốn phía bay dương mắt nhìn lấy vô biên vô hạn mộ địa hoàng đường có chút lo lắng nói huynh đệ người nói nơi này không có một chút cổ quái sao tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu bỗng nhiên trên thân bạch quang lóe lên huyền tinh giáp nổi lên đem hắn toàn thân đều chăm chú bao vây lại cổ tay khẽ đảo màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nắm trong tay vậy mà bày ra dáng vẻ như lâm đại địch Hoàng đường giật nảy mình, kêu lên, huynh đệ, làm sao rồi? Tam ca, gọi mọi người tranh thủ thời gian bày trận, tình hình không đúng, một lời chưa tất, bỗng nhiên một trận sóng biển dâng tiếng giết từ bàn long cốc chỗ sâu chuyển đến, giống như là vô số âm quỷ lệ phách tại thê lương kêu to, một cỗ hắc phong cũng tịch đi lên. Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vang lên, chỉ thấy hắc phong quá khứ, nguyên bản ngổn ngang lộn xộn nằm đầy một chỗ màu đen di hài, nhao nhao đứng lên. Đen xì trong hốc mắt, lóng lánh đỏ sậm quỷ hỏa, miệng đầy răng nanh cắn phải cả cạc, cạc rung động. Một cỗ khát máu vô độ sát khí, đập vào mặt. Bày trận, nhanh bày trận, hoàng đường giật nảy cả mình, lập tức cuồng hô kêu to lên. Những cái kia sống tới bộ xương màu đen, đã dơ cao binh khí, loạn trà loạn trọng mà trước bên này đánh tới. Một chút ngay tại chuyên chú tìm kiếm bảo vật yêu thú, luống cuống tay chân chuẩn bị đối địch, trong nháy mắt liền bị vô số bộ xương màu đen bao phủ, trong lúc nhất thời, rú thảm thanh âm kinh thiên động địa bởi vì có tiêu phàm dự nhắc nhở trước, Lâm Lang Sơn yêu thú sớm nhất xếp trận thế, thương kỳ hai tay nện một phát ngực, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, còm nhom thân thể đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc hóa thành hơn 10 triệu chi cự một đầu thương vượt, tóc vàng đỏ mắt, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân đen vọng lông cây đứng đấy, biết bao uy mãnh. Ô xà thì đỏ thấm đầu lưới một quyển, phun ra một mặt xanh minh mang quạt lá cọ, hai tay nắm ở, đón gió lắc một cái, hóa thành hơn một trượng phẩm chất, mặt quạt nước sáng lóng lánh, ẩn ẩn có sóng nước lấp loáng ảo giác. Hoàng đường đồng giáp khỏa thân, hai tay cầm côn, mắt nhỏ bên trong lộ hung quang. Giống thương kỳ cao giọng gào thét, nhảy lên một cái, bỗng nhiên một quyền, hướng về phía trước oanh kích mà ra. Ô xà quạt lá cọ một dương, một cỗ xanh minh mang hơi nước tịch đi lên, cuồn cuộn hướng về phía trước. Hoàng đường cùng tiêu phàm cũng đều ra tuyệt chiêu, hai trăm dư đầu cao dài yêu thú đồng thời xuất thủ, hội tụ thành một cỗ uy thế ngập trời cự lực, hướng về chen chúc mà đến bộ xương màu đen mãnh kích mà đi. Đối mặt với vô cùng vô tận khô lâu đại quân, kết trận mà chiến tự nhiên xa so từng người tự chiến uy lực phải lớn hơn nhiều, cũng hiệu suất cao được nhiều, hệ số an toàn càng là không thể đánh đồng. Bởi vì kết trận mà chiến vĩnh viễn chỉ cần đối mặt một cái phương hướng địch nhân, từng người tự chiến lại muốn đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân. Vũ khí lạnh thời đại, nghiêm chỉnh huấn luyện, bày trận mà chiến tinh binh, có thể đánh bại gấp 10 thậm chí gấp trăm lần đám ô hợp. Tình hình dưới mắt, cũng giống như vậy, một kích qua đi, đếm không hết bộ xương màu đen bị đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, thậm chí là phấn thân toái cốt, hóa thành cho bụi. Nhưng cái khác mấy chỗ yêu thú, liền không có nhẹ nhàng như vậy, trong lúc nhất thời, không kịp bày trận, liền cùng khô lâu đại quân quấy làm một đoàn, đại chiến, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú sắp chết kêu thảm. Hóa hình yêu thú nhao nhao cường lực xuất thủ, mới miễn cưỡng chống đỡ khô lâu đại quân một đợt so một đợt càng thêm mãnh liệt xung kích, miễn cưỡng xếp trận thế. Chỉ bất quá, Khô lâu đại quân thực tế nhiều lắm, giết hết một nhóm lại là một nhóm, giống như thủy triều, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng. Nhất là kia từng đợt âm phong, tựa hồ xen lẫn một loại nào đó thần kỳ chú lực, làm cho lòng người bên trong hồi hộp không thôi, càng đánh càng là tâm hàn. Bọn hắn đã xâm nhập bàn long cốc, bốn phương tám hướng đều là vô số bộ xương màu đen, vô luận hướng phương hướng nào trùng sát, đều là khó khăn trùng điệp. Thương đại ca, hướng đông bắc phương hướng đi, nơi đó tương đối an toàn thường kỳ vang lên bên tai tiêu phàm truyền âm thanh âm. Làm sao người biết, suy tính, tiêu phàm trả lời chắc chắn, lợi ít mà ý nhiều. Trong lúc này, thương kỳ cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức hét lớn một tiếng, ô xa cùng hoàng đường lập tức chỉ huy đám yêu thú vừa đánh vừa lui, hướng đông bắc phương hướng mà đi, dần dần cùng những yêu thú khác càng cách càng xa. Ước chừng hướng đông hơn trăm dặm về sau, vây công bọn hắn khô lâu đại quân dần dần thưa thớt. Thương kỳ bọn hắn đều cảm thấy một cỗ cường đại cấm chế chi lực ngay tại bao phủ xuống, tại cỗ lực lượng này cấm chế phía dưới, khô lâu đại quân động tác rõ ràng phải trở nên chậm chậm một chút. Mặc dù yêu thú đồng dạng nhận phong ấn lực lượng áp chế, tương đối mà nói, liền muốn tốt một chút. Thương kỳ không khỏi đại hỉ, lập tức chỉ huy yêu thú tại một chỗ sườn núi nhỏ bày trận, để một bộ phân yêu thú tiếp tục công kích, đem dần dần thưa thất bộ xương màu đen đều cản tại bên ngoài, một bộ khác phân yêu thú thì dừng lại, tận lực bổ sung pháp lực. Tiêu huynh đệ, nghĩ không ra người còn hiểu được ngũ hành thôi diễn chi đạo. Thương kỳ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, cười đối tiêu phàm nói. Tiêu phàm cười cười, nói, cũng không có gì, bất quá là chút tạp học thôi. Thương kỳ nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là tạp học, cái này đứng đắn là đại thần thông. Nhất là tại cái này thế giới ngầm, chúng ta hai mắt đen thui, như người loại này bản lĩnh nhưng có thể đến giúp đại ân. Tiêu phàm mỉm cười, cũng không cãi lại, đại ca, đây coi là chuyện gì xảy ra, những này khô lâu, làm sao lập tức sống tới rồi. Hoàng đường thờ hào hển hỏi, thương kỳ nhíu mày nói, nơi này diệt sát, tuyệt đại bộ phân vốn chính là ma tu quỷ tu, mang theo nồng đậm yêu tả khí tức. Đã nhiều năm như vậy, năm đó oán khí càng để lâu càng nặng, từ đầu đến cuối không chiếm được phát tán, một có người ngoài sông tới, lập tức liền quấy phá. Vậy làm sao bây giờ, nơi này chỉ ít cũng có hơn triệu khô lâu đại quân, giết không thắng giết ra. Thương kỳ lắc đầu, nói, chỉ cần không có cấp bậc đặc biệt cao quỷ vương xuất hiện đơn thuần dựa vào như thế một chút khô lâu đại quân, số lượng lại nhiều, cũng không đáng lo lắng. Đối với chúng ta sẽ không tạo thành chân chính lớn nguy hại. Vì lần này tầm bảo, chúng ta thế nhưng đã làm nhiều lần chuẩn bị, không dễ dàng như vậy bị phá tan. Ô xà nói, đại ca nói đúng, thừa dịp dưới mắt thở một ngụm, chúng ta dọn dẹp một chút, nhìn xem đều thu hoạch thứ gì. Thương kỳ cũng không phản đối, ống tay áo một dương, một cái chữ vật vòng tay bay ra. Vừa rồi quét dọn chiến trường tìm tới đồ vật, đều trang trong này, mặc dù so dự tính thu hoạch muốn ít hơn nhiều, nhưng cũng có mấy thứ bảo vật, có thể vào tới hóa hình yêu thú pháp nhãn. Thường kỳ lúc này đem những vật này chia ra làm bốn, tính cả tiêu phàm ở bên trong, mỗi người đều có một phần. Nhìn ra được, ô xà có chút không vui vẻ, cuối cùng vẫn là không nói gì, đem mình kia một phần thu vào. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không có đạt được trong truyền thuyết nghịch thiên bảo vật, ngược lại là tiêu phàm lại lấy được một gốc trước kia chưa từng thấy qua huyết ma cỏ loại này huyết ma cỏ nhất định phải tại đại lượng sinh linh tử vong chi địa hấp thu khổng lồ máu tươi tinh hoa lại thụ vô tận ma khí nhuộm dần mới có thể chậm rãi tạo ra là luyện chế rất nhiều ma đạo chân quý đan dược nguyên liệu trọng yếu cái này một gốc huyết ma cỏ đã có 10.000 năm dược tính có chút chân quý trận này đại chiến trọn vẹn tiếp tục một ngày một đêm ồn ào náo động vô so bàn long cốc mới rốt cục lần nữa trở về bình tĩnh kinh thiên động địa tiếng la giết bỗng nhiên đi xa lập tức trở nên yên lặng dõi mắt chỗ đến, đều đều là một mảnh màu đen cho tàn. Những cái kia sống tới khô lâu đại quân, đã biến thành cho bụi. Mấy chi yêu thú đội ngũ, lại lại tụ hợp đến cùng một chỗ. So sánh dưới, lâm lang sơn đội ngũ nhất là chỉnh tề, chịu tổn thất cũng ít nhất, nhìn qua đại bộ phận phân yêu thú đều làm nhẹ nhàng, vẫn chưa tiêu hao quá độ. Cái khác mấy chi yêu thú đội ngũ, bao quát chấn nhạc thần quân tự mình thống soái thần điện thân quân, đều không nhiều không ít hao tổn đám nhân mã mà lại đa số yêu thú tinh thần uể oải, mệt mỏi không chịu nổi. Một ngày một đêm qua tiếp tục không ngừng đại chiến, cũng xác thực rất khó chịu. Thương huynh, ngươi ngược lại xem thời cơ phải nhanh, thiên sơn quân có chút chua chua nói, ha ha, vận khí tốt mà thôi, thương kỳ cười ha ha một tiếng, ngậm miệng không đề cập tới tiêu phàm chỉ điểm. Cách bàn long cốc không biết bao nhiêu ngoài 10.000 dặm, một cái thành phố khổng lồ bên trong. Sâu dưới lòng đất, cái nào đó không biết tên không gian bên trong, lóng lánh nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang mang, mơ hồ có thể thấy được ba đạo bóng đen. Đại ca, đã đánh cha rõ ràng, những cái kia kẻ ngoại lai like đều là yêu thú, tổng số hẳn là tại một nghìn trên dưới, cấp bậc đều không thấp, chỉ ít cũng là cấp bảy trở lên, trong đó hóa hình trở lên yêu thú, cũng có hai mười mấy đầu. Ba nói trong bóng đen chiếm giữ bên phải một người, âm thanh nói. Người này là một bộ khô lâu, cùng phong ấn chi địa đại đa số màu đen hài cốt khác biệt, bộ khô lâu này khiết trắng như ngọc, lóng lánh như bảo thạch quang trạch, hai cái đại đại hốc mắt chỗ sâu màu lam quỷ hỏa không ngừng nhảy vọt nhiều như vậy yêu thú từ đâu đến tay trái một người lập tức hỏi thanh âm ông ông phảng phất sấm rền người này là ba nói trong bóng đen nhất cực giống hình người thân hình cao lớn hẹn cao khoảng một trượng thấp y phục trên người rách ngướp toàn thân máu thịt be bét tản ra trận trận hôi thối khí tức khiến người nghe ngóng muôn ói vậy mà là cương thi thân thể khô lâu nhìn cương thi một chút nói cái này nhưng không rõ ràng lắm nhưng khẳng định không phải chúng ta cái này phong ấn chi địa. Chúng ta nơi này tất cả yêu thú đều đã ma hóa. Chẳng lẽ thông hướng ngoại giới thông đạo bị mở ra rồi? Cương Thi sững sờ về sau, đại hỉ kêu lên, khô lâu nói, nhị ca, coi như thông hướng ngoại giới thông đạo bị mở ra, cũng không đáng được ngươi cao hứng như vậy a. À? Cương Thi không khỏi nghẹn lời, ở giữa mà ngồi bóng đen, cũng cùng loại hình người, nhưng không có thân thể, chỉ có một đoàn nồng đậm hắc vụ đang không ngừng cuồn cuộn con mắt bộ vì có hai cái điểm đỏ. Tựa như hai điểm ngọn lửa đang nhấp nháy. Lão Tam nói không sai, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, nếu quả thật thông hướng ngoại giới thông đạo bị mở ra, bên ngoài những cái kia đại thần thông tu sĩ chen chúc mà vào. Chúng ta vô luận như thế nào đều là ngăn cản không nổi. Dù sao nơi đây đại trận phong ấn chi lực quá cường đại, qua nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới tích xúc lên một tí tẹo như thế lực lược, nhưng chịu không được tiêu hao. Ở giữa bóng đen chậm rãi nói, ngữ khí trầm thấp, vậy mà rất có tang thương cảm giác, tựa hồ kinh lịch vô tận tuế nguyệt, rất có cảm thán chi ý. Cương thi kêu lên một tiếng đau đớn, hận hận nói, đáng tiếc năm đó thất bại trong gang tấc nếu là khi đó có thể đem thông hướng thất giả giới giao diện thông đạo mở ra, đem chúng ta bản thổ đại năng chi sĩ tiếp dẫn tới, còn dùng sợ cái này toa ma giới hỗn đàn A. Khô lâu thở dài nói, nhị ca, người đây không phải nói nhảm sao, muốn có thể mở ra giao diện thông đạo, chúng ta còn dùng đợi tại địa phương quỷ quái này sớm liền trở về, năm đó trận đại chiến kia, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, thật không nguyện ý lại trải qua một lần. Cương thi cả giận nói, cái này nói gì vậy, năm đó chúng ta ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, bản thể bị diệt, cái này đại thù. Ta nhất định phải báo, ở giữa bóng đen nhẹ nhàng bầy bỗng nhúc nhích cùng loại cánh tay bộ vị, trầm giọng nói, lão tam, người không muốn cố ý khích giận lão nhị, hắn chính là loại tính cách này. Bất kể nói thế nào, những này kẻ ngoại lai đối với chúng ta là một cái cơ hội. Không sai, chúng ta tế luyện món kia bảo vật, liền kém một bước cuối cùng sắp hoàn thành, một mực cũng không tìm tới đủ nhiều huyết thực để hoàn thành sau cùng huyết tế. Bây giờ không phải là đưa tới cửa rồi, một nghìn con yêu thú, là ít một chút, nhưng cấp bậc cao như vậy. Miễn cưỡng cũng đủ, coi như luyện chế ra đến bảo vật uy năng hơi kém một chút. Cũng rất có hy vọng đem thông đạo mở ra, cương thi không khỏi lại hưng phấn lên. Khô lâu nói, nhị ca, nói thì nói như thế, cái này một nghìn con yêu thú, nhưng không dễ đối phó như vậy. Riêng là hóa hình kỳ trở lên, liền có hai mươi mấy tên, trong đó còn có hóa hình hậu kỳ đại cao thủ. Vậy thì thế nào, chỉ cần bọn hắn tiến vào cửu âm thành, cho dù có lại nhiều hóa hình yêu thú, đều mơ tưởng trốn được. Cương thi tràn đầy tự tin nói, khô lâu nói, kia là tự nhiên, mượn nhờ trong thành này đại trận cấm chế chi lực, tăng thêm chúng ta thiên quân vạn mã, chỉ cần bọn hắn đi vào thành đến, cũng không cần lại muốn đi ra ngoài. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn không nhất định có thể đi đến chúng ta nơi này. Người đừng quên những ma thú kia, bọn chúng cũng không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua tươi mới huyết thực, làm sao lại ngoan ngoãn đem nhóm này kẻ ngoại lai phóng tới chúng ta cửu âm thành đến. Cương Thi nhẹ gật đầu, nói, những ma thú kia đúng là cái đại phiền toái, nếu không chúng ta xuất thủ trước, giúp những người ngoài này một thanh, đem những ma thú kia giết chết một nhóm, vì bọn họ dọn sạch con đường, như thế nào? Khô lâu lập tức liền sừng sốt, thật sâu trong hốc mắt, màu lam quỷ hỏa không ngừng nhảy vọt, tựa hồ bị cương thi cái này không thể tưởng tượng suy nghĩ kinh sợ. Giết chết ma thú, vì kẻ ngoại lai dọn sạch con đường. Nghe vào, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý đâu. Ở giữa quỷ ảnh khe khẽ thở dài, nói, lão nhị, người cái này thật sự là kỳ tư diệu tưởng, năm đó chúng ta không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới thật không dễ dàng cùng ma thú đạt thành ăn ý, mọi người sống chung hòa bình, nhiều năm như vậy đến, ma thú cũng là giữ lời hứa. Hiện tại chúng ta bỗng nhiên lật lọng, mặc dù bội bạc không có gì, nhưng những ma thú kia cũng thật khó đối phó. Chúng ta coi như toàn lực xuất thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Đến lúc đó, chúng ta đánh cái lưỡng bại câu thương, cũng đừng làm cho kẻ ngoại lai like nhặt đại tiện nghi. Cương thi nôn nóng kêu lên, cái gì cũng không được, đây chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đến miệng mỹ thực ăn không được. Hắc hắc, lão nhị, người cũng đừng lo nghĩ, trừ đánh, còn có những phương pháp khác. Phương pháp gì? Đại ca ngươi mau nói. Cương Thi biết vị đại ca này túc trí đa mưu, lập tức liền hưng phấn lên, luôn miệng thúc giục nói. Giao dịch, giao dịch, đúng, dùng Cửu Âm đan cùng bọn chúng giao dịch, tin tưởng khẳng định có thể đả động bọn chúng. Cương Thi lập tức la hoảng lên, cái gì? Cửu Âm đan, kia làm sao có thể? Đúng vậy a, à, đại ca, Cửu Âm đan thế nhưng là chúng ta trân quý nhất đan dược, một khi giao cho những ma thú kia linh trí của bọn nó chỉ sợ sẽ bởi vậy mở rộng. Những ma thú này vốn là có được đáng sợ thiên phú thần thông, lại thêm linh trí mở rộng lời nói, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cửu âm thành đều muốn bị bọn chúng chiếm cứ. Khô lâu cũng lo lắng nói, quỷ ảnh trong mắt hồng mang lập lè, chậm rãi nói, vì đám kia huyết thực, vì bảo vật cuối cùng tế luyện, cho dù có chút phong hiểm cũng đáng được bốc lên. Không phải, chúng ta hay là vĩnh viễn chỉ có thể vây ở chỗ này, ra không được, cũng về không được thất dạ giới. Cương Thi nghe xong, lập tức kêu lên, đại ca nói đúng, coi như lớn hơn nữa phong hiểm cũng đáng được bốc lên. Khô lâu nghĩ nghĩ, cũng nói, đại ca nói rất có lý, là ta tầm nhìn hạn hẹp. Quỷ ảnh nói, trừ cùng ma thú đàm phán bên ngoài, còn nhất định phải nhanh đem những cái kia kẻ ngoại lai dẫn dụ đến chúng ta cửu âm thành tới. Khô lâu nói, cái này dễ dàng, những cái kia kẻ ngoại lai chính là đến tầm bảo, chúng tiểu nhân bẩm báo, bọn hắn chính đang tìm kiếm trên chiến trường còn sót lại đồng nát sắt vụn chỉ cần cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ dọc theo chúng ta chỉ dẫn hướng về phía trước. Đem bọn hắn dẫn dụ đến cửu âm thành, không tính là gì việc khó. Mấu chốt là những ma thú kia không quấy rối là được. Quỷ ảnh gật gật đầu, nói, sở dĩ dùng cửu âm đan cùng bọn chúng giao dịch, chứ để bọn chúng không quấy rối, ta còn muốn xin chúng nó đến cửu âm thành giúp bọn ta một chút sức lực. Những ma thú này đầu óc không được tốt lắm, thiên phú thần thông quả thực cao minh. Khô lâu giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói để ma thú hỗ trợ đại ca quả nhiên là ý kiến hay cũng tiết kiệm chính chúng ta tổn thương quá lớn chính là đến lúc đó chúng ta phải bận rộn lấy tế luyện bảo vật không thể thân tự xuất thủ những cái kia hóa hình yêu thú phải nhờ vào ma thú tới đối phó không phải chúng tiểu nhân sợ là ngăn cản không nổi cương thi trầm ngâm một lúc nói đại ca bởi như vậy chúng ta muốn đưa ra ngoài cửu âm đan cũng không tránh khỏi nhiều lắm a à. quỷ ảnh khẽ lắc đầu nói sẽ không quá nhiều Chúng ta cũng khỏi phải cùng tất cả ma thú giao dịch, chỉ muốn đối phó trong đó mấy cái liền đủ. Về phần mặt khác những ma thú kia, kẻ ngoại lai mình lại đối phó. Người đừng quên, hơn ngàn cao gia yêu thú, tự thân lực lượng cũng quyết không thể khinh thường. Cương Thi vỗ chán một cái, cười ha hả nói, như thế, ta thành cái này gốc giả cấp quên. Lão Tam, dẫn dụ kẻ ngoại lai, liền dựa vào người đến an bài. Vạn Ma Sơn bên kia, khả năng phải ta tự mình đi một chuyến, đầu kia Lão Lang, rất cố chấp. Đại ca yên tâm, việc này giao cho ta đến xử lý chính là." Cương Thi lại lo âu nói, "Đại ca, người muốn đi Vạn Ma Sơn. Đầu kia lão ma sói cũng không phải người hiền lành tử, trong đầu toàn cơ bắp, vạn nhất nó cuồng tính đại phát, như thế nào cho phải?" Quỷ Ảnh lạnh nhạt nói, "Ta cho nó đưa chỗ tốt tới cửa, nó vô duyên vô cớ, cuồng tính đại phát làm cái gì?" Bên này toa mưu đồ bí mật, xa xôi trong một chỗ núi rừng, lại là tiếng giết rung trời hơn ngàn yêu thú cùng trong rừng rậm các loài ma thú ra tay đánh nhau những ma thú này cùng bọn hắn mới vừa tiến vào thế giới ngầm thời điểm đụng phải kia mấy ngàn con ma sói đẳng cấp không tính quá cao đa số chỉ tương đương với trúc cơ kỳ tu vi trong đó tương đương với kim đan kỳ tu vi rất ít mấu chốt ở chỗ số lượng thực tế quá nhiều mà lại thân ở trong rừng rậm yêu thú khó mà xếp nghiêm chỉnh trận thế chỉ có thể top năm top ba từng người tự chiến làm cho tình hình chiến đấu lập tức trở nên rằng co kịch liệt vô so Tương đối mà nói, tiêu phàm là thoải mái nhất, hắn chỗ có thần thông, đều đều đối ma thú có khắc chế công hiệu, tại chiến giáp bên trong rót vào tinh viêm chi lực cùng lôi điện chi lực, đối mặt ma thú thiên phú công kích cùng mục nát máu công kích, đều rất có hiệu quả. Tầng thứ ba tinh viêm quyết thi triển mà ra, liệt diễm hừng hực, phàm là tới gần hắn đề dai ma thú, cơ hồ không có chút nào kháng cự cùng chỗ trống để né tránh, trong khoảnh khắc liền bị ly hỏa chi tinh đốt thành cho bụi, ngay cả nguyên thần đều trốn không thoát. Tiêu phàm chém ra một đao, liệt diễm bốc hơi, vô số sóng lửa hướng bốn phương tám hướng đánh tới, mặc kệ là ma thú hay là màu nâu đen cây cối, đều đều thiêu đến tinh quang, chung quanh trống đi một mảng lớn đất trống. Vây công bọn hắn cuối cùng một đám ma thú, cũng thiêu đến không còn một mảnh. Đương một tiếng, hoàng đường đem thuộc đồng côn trùng điệp hướng trên núi đá một xử, thở dốc một hơi, nói, đây là thứ mấy sóng rồi. Những ma thú này giống như tổng cũng giết không sạch sẽ, còn như vậy đánh xuống, chúng ta sớm muộn sẽ tiêu hao phải tinh quang. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, đem màu đỏ sầm viêm linh chi nhận thu vào, thấp giọng nói, trừ chấn nhạc thần quân, không có người biết đường đi ra ngoài. Hoàng đường không khỏi khẽ giật mình, lập tức im lặng gật đầu. Trong bất chi bất giác, tiến vào phong ấn chi địa đã hơn hai tháng. Chi này cô độc đội ngũ, hướng về phía trước rất tiến vào không ngắn một khoảng cách, nhưng tinh thần cũng còn rất phấn chấn. Nhìn qua một đám hốt hoảng bỏ chạy quỷ ảnh, hoàng đường hứng thú bừng bừng thu hồi thuộc đồng côn, cười nói, mỗi lần đều như vậy, một nhóm lớn qua đi tìm cái chết, đánh không lại liền chạy. Những này quỷ vật, khi chân linh trí không cao, Ô đã không kịp chờ đợi phân phó mười mấy tên cơ linh chút yêu thú, để bọn chúng nhanh chóng quét dọn chiến trường. Trên mặt mỗi người đều lộ ra mong đợi thần sắc, không biết từ trường nào thì bắt đầu, cái này đã trở thành một loại nào đó lệ cũ, mỗi một trận chiến đấu về sau, chỉ cần đánh tan quỷ ảnh hoặc là ma thú, đều có thể có rất không tệ thu hoạch, quét dọn chiến trường thời điểm, luôn luôn có thể tìm tới hiếm thấy linh dược hoặc là chính là vật liệu loại hình cũng không ít phẩm tướng không sai pháp bảo theo những này quỷ vật hoặc là ma thú tung tích truy tung xuống dưới tổng là có thể tìm tới mới cổ chiến trường tìm kiếm đến không tưởng được chiến lợi phẩm cứ việc có thể làm cho hóa hình yêu thú tiến giai ngộ linh kỳ nghịch thiên đan dược chưa xuất hiện qua nhưng cái khác chiến lợi phẩm đã đầy đủ chân quý tại thương khung núi thời điểm tuyệt đối khó mà đạt được dạng này đồ tốt cho nên mặc dù vẫn luôn không có đình chỉ qua tác chiến yêu thú đội ngũ trước mắt hay là duy trì cao sĩ khí, giảm quân số cũng không nhiều lắm, trên cơ bản xây dựng chế độ hoàn chỉnh, đây là nhất khiến đám yêu thú phấn chấn. Phong ấn chi địa quỷ vật cùng ma thú, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Xem ra cùng lệ thú hoang nguyên phong ấn chi lực đồng dạng, cái này cự hình phong ấn đại trận đối quỷ vật ma thú áp chế cực kỳ cường đại. Tiêu phàm đã sớm thu hồi binh khí, nhìn qua chạy chối chết quỷ ảnh, song nghi có chút nhau. Huynh đệ, làm sao rồi, không cao hứng a ngươi không phải lại được mấy thứ linh hoa linh cỏ a à. còn có những đan dược kia cũng đều là đồ tốt hoàng đường ở một bên cười ha hả nói lâm lang sơn bên này đã hình thành chung nhận thức phàm là linh hoa linh cỏ cùng đan dược loại hình trước cho tiêu phàm phân biệt một chút thương kỳ ô xà hoàng đường bọn người cần dùng đến liền cho bọn hắn không dùng được tất cả đều về tiêu phàm tất cả những vật này tại tiêu phàm trong tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đương nhiên những bảo vật khác vật liệu liền ưu tiên từ thương kỳ bọn hắn chọn lựa, chọn còn lại mới về tiêu phàm. Trên cơ bản, Lâm Lang Sơn đoạt được, đều là chia ra làm bốn, tiêu phàm cũng được trong đó một phần. Thương kỳ cùng Hoàng Đường đều khả năng không lớn bạc đãi hắn. Tiêu phàm lắc đầu, nói, tam ca, tình hình có chút không đúng. Ta luôn cảm thấy, những này quỷ vật tựa hồ là có mục đích, đang hấp dẫn chúng ta tiến về một nơi nào đó. Này, huynh đệ người quá đa tâm, những này quỷ vật nào có cao như vậy linh trí nói trắng ra bọn chúng liền là năm đó những cái kia ma đạo quỷ tu một sợi oán khí biến thành vô tri vô biết còn hiểu được dụng kế không thành tiêu phàm lông mày nhào càng chặt hơn thấp giọng nói đây chính là ta lo lắng nguyên nhân ban đầu chúng ta đụng phải những cái kia quỷ vật đúng là không có linh trí tỷ như tại bàn long cốc hơn triệu khô lâu quỷ binh quả thực là cho hết diệt đi mới cuối cùng được lấy thoát thân ngươi suy nghĩ một chút một lần kia có quỷ vật chạy trốn a à kia thật không có, chỉ ít ta chưa thấy qua, cho nên nói, sẽ chạy trốn quỷ vật, bản thân liền có vấn đề, sẽ chạy trốn, sẽ còn ven đường ném đồ vật quỷ vật, vậy thì càng thêm không thể coi thường. Tam ca, cái này cùng đánh trận nhưng thật ra là một cái đạo lý. Quỷ vật cũng sẽ dụ địch xâm nhập, dù sao tại cái này phong ấn chi địa, chúng ta là khách. Bọn hắn mới là chủ, một khi bọn hắn thiết tốt cái bẫy, đem chúng ta dẫn tiến vào tuyệt địa, kia kết cục rất có thể liền như năm đó bên trên của tu sĩ giết bọn họ đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này sẽ trái lại, bị diệt sát biến thành chúng ta. Tiêu phàm thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, trầm giọng nói. Đối tiêu phàm nói lời, hoàng đường nhất quán tương đối tin phục, nghe vậy cũng lo lắng, nói, kia. Muốn hay không cùng đại ca nhị ca thương lượng một chút. Xác thực có cần thiết này, khỏi phải thương lượng, ta cũng nghe được, tiêu huynh đệ lo lắng, không phải là không có đạo lý. Một lời chưa tất, sau lưng liền vang lên thương kỳ thanh âm. Hoàng Đường lập tức hỏi, đại ca, đã dạng này, kia ta còn truy sao? Thương Kỳ nghĩ nghĩ, nói, việc này, chúng ta không làm chủ được. Nhưng Tiêu huynh để cái này lo lắng, xác thực có đạo lý, ta cũng thật suy nghĩ đâu, những này quỷ vật hành vi rất cổ quái, không muốn tới gây chuyện, cũng là đến hiến bảo. Vậy liền cho thần quân bẩm báo một chút. Thương Kỳ suy nghĩ một chút, nói, tốt, ta đi, các ngươi trước tiên đem bên này đều thu thập sạch sẽ. Được, Hoàng Đường mở cái miệng rộng liền cười. Lần này, Lâm Lang Sơn chúng yêu là chiếm giữ cánh trái, chấn nhạc thần quân tự nhiên là dẫn theo thần điện thân quân ở giữa. Chấn nhạc thần điện trực tiếp chỉ huy cao gia yêu thú có hơn 300 đầu, trong đó cấp 8 trở lên chiếm một nửa, cấp 9 đỉnh phong tu vi, cũng chừng hơn 10 đầu. Trừ chấn nhạc thần quân bên ngoài, chấn nhạc thần điện còn có 7 tên hóa hình yêu thú, trên danh nghĩa là khách khanh, kỳ thực cùng chấn nhạc thần điện một thể. Cường đại như thế thực lực hùng hậu, đương nhiên bị thương khung núi những yêu thú khắc phụng làm long đầu lão đại. Tương đối mà nói, Lâm Lang Sơn mới ba tên hóa hình yêu thú, xem như mấy cố thế lực bên trong yếu nhất một cố, tốt tại những yêu thú khác số lượng cũng không ít, thương kỳ lúc này mới có tư cách cùng Thiên Sơn quân bọn người bình khởi bình tỏa. Chấn nhạc thần quân vững vàng ngừng tại giữa không chung, dám thị toàn bộ chiến trường mỗi một góc, váy đỏ nữ tử thích phu nhân cùng hai gã khác hóa hình yêu thú đứng hầu một bên phong ấn đại trận cấm bay cấm chế, đối hóa hình kỳ trở lên yêu thú tác dụng yếu nhược được nhiều. Bất quá vì chiếu cố chỉnh thể hành quân tốc độ, mọi người cũng chỉ có thể đi theo những cái kia cấp thấp nhất cấp 7 yêu thú tiết tấu đi. Thương kỳ nhấn một cái dưới chân độn quang, chậm dần tốc độ, xa xa hướng chấn nhạc thần quân liền ôm quyền, cao giọng nói, gặp qua thần quân. Chấn nhạc thần quân liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói, thương hiền đệ, có việc. Khởi bẩm thần quân, tình hình tựa hồ có chút không đúng những này quỷ vật, giống như có mang cái gì không thể cho ai biết mục đích, là tại dụ địch xâm nhập. Thương kỳ cũng không chậm trễ, trực tiếp đem mình lo nghĩ nói ra. Dụ địch xâm nhập, thích phu nhân không khỏi khẽ cười một tiếng. Thương đạo hiểu coi là quỷ vật là cái gì, chẳng lẽ bọn chúng còn hiểu được binh pháp không thành. Thương kỳ nghiêm mặt nói, thích phu nhân, không thể qua phân khinh thường những này quỷ vật. Trước kia bọn chúng nhưng bộ dáng không phải vậy. Lúc này đem tiêu phàm cùng hoàng đường nói qua kia lời nói lại thuật lại một lần, biết chấn nhạc thần quân đối tiêu phàm không có hảo cảm. Lời nói này tự nhiên xem như thương kỳ đạo lý của mình. Chấn nhạc thần quân sau nghi có chút nhân lại, nói, quả thật như thế, lấy thương hiền đệ chi ý, nên khi ứng đối ra sao. Thương kỳ nghĩ nghĩ, nói, thần quân, trộm cho là chúng ta trước mắt tốc độ tiến lên, hay là quá nhanh, nhất định phải lại thả chậm một chút. Ít nhất phải phái ra mấy tên am hiểu ẩn nấp chi thuật, hành động nhanh nhẹn đồng đạo, làm đại quân trinh sát, hướng về phía trước tiếu tham. Các bộ ở giữa, còn muốn tiếp tục kéo dài khoảng cách, vạn nhất quỷ vật có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta cũng không đến nỗi tất cả đều rơi vào trong cạm bấy, có thể tương hỗ cứu viện. Làm gì để ý như vậy cẩn thận, vô luận là quỷ vật cũng tốt, ma thú cũng tốt, tả hữu chính là như thế điểm tu vi, có thể tạo thành bao lớn uy hiếp. Chúng ta dù sao không phải chân chính quân đội, cái này cũng không phải chân chính đánh trận. Thương kỳ nói vừa xong, lập tức liền có một tên hóa hình yêu thú mở miệng nói ra, ngữ khí rất là xem thường thực tế những ngày này liên tục không ngừng thắng trận rất dễ dàng làm cho lòng người sinh nạo khí tu chân giới vốn chính là cường giả vi tôn đã đối thủ yếu như vậy nhỏ cần gì phải tự loạn trận cước mình hù dọa mình mà lại liền xem như hóa hình yêu thú chân chính chỉ huy một phương có mình chủ kiến cùng quyết đoán cũng thủy chung là cực thiểu số đại đa số yêu thú thờ phụng chính là nắm đấm lớn định đoạt thương kỳ nói cẩn thận một chút tổng sẽ không sai đúng lúc này một đạo màu xám độn quang bắn thẳng đến mà đến, ruộng họ áo bảo xám trong tay nam tử cầm một cái xanh mơn mởn bình ngọc, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cách thật xa liền mừng khấp khởi kêu lên, thần quân. Đại hỉ, ánh mắt mọi người, lập tức liền bị hấp dẫn, phát hiện cái gì rồi. Chấn nhạc thần quân thần sắc vẫn còn chấn định, nhìn chằm chằm kia bình ngọc, lạnh nhạt hỏi. Thần quân, ngài mời xem, áo bảo xám nam tử cũng không nhiều lời, hai tay đem kia xanh mơn mởn bình ngọc phụng đến chấn nhạc thần quân trước mặt. Chấn nhạc thần quân tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ kỳ lạ mùi thuốc lập tức tràn ngập ra, khiến người hỏi một chút phía dưới, liền lại ý chí lớn sướng. Lập tức, một tiếng thanh minh, một cỗ xanh biếc quang đoàn bay ra miệng bình. Chấn nhạc thần quân sớm đã có chuẩn bị, cánh tay phải vừa nhấc, một con lớn hơn một xích màu ngà sữa quang thủ nổi lên, vào đầu bắt đem xuống dưới, xanh biếc quang đoàn một tiếng gào thét, né tránh không kịp, liền bị đại thủ nắm ở trong tay, hóa thành một viên đậu nành lớn nhỏ xanh biếc dược hoàn. Tại chấn Nhạc Thần Quân trong lòng bàn tay xoay tiết chuyển động. Thương kỳ cùng hóa hình yêu thú, đều đều hai mắt nhíu lại, lộ ra vẻ giật mình. Đan dược này đã thông linh, tuyệt đối không thể coi thường. Chấn Nhạc Thần Quân duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng cầm bốc lên đan dược, phóng tới chóp mũi, thật sâu khẽ ngửi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thật lâu dư vị, chốc lát trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Áo bào xám nam tử gắt gao tiếp cận hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại lo được lo mất thần sắc không sai, là nguyên linh đan. Chấn nhạc thần quân rốt cục thở vào một hơi, mở hai mắt ra, giống như là thở dài nói. Nguyên linh đan, lập tức một tràng thốt lên vang lên, tất cả hóa hình yêu thú trong mắt đều bắn ra lửa nóng quang mang. Nguyên linh đan chính là trong truyền thuyết cấp độ nghịch thiên linh dược, là cực thiểu số đối với nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng hóa hình hậu kỳ yêu thú tiến giai ngộ linh kỳ có bổ trợ hiệu quả đan dược. Nghe nói chính phẩm nguyên linh đan, đủ có thể khiến đột phá ngộ linh kỳ tỷ lệ, tăng thêm hai thành trở lên đây tuyệt đối là một cái khiến người khó có thể tin tăng thêm tỷ suất phổ thông hóa hình hậu kỳ yêu thú tiến giai ngộ linh kỳ khả năng trăm bên trong vô một ngàn tên hóa hình hậu kỳ yêu thú bên trong cũng không biết có hay không một cái có thể tiến giai ngộ linh kỳ nguyên linh đan lập tức để cái tỷ lệ này tăng lên tới hai thành quả thực là không thể tưởng tượng mặc dù bởi vì niên đại quá xa xưa viên này nguyên linh đan dược tính đã đánh mất hơn phân nửa nhưng vẫn là hiếm có linh đan làm được tốt, áo bào xám nam tử liền liền vội vàng kho người kém tạ, lại vô luận như thế nào đều không che giấu được kia cỗ đắc ý sức mạnh. Thương kỳ ngầm thở dài, hắn biết, viên này may mắn thế nào xuất hiện nguyên linh đan, để hắn cái kia cẩn thận cẩn thận đề nghị lập tức liền trở nên nhẹ nhàng, không quan trọng gì. Đang tìm kiếm càng nhiều nguyên linh đan kích thích phía dưới, tất cả hóa hình yêu thú đều sẽ liều lĩnh hướng về phía trước tiến vào. Liền xem như hắn thương kỳ, nhìn thấy nguyên linh đan, trong lòng không phải cũng là lửa nóng 10 điểm trải qua hơn nửa năm lặn lội đường xa, cho bồng bồng đại quân yêu thú, rốt cục đi tới cửu âm thành phía dưới. Đứng ở ngoài thành, tiêu phàm song nghi khóa chặt, không thể nghi ngờ, đây là một cái hùng vĩ thành lớn, chỉ ít đã từng là. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là y theo tiêu phàm tiêu chuẩn để phán đoán. Tại hoàng đường trong mắt, cái gọi là cửu âm thành, cùng một cái hơi lớn một chút thổ lũy làng cũng không có gì khác nhau. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, mở đi vào cửu âm thành dưới lúc, vừa vặn đến phiên lâm lang sơn sung phong, theo lẽ thường thì hoàng đường cùng tiêu phàm sung làm mở đường tiên phong, ô xà bọc hậu, thương kỳ ở giữa phối hợp tác chiến. Mặc dù trải qua hơn nửa năm chém giết, xuất phát lúc 200 dư đầu cao gia yêu thú, bây giờ đã chỉ còn lại không tới 160 đầu, nhưng nên chịu quy củ còn phải thủ. Đây là tiêu phàm kiên trì, tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, lại không giờ khác nào không ở vào phong ấn đại trận áp chế dưới, từ đầu tới cuối duy trì chiến trận chỉnh tề, là tương hỗ chiếu ứng, giảm bớt thương vong duy nhất chính xác lựa chọn. Điểm này, không những đối với những cái kia kim đan kỳ yêu thú rất trọng yếu, đối bốn người bọn họ thủ lĩnh cũng trọng yếu giống vậy. Một khi yêu thú thương vong hầu như không còn, liền đến phiên bọn hắn trực tiếp đối mặt quỷ vật cùng ma thú, dù coi như tu vi lại cao, pháp lực lại hùng hậu, một cái sơ suất chính là tai họa ngập đầu. Huynh đệ, nơi này hẳn là những cái kia quỷ vật hang ổ, nhìn cái này tư thế, và thành nhỏ này cũng là năm đó những cái kia ma tu quỷ tu lâm thời tu dựng lên thành lũy tính được là bọn hắn căn bản trọng địa trong này khẳng định có không ít đồ tốt hoàng đường nhìn qua cửa âm thành tàn khuyết không đầy đủ tường thành hưng phấn nói khoảng thời gian này thu hoạch của bọn hắn quả thực không ít không ngừng có dị bảo diện thế trong đó thậm chí có ba kiện uy lực cực mạnh pháp bảo cực phẩm cứ việc trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt ăn mòn những ngày pháp bảo cực phẩm uy lực yếu đi rất nhiều nhưng chỉ cần hào hảo bồi dưỡng một phen không khó khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh uy lực. Có một kiện pháp bảo cực phẩm, trải qua mấy tên kiến thức rộng rãi hóa hình yêu thú cộng đồng giám định, có thể là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo. Đây quả thực quá kinh người, phỏng chế thông huyền linh bảo, chỉ là trong truyền thuyết bảo vật, nghe nói chỉ có tại Nam Châu đại lục như thế tu chân thánh địa, mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một món đồ như vậy hai kiện, nhạc Tây địa khu cùng lệ thú sơn mạch, kia là không cần nghĩ. Cái này phỏng chế thông huyền linh bảo Tự nhiên bị chấn nhạc thần quân không khách khí chút nào bỏ vào trong túi. Càng làm cho người ta hưng phấn không thôi chính là còn có không ít có thể tinh tiến vào nguyên anh kỳ tu vi đan dược xuất hiện. Thứ đồ tốt này, tự nhiên không có khả năng đến phiên Tiêu Phàm đi nhúng chàm, hắn bất quá là kim đan hậu kỳ cảnh giới, coi như nghĩ nhúng chàm cũng không có lý do, nhưng Tiêu Phàm còn là xuyên thấu qua hoàng đường cùng thương kỳ, từ những đan dược này bên trên chóc xuống một chút xíu mảnh vụn, dùng làm nghiên cứu. Chỉ phải hiểu rõ đan dược phối phương tiêu phàm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp luyện chế ra tới. Nam cực tiên ông Linh Dược Vườn cũng không phải nói đùa. Tại dạng này liên tiếp không ngừng tin tức tốt kích thích phía dưới, đại quân yêu thú gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, ven đường đánh tan hết thảy có can đảm ngăn cản bọn chúng quỷ vật cùng ma thú, ương ngạnh đẩy đi vào cửu âm thành hạ. Bất quá, yêu thú cường đại đại quân, cũng rốt cuộc lộ ra không thể ức chế mỏi mệt thái độ. Cứ việc đại trận phong ấn chi lực không phải nhằm vào chúng nó mà thiết, thân ở phong ấn phía dưới, lại không thể tránh né phải bị rất lớn áp chế vừa hướng kháng phong ấn chi lực một bên không ngừng đánh tan quỷ vật cùng ma thú song trọng ngăn cản lại cường hãn yêu thú cũng cảm thấy thể lực pháp lực tiêu hao có chút không chịu đựng nổi hoàng đường cùng tiêu phàm không có vội vã vào thành bọn hắn tại cùng trinh sát tin tức điều động trinh sát hướng về phía trước tiếu tham mấy chục bên trong tại tiêu phàm một lại kiên trì dưới Rốt cục trở thành đại quân yêu thú một hạng thường chế tam ca trong thành này có gì đó quái lạ Tiêu Phàm nhíu mày nói, thanh âm trầm thấp, thần sắc nghiêm trọng, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, trên thực tế, từ tiến vào phong ấn chi địa một khắc này bắt đầu, một mực an an ổn ổn đợi tại linh thú điểm bên trong viên kia màu đen thú noãn, thương kỳ giám định vì kế hoạch nham hiểm đồ vật, liền bỗng nhiên táo động. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được kế hoạch nham hiểm bên trong có đồ vật gì tại hướng hắn truyền đến tin tức, tựa hồ muốn từ kế hoạch nham hiểm bên trong ra. Ngay trước cái này rất nhiều yêu thú trước mặt, Nhất là thời thời khắc khắc ở vào trấn Nhạc Thần Quân giám thị phía dưới, Tiêu Phàm không có khả năng đem thứ này phóng xuất. Chỉ có đang nghỉ ngơi thời điểm, thừa dịp không người chú ý, mới vụng trộm đem kế hoạch nham hiểm lấy ra quan sát qua. Bên ngoài đồng hồ nhìn lại, cái này kế hoạch nham hiểm vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng thông qua Thiên Nhãn thần thông thấu thị, lại có thể tại kế hoạch nham hiểm trung tâm nhất bộ vị, nhìn thấy một chút xíu đậu xanh lớn nhỏ huyết sắc quang đoàn, lóng lánh nhẹ nhẹ quang trạch, cực kỳ nhỏ, lại lúc trước chưa bao giờ có. Tiêu Phàm có thể cảm giác được thứ này cùng hắn thần niệm ở giữa trực tiếp câu thông, bỗng nhiên ở giữa, tràn ngập đối ngoại bộ thế giới hướng tới. Mỗi khi có quỷ vật xuất hiện thời điểm, kế hoạch nham hiểm sao động cảm giác liền nhất là mãnh liệt, mỗi lần đều bị Tiêu Phàm cứng rắn ép xuống. Tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm, bốn phía hơn phân nửa đều là lòng giả khó lường cường thủ, để dạng này một cái ngay cả mình đều không làm rõ ràng được nội tình đồ vật xuất hiện, tuyệt đối là rất không lý trí cách làm. Hiện tại, kế hoạch nham hiểm càng là lộ ra 10 điểm nôn nóng bất an, tiêu phàm thậm chí cảm giác thứ này muốn mạnh mẽ từ chữ vật vòng tay bên trong lao ra. Trước đây trải qua mấy cái hài cốt tử thi đến trăm vạn mà tính địa ngục trận, kế hoạch nham hiểm sao động cũng không bằng dưới mắt chi rất. Trừ cái đó ra, huyền vũ giáp cũng có cực kỳ kịch liệt phản ứng. Đây mới thực sự là để tiêu phàm trong lòng bất an. Kế hoạch nham hiểm thứ này, dù sao lấy trước chưa từng có cùng loại kinh nghiệm, tiêu phàm cũng không thể 10 điểm khẳng định nhưng mà huyền vũ giáp bên trên tin tức chuyển đến lại càng thêm kinh tâm động phách tiêu phàm liền chiếm bài học tức thời lên quẻ quẻ tượng đại hung họa sát thân nồng đến cơ hồ tan không ra lấy tiêu phàm bây giờ thiên nhân tướng đệ tam trọng cảnh giới đại viên mãn cái này quẻ tượng chuẩn xác trình độ mảy may không cần hoài nghi loại trình độ này họa sát thân không hề nghi ngờ nhất định đem bọn hắn chi này đã không đủ ngàn người yêu thú đội ngũ hoàn toàn bao dung ở bên trong không người có thể may mắn thoát khỏi Tiêu phàm phiền muộn ở chỗ, hắn không thể nói. Nói ra chẳng những không ai tin tưởng, chỉ sợ sẽ còn rơi xuống mượn cớ để chấn nhạc thần quân lấy nhiễu loạn quân tâm tội danh xử trí hắn. Khả năng như vậy tính, phi thường cao, ngay cả hoàng đường đều thuyết phục không được. Hoàng đường đã quá hưng phấn, chỉ muốn hướng vào thành đi, đại phát hoành tài. Nếu có thể lại làm đến một chút tinh tiến vào nguyên anh kỳ tu vi đan dược, hoàng đường liền có hy vọng đột phá hóa hình sơ kỳ bình cảnh, bước vào trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên, hoàng đường mở cái miệng rộng cười ha ha một tiếng vung tay lên nói huynh đệ không có gì đáng lo lắng dọc theo con đường này chúng ta không phải thần cản giết thần phật cản giết phật sao như thế một tòa thành chết có thể có gì đó cổ quái cùng lắm chính là chút đề giai quỷ vật mà thôi phí thêm chút công sức liền có thể thanh trừ phải sạch sẽ yên tâm tốt tiêu phàm thở dài trong lòng một tiếng nhưng không có thử lại đồ đi thuyết phục hoàng đường mà lại coi như hắn thuyết phục hoàng đường cũng vô dụng hôm nay là bọn hắn sung phong, nếu như hắn cùng hoàng đường đơn độc lưu ở ngoài thành không đi vào, đừng bảo là chấn nhạc thần quân tuyệt không đáp ứng, thương kỳ cùng ô xà cũng sẽ không đáp ứng. Tam ca, thanh những đan dược này phân phát đi xuống đi, mỗi người một viên. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, móc ra một cái cổ dài bình ngọc, đưa cho hoàng đường. Trong bình ngọc, là hắn thụ thương kỳ nhờ, vì lâm lang sơn đám yêu thú luyện chế khôi phục pháp lực, bổ dưỡng chân nguyên đan dược. Dạng này đan dược, tiêu phàm hết thảy luyện chế ba bình, hai bình giao cho Thương Kỳ, mình còn để lại một bình. Thương Kỳ hai bình, đã sớm ở trên đường dùng xong, không phải những này yêu thú thật rất khó chống đỡ đến bây giờ. Cấp 9 yêu thú còn thì thôi, cấp 7 cấp 8 yêu thú, coi như kém xa. Về Linh Đan, hắc hắc, huynh đệ, không nghĩ tới người còn tồn lấy một bình đâu. Hảo hảo, cái này nhưng là đồ tốt, vừa vặn để các huynh đệ khôi phục một chút, đợi chút nữa đoạt lên đồ vật đến, phá lệ có lực. Hoàng đường tiếp nhận bình ngọc, để lộ nắp bình xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi, cười ha hả nói, lập tức đem về linh đan giao cho một tên lĩnh đội cấp 9 đỉnh phong yêu thú, để nó đem đan dược phân phát xuống dưới. Thương kỳ cùng ô xa tự nhiên sẽ không phản đối. Giật đồ, tiêu phàm chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật, trịnh mà trọng chi giao đến hoàng đường trong tay. Huynh đệ, đây là cái gì? Nhìn lấy trong tay con kia nhỏ xíu tiểu côn trùng, hoàng đường không hiểu thấu. Tam ca, cái này gọi lanh lợi trùng, là dùng đến cảm ứng tin tức. Cái này côn trùng là một đôi, một con ở ta nơi này, một con ở chỗ của ngươi, chỉ cần chúng ta cách xa nhau không có nghìn dặm xa, đều có thể dựa vào hai con côn trùng ở giữa cảm ứng, tìm tới đối phương đại khái vị trí. Ta lo lắng, đợi chút nữa tiến vào thành về sau, vạn nhất chúng ta bị tách ra, có thể thông qua cái này lanh lợi trùng lẫn nhau dựa sát vào. Tiêu Phàm rất chân thành nói, "A, à, còn có loại này kỳ lạ tiểu côn trùng, huynh đệ, ngươi sẽ đổ vật cũng thật nhiều." Hoàng đường cười ha hả đem lanh lợi trùng thu giấu đi, hơi vừa khởi động, quả nhiên liền có thể cảm ứng được tiêu phàm tùy thân mang theo một cái khác linh trùng. Hoàn toàn là không tốt bác tiêu phàm mặt mũi, về phần sau khi vào thành bị tách ra, hoàng đường ngay cả nghĩ đều không có nghĩ như vậy qua. Tam đại vương, đại hỷ, đại hỷ, suốt cục, một đầu màu xám như hồ ly thú nhỏ, từ cửu âm thành đầu tường lóe lên, hiện thân mà ra, vung ra bốn chân, nhanh chóng hướng hoàng đường bên này vào tới, miệng bên trong lấy thú ngữ lớn tiếng kêu lên, Lông mềm như nhung trên mặt lộ ra nhân cách hóa cực độ vẻ hưng phấn. Chính là Hoàng Đường phái đến trong thành đi tìm hiểu tình huống trinh sát một trong, loại này như hồ ly yêu thú, tranh đấu bên trên không có có bao nhiêu lợi hại thần thông, lại trời sinh liền ẩn nấp thần thông xuất chúng, chính là truy tung tìm hiểu tin tức tốt giúp đỡ. "A, à, phát hiện vật gì tốt?" Hoàng Đường lập tức hỏi. "Đồ tốt nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết, chúng ta trong thành phát hiện một cái kho hàng lớn, bên trong cái gì cũng có, các loại pháp bảo, đan dược, vật liệu" cái gì cần có đều có, đại hỷ A. À. Hồ ly yêu thú luôn miệng nói, hưng phấn không hiểu. Sau đó, lại có cái khác trước vào thành trinh sát yêu thú từ trong thành chạy đến, hướng riêng phần mình thủ lĩnh bẩm báo, từng cái thần sắc phấn chấn, kích động khó nhịn. Quá tốt, lúc này thật là phát đại tài. Hoàng đường cao hứng mở cái miệng rộng, chính là cái cười, lập tức vung về phía trước một cái lông mềm như nhung đại thủ, giật ra giọng hô to. Chúng tiểu nhân, vào thành, dưới chân độn quang cùng một chỗ, dẫn đầu hướng cửu âm thành vội sông mà đi theo sát phía sau là đồng dạng hưng phấn không thôi một đoàn các loại yêu thú chen trúc mà trước sơ lên bụi mù cuồn cuộn tiến vào cửu âm thành về sau hồ ly yêu thú phía trước dẫn đường lâm lang sơn yêu thú lao thẳng tới phát hiện nhà kho sau lưng cách đó không xa bụi mù nổi lên những yêu thú khác đội ngũ cũng đã chạy tới tranh nhau chen lấn cái này nếu như bị lâm lang sơn đoạt tiên cơ nhưng thua thiệt lớn cho dù ai đều có thể muốn lấy được tòa thành trì này khẳng định là năm đó đại chiến thời điểm, bị vây ở nơi đây ma đạo quỷ tu nhóm lâm thời tu kiến đại bản doanh, ma tu quỷ tu toàn quân bị diệt, thành trì bên trong tất nhiên còn có thật nhiều còn sót lại bảo vật. Cái này ngay miệng, cho dù ai đều không xa rơi tại phía sau. Thậm chí ngay cả chấn nhạc thần quân quát lớn cùng siết buộc đều không thế nào có tác dụng. Đương nhiên, chấn nhạc thần quân cùng chấn nhạc thần điện thân quân động tác cũng không chậm, cùng lâm lang sơn yêu thú đội ngũ cách gần nhất, chính là chấn nhạc thần điện thân quân, rất có cái sau vượt cái trước chi ý. Ngàn dư đại quân yêu thú, trong nháy mắt, liên toàn bộ tiến vào cửu âm thành, đồng thời nhanh chóng đi tới thành trì giải đất trung tâm. Tại hoàng đường trong mắt, cửu âm thành cố nhiên chỉ là một cái thổ lũy làng, nhưng cũng đủ để dung nạp hơn ngàn vạn chi chúng, chỉ là một nghìn yêu thú, tiến vào thành trì về sau, coi là thật tựa như giọt nước trong biển cả, không chút nào thu hút. Rất nhanh, đại quân yêu thú đi tới trinh sát nhóm lúc trước phát hiện kho hàng lớn. Đây là một cái tại tiêu phàm trong mắt, có thể xương rộng rãi cự hình đất đá kiến trúc, mặc dù xây 10 điểm thô giáp, lại phi thường kiên cố. Lộ trên mặt đất đồng hồ, chỉ có một tầng, bất quá theo hồ ly yêu thú bẩm báo, cái này nhà kho chôn sâu dưới mặt đất. Đồng hồ tầng kia, bất quá là phòng nghị sự thôi. Thương kỳ ô xà hoàng đường bọn người đốc xuất một đám lâm lang sơn yêu thú, không chút nào dừng lại xuyên qua phòng nghị sự, trực tiếp tiến vào dưới mặt đất nhà kho, mà là là lao thẳng tới dưới mặt đất sâu nhất tầng thứ ba trinh sát bẩm báo, tầng thứ ba là luyện đan thất. Cũng là cất giữ đan dược địa phương, tầng thứ nhất là kho vũ khí, cất giữ các loại khôi giáp binh khí, tầng thứ hai là luyện khí phường, cất giữ các loại pháp bảo cùng vật liệu luyện khí. Đối với thương kỳ bọn người tới nói, tự nhiên là tầng thứ ba đan dược và các loại linh hoa linh cỏ tài liệu luyện đan càng thêm chân quý một chút. Cứ việc tại dạng này đại hình trong kho hàng khả năng không lớn phát hiện nguyên linh đan cùng nghịch thiên linh đan, bất quá tổng có thể tìm tới một chút tương đối chân quý đan dược về phần pháp bảo pháp khí cùng khôi giáp binh khí, lưu tại phía sau lại phân không muộn. Tiêu phàm nhìn qua đen nhánh dưới mặt đất nhà kho cửa vào, song nghi nhíu chặt. Không có vội vã đi vào, thế nào, tiêu đạo hữu có ý khác a? À? Một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt, bỗng nhiên tại vang lên bên tai, chính là sau đó chạy đến chấn nhạc thần quân, theo sát phía sau váy đỏ nữ tử áo bảo sám nam tử một đám hóa hình yêu thú, từng cái lấy không có hảo ý ánh mắt tiếp cận tiêu phàm. Tiêu phàm giật mình, hơi khom người một cái, lạnh nhạt đáp, thần quân hiểu lầm. Tại hạ chỉ là không nghĩ thân khi hiểm nghi chi địa. Hắc hắc, người ngược lại là rất cẩn thận, đi thôi, cùng một chỗ xuống dưới. Có bản thần quân tự mình tỏa chấn, tiêu đạo hữu coi như nghĩ có hiểm nghi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lời này ý tứ nói đến không thể minh bạch hơn được nữa người, người nhất định phải cùng ta đi vào, đừng nghĩ đợi bên ngoài còn đồ vật. Người không thể loạn cầm, ngoan ngoãn ngốc một bên nhìn thấy, liền sẽ không có hiểm nghi. Tiêu phàm không nói hai lời, quay người liền tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Tòa này nhà kho cực kỳ rộng rãi, sau một lát, trên trăm yêu thú liền đều đều chen tiến vào luyện đan thất, còn lộ ra cực kỳ chống trải, nó dư cấp 8 cấp 7 yêu thú, phụng mệnh trông coi ở tầng 2 luyện khí phường cùng một tầng kho vũ khí, cùng hóa hình đám yêu thú chia xong tầng thứ 3 đan dược và tài liệu luyện đan. Lại đến xử trí những vật này, trước đó, ai cũng không cho phép trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tầng thứ 3 luyện đan thất chi lớn, khiến người nhìn mà than thở, toàn bộ đại điện, bị trí ít trăm dư đầu cây cột trèo chống chia cắt ra tới. Mỗi một đầu cây cột đều là cự thạch lũy thành, ôm hết phẩm chất. Nguyên chấp nguyên vị, thô kịch mà vô hoa văn trang sức, có thể thấy được lúc trước tu kiến thời điểm vội vàng. Tại những cây cột này ở giữa, là từng cái lò luyện đan, chừng trên trăm cái nhiều, mỗi cái đan lô một bên, đều trưng bày giá gỗ, trên giá gỗ là một chút bình bình lọ lọ, ngọc bát bát ngọc loại hình vật chứa cùng một chút tài liệu luyện đan. Mà đại điện chỗ sâu, lại là từng dãy giá gỗ, Phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều đủ loại kiểu dáng bình ngọc, có thể thấy được đều là thành phẩm đan dược. Ông trời của ta, năm đó, nơi này đến cùng tụ tập bao nhiêu ma tu quỷ tu a? À? Một tên hóa hình kỳ yêu thú thấy như vậy quy mô, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Váy đỏ nữ tử thích phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, cái này tính là gì, bất quá là chút hàng thông thường mà thôi. Chân chính thượng phẩm đan dược, còn muốn đi tìm kiếm động phủ. Tòa thành trì này quy mô mặc dù không lớn, bên trên của tu sĩ động phủ khẳng định cũng không phải số ít. Điểm này, ngược lại là tất cả mọi người tán đồng. Cửu âm thành nếu là năm đó đại chiến thời điểm, mà tu quỷ tu nhóm lâm thời tu dựng lên tổng bộ, lớn như vậy bộ phân tu sĩ cấp cao, đều sẽ tụ tập ở đây, ở trong thành có được chuyên môn động phủ. Những này tu sĩ cấp cao, cố nhiên hữu không ít là tại những chiến trường khác bên trên vẫn lạc rơi, nhưng hẳn là còn có không ít, lưu tại cửu âm thành. Liền xem như tại địa phương khác vẫn lạc rơi, trong động phủ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút lưu lại chân quý chi vật. Chỉ cần từng cái đem những này động phủ tìm ra, thu hoạch chi phong phú, có thể nghĩ. Bất quá trước mắt mặc dù đều là hàng thông thường, thắng ở số lượng đông đảo, đều đều bỏ vào trong túi lời nói, luôn có thể từ đó tìm tới một chút cần chân phẩm. Nếu không được, cũng có thể cùng sau khi ra ngoài, cầm đi cùng ngoại giới nhân loại tu sĩ trao đổi mình cần thiết đồ vật. Lần này tầm bảo hành trình, thật sự là kiếm lớn lập tức tất cả mọi người trơ mắt nhìn qua chấn nhạc thần quân, chờ hắn chỉ thị. Chấn nhạc thần quân tùy ý ngắm thêm vài lần, liền vung tay lên, nói, vẫn quy củ cũ, các phân một mảnh, mỗi người dựa vào vận khí. Nhiều như vậy đan dược vật liệu, nếu thật là từng loại đến phân rõ tốt xấu, thực tế chỉ hoãn thời gian nhiều lắm, chỉ có thể mơ hồ vạch phân mấy cái khu vực, riêng phần mình thu lấy, cùng có thời gian lại từ từ phân biệt, lẫn nhau ở giữa, sau đó cũng có thể tiến hành trao đổi, theo như nhu cầu, như thế thô thô phân ra đến khu vực, có thể hay không tìm tới dùng được chân phẩm, đương nhiên phải dựa vào vận khí. Cũng là hợp lý, ai cũng không có có dị nghị. Một đám hóa hình yêu thú dẫn theo thủ hạ cấp 9 yêu thú, ầm vang tán, riêng phần mình đi mình phân đến khu vực bên trong thu thập đan dược vật liệu, động tác đều rất sắc bén tác. Sớm một chút thanh cái này trong kho hàng đan dược dưa chia xong, lại đi phân vùng tìm kiếm cả tòa thành trì, tìm kiếm tu sĩ cấp cao động phủ còn sót lại chân bảo, không ít yêu thú trong đầu nghĩ đến, đem tòa thành trì này triệt để thanh không về sau, liền có thể hướng chấn nhạc thần quân đề nghị, sắp xuất hiện đường báo cho mọi người, cùng một chỗ trở về lệ thú sơn mạch đi, hảo hảo hưởng thụ lần này tầm bảo hành trình thành quả thắng lợi. Hưng phấn không thôi đàn yêu thú bên trong, duy chỉ có tiêu phàm là một ngoại lệ. Nguyên bản hắn đối các loại đan dược và tài liệu luyện đan cảm thấy hứng thú vô cùng, lần này lại tựa hồ như biến tính tình, ép căn bản không hề gia nhập vào thu thập đan dược trong hàng ngũ mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, dấu ở ống tay áo bên trong tay phải đã cầm thật chặt viêm linh chi nhật, trái trong lòng bàn tay, cao mấy tấc thấp hoàng kim lôi quang bảo tháp cũng đã nổi lên. Đem đề phòng đề cao đến 12 phân, vừa tiến vào dưới mặt đất nhà kho, thể nội huyền vũ giáp cùng linh thú điểm bên trong kế hoạch nham hiểm, đều phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt tin tức, biểu hiện được phi thường bất an. Tiêu phàm biết, mình một mực tại lo lắng sự tình, liền muốn phát sinh. Biết rõ sẽ có đại phiền toái, lại mảy may đều không thể thay đổi gì loại này cảm giác bất lực để tiêu phàm càng thêm phiền muộn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ huynh đệ mau tới đây ngươi cho ngó ngó cái này là thuốc gì tài cách đó không xa hoàng đường trong tay dơ một gốc hình thù kỳ quái màu nâu đen linh thảo hướng tiêu phàm cao giọng kêu to tiêu phàm đối cỏ cây chi thuộc tinh thông sớm đã đạt được thương kỳ hoàng đường đám người nhất trí tán thành giống như liền không có cái gì linh hoa linh quả linh thảo linh mộc là tiêu phàm nhận không ra Tiêu phàm khóe miệng một phát, miễn cứng gạt ra mỉm cười, đang muốn mở miệng, dưới chân đại địa, mãnh chấn động. Âm âm sấm rền cũng như thanh âm, từ lòng đất truyền ra. Mà dưới mặt đất nhà kho kia trăm dư đầu cao lớn cột đá, cũng bắt đầu chậm rãi di động, cả tòa dưới mặt đất nhà kho cũng bắt đầu di động. Cùng lúc đó, một cỗ cùng bên ngoài phòng ấn đại trận hoàn toàn khác biệt cấm chế ba động, cũng bỗng nhiên truyền đến, lực lượng mạnh mẽ, mảy may cũng không tại phòng ấn đại trận phía dưới. Tựa hồ có khác một cái đại trận, đã bị kích thích. Lớn mật, chấn nhạc thần quân quát to một tiếng, thân thể thoảng qua một ngồi sổm, lập tức song quyền đi lên oanh ra, trong tiếng thét gào, hai con to lớn màu trắng quyền ảnh, hướng về nhà kho đỉnh chóp trực kích mà đi. Ở nơi đó, đang có một đoàn bạch sắc quang mang tại không ngừng lấp lánh, từ đó truyền ra một cỗ mạnh mẽ không gian ba động. Rất hiển nhiên, cấm chế liền là hướng về phía bọn hắn mà đến. Ở đây hóa hình yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi hạng người, phản ứng nhanh nhẹn vô so, cơ hồ lập tức liền biết sự tình không đúng, bọn hắn khả năng đã rơi vào cái nào đó trong cạm bẫy. Chấn nhạc thần quân xuất thủ nhất nhanh, oanh một tiếng, hai con nắm đấm màu trắng bỗng nhiên tập trung màu ngà sữa trùm sáng, vẫn chưa như mọi người tưởng tượng như thế, một kích kiến công, mà là linh quang lóe lên, liền bị màu ngà sữa quang đoàn hấp thu sạch sẽ, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không từng kích thích. Đúng lúc này, cái khác hóa hình yêu thú cũng đã lấy lại tinh thần, nhao nhao đại hống hướng về nhà kho đỉnh chóp xuất hiện không gian ba động oanh kích mà đi. Cũng không biết có phải hay không là bọn hắn phát giác quá trễ, hay là lực cấm chế này quả thực thần diệu vô so, tất cả công kích, đều đánh vào hư không chỗ, không có đưa đến mảy may tác dụng. Toàn bộ dưới mặt đất nhà kho, đều rung động kịch liệt, cột đá di động cũng càng lúc càng nhanh. Lâm vào trong đó chăm dư yêu thú, từng cái lớn tiếng hô quát, vừa kinh vừa sợ. Đỉnh đầu tầng hai cùng một tầng, càng là truyền đến nó dư so sánh đề ra yêu thú loạn cả một đoàn sợ hãi giống thanh âm. Tiêu phàm trên thân bạch quang lóe lên, huyền tinh giáp nổi lên, đem hắn toàn thân chăm chú bao vây lại, màu trắng mũ giáp càng đem khuôn mặt của hắn che lấp phải cực kỳ chặt chẽ, tay trái vung lên, kim quang lóng lánh như ý lôi quang thắp bay vụt mà lên, đón gió căng phồng lên, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, tại tiêu phàm đỉnh đầu xoay tròn, bắn ra vô số ngân hồ, trong khoảnh khắc tạo thành một chương điện lóng lánh lôi võng, đem tiêu phàm bao phủ nó hạ. Tiêu Phàm song tay nắm chặt viêm linh chi nhật, tầng thứ ba tinh viêm quyết vận chuyển tới cực hạn, trong khoảnh khắc toàn thân liệt diễm bốc hơi, hóa thân thành một hỏa nhân, đem bốn phía chiếu xạ phải giống như ban ngày. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền cho mình tăng thêm tất cả phòng hộ. Quẻ tượng chỗ tỏ rõ to lớn họa sát thân, chính ứng vào lúc này. Tất cả những này phòng hộ vừa mới một tăng thêm, một trận kịch liệt không gian ba động tại Tiêu Phàm bên người thoáng hiện, trước mắt bạch quang chói mắt, trong nháy mắt liền biến thành đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, đối tu luyện có thiên nhãn thần thông tiêu phàm đến nói, lại đen nhánh hoàn cảnh cũng sẽ không tạo thành hắn hoàn toàn không có thể thấy mọi vật. Đáy mắt lục mang chấp động, rất nhanh liền thấy rõ ràng xung quanh hoàn cảnh. Chỉ có một mình hắn bị không gian ba động truyền tống đến nơi đây. Điểm này, tiêu phàm có thể lập tức khẳng định, xung quanh đã không nhìn thấy hoàng đường, cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ yêu thú gì, chỉ thấy từng cỗ khung xương. Tựa hồ, đây là trong một cái sơn động, dõi mắt chỗ đến, đều là trắng bóc khung xương. Cùng bên ngoài ở giữa nhìn thấy những cái kia cổ tu di hài khác biệt, nơi này khung xương đều là trắng bệch, thuộc về bình thường khô lâu nhan sắc. Bất quá những này khung xương hình dạng rất kỳ lạ, nửa người trên là trắng kiện hình người khung xương cùng đầu lâu người, nửa người dưới lại là thật dài đuôi rắn, từng chuôi sắc bén liêm đao ngổn ngang lộn xộn gác lại tại khung xương bên cạnh, cứ việc kinh lịch số thời gian vạn năm, những này liêm đao vẫn như cũ hẳn lóng lánh, sắc bén phi thường to lớn trong sơn động, trải rộng loại này hài cốt. Cảnh tượng như vậy, tiêu phàm thấy nhiều, sớm đã có thể làm được không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảnh giác trị ý, tựa hồ có một loại nguy cơ vô hình, chính đang áp sát. Rất nhanh, tiêu phàm liền nghiệm chứng mình dự cảm, xa xa, một đoàn màu lam quỷ hỏa tại đen nhánh trong sơn động lấp lánh, dần dần trở nên sáng lên, một đạo màu lam quỷ ảnh, phi tốc thành hình. Biến thành một cái cùng thường nhân cao không sai biệt cho lắm thấp bóng người, không phân biệt được nam nữ, bộ mặt ngũ quan mơ hồ, chỉ có hai mắt chỗ là màu đỏ ngọn lửa. Hết sức đáng chú ý, quỷ ảnh con mắt màu đỏ, không tình cảm chút nào liếc tiêu phàm một chút, hai tay lập tức liền bóc một cái cổ quái pháp môn, một trận trầm thấp trói tai quái dị chú ngữ thanh âm. Bỗng nhiên trong sơn động vang lên, từng đợt âm phong tịch đi lên, đánh lấy mâm tráng bánh trong sơn động lan tràn. Âm phong những nơi đi qua, kéo kẹt kéo kẹt âm thanh âm vang lên, những cái kia nửa người nửa rắn khung xương, bỗng nhiên nhao nhao đứng lên, lung la lung lay, toàn thân khung xương kéo kẹt loạn hưởng, từng sợi quỷ hỏa. Tại đen nhánh hốc mắt chỗ sâu nổi lên, cùng loại tình hình, hơn nửa năm này tiêu phàm thấy qua vô số lần, cũng lơ đánh, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, chậm rãi dơ lên ở trong tay màu đỏ sậm viêm linh chi nhận. Bất quá, cùng chúng biến hóa khác hay là tại phát sinh. Những này sống tới nửa người xương rắn đỡ, cũng không có không kịp chờ đợi hướng tiêu phàm phát động công kích. Mà là tiếp tục ngơ ngác đứng tại chỗ, một cỗ hắc khí, theo bọn nó trắng bạch bộ xương bên trong xuất hiện, cũng không tứ tán, mà là dần dần lượn lờ tại xương trên kệ, càng để lâu việt hậu, sau một lát, liền ẩn ẩn có ngưng kết cảm giác. Những này nửa người rắn, tựa hồ là muốn dùng những này âm minh chi khí, một lần nữa ngưng kết xuất thân thân tới. Theo âm minh chi khí tụ tập, bọn chúng linh lực trong cơ thể ba động, cũng trình thẳng tắp lên cao, từ lúc mới đầu vẻn vẹn tương đương với luyện khí kỳ tầng dưới tiêu chuẩn, cấp tốc đột phá bình cảnh, đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Khoảnh khắc về sau, lại đến chúc cơ trung kỳ, sau một chốc, thế mà đa số đạt tới chúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, thậm chí trong đó một tiểu bộ phân khí tức còn đang trở nên cường thịnh hơn, có hướng kim đan kỳ bước tiến vào khuynh hướng. Mặc dù nói vô luận là chúc cơ hậu kỳ hay là kim đan sơ kỳ cũng sẽ không đối tiêu phàm tạo thành bao lớn uy hiếp, mấu chốt ở chỗ bên trong hang núi này nửa người rắn số lượng hài cốt nhiều lắm, số đều đếm không hết, nhiều như vậy chúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn xả yêu thêm số lượng không ít kim đan kỳ xả yêu tại dạng này chật hẹp hoàn cảnh bên trong từng đợt núi tiếp nhau bổ nhào mà đến, dù là tiêu phàm tu vi lại cao, tạo nghệ lại sâu, cũng là tuyệt đối đối kháng không ngừng. Còn có một chút chính là, tiêu phàm không thể xác định, bọn chúng tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở kim đan sơ kỳ, chỉ cần trong đó lại có cực thiểu số tiến dai đến trong kim đan kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ, tiêu chân nhân phiền phức liền rất lớn. Tiêu phàm tự nhiên sẽ không ngồi nhìn loại tình hình này phát sinh, cùng nó trở lấy bị bọn chúng vây công, không bằng chủ động xuất kích trong tay hỏa diễm đao một dương, liền muốn xuất thủ, chợt lại ngừng lại, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Viên kia kế hoạch nham hiểm, trực tiếp tại linh thú điểm bên trong nhảy lên, cho hắn truyền đến cực kỳ nóng nảy bất an cảm ứng. Thương kỳ nói qua, cái này kế hoạch nham hiểm là tại âm minh chi địa, từ cực hàn âm khí ngưng kết mà thành, nếu như muốn để nó nở, chỉ sợ cũng cần càng thêm thuần túy âm minh chi khí, nhưng cuối cùng đến cùng lại biến thành bộ dáng gì, ngay cả thương kỳ đều mà biết không rõ. Tiêu phàm chỉ hơi một do so dự, liền mở ra linh thú điểm. Siêu một tiếng, trứng ngỗng lớn màu đen kế hoạch nham hiểm, không đợi tiêu phàm triệu hoán, liền từ linh thú điểm bên trong bắn ra, tại tiêu phàm trước người cách đó không xa giữa không trung xoay tiếp chuyển động. Mặc dù nhìn qua, nó vẫn như cũ là cái kia đen nhánh dáng vẻ, cũng vô cái gì đặc biệt, nhưng tiêu phàm thông qua nguyên thần cảm ứng, lại biết rõ, cái này kế hoạch nham hiểm đang đánh giá lấy bốn phía hết thảy nhất là đối những cái kia tu vi ngay tại tăng vọt xạ yêu, đặc biệt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh bỗng nhiên ngừng lại, đoàn kia màu lam quỷ hỏa tạo thành bóng người, đỏ bừng hai con ngươi, bỗng nhiên hướng bên này liếc nhìn tới, gắt gao tiếp cận ở giữa không trung xoay chậm chậm kế hoạch nham hiểm, tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Tê màu lam quỷ ảnh mãnh phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Ngơ ngác đứng thẳng bất động, còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng đông đảo xạ yêu, giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, lập tức ra đen thấm đại thủ, nắm lên trên mặt đất cự hình liêm đao, hướng về tiêu phàm chen chúc đánh tới. Quả nhiên, vẻn vẹn lại qua ngắn ngủi như thế một khắc, những này xạ yêu bên trong, vậy mà thật sinh ra mấy tên linh lực ba động đạt tới trong kim đan kỳ tiêu chuẩn siêu cấp xạ yêu. Nhìn qua, thân thể rõ ràng so cái khác xạ yêu càng thêm cực đại tráng kiện, cao hơn ra hai cái đầu tới. Tiêu phàm trên mặt trầm xuống, hỏa diễm đao dần dần trở nên sáng tỏ, liền muốn xuất thủ. Phanh một mực tại quay tròn đảo quanh màu đen kế hoạch nham hiểm, bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ thấu xương kỳ hàn, bỗng nhiên trong sơn động tứ tán tràn ngập, trong nháy mắt đó, phảng phất ngay cả không khí đều muốn bị đông cứng, ngay cả đã đem tinh viêm quyết tu luyện tới tầng thứ ba, tương đương với nguyên anh tu sĩ uy lực tiêu phàm, đều cảm thấy tay chân tê dần, thể nội huyết mạch tại thời khắc này cơ hồ đình chỉ vận hành, phảng phất bị đông cứng thành khối băng. Vô luận là tại Ma Cưu Sơn trang cung điện dưới đất, hay là tại Lệ Thú Hoang Nguyên Thiên Hồn Uyên chỗ sâu nhất, Tiêu Phàm đều chưa hề được chứng kiến dạng này kỳ hàn thậm chí ngay cả được từ ngàn năm tuyết yêu động huyệt băng tùy, cùng cỗ này kỳ hàn tương đối mà nói, đều kém xa tít tắp. Cỗ này kỳ hàn, có thể trực tiếp dung chuyển người thần hồn. Những cái kia chính chen chúc mà đến xạ yêu, cũng đồng dạng bị cỗ này thấu xương kỳ hàn đông cứng. Sau đó, một đoàn màu xám sương mù, từ kế hoạch nham hiểm bạo liệt chỗ tràn ra, như là một đoàn màu xám mây đen, trong huyệt động cuồn cuộn hướng về phía trước rất nhanh liền đem những cái kia bị đông cứng nửa rắn yêu bao phủ trong đó. Kéo kẹt kéo kẹt, Dầm dầm, ngay sau đó, chính là liên tiếp không ngừng vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy mây xám những nơi đi qua, tất cả nửa rắn yêu nhau nhau biến trở về trắng bệch khung xương, bám vào tại bọn chúng trên thân thể những cái kia nồng đậm hắc khí, trong bất chi bất giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại hắc khí bị cuốn đi đồng thời, những này khung xương lại biến thành tử vật, nhao nhao té ngã trên đất, biến thành từng đoạn từng đoạn xương vỡ, đầu lâu lăn ra thật xa, rốt cuộc không còn ra hình dạng. Chỉ trong chớp mắt, nhóm này nửa rắn yêu phảng phất bị hút khô tinh khí, triệt để đánh về nguyên hình. Màu xám đám mây những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì nửa rắn yêu âm linh có thể may mắn thoát khỏi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dẫy dụa kháng cự, cứ như vậy bị mây xám hút khô tinh khí. Bất quá trong chốc lát, cuồn cuộn mây xám cũng nhanh đến màu lam quỷ ảnh trên không. Một mực ngốc ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy màu lam quỷ ảnh, rốt cục lấy lại tinh thần, một tiếng tiếng rít chói tai, thân thể vặn một cái, liền muốn hóa thành hư vô mây xám bỗng nhiên ra tốc, bỗng nhiên hướng về màu lam quỷ ảnh bao phủ xuống đi. Càng thêm thê lương bi thảm tại mây xám bên trong vang lên, ở trong sơn động này, nghe phá lệ khiếp người. Ngay cả tiêu chân nhân nghe, trong lòng đều cảm thấy không đành lòng, cơ hồ liền lên muốn cứu người tâm tư. Chỉ tiếc, cái này màu lam quỷ ảnh thực tế bất tranh khí, còn không có chống đến tiêu chân nhân coi là thật xuất thủ cứu giúp, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, trong sơn động một chút trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Mây xám càn quét mà qua, nguyên địa giống tuếch, cái gì đều không có còn lại. Tiêu chân nhân cũng coi là kiến thức bất phàm, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, lại cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm, kiệu lưỡi khó hạ. Đây rốt cuộc là kế hoạch nham hiểm, hay là diệt quỷ thần trung quỳ? Có vẻ như trong truyền thuyết thần trung quỷ thiên sư, diệt quỷ cũng cần một con một con đi bắt, nhưng không có dạng này gọn gàng. Sau một lát, trong sơn động rốt cuộc lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, khắp nơi đều có trắng toan toát nửa rắn yêu hài cốt cùng cự hình liêm đao, bất quá mây xám cuồn cuộn cuốn tới về sau, những cái kia nguyên bản hàn lóng lánh liêm đao, mũi nhọn lại trở nên vết dỉ loang lổ, cũng không tiếp tục khôi phục lại cái cố xem, tựa hồ linh khí trong nháy mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn. Ngay tại tiêu phàm chố mắt thời điểm, mây xám từ đằng xa trong chớp nhoáng phiêu trở về, ở giữa không trung vừa thu lại, trong nháy mắt biến thành một cái cho bóng người màu trắng, thân cao không quá ba thước, tư chi đều đủ, ngũ quan mơ hồ không rõ, mặt béo tròn mập mạp, có phần như hài nhi, con mắt cũng là màu xám trắng, con người chỗ sâu, lại lóng lánh hai cái điểm đỏ, ẩn ẩn có huyết sắc. Đạo này cho bóng người màu trắng, dừng lại tại tiêu phàm trước người ngoài hai ba trượng, chát động hai con con người màu đỏ, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, không có chút nào tình cảm. Bất quá kia cỗ thấu xương kỳ hàn, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm bị bóng xám ánh mắt nhìn đến rất không được tự nhiên, toàn thân mồ hôi mau đứng đấy, kìm lòng không đặng nắm chặt trong tay viêm linh chi nhận cái này kế hoạch nham hiểm vừa rồi thi triển thần thông quá mức kinh người, tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu âm quỷ lệ phách tinh hoa. Đối với loại này cùng thần hồn tương quan bí thuật, tiêu phàm biết rất ít, tự nhiên cảm thấy bất an. Bỗng nhiên, một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết, đột nhiên từ bóng xám bên kia chuyển đến, lập tức liền cùng tiêu phàm thần niệm hình thành câu thông. Tiêu phàm có thể cảm nhận được rõ ràng bóng xám đối với hắn thân cận chi ý, tựa hồ bóng xám thể nội chảy xuôi cùng hắn đồng dạng huyết mạch. Tiêu Phàm cơ hồ lập tức liền nhớ lại hắn đã từng dung nhập vào kế hoạch nham hiểm bên trong một giọt tinh huyết, là tham chiếu bảo vật nhỏ máu nhận chủ quá trình tiến hành. Không phải là chó ngáp phải ruồi, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm mình cũng có chút không dám khẳng định. Audio điện tử võ tấn bền Bóng xám bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến Tiêu Phàm trên cánh tay, mở ra hai đầu trắng trắng mập mập cánh tay, ôm Tiêu Phàm cổ, một chương ngũ quan mơ hồ không rõ gương mặt, ghé vào Tiêu Phàm phụ cận, cùng hắn chịu rụi sát, tựa hồ đối với tiêu phàm 10 điểm thân cận ỉ lại, liền phảng phất hải nhi đối phụ mẫu ỉ lại. Tiêu phàm không có cực tuyệt loại này thân mật, hắn cùng bóng xám tâm thần tương thông, quả thật không có cảm ứng được mảy may khí tức nguy hiểm. Cái này bóng xám vừa rồi mặc dù thi triển ra diệt quỷ thu hồn đại thần thông, cho tiêu phàm cảm giác, nhưng vẫn là một tên không hiểu chuyện hài nhi, cực kỳ cần che chở. Khó trách thương kỳ lúc trước gọi là kế hoạch nham hiểm, nhưng không phải liền là cùng thai nhi ngay tại thai ngén đồng dạng. Bóng xám như thế thân mật, Tiêu Phàm cũng lớn thụ lây nhiễm, không chịu được vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt bóng xám thân thể. Trên thực tế, Tiêu Phàm biết bóng xám hữu hình vô thể, nó hiện tại cái gọi là thân thể, kỳ thật vẫn như cũng chỉ là một đoàn ngưng tụ âm minh chi khí, nhưng Tiêu Phàm bàn tay lại tựa hồ như vuốt ve đến một cái chân chính bóng loáng vô so thân thể. Nói cho cùng, đây cũng chính là trong óc truyền đến nào đó loại cảm giác. Chỉ có giữa hai bên, tâm niệm tương thông mới có thể có kỳ diệu như vậy vô so cảm ứng người tên là gì ma xui quỷ khiến tiêu phàm hỏi một câu như vậy lời vừa ra khỏi miệng liền không khỏi bật cười be be bóng xám miệng bên trong bỗng nhiên phát ra như là hài nhi nha nha nói nhỏ thanh âm nghe vào có điểm giống con cừu nhỏ kêu to mai mai mỹ mỹ hay là muội muội tiêu phàm nở nụ cười mang theo điểm chiêu chọc nói tâm tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ vui vẻ mặc kệ tiếp xuống hoàn cảnh đem sẽ như thế nào nguy hiểm tình huống đem sẽ như thế nào hỏng bét chỉ ít giờ khắc này, tiêu phàm tâm tình là vui vẻ, thật giống như thật đối mặt một cái tân sinh hài nhi, trong lòng tràn ngập vui sướng chi ý. Be be, bóng xám lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Được, vậy liền gọi muội muội đi, thật là dễ nghe. Tiêu phàm trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía bóng xám hai mắt màu đỏ, vừa nói đùa vừa nói thật nói. Muội muội, lần này, bóng xám nha nha học nói thanh âm, nghe vào thật là có chút giống là muội muội. Tại tiêu phàm đầu vai chơi đùa một trận, bóng xám tựa hồ hơi mệt, tiêu phàm có thể cảm giác được nó ủ rũ. Liền là ống tay áo lắc một cái, đem bóng xám thu nhập linh thú điểm bên trong. Vừa tiến vào linh thú điểm, bóng xám liền là nằm ngáy o o, có chút thơm ngọt. Nhìn qua đầy đất màu trắng nửa rắn yêu hải cốt, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Móc ra một viên màu đỏ đan dược, nuốt vào, khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện hóa hấp thu về sau, mới một lần nữa đứng dậy hướng về phía trước. Không biết là bởi vì cấm chế chi lực hay là nguyên nhân khác, cái này trong động quật, linh khí cực kỳ mỏng manh, khắp nơi đều tràn ngập âm trầm trầm u minh tử khí. Tiêu hao linh lực phải không đến bất luận cái gì bổ sung, thậm chí ngay cả thân thể đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, tiêu phàm trước luyện hóa một khỏa linh đan, đem u minh tử khí loại trừ bên ngoài, cái này gọi lo trước khỏi hỏa. Coi là thật đại chiến, nhưng không có thời gian để hắn đến luyện hóa đan dược. Trong động quật, trừ đầy đất hài cốt, không hề có bất kỳ thứ gì khác, vô luận vật sống cùng quỷ ảnh, cũng không thấy một cái bị muội muội diệt giết không còn một mống, nhất là cái kia màu lam quỷ ảnh, mặc dù cách xa xôi, tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, bản thân tu vi không kém hắn. Bị mây sám bao phủ về sau, cũng là không có chút nào kháng cự chi lực. Trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, tiêu phàm dưới chân mới rốt cục không gặp được loại kia nửa rắn yêu hài cốt. Cái này động quật phảng phất vô cùng vô tận, chuyển qua không biết bao nhiêu cái ngoặt, vẫn như cũ còn trong lòng đất, không gặp mảy may ánh sáng. Tiêu phàm hiện tại còn không có thể xác định, cái này Cửu Âm Thành bên trong đến cùng phải chăng có linh trí cực cao những sinh vật khác, tận lực đối bọn hắn phát động ám toán tập kích, hay là bởi vì bọn hắn rất trùng hợp dẫn phát trong kho hàng cấm chế nào đó, dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá Tiêu Phàm cảm thấy, phía trước cái chủng loại kia khả năng phải lớn hơn nhiều. Mấy tháng trước đó, Tiêu Phàm liền nhắc nhở qua Thương Kỳ bọn người, quỷ vật tựa như là cố ý tại dụ địch xâm nhập. Bây giờ một tiến vào Cửu Âm Thành, liền phát sinh loại tình hình này tiêu phàm nhưng không tin tưởng lắm cái này thật chỉ là trùng hợp nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn dù coi như hắn thật sự là thần tiên tái thế thần toán kinh người không ai nghe hắn cũng là uổng công bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể tự cầu phúc đang lúc tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí đi tại trong động quật bỗng nhiên động quật một bên khác vang lên cực kỳ tiếng bước chân nặng nề phảng phất có thật nhiều to lớn cự thú ngay tại hướng bên này tới gần tiêu phàm ngay lập tức nghĩ đến hoàng đường Hoàng đường cùng dưới chướng hắn cao dài đồng giáp gấu, cùng một chỗ hành động thời điểm, thanh thế chính là kinh người như thế. Chỉ là tiêu phàm tự nhiên cũng rõ ràng, hiện tại đi tới, khẳng định không phải hoàng đường. Bằng không mà nói, lanh lợi trùng sớm đã có cảm ứng. Cũng không biết là bởi vì lẫn nhau ở giữa cách xa nhau thực tế quá xa, hay là nơi đây cấm chế chi lực có gì đó cổ quái, hắn lanh lợi trùng vậy mà từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được một cái khác lanh lợi trùng vị trí cụ thể, chỉ có thể cảm ứng được một con kia lanh lợi trùng còn sống, vẫn chưa bị diệt sát. Có thể biết điểm này, cũng rất tốt, chỉ ít hoàng đường dưới mắt hay là an toàn. Suốt cục, tiêu phàm trước mắt xuất hiện mấy đầu cự thú. Những này cự thú cao tới 7-8 trượng, toàn thân màu nâu đen lông tóc, trên thân hắc khí cuồn cuộn, trên trán một viên độc nhãn, như là đèn lồng, tại đen như mực trong động quật chiếu lấp lánh, tràn ngập yêu dị khí tức. Mọc ra bốn ngón tay cự trong lòng bàn tay, cầm một thanh đồng dạng hắc khí cuồn cuộn đầu đinh truy đầu búa so với bình thường đầu đinh chùy muốn thô lớn. Ma thú, tiêu phàm trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, cảm thấy tình hình có chút không đúng. Lúc trước tác chiến bên trong, không phải là không có cùng ma thú chém giết qua, dù sao cái này phong ấn chi địa, khắp nơi đều là quỷ vật, nếu không phải là ma thú. Nhưng tiêu phàm nhớ được rất rõ ràng, quỷ vật cùng ma thú đều đều là đơn độc xuất hiện, cùng quỷ vật chém giết thời điểm, không nhìn thấy ma thú, đồng dạng, cùng ma thú lúc tác chiến, cũng chưa từng thấy qua có quỷ vật xuất hiện nơi này quỷ vật cùng ma thú tựa hồ là phân thuộc tại khác biệt hệ thống mà ở cái này dưới đất trong động quật muội muội vừa mới diệt sát qua một đám quỷ vật nguyên lai tưởng rằng nơi này chính là quỷ vật thiên hạ ai ngờ trong nháy mắt lại nhìn thấy ma thú xuất hiện chẳng lẽ ở đây quỷ vật cùng ma thú đã liên thủ rồi tiêu phàm trong lòng nghĩ như vậy cầm đầu đầu kia độc nhãn ma thú đã phát hiện hắn lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài trong tay đầu đinh trùy vung lên bước nhanh chân liền xông về phía trước ma thú này mọc ra hai đầu trắng kiện đùi, cực giống móng trâu. Tiêu phàm sầm mặt lại, thủ đoạn vung lên, một tấm màu hồng cổ phát đại cung nổi lên, tiêu phàm tay phải kéo một phát dây cung, hừng ngược liệt diễm bốc hơi mà lên, nháy mắt đem đen nhánh động quật chiếu sáng giống như ban ngày. Chính là hỏa vân cung cùng ly hỏa tiễn, hơn nửa năm này ở giữa, tiêu phàm không chỉ một lần cùng ma thú giao thủ qua, biết những ma thú này trừ cùng phổ thông yêu thú đồng dạng, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, có đủ loại lợi hại thiên phú thần thông, còn có một loại phổ thông yêu thú không có đặc điểm, chính là mục nát máu. Bởi vì biến dị nguyên nhân, những ma thú này huyết dịch đối nhân loại tu sĩ cùng phổ thông yêu thú đều có cực lớn ăn mòn lực sát thương. Có không ít yêu thú chính là tử thương tại loại này mục nát huyết chi hạ. Đối với ma thú loại này ác độc đến cực điểm thiên phú, tiêu phàm cũng đặc biệt đau đầu. Thậm chí ngay cả hắn huyền tinh giáp cũng không thể đặc biệt hữu hiệu phòng hộ mục nát máu ăn mòn. Biện pháp tốt nhất chính là không để những ma thú này cận thân cái này động quật tương đối tương đối chật hẹp, dùng hỏa vân cung đối địch, phù hợp. Gặp một lần ly hỏa tiến thanh thế như vậy, mà thú cứ việc linh trí không cao, cũng lập tức liền cảm nhận được ly hỏa trên tên phụ mang theo tựa là hủy diệt khí thức, vậy mà dơ lên đại thủ một dương, dẫn đầu đem hết sức trầm trọng đầu đinh trùy, hướng về tiêu phàm mãnh đập tới. Siêu tiêu phàm phải nhẹ buông tay, ly hỏa tiến bắn ra. Lập tức một cỗ cực kỳ bạo ngược tinh viêm chi lực, nháy mắt tràn ngập toàn bộ động quật, hô hô đập tới cự hình đầu đinh chùy cùng cỗ này nổi giận tinh viêm chi lực hơi tiếp xúc, liền là vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Tiêu phàm thôi động tầng thứ ba tinh viêm quyết, đã đến gần vô hạn nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ. Cái này độc nhãn ma thú cố nhiên hình thể to lớn, da dày thịt béo, trên thân linh lực ba động, bất quá là kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn, lấy cứng trọi cứng, như thế nào là ly hỏa tiễn chi địch. Xùy đi đầu đầu kia độc nhãn ma thú, toàn bộ thân hình xa rời hỏa tiến xuyên thủng, lập tức một tiếng kinh thiên động địa cuồng hống, to lớn thân thể nháy mắt bạo liệt mà ra đen như mực mục nát máu văng tứ phía nhìn như tráng kiện vô so ma thú trong khoảnh khắc liền bị diệt sát ly hỏa tiến xuyên thủng con thứ nhất ma thú về sau thế đi chưa suy trực tiếp đem con thứ hai ma thú cũng một tiếng bắn thủng cùng con thứ nhất ma thú đồng dạng cũng là thân thể bạo liệt đen nhánh mục nát máu vẩy ra bất quá liên tiếp đánh giết hai đầu ma thú về sau ly hỏa tiến lè lè quang mang đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm con thứ ba độc nhãn ma thú cuồng hống một tiếng vung vẩy đầu đinh trùy một trận đập loạn lập tức liền đem chi kia đã là cường nỗ chi kết thúc ly hỏa tiến đập bay tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn cái này hỏa vân cùng lấy lửa vân giao giao gần cùng hỏa tinh đồng luyện chế mà thành đối ly hỏa tiến có uy lực to lớn tăng thêm một tiến bắn ra chỉ diệt sát hai con độc nhãn ma thú liền thành cường nỗ chi kết thúc lại cùng tiêu phàm trong tưởng tượng cách biệt quá xa suy nghĩ một chút tiêu phàm liền tìm được nguyên nhân trong đó. Độc nhãn ma thú thân thể thực tế quá lớn, một tiếng xuyên thủng về sau, mục nát máu vẩy ra, nhiều như vậy mục nát máu đối ly hỏa tiễn uy năng tạo thành cực lớn hao tổn. Cái này mục nát máu thậm chí có cửu âm uế khí cùng hóa yêu nước thần thông. Cùng tất cả cái khác ma thú đồng dạng, những này độc nhãn ma thú cũng là linh trí cực thấp, hung hãn không sợ chết, mắt thấy hai đầu ma thú bị diệt, cái khác ma thú thoáng như chưa gặp, giờ cao đầu đinh trùy, cuồng hống lấy hướng tiêu phàm đánh tới, tranh nhau chen lấn miệng đầy răng nanh cắn phải rát băng loạn hưởng tiêu phàm không chút do dự thứ hai rời ra hỏa tiễn bắn ra đồng thời dưới chân độn quang cùng một chỗ hướng về động quật một bên khác chậm rãi thối lui đã đường này không thông vậy liền mặt khác tuyển một con đường thử một chút hào không ngoại lệ một tiễn này bắn ra lại diệt sát hai đầu độc nhãn ma thú đồng thời trọng thương con thứ ba ma thú té ngã trên đất không ngừng cuồng hống tiếng kêu cực kỳ khiếp người đúng lúc này sau lưng cũng vang lên nặng nề đến cực điểm tiếng bước chân. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, bận biểu tức quay đầu về sau nhìn lại. Chỉ thấy động quật một bên khác, cũng xuất hiện độc nhãn ma thú bóng dáng, độc trong mắt, lục lóng lánh, khát máu mà cuồng bạo. Nhiều như vậy độc nhãn ma thú, Tiêu Phàm sầm mặt lại, ống tay áo lắc một cái, trên ngón tay xanh biếc trong giới chỉ bay ra một cỗ cát vàng, ở trên mặt đất một quyển, hóa thành cao mấy trượng thổ hoàng sắc cự nhân, chính là lập tức thi triển to lớn hóa thần thông thổ ma ngẫu một tay nắm lấy một con thổ hoàng sắc cự trùy, hung thần ác sát đứng tại tiêu phàm sau lưng. Giết, theo tiêu phàm ra lệnh một tiếng, thổ ma ngẫu vùng vẩy cự trùy, đón độc nhãn ma thú, nhanh chân vào tới. Mắt thấy thổ ma ngẫu khí thế hung hung, đi đầu độc nhãn ma thú múa đầu đinh trùy tiến lên đón. Sang rắc một tiếng, đầu đinh trùy từ đó một chiếc vì hai, thổ hoàng sắc cự trùy không chút nào dừng lại, trùng điệp đánh vào độc nhãn ma thú trên đầu, lúc này đánh cho óc vỡ toang, mục nát máu vẩy ra độc nhãn ma thú phù phù ngã quỵ, như là ngược lại tòa tiếp theo núi thịt. Suy suy mục nát máu vẩy ra đến thổ ma ngẫu thân thể bên trên, lập tức truyền ra một trận gây mũi tính ăn mòn vị chua, bốc lên một đại cổ thổ khói mù màu vàng. Thổ ma ngẫu lại thoáng như chưa tỉnh, vung vẩy một cái khác cự truy, phanh một tiếng, lại đem cái thứ hai độc nhãn ma thú đánh chết. Những này độc nhãn ma thú nhìn qua hung tàn vô so, lại lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, đối với bất kỳ người nào loại tu sĩ cùng yêu thú mà nói, đều là cực kỳ khó chơi địch nhân, hết lần này tới lần khác đụng phải cỗ này so với chúng nó còn nếu không có tình cảm, còn muốn hung hãn không sợ chết thổ ma ngẫu, những này tiên thiên ưu thế, lập tức liền bị suy yếu đến cực thấp điểm. Độc nhãn ma thú ước chừng tương đương với cấp 7 yêu thú tiêu chuẩn, thổ ma ngẫu đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, luận các thể thực lực, thổ ma ngẫu cường đại hơn nhiều, cự chùy vung vẩy phía dưới, độc nhãn ma thú trong khoảnh khắc liền tử thương thảm trọng. Bất quá độc nhãn ma thú thể nội bắn tung tóe một nát máu đối thủ ma ngấu còn là có nhất định lực sát thương mặc dù không bằng có nhục thân nhân loại tu sĩ cùng yêu thú lợi hại như vậy thổ ma ngấu cũng không thể không tổn thương chút nào tiếp nhận xuống tới mỗi lần mục nát máu tươi đến trên thân đều sẽ đem thổ ma ngấu thân thể gì xét phải một mảnh mấp mô sau một lát mới có thể phục hồi như cũ cũng may thổ ma ngấu cùng cơ quan khôi lỗi thú khác biệt cơ quan khôi lỗi thú một khi bị kích phá sát ngoài lại hư hao rơi bộ máy nội bộ kiện liền sẽ triệt để làm tổn thương lại không có sức chiến đấu thổ ma ngẫu lại có thể không ngừng tiến hành bản thân chữa trị cùng gây dựng lại tại một loại nào đó dưới tình hình chỉ cần linh lực không có hao hết thổ ma ngẫu cơ hồ chính là bất tử thân càng là cấp bậc cao ma ngẫu như nghĩ triệt để phá hủy bình thường chỉ có thể từ thần hồn phương diện tới tay dùng thủ đoạn đặc thù trực tiếp diệt sát ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách ma ngẫu cũng liền hủy nhưng có loại này thủ đoạn đặc thù tu sĩ cực kỳ hiếm thấy tăng thêm hai hồn năm phách thâm tàng tại thổ ma ngẫu thể nội bộ vị bí ẩn, phòng hộ cực nghiêm, như thế nào lại tùy tiện bị người làm bị thương. Đương nhiên, nếu như là tu vi ở xa thổ ma ngẫu phía trên tu sĩ cấp cao hoặc là yêu thú, một ra tay liền đem thổ ma ngẫu đánh chúng vỡ nát, lại thi triển cái khác thần thông, đem thổ ma ngẫu mảnh vụn thanh trừ phải sạch sẽ. Để nó hoàn toàn không có cơ hội gây dựng lại thân thể, như vậy trong khoảnh khắc cũng có thể đem thổ ma ngẫu triệt để diệt sát. Thật muốn đụng phải dạng này địch thủ, tiêu phàm như thế nào lại tùy tiện đem thổ ma ngẫu phóng xuất chịu chết. Liền dưới mắt loại tình hình này mà nói, thổ ma ngẫu một bên toàn lực công kích độc nhãn ma thú, một bên nhanh chóng chữa trị bị mục nát máu ăn mòn thân thể, linh lực tiêu hao nhanh chóng cũng đạt tới trình độ khủng bố. Một khi linh lực triệt để tiêu hao hoàn tất, một lần nữa luyện hóa linh thạch, quá trình cũng sau cơ quan khôi lỗi thú thay đổi linh thạch muốn chậm chạp được nhiều, tại một lần nữa luyện hóa linh thạch trong khoảng thời gian này. Thổ ma ngẫu liền đánh mất chiến lực, không thể lại phóng xuất đối địch, bất quá dưới mắt, tiêu phàm tự nhiên không lo được nhiều như vậy. trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ, tiêu phàm mới 10 điểm khó khăn giết ra cái này thật dài động quật, đi tới một chỗ tương đối rộng rãi trong động đại sảnh lối vào. Thời khắc này tiêu chân nhân, tình hình khá chật vật, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Chân nguyên pháp lực nghiêm trọng tiêu hao, cứ việc pháp lực của hắn chi thâm hậu, xa không phải phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, dù coi như là năm đó hắc bạch song sát, so sánh với hắn hiện tại tiêu chuẩn, cũng có chút không bằng. Nhưng cảnh giới cuối cùng vẫn là dừng lại tại kim đan hậu kỳ, không có chân chính bước vào đến nguyên anh kỳ, pháp lực thâm hậu vẫn chưa phát sinh biến hóa về chất. Một lần tiếp một lần kéo phát cáo mây cung, một mũi tên tiếp một tiếng bắn ra, liên tục không ngừng, tiêu chân nhân cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Trên thực tế, Hoàng Đường cũng đã từng nói, hắn vì tiêu phàm chế tạo tấm kia hỏa vân cung, là dựa theo nguyên anh tu sĩ thực lực đến luyện chế. Đem cự linh thú hai đại thiên phú thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao tiêu phàm, tại thể lực cùng nhục thân độ cường hoành phía trên, sớm đã không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể so ra mà vượt. Bằng không mà nói, Hỏa Vân cung không có khả năng cho Ly Hỏa tiến khổng lồ như vậy tăng thêm uy lực. Hỏa Vân cung uy lực đại tăng đồng thời, mở cung bắn tên độ khó cũng đồng dạng tăng nhiều. Thổ Ma ngấu tình hình, cũng không so chủ nhân của nó tốt hơn chỗ nào, mặc dù bên ngoài đồng hồ hay là cái kia bộ dáng trên thân lại nhiễm một cỗ nồng đậm hôi chua khí tức, chính là ma thú mục nát máu hương vị. Linh lực cực độ hao tổn, có thể rõ ràng cảm thụ được. Tiêu phàm đoán chừng, lấy thổ ma ngỗ thể nội còn lại linh lực, đã rất khó chống đỡ thêm một lần cùng cùng cường độ đại chiến. Tiêu phàm vừa mới đạp mạnh tiến vào rộng rãi chút hang động, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Hang động chính giữa, một trái một phải, đứng hai đầu cao tới 10 trượng độc nhãn cự thú, cùng mới vừa rồi bị diệt sát những cái kia độc nhãn ma thú đồng dạng, trong tay cầm nặng nề đến cực điểm đầu đinh trùy, ở giữa chán viên kia độc nhãn, lóng lánh huyết quang, hung tợn tiếp cận tiêu phàm, tựa hồ chỉ muốn mãnh sông lại, đem tiêu phàm một trùy nện thành thịt muối. Vừa rồi động quật thông đạo quá chật hẹp, độc nhãn ma thú thân thể khổng lồ, chỉ có thể một con tiếp một con đi đến hướng, lúc này mới bị tiêu phàm cùng thổ ma ngẫu một vừa diệt giết sạch, nếu như tại tương đối đất chống trải, như thế đông đảo độc nhãn ma thú ủa lên, kết cục như thế nào, thật đúng là khó mà nói dưới mắt cái này hai đầu độc nhãn ma thú, rõ ràng so phổ thông độc nhãn ma thú càng cao hơn đại tráng to lớn, trên thân linh lực ba động, cũng đã tương đương với cấp 9 yêu thú đỉnh phong tiêu chuẩn, khí tức càng thêm cuồng bạo hung tàn. Không hề nghi ngờ, đây là độc nhãn ma thú thú vương. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, bỗng dưng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phanh một tiếng, trên thân màu trắng nho sinh bào phục nổ tung, nguyên bản thon dài thẳng tắp thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền biến thành thân cao hơn 10 trượng cự nhân, màu đồng cổ khối cơ thịt gân xanh bạo phun, một cỗ man hoang khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra, trong hai mắt tràn ngập cuồng bạo chi ý. Ngay sau đó, trên thân trắng sáng lóng lánh, huyền tinh giáp nổi lên, đem hắn toàn thân cao thấp đều đều cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Phụt phụt hai tiếng, hai con trắng noán cương giáp găng tay bọc tải trên hai tay, găng tay giáp lưới ở giữa. Mỗi một cái trừ điểm đều chế tạo cực kỳ tinh xảo, tinh mỹ vô so. Trong nháy mắt, ôn tồn lễ độ tiêu chân nhân, liền hóa thân thành man hoang cự nhân uyển như thần binh trên trời rơi xuống, bên trái cái kia về ngươi, tiêu phàm xuyên thấu qua thần niệm liên hệ, cho thổ ma ngẫu hạ đạt chỉ lệnh. Thổ ma ngẫu mặt không biểu tình, đồng thời giơ lên trong tay song trùy, hai con đồng dạng lóng lánh hào quang màu đỏ như máu con mắt, lạnh lùng tiếp cận bên trái độc nhãn cự thú. Con kia độc nhãn cự thú linh trí mặc dù không cao, cũng lập tức nhất định thổ ma ngẫu, hung tận nhìn chằm chằm trở về, miệng bên trong ô ô gầm nhẹ. Cũng giơ lên cự hình đầu đinh trùy, tới đi, tiêu phàm tiếp cận bên phải đầu kia càng cao hơn lớn một phân cự thú hai chân tách ra thân thể thoảng qua nghiêng về phía trước hai con thiết quyền trùng điệp ở trước ngực đụng vào nhau phát ra cực kỳ thanh vi sắt thép giao kích thanh âm giống độc nhãn thú vương ngửa mặt lên trời cuồng hống bước nhanh chân giờ cao đầu đinh trùy bỗng nhiên hướng tiêu phàm đập xuống giữa đầu trong chốc lát cuồng phong gào thét phá mặt như đao tiêu phàm không tránh không né nâng lên thiết giáp bao khỏa cánh tay trái trực tiếp nghênh đón tiếp lấy nghênh kích phương vị tự nhiên không phải đầu đinh trùy sắc bén tự trùy, mà là kia thật dài tay cầm. Cận thân bác kích, tiêu phàm tuyệt đối là một cùng thứ nhất cao thủ, há lại cái này ngoài vòng giáo hóa man hoang ngu rốt ma thú có thể so. Đương, tiêu phàm rất nhẹ nhàng liền đem lôi đình vạn quân đầu đinh trùy đón đỡ bên ngoài, đồng thời trên chân phải nửa trước bước, thân thể vặn một cái. Đánh một cùi trò quét ngang mà ra, một liên xuyến động tác uyển như hành vân như nước chảy. Cực kỳ trôi chảy tiêu sái cái này độc nhãn thú vương cố nhiên thân cao lực lớn da dày thịt béo lại nơi nào hiểu được bác kích chi đạo rồi tại dĩ vãng chém giết bên trong bọn chúng đều là dựa vào dáng người bên trên ưu thế dùng tuyệt đối man lực thủ thắng bây giờ bỗng nhiên đụng phải thân cao lực lớn không tại bọn chúng phía dưới gần thân bác kích chi thuật phát huy đến cực hạn tiêu phàm như thế nào là đối thủ rồi ngao một tiếng rú lên độc nhãn thú vương thân thể cao lớn lại bị cái này một khuỷu tay đánh cho bay lên oanh trực tiếp đâm vào trên vách động, lập tức cả cái huyệt động đều đang rung động ầm ầm, to lớn hòn đá từ đỉnh đầu nhao nhao rơi xuống phía dưới. còn không có phải đâm đến thất điên bát đảo độc nhãn thú vương lấy lại tinh thần, tiêu phàm bước nhanh đến phía trước, nắm chặt độc nhãn thú vương một cái cánh tay, lưng eo dùng sức, toàn thân trên dưới đồng thời phát lực, quát lên một tiếng lớn. độc nhãn thú vương thân thể to lớn tựa như con rối, từ tiêu phàm đỉnh đầu bay đi, trùng điệp quẳng xuống đất, đem cứng rắn vô so mặt đất nham thạch đều ném ra một cái hố sâu to lớn tới độc nhãn thú vương rú lên biến thành kêu thảm, nó lại ra dày thịt béo, cái này liên tiếp không ngừng trọng kích, cũng chịu không được. Tiêu phàm cận thân bác kích chi thuật một khi triển khai, ép căn bản không hề muốn ý dừng lại, lập tức nâng lên hữu quyền, chiếu vào nằm trên mặt đất rú thảm độc nhãn thú vương bên tai trùng điệp một quyền kích xuống dưới. Độc nhãn thú vương chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu rên, liền lại im bặt mà dừng, bị tiêu phàm một quyền này trực tiếp đánh nổ đầu. Cái này độc nhãn thú vương nguyên bản một thân thần thông, xa không chỉ như vậy chút bản lãnh nhưng bất hạnh đụng phải tiêu phàm cái này khác loại vậy mà lấy cứng trọi cứng dùng cận thân bác kích chi thuật nhanh gọn ngạnh sinh sinh liền cái này tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới độc nhãn thú vương đánh chết tươi độc nhãn thú vương cái khác thần thông còn đến không kịp thi triển cứ như vậy không giải thích được chết oan chết uổng đầu kia đang cùng thổ ma ngẫu kịch chiến thú vương gặp một lần đồng bạn trong nháy mắt liền bị diệt sát không khỏi giận tím mặt ngửa mặt lên trời cuồng hống vứt xuống thổ ma ngẫu giơ cao đầu đinh trùy, liền hướng tiêu phàm đánh tới. Chỉ tiếc, kết quả của nó cùng đồng bạn của nó tướng so, mảy may đều cũng không khá hơn chút nào, chỉ chớp mắt, đồng dạng bị tiêu phàm lấy chém giết gần người chi thuật đánh ngã xuống đất, vừa muốn đứng dậy, liền bị từ sau chạy đến thổ ma ngẫu dơ lên cự trùy, đánh cho đứt gân gãy xương, một mệnh ô hô. Thu thập xong hai đầu thú vương, trong sơn động, cuối cùng là triệt để yên tĩnh. Tiêu phàm phân phó thổ ma ngẫu đem tất cả độc nhãn ma thú đều mở ngược mổ bụng, lấy ra nội đan. Cùng ma thú giao chiến không phải lần đầu, tiêu phàm sớm đã biết, những ma thú này yêu đan cũng là khó được gặp một lần đồ tốt, nhất là những cái kia ma đạo tu sĩ, đối ma thú yêu đan nhu cầu, cực kỳ tràn đầy. Nơi này mấy chục khỏa cấp 7 trở lên ma thú yêu đan, nếu có cơ sẽ rời đi nơi này đi ra ngoài một bên, vậy sẽ là một bút cực kỳ khả quan linh thạch. Tiêu phàm lại không tham tài, cũng sẽ không cự tuyệt cái này đưa tới cửa chỗ tốt. Sau đó, tiêu phàm nuốt vào hai viên thuốc, bắt đầu đả tọa điều tức, khôi phục pháp lực, mà thổ ma ngẫu thì đứng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh, trên thân linh quang lấp lóe, lại là tại luyện hóa tiêu phàm giao cho nó chung dài thổ linh thạch. Trong lúc nhất thời, trong sơn động yên lặng, không còn gì khác âm thanh. Tiêu phàm một mình phấn chiến thời điểm, cửu âm thành thế giới ngầm, khắp nơi đều tại xảy ra ác chiến. Bình thường mà nói, thành quần kết đội yêu thú, dù coi như thực lực thấp một chút, đều là cấp 7 cấp 8 yêu thú, không có cấp 9 yêu thú dẫn đầu, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Vì chuẩn bị lần này tầm bảo, 30 năm qua, những cái kia hóa hình yêu thú sớm đã đối với mình dưới chương tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, chẳng những đẳng cấp xâm nghiêm, còn chỉ định chuyên môn thủ lĩnh. Điểm này, cực kỳ trọng yếu, chỉ cần thủ lĩnh bất tử, trận liệt không tiêu tan, liền sẽ có sức chiến đấu. Duy chỉ có những cái kia lạc đàn yêu thú, chỉ cần không phải hóa hình kỳ yêu tu, bình thường rất nhanh liền sẽ bị diệt sát, chỉ có cực thiểu số phi thường cường hãn cấp 9 đỉnh phong yêu thú có thể miễn cưỡng giết ra khỏi trùng vây. Cũng vẹn vẹn chỉ là giết ra đợt thứ nhất trùng vây, phải chăng có thể sống rời đi cửu âm thành, rời đi phong ấn chi địa, vậy thật là ai cũng không biết. Đối với chấn nhạc thần quân mà nói, trước mắt còn không có đụng phải chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn quỷ vật hoặc là ma thú. cửu âm thành đại trận khởi động thời điểm, chấn nhạc thần quân thi triển đại thần thông, đem bên người phương viên trăm trong vòng 10 triệu yêu thú đều cuốn vào Đại trận biến ảo về sau, bên cạnh hắn vẫn như có tụ tập không ít nhân thủ. Trong đó hóa hình yêu thú liền muốn 6 tên nhiều, còn có mười mấy đầu cấp 9 yêu thú. Phái đỏ nữ tử thích phu nhân hòa điền họ áo bảo sám nam tử, đều tại nó liệt. Một tên hóa hình hậu kỳ yêu tu cầm đầu, một tên hóa hình trung kỳ đỉnh phong yêu thú cùng năm tên hóa hình sơ kỳ yêu thú phụ tá, tăng thêm mười mấy đầu cường hãn cấp 9 yêu thú, vô luận là ở đâu bên trong, đây đều là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vì vậy chấn nhạc thần quân bọn hắn dưới đất động quật giết ra khỏi trùng vây tốc độ, phi thường nhanh, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Liên diệt sát hai nhóm quỷ vật, giết sạch mấy trăm đầu trung giai ma thú. Chấn nhạc thần quân cùng thích phu nhân đều còn không có thân tự xuất thủ. Chấn nhạc thần quân là tự trọng thân phận, những này chỉ là dưới cùng quỷ vật cùng trung giai ma thú, nơi nào đáng giá hắn thân tự xuất thủ. Về phần váy đỏ nữ tử thích phu nhân thì là có khác trách nhiệm. Từ đầu đến cuối, trong tay đều nâng một cái tinh xảo vô so la bàn, Kia la bàn cũng không lớn, lại cực dày. Chia làm rất nhiều tầng, Thích phu nhân một đôi mắt đẹp, một mực chăm chú vào la bàn phía trên, đối ngoại ở giữa tranh đấu, không chút nào để ý. Chấn Nhạc thần quân một mực đi cùng với nàng, nhìn qua, tựa hồ Chấn Nhạc thần quân hay là nàng Bảo Tiêu. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, một chút liền có thể nhìn ra được Thích phu nhân là đang làm gì. Thân là trận pháp đại sư, Thích phu nhân không thể nghi ngờ là đang tìm kiếm cấm chế này đại trận trận nhãn chỉ cần có thể tìm tới trận nhãn, nghĩ cách phá mất, cả cấm chế đại trận lập tức sụp đổ, bị khốn trụ yêu thú lập tức liền có thể chạy thoát. Hướng đông, đại đội đi tới một cái chỗ ngã ba, thích phu nhân cũng không ngẩng đầu lên, lập tức nói. Một tên thân hình cao lớn hóa hình sơ kỳ yêu thú, tay cầm một thanh song nhận khai sơn phủ. Xuất lĩnh lấy bốn đầu cấp 9 yêu thú, đi đầu mở đường. Những yêu thú khác đem chấn nhạc thần quân cùng thích phu nhân chen chúc ở giữa, một loạt mà trước. Không bao lâu, liền trong huyệt động đụng phải một đoàn ma thú. Những ma thú này số lượng không nhiều, chỉ có trăm dư đầu tả hiếu, lại từng cái đều có kim đan kỳ trở lên tiêu chuẩn, trong đó mấy đầu dài đến hơn 10 trượng ba thủ cự mãng, càng là có kim đan hậu kỳ thực lực, ba cái đầu cùng nhau dơ lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Mắt nhỏ bên trong lộ ra lạnh lùng quang mang, hướng đông, thích phu nhân lạnh như băng nói, trăm dư đầu ma thú, liền ngăn ở hướng đông đi trên đường, hét lớn một tiếng, tay cầm xong nhận khai sơn phủ hóa hình yêu thú, đi đầu hướng các ma thú đánh tới. Cứ việc bọn này ma thú tu vi đều không thấp, nhưng thực lực tuyệt đối cùng chấn nhạc thần quân người liên can tướng so. Hay là thiên xoa địa viễn, rất nhanh liền bị diệt sát hơn phân nửa. Bất quá cũng có hai đầu cấp 9 yêu thú tại giao chiến quá trình bên trong, bị ma thú mục nát máu tươi đến, thương thế nghiêm trọng, cơ hồ mất mạng. Đây là bị khốn về sau, chấn nhạc thần quân thân lĩnh trong đội ngũ lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Ngay sau đó, lại có lệnh người bất ngờ sự tình phát sinh. Còn lại tiểu bộ phân ma thú, vậy mà quay người chạy trốn. Tiến vào phòng ấn chi địa hơn nửa năm, quỷ vật thỉnh thoảng có chạy trốn, nhưng ma thú lâm trận bỏ chạy, nhưng vẫn là lần đầu đụng phải. Những ma thú này sở dĩ so phổ thông yêu thú càng thêm đáng sợ, ngay tại ở bọn chúng là thật hung hãn không sợ chết. Loại này ma hóa biến dị, đưa chúng nó huyết mạch bên trong cuồng bạo phát huy phải vô cùng nhuần nguyễn, cơ hồ không biết e ngại là vật gì. Mà bây giờ, ma thú cũng sẽ chạy trốn. Chấn nhạc thần quân sau nghi có chút nhau, sẽ chạy trốn ma thú, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt, chỉ có thể nói rõ, những ma thú này linh trí đã mở, so ma thú bình thường khó đối phó hơn. Trên thực tế, chấn nhạc thần quân tâm lý nắm chắc, biết thương kỳ lúc trước cảnh cáo là đúng, rất có dự kiến trước. Tại cửu âm thành lâm vào cấm chế đại trận bên trong, rõ ràng là bên trong quỷ vật quỷ kế. Sớm tại mấy tháng trước đó, những này quỷ vật ngay tại tính toán bọn hắn, đem bọn hắn từng bước một dẫn dụ đến cử âm thành tới. Nhìn cái này tư thế, rõ ràng chính là nghĩ đem bọn hắn một chống bao vây tiêu diệt. Có thể như thế làm việc quỷ vật, linh trí chi cao, tuyệt đối không thua bọn họ, càng tại trên đó. Bất quá Chấn Nhạc Thần Quân cũng không hối hận, đã đến một bước này, hối hận có làm được cái gì? Đừng để bọn chúng chạy mất, Chấn Nhạc Thần Quân lạnh lùng quát, mấy tên hóa hình yêu tu lập tức xuất lĩnh lấy cấp 9 yêu thú, thẳng đuổi theo. Lại là một trận kịch liệt chém giết cuối cùng vẫn là chưa thể toàn diệt, lại hai đầu ba thủ cự mãng cùng mặt khác hai đầu ma thú, mang thương chạy mất. Mấy tên hóa hình yêu tu cũng không dám đuổi đến quá xa, sợ cấm chế biến động, đem bọn hắn cùng chấn nhạc thần quân ngăn cách tới. Lúc này, chấn nhạc thần quân là đoàn người chủ tâm cốt, ôm thành đoàn sống sót tỷ lệ tuyệt đối so lạc đàn về sau tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Lại là hơn một canh giờ quá khứ, thích phu nhân trên mặt dần dần lộ ra một tia mừng rỡ, là bàn kim đồng hồ rung động, dần dần kịch liệt. Như thế nào, chấn nhạc thần quân cũng không nhịn được thấp giọng hỏi. Hẳn là ngay tại phía trước cách đó không xa. Chỉ cần công phá chỗ này trận nhãn, coi như còn không thể hoàn toàn phá giải cả cấm chế. Chỉ ít chúng ta nhận áp chế liền muốn nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như có thể phá mất hai nơi trận nhãn lời nói, liền có thể lấy man lực công phá đại trận. Thích phu nhân nghiêm mặt nói. Tốt, chấn nhạc thần quân nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với thích phu nhân ngữ rất tin được. Cái khác mấy tên hóa hình yêu thú cũng nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói thật, chuyến này tầm bảo thu hoạch, xác thực tương đương khả quan, thậm chí vượt qua bọn hắn trước đây nhiều năm như vậy tích xúc. Chỉ cần có thể còn sống trở về, sau này thời gian khẳng định sẽ trôi qua đặc biệt tưới nhuần. Một đám yêu thú tiếp tục hướng đông mà đi, không bao lâu, liền xa xa nhìn thấy một cái cửa đại hang động, hang động chính giữa, có một chỗ cao cao tế đàn, lấy màu nâu đen nham thạch xây thành, lộ ra cực kỳ nặng nề cổ phát, thỉnh thoảng từ tế đàn dưới đáy xuất hiện từng tia từng tia hắc khí, lại vì đó tăng thêm một chút âm trầm trầm sắc thái. Trên tế đàn, dựa theo thất tinh phương vị cắm bảy mặt màu đen hình chữ nhật kỳ phiên, lượn lờ lấy cuồn cuộn ma khí. Nơi đó chính là trận nhãn, thích phu nhân hai mắt gắt cao tiếp cận thất tinh tế đàn, thấp giọng nói. Trấn nhạc thần quân xong mi chăm chú nhỏ, thích phu nhân cũng xoay tay một cái liền đem la bàn thu hồi, đứng ở bên cạnh hắn, một cỗ nghiêm nghị chi khí, thấu thể mà ra. Đúng lúc này, cười ha ha chi tiếng vang lên, chấn động đến cả cái huyệt động đều tại rung động ầm ầm một cái cực kỳ thô hào thanh âm nói các vị đạo hữu nhanh như vậy liền đến nơi này thật là có điểm ra hồ dữ liệu của ta xem ra vị phu nhân này là tinh thông trận pháp đại hành gia theo cái này thô hào thanh âm một tên thân cao bảy thước đại hán áo đen chậm rãi từ chính giữa tế đàn chỗ đi ra đứng tại hai cây kỳ phiên ở giữa từ trên cao nhìn xuống nhìn sang người này bên ngoài đồng hồ thô hào một ngụm răng tuyết trắng lóe sáng nhìn qua cùng nhân loại tu sĩ không khác nhau chút nào. Nhưng hắn cho cổ hai viên giữ tợn đầu sói, đem đây hết thảy đều phá hư hầu như không còn, minh bạch tỏ rõ lấy hắn thú tộc thân phận. Cái này hai viên đầu sói, một viên màu đen, một viên màu xám, đều đều ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh. Vậy mà là một đầu ba thủ ma lang, vừa thấy được người này, chấn nhạc thần quân hai mắt nhẹ nhàng híp mắt một chút, thích phu nhân một đám hóa hình yêu thú, lại là hãi nhiên thất sắc này người khí tức trên thân mảy may cũng không có tiến hành che giấu, một cố cường đại tuyệt luân áp lực, đập vào mặt. Cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng, đầu này ba thủ ma lang, trên thân vậy mà lộ ra hóa hình hậu kỳ ma thú cường đại linh lực ba động. Cùng lúc đó, lại có hai tên hình người ma thú, xuất hiện tại ba thủ ma lang bên cạnh thân, một trái một phải, không nói gì đứng thẳng. Cái này hai đầu hình người ma thú, một đầu hóa hình sơ kỳ tiêu chuẩn, bên kia lại cùng thích phu nhân tương đương, rõ ràng là hóa hình trung kỳ cảnh giới mà tại hang động bốn phía chỗ tối tăm, lại càng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhấp nháy lấy lục oánh oánh quang trạch, một mực nhìn chằm chằm chấn nhạc thần quân cùng một lũ yêu thú không cẩn thận, bọn hắn liền lâm vào ma thú trong vòng vây. Chấn nhạc thần quân hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói, tại hạ lục ngô, thương khung núi chi chủ, mấy vị này đều là ta thương khung núi đồng đạo. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, ba thủ ma lang cười ha ha một tiếng, nói, sơn giã thôn phu, sao là tên họ? nhận được cửu âm thành đạo hữu không bỏ, đều xưng hô ta một tiếng lão lang, lục đạo hữu cũng có thể xưng hô như vậy ta. Nguyên lai là sói huynh, thất kính, tại hạ trước đây cùng sói huynh cũng vô gặp mặt một lần, ngày nay không thù ngày xưa không oán, sói huynh cứ gì muốn thi triển quảng đại thần thông, đem tại hạ cùng với thương khung núi chư vị đồng đạo đồng loạt phây khốn. Đối mặt giống như hắn hóa hình hậu kỳ ma thú, chấn nhạc thần quân cũng biến thành rất là khách khí. Tại một cường giả vi tôn hoàn cảnh bên trong, người lớn bao nhiêu thực lực, liền có thể đạt được bao nhiêu tôn trọng. Ba thủ ma lang cười nói, lục đạo hiếu, lời nói không phải nói như vậy. Cái này phong ấn chi địa, là chúng ta địa giới. Lục đạo hiếu lại nổi lên tam quân, hơn nửa năm ở giữa quét ngang phong ấn chi địa, lục soát là không ít bảo vật, cũng sát hại chúng ta không ít ma tộc tử tôn. Bất quá những này ta đều có thể không so đo, lần này, nghĩ phải nghiêm túc đối phó các ngươi, cũng không phải là ta lão lang, mà là cửu âm thành thiên minh đạo hiếu thiên minh đạo hữu tu luyện là quỷ đạo cùng máu nói hỗn hợp đại thần thông, đối mới mẻ huyết thực nhất là coi trọng. Lục đạo hữu, người hiện tại đã biết rõ đi, hắc hắc, không sợ các vị đạo hữu trò cười, lão lang là cái người tham của. Thiên minh đạo hữu hứa cho ta không ít chỗ tốt, tục ngữ đều nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, vì nhiều như vậy chỗ tốt, nói không chừng, lão lang cũng chỉ đành cố mà làm, là trời minh đạo hữu khi một lần tay chân. Chê cười, chê cười, nói, ba thủ ma lang hai tay ôm quyền thở dài, tựa hồ thật đầy cõi lòng ái náy. Thất tinh tế đàn chỗ dương cung bạt kiếm, cửu âm thành dưới mặt đất không biết nơi nào, lại là một mảnh dị dạng xanh ngắt, cỏ xanh như tấm đệm, cây cối thành rừng, chim hót hoa nở, tựa như một cái lớn vườn hoa, đẹp không sao tả xiết. Tại âm u đầy tử khí cửu âm thành, thế mà lại còn xuất hiện cảnh đẹp như vậy, quả thực khiến người khó có thể tin. Giả sơn về sau, trong lương đình, một nữ tử ngồi xếp bằng, chính nhẹ dơ lên cổ tay trắng, 10 ngón tiêm tiêm, đặt tại một bộ dao trên đàn, tiếng đàn róc rách, du dương dễ nghe. Nữ tử này khuôn mặt xinh đẹp, da thịt non mịn như hài nhi, hồng nhuận nước trượt, tựa như 16 tuổi tuyệt thế giai nhân, lại là tóc trắng phơ, ngân quang lóng lánh. Hết lần này tới lần khác còn một thân màu đen cung trang, ngân bạch, đen nhánh, hồng nhuận, ba loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc tập trung ở trên người một người, khiến nữ tử này toàn thân đều tràn đầy khát dụ hoặc. Hai gã khác khoanh tay đứng thẳng ở sau lưng nàng nữ tử, mặc dù cũng là khó gặp giai nhân, lại hoàn toàn bị cô gái áo đen này tuyệt thế dung quang che lại, cơ hồ biến thành trong suốt, căn bản vô người để ý. Cô gái tóc bạc mười ngón tiêm tiêm, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy dao cầm, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn bên trong, đẹp như bức họa. Bỗng nhiên ở giữa, tiếng đàn chuyển gấp, ẩn ẩn lộ ra sát phạt thanh âm, một cỗ mắt thường khó mà nhìn thấy bén nhọn sóng âm, hướng về đối diện đình nghỉ mát giả sơn một bên, kích bắn đi. Một trận hắc vụ nhàn nhạt, đột nhiên từ giả sơn một bên tuôn ra hiện ra, đợi đến hắc vụ tiêu tán, một bộ trắng noãn khô lâu hiện thân mà ra, toàn thân khung xương, oánh trắng như ngọc, thậm chí còn ẩn ẩn lóng lánh màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, lộ ra cực kỳ thần bí. Vừa thấy được bộ khô lâu này, cô gái tóc bạc sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, nguyên lai là khổ thành chủ đại giá quang lâm, ngân cầu vồng không có từ xa tiếp đón. Tội lớn lao chỗ này, trắng muốt khô lâu cười ha ha một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lão đảo hướng lấy lương đình lướt tới, hai tay liền ôm quyền. Nói, tại hạ sợ quấy nhiễu ngân cầu vùng tiên tử nhã hứng, lúc này mới tránh ở một bên nghe lén tiên nhạc. Lại là không biết lượng sức, tại ngân cầu vùng tiên tử dạng này huyễn thuật đại tông sư trước mặt ẩn nấp hành tung. Ha ha, tại hạ cũng vô ác ý chút nào, tiên tử chớ trách là hạnh, bộ khô lâu này. Chính là lúc trước lập kế hoạch dụ một lũ yêu thú vào trong ba tên quỷ vật thủ lĩnh một trong, cô gái tóc bạc gọi là khổ thành chủ, có thể thấy được đúng là cửu âm thành quản sự đại nhân vật, tại cô gái tóc bạc trước mặt lại có chút khách khí, cũng không có chút nào khinh thường diễn xuất. Cô gái tóc bạc này thân phận, khi không kém hắn. Khổ Thành chủ khiêm tốn, có thể ở ta nơi này vạn hoa trong trận tới lui tự nhiên. Lại ở bên cạnh ta cách đó không xa nghe lâu như vậy đàn, toàn bộ cửu âm thành chỉ sợ cũng liền Khổ Thành chủ một người có thể làm được. Liền xem như Thiên Minh thành chủ tự mình đến, cũng khó có thể làm được. Trắng muốt khô lâu cười ha hả nói, phải tiên tử một lời chi bao, vinh tại hoa cổn. Cô gái tóc bạc sắc mặt bỗng nhiên lại là trầm xuống, từ tốn nói, khổ thành chủ hôm nay đến ta nơi này, không phải vì cùng thiếp thân nói chuyện phiếm nói chuyện A. Đến cùng có gì phân phó, nhưng xin nói rõ, trắng muốt khô lâu cười cười, nói, ngân cầu vòng tiên tử khách khí, khổ nào đó chỗ này dám phân phó tiên tử. Ai không biết tiên tử năm đó, là ta cùng trong mọi người, thần thông lớn nhất. Cô gái tóc bạc lại cũng không cảm kích, lạnh lùng nói, Năm đó sự tình, sách nó làm gì? Bây giờ ngân cầu vòng, bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi. Trắng muốt khô lâu cười khổ một tiếng, nói, tiên tử nói đúng, khổ nào đó cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, sẽ lấy bộ dáng này gặp người. Nghe trong lời nói chỉ ý, bọn hắn trước kia đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, xa xa không chỉ dưới mắt điểm này thần thông. Bất quá, ngân cầu vòng tiên tử có lẽ có chỗ không biết. Một cái quay về thất giả giới cơ hội, đã bày ở trước mắt trắng muốt khô lâu đến cùng không hổ là thủ lĩnh người. Cảm thán một câu, lập tức liền cắt vào chính đề. Ồ, cơ hội gì, cô gái tóc bạc song mi có chút sơ lên, cảm thấy kinh ngạc. Trắng muốt khô lâu lo lắng lấy tìm từ, rất cẩn thận nói, ngay tại hơn nửa năm trước đó, chỗ này phong ấn chi địa, có người ngoài sông tới. Có loại sự tình này, cô gái tóc bạc lấy làm kinh hãi. Xác thực, đoạn thời gian trước, tiên tử vẫn luôn tại bế quan tu luyện, vạn hoa đại trận hoàn toàn phong bế, tại hạ hữu tâm muốn cùng tiên tử thương nghị một chút đối sách, cũng là không được nó cửa mà vào. Cô gái tóc bạc khẽ vuốt cầm, nhíu mày nói, không nghĩ tới ta bế quan một năm này, thế mà phát sinh trọng đại như vậy biến cố. Nhưng là, khổ thành chủ cũng hẳn phải biết, có người ngoài sông tiến vào nơi này, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Dưới mắt phong ấn chi địa thực lực, nhưng còn kém rất rất xa năm đó. Liền xem như năm đó, bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, còn không phải như vậy bị toa ma giới nhân loại tu sĩ cùng yêu thú liên thủ, diệt giết sạch sành xanh bây giờ chỉ còn lại có chút tàn hồn khô lâu thực lực đại tổn ngoại giới người nếu là số lớn xông tới tầm bảo đối với bọn hắn những này tàn hồn khô lâu mà nói nhưng chính là tai họa ngập đầu tiên tử lo lắng phải là cho nên nhóm này kẻ ngoại lai nhất định phải không còn một mống toàn bộ diệt giết sạch nếu để cho bọn hắn chạy mất mấy cái trở về một tuyên dương chúng ta phong ấn tri địa liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh cô gái tóc bạc nhẹ gật đầu nói cái này các người ba vị thành chủ đi an bài chính là, ta là không có hứng thú tham dự. Bất quá, khổ thành chủ vừa mới nói, trở về thất dạ giới, là thế nào nói? Đây mới là nàng chân chính quan tâm, nếu không một mực vây ở chỗ này, thủ đại trận phong ấn chi lực áp chế, mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới trước mắt, nghĩ phải trả lời đến năm đó thời kỳ toàn thịnh thủ đoạn thần thông, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Không dối gạt tiên tử nói, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn đang tế luyện một kiện bảo vật, bảo vật gì, cửu âm bạch cốt điểm. Cô gái tóc bạc lập tức đôi mi thanh tú cao lại, nói, cửu âm bạch cốt điểm. Cùng thiên âm bạch cốt điểm có quan hệ gì? Trắng muốt khô lâu liền vươn ngón tay cái, tán thán nói, không hổ là ngân cầu vùng tiên tử, mắt sáng như đuốc. Cái này cửu âm bạch cốt điểm là thiên âm bạch cốt điểm hàng nhái. Tiên tử cũng biết, thiên âm bạch cốt điểm là thông huyền linh bảo, mà lại tại thông huyền linh bảo bên trong xếp hạng khá cao, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cái này cửu âm bạch cốt điểm, ta đại ca đã tế luyện trên 10.000 năm lâu, một khi triệt để luyện chế hoàn thành, không sai biệt lắm có thể phát huy ra thiên âm bạch cốt điểm 34 thành uy lực. 34 thành, cái này sao có thể? Thật muốn có loại uy lực này, chẳng lẽ có thể cùng xếp hạng dựa vào sao thông huyền linh bảo đánh đồng rồi. Cô gái tóc bạc nghe xong, lập tức đại diêu kỳ đầu, xinh đẹp việt luân gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra rõ ràng không tin thần sắc. Cũng khó trách nàng không tin, bình thường phỏng chế phổ thông bảo vật, có thể có bản thể ba bốn thành uy năng, liền đã rất đáng gờm. Phòng chế bảo vật cấp bậc càng cao, độ khó lại càng lớn. Giống thiên âm bạch cốt điểm dạng này tại thông huyền linh bảo bên trong đều xếp hàng hàng đầu trí bảo, hàng nhái có thể có một hai thành uy lực, đều đã tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Ba bốn thành uy lực, tại cái này một giới cơ hồ đồng đẳng với vô địch đại danh từ. Nếu như là tại thất dạ giới, lấy thiên minh tử năm đó thời kỳ toàn thịnh thủ đoạn thần thông, muốn luyện chế ra như vậy một kiện phỏng chế trí bảo đến, có lẽ còn có mấy phân khả năng. Dù sao thất dạ giới không có dạng này đại trận phong ấn. Hiện nay tại cái này toa ma giới, có phong ấn đại trận áp chế, thiên minh tử lại giống như nàng, bất quá là từ trên thi thể trùng sinh một sợi tàn hồn, so sánh với năm đó dòng dã rơi xuống một cái đại cảnh giới. Chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, liền muốn luyện chế ra nghịch thiên như vậy bảo vật, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trắng muốt khô lâu vội vàng nói, tiên tử có chỗ không biết, cái này hàng nhái dĩ nhiên không phải toàn diện phát huy thiên âm bạch cốt điểm ba bốn thành uy lực nhưng ở đặc thù nào đó hoàn cảnh bên trong không tiếc thôi động bản nguyên chi lực toàn lực kích phát hay là có khả năng đạt tới ý của ngươi là bất chấp hậu quả kích phát bảo vật toàn bộ uy năng đúng chính là ý này cô gái tóc bạc khẽ gật đầu một cái nói nếu như bốc lên bảo vật bị hủy phong hiểm làm như thế ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đả thông không gian giao diện kia là đại sự cỡ nào vì thế đừng bảo là một kiện bảo vật, dù coi như lớn hơn nữa phong hiểm đều đáng giá bốc lên. Đả thông không gian thông đạo, các người thật đúng là cảm tưởng A. À. Trắng muốt khô lâu nghiêm mặt nói, mặc dù rất không dễ dàng, nhưng vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Không phải, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này. Như là tiên tử lời nói, cùng càng ngày càng nhiều ngoại giới người tuôn ra tiến vào nơi này về sau, chúng ta sợ rằng đều khó mà may mắn thoát khỏi. Cô gái tóc bạc trầm ngâm, chốc lát, nói, đã mấy vị đạo hữu đều có tính toán như vậy, thiếp thân đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá tính tình của ta, khổ đạo hữu cũng là biết đến, nhất quán lười nhác, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Trắng muốt khô lâu không khỏi vui mừng, ôm quyền nói, có tiên tử câu nói này, khổ nào đó lần này liền không có đến không. Những chuyện khác, cũng không dám làm phiền tiên tử, chính là cái này một nhóm kẻ ngoại lai like bên trong, quả thực có không ít hảo thủ, hóa hình kỳ trở lên yêu thú, đều có hai mươi mấy tên. Thiên Minh đại ca đã thuyết phục đầu kia ba thủ Ma Lang cùng hắn Ma tử Ma Tôn liên thủ giúp đỡ. A, à, ngay cả ba thủ Ma Lang đều mời động, Thiên Minh đạo hữu thật đúng là có thể nói biết nói. Ha ha, bất quá là lấy lợi dụ thôi, tiên tử cũng biết, luyện chế cửu âm bạch cốt điểm cần đại lượng mới mẻ tinh huyết. Cho nên tại hạ hy vọng tiên tử có thể giúp một chút, phàm là xông tiến vào tiên tử cái này vạn hoa đại trận yêu thú, mời tiên tử xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống, giao cho chúng ta tới xử trí. Cô gái tóc bạc hai mắt khẽ híp một cái, lạnh nhạt nói, đều giao cho các ngươi. Trắng muốt khô lâu bận biểu tức nói, mười tiên tử minh giám, cửu âm bạch cốt điểm luyện chế, đã đến cuối cùng trước mắt, tinh huyết quá ít lời nói, khẳng định sẽ sắp thành lại bài. Vì có thể sớm ngày đả thông thông đạo, trở về thất dạ giới, còn muốn mười tiên tử hết sức giúp đỡ. Chỉ cần tiên tử có thể chu toàn việc này, ta cùng tất có hậu báo. Chốc lát, trắng muốt khô lâu lại tăng thêm một câu. Cô gái tóc bạc nhếch miệng lên, lộ ra một tia ngạo nghễ tiếu dung, Từ Tốn nói: "Khổ Thành chủ làm thiếp thân là người tham của a." "Sao dám sao dám, tại Hạ Tuyệt không ý này." Trắng Muốt Khô Lâu vội vàng nói, cô gái tóc bạc chậm rãi nói: "Đã lời nói nói đến mức này, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ hấp thụ những này yêu thú tinh hồn, nhục thân nội đan đều thuộc về các ngươi xử trí." "Hảo hảo, quá tốt, chính là như vậy, một lời đã định." Trắng Muốt Khô Lâu lập tức vui mừng quá đỗi, hai tay ôm quyền, luôn miệng nói: dưới đất hang động kịch chiến hai ngày hai đêm, thế nào vừa nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, tiêu phàm không khỏi sướng sở ngơ ngác một chút. Cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, ánh nắng ấm áp, mềm mại như xuân. Để người gặp một lần phía dưới, liền tìm lòng không đặng muốn ngồi xuống, hảo hảo nghỉ chân một chút, tốt nhất là mỹ mỹ ngủ một giấc. Bất quá tiêu phàm vẫn chưa bị cái này cảnh đẹp say mê, ống tay áo lắc một cái, hắc lân bắn ra. Hắc lân mắt to bốn phía vung mạnh, tiêu phàm trong đầu lập tức mấy vang lên đầy đặn hắc y thiếu nữ thanh âm quen thuộc, chủ nhân, đây là huyễn trận. Cứ việc tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, nhưng chỉ riêng huyễn trận mà nói, dung hợp ngọc uyển nhi nguyên thần hắc lân càng mạnh một chút. Huống hồ, hắc lân quỳ thủy mặc kỳ lân huyết mạch, cũng làm cho nàng tại phá giải huyễn trận phương diện này, có thường nhân khó mà với tới thiên phú thần thông. Người có thể phá giải a tiêu phàm trầm giọng hỏi, cái này khó mà nói, cái này huyễn trận phi thường cao minh, muốn phá giải lời nói cần không ít thời gian mấu chốt là ta không cho rằng người ta sẽ cho chúng ta nhiều thời gian như vậy hắc lân ăn ngay nói thật dạng này tinh xảo huyến trận rõ ràng là có nhân chủ cầm làm sao trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chậm rãi phá trận tiêu phàm vô cùng có quyết đoán lập tức nói bất kể như thế nào tổng muốn đi ra ngoài chúng ta bắt đầu đi ta hộ pháp cho ngươi lập tức tay run một cái một cỗ màu vàng xa trần cuồn cuộn mà ra, trong chấp nhoáng chui xuống lòng đất không thấy bóng dáng. Dưới mắt trừ thổ ma ngẫu cùng hắc lân, tiêu phàm không có khác giúp đỡ. Lưng sắt con bọ ngựa vẫn tại linh thú điểm bên trong ngủ say, một chút xíu thoát xác, linh trùng tiến dai chi nạn, xem như để tiêu phàm triệt để cảm nhận được. Mà muội muội cũng đồng dạng tại trong ngủ say, bất quá muội muội ngủ say, cùng lưng sắt con bọ ngựa khác biệt, lưng sắt con bọ ngựa là một ngủ mấy năm bất tỉnh, chậm rãi lột xác thoát xác mặc cho thiên lôi đánh xuống, ta từ nguy nhưng bất động. Muội muội càng giống là một cái mới sinh hài nhi, đặc biệt thèm ngủ, nhưng nếu quả thật vang động, rất dễ dàng liền bị giật mình tỉnh lại, Tiêu Phàm từ sẽ không coi là thật đi bừng tỉnh nó. Cứ việc muội muội tại trong thần thức biểu thị 10 điểm thân cận chi ý, bởi vì Tiêu Phàm đối loại này sinh vật tạm thời tính được hoàn toàn không biết gì, cho nên từ đầu đến cuối đều phi thường cẩn thận, tuyệt không tùy tiện đi làm nhiễu nó thường ngày hành vi. Cũng nên cùng một chút xíu hiểu thấu triệt, mới tốt nói. Dưới mắt tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm, cần đem tất cả giúp đỡ đều gọi ra đến trợ quyền. Nghe xong tiêu phàm phân phó, Hắc Lân không nói hai lời, cái chắn ngân bộ lông màu trắng ở giữa quang mang lóe lên. Chính chính đánh chung cách đó không xa một cây đại thụ dễ cây. Lập tức một trận gợn nước ba động tuôn ra hiện ra, trước mắt tình hình bỗng nhiên biến đổi, biến thành một đầu ruột dê đường mòn, thông hướng nơi xa một cái không biết thế giới. Tiêu phàm lập tức cùng Hắc Lân cùng một chỗ, đạp lên ruột dê đường mòn. Cảm giác bên trên, đây chính là một đầu chân thực vô so đường nhỏ, vô luận dưới chân đá cuội. Hay là cảnh vật bốn phía, đều cực kỳ rõ ràng rất thật. Thậm chí đưa tay đi chạm đến, xúc cảm cũng cực kỳ chân thực, cùng bên ngoài ở giữa thế giới chân thật sờ được hoa cỏ cây cối, không có gì khác nhau. Huyễn trận có thể chân thực đến trình độ như vậy, chẳng những lừa qua bị nhốt người con mắt, còn lừa qua bị nhốt người cái khác giác quan, cái này huyễn trận tiêu chuẩn chi cao, có thể nghĩ. Ngay cả Ngọc Uyển Nhi tại Hỏa Long động lấy trời Huyễn Lưu Ly bảo thụ bố trí ra cái kia huyễn trận, tựa hồ cũng hơi có không bằng. Dựa vào cùng Tiêu Phàm thần niệm ở giữa liên hệ, thổ ma ngẫu dưới đất theo sát bọn hắn, kỳ thật từ dưới đất phá giải huyễn trận cấm chế, cũng là một cái rất lựa chọn tốt, đại đa số huyễn trận đều không có tại dưới mặt đất bố trí cấm chế, không phải không nguyện ý bố trí, mà là lực có chưa đến. Nhưng từ dưới đất chạy ra huyễn trận cấm chế phạm vi, nguy hiểm nhưng cũng cực lớn nhất là đối với chỉ hơi thông thuật độn thổ tiêu phàm mà nói, thì triển thuật độn thổ thời điểm. Công kích cùng năng lực phòng ngự đều hạ xuống đến thấp nhất giá trị chỉ, chỉ cần bị tinh thông thuật độn thổ đối thủ công kích, lập tức liền ở vào cực độ trong nguy hiểm, cơ hồ không có cái gì sức lực chống đỡ, lại càng không cần phải nói sức hoàn thủ. Dạng này phong hiểm, tiêu phàm cũng không dám bốc lên. Có thể bố trí ra cao minh như thế huyến trận người, tại phương diện khác tạo nghệ, chắc hẳn cũng sẽ không quá thấp. Một khi dưới đất bị khốn trụ, hắn toàn thân bản lĩnh cùng thần thông, trên cơ bản chẳng khác nào mình phế bỏ hơn phân nửa. Tại đường hẹp quanh con ngược lên đi không lâu, Hắc Lân lại một lần thi triển thần thông, xé rách huyễn trận, mang theo tiêu phàm tiến vào một mảnh vô biên vô hạn sen trong biển. Tiêu phàm thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân nước hồ ý lạnh tập kích người, nhịn không được xoay người xuống dưới, nhẹ nhàng vốc lên thổi phồng nước hồ đến, trong trẻo trong suốt, tại ấm áp dưới ánh mắt, lóng lánh điểm điểm kim quang hết thảy đều cùng chân thực tình hình giống nhau như đúc. Mảnh này sen biển, mình mông vô bờ, không hiểu huyễn trận người, hãm ở nơi như thế này, cơ hồ liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Chưa nếm thử lấy man lực bài trừ huyễn trận, lại không có biện pháp khác có thể nghĩ. Ngay cả hắc lân trên mặt đều lộ ra nhân cách hóa lo nghĩ biểu lộ. Cái này huyễn trận cao minh, còn tại ngoài dữ liệu của nàng, phá giải đi, lớn không dễ dàng. Tiêu phàm cùng hắc lân ở chỗ này đau đầu, bên kia toa mấy vị, lại là thong dong tự tại cực kỳ. Cô gái tóc bạc vẫn như cũ đứng tại trong lương đình, chỉ là miễn cưỡng không có dao cầm, mà là dựa vào lan can trông về phía xa, thần sắc lạnh nhạt. Sau lưng một tên thị nữ ăn mặc thiếu nữ áo trắng không người nói, khởi bẩm chủ nhân, lại có kẻ ngoại lai xông tiến vào vạn hoa trận. Cô gái tóc bạc nhàn nhạt lên tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi, đây là nhóm thứ mấy, bao nhiêu người? Hồi chủ nhân lời nói, đây là nhóm thứ sáu, lần này, chỉ có một người, còn mang theo một đầu linh thú. Cô gái tóc bạc cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng hỏi, một người. Người nói là nhân loại tu sĩ. Vâng, lúc này là nhân loại tu sĩ. Thiếu nữ áo trắng vội vàng đáp, trước năm đám sông trận, đều là yêu thú, làm sao bỗng nhiên chui ra tới một người loại tu sĩ. Cái này nhân loại tu sĩ là một tên nam tử, nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có hai mười mấy tuổi bộ dáng. Tu vi ngược lại cũng không yếu, có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Hắn đầu kia mèo đen linh sủng, cũng có cấp 9 yêu thú tiêu chuẩn, tựa hồ hiểu được phá giải huyễn trận một loại nào đó thiên phú thần thông. Thiếu nữ áo trắng vội vã đem tiêu phàm cùng Hắc Lân tình hình làm cái giản lược nói tóm tắt bẩm báo. "Chủ nhân, phải chăng tự mình đi qua nhìn một chút?" Một tên khác đứng hầu áo vàng thiếu nữ nhịn không được hỏi một câu. Cô gái tóc bạc cười nhạt một tiếng, nói, "Chỉ là một tên Kim Đan hậu kỳ nhân loại tu sĩ cùng một đầu cấp 9 yêu thú, đã xông tiến vào ta Vạn Hoa đại trận bên trong, còn cần đến ta tự mình đi nhìn a?" À để bọn hắn lung tung sông lấy đi, không bao lâu, liền không còn khí lực dày vò. Ngụ ý, đối vạn hoa đại trận lòng tin 10 phần. Vâng, chủ nhân, thiếu nữ áo trắng cùng áo vàng thiếu nữ đồng loạt khom người. Chọn vẹn một canh giờ trôi qua, Hắc Lân mới rốt cuộc tại sen trong biển tìm được trận nhãn, lấy thật ánh mắt thông xé rách huyến trận, tiến vào khác một hoàn cảnh bên trong. Vừa mới vừa hiện thân ra, tiêu phàm liền thấy một đội xe ngựa. Cái này đội xe ngựa tạo thành phi thường kỳ lạ, mỗi đài xe ngựa chế tác đều rất thô giáp, trên xe loạn thất bát tao chất đống lấy yêu thú thi thể, hình thể có rất có tiểu. Cỡ nhỏ yêu thú 3 năm bộ thi thể trồng chất tại một đài lớn trên xe, hình thể to lớn yêu thú, một đài xe ngựa cũng chỉ có thể thả một cỗ thi thể. Nhất là để tiêu phàm giật mình là, kéo xe không phải nhân loại, mà là từng cỗ cương thi. Những cương thi này từng cái ra thịt nát giữa, toàn thân chảy xuôi nước ngủ, tản mát ra nồng đậm hôi thối, xông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói ngoài ra còn có một nhóm cương thi tay cầm đại đao tại xe ngựa đội hai bên xếp hàng hành tẩu so như hộ vệ tiêu phàm thần niệm quét qua quá khứ liền có thể phát hiện nhóm này cương thi tu vi đều rất thấp kém kéo xe cương thi trên thân linh lực ba động cực yếu chỉ tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ mà tại hai bên hộ vệ cương thi tu vi tương đối cao cũng bất quá là tương đương với trúc cơ kỳ tiêu chuẩn trừ cái đó ra còn có một đội bạch cốt khô lâu cùng mấy tên nhân loại bình thường bộ dáng hộ vệ cũng đi theo tại xe ngựa đội về sau. Cái kia một đội bạch cốt khô lâu, tình hình đại khái cùng cương thi không sai biệt lắm, đều đều là chúc cơ luyện khí kỳ tả hữu tiêu chuẩn, ngược lại là kia mấy tên nhân loại bình thường bộ dáng hộ vệ, linh lực ba động hơi mạnh, cơ hồ tương đương với chúc cơ hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển, lập tức liền xem thấu kia mấy tên nhân loại bình thường bộ dáng hộ vệ, nhưng thật ra là từ âm minh chi khí ngưng kết mà thành, chính là mạnh mẽ quỷ vật. Tại cái này phong ấn chi địa, không phải quỷ vật liền là ma thú ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nếu như coi là thật nhìn thấy nhân loại tu sĩ ngược lại sẽ để cho tiêu phàm giật này cả mình bất quá trong lúc nhất thời tiêu phàm thật là có điểm khó mà phán đoán cái này là chân thật tình hình hay là huyễn trận huyễn hóa ra đến nếu như là huyễn trận chi lực lại không biết huyễn hóa dạng này một loại trang cảnh đến cùng để làm gì đồ chủ nhân bọn chúng là thật không phải ảo giác lập tức hắc lân thanh âm tại tiêu phàm trong đầu vang lên Đúng lúc này, hộ vệ cương thi cũng phát giác được tiêu phàm cùng hắc lân tồn tại, lúc này một tiếng rú lên, giờ cao đại đao, không hỏi 3721, liền hướng bên này nhào đem tới. Đôi kia khô lâu cùng mấy tên hình người hộ vệ phản ứng cũng không chậm chút nào, đồng dạng hướng về bên này chen chúc mà tới. Tiêu phàm ánh mắt lạnh lẽo, tinh viêm quyết liền muốn phát ra, bỗng nhiên linh thú điểm bên trong một trận sao động, lại là muội muội đã tỉnh lại, hưng phấn hừ hừ. Tiêu phàm trong lòng hơi động, theo tay run một cái, béo búp bê muội muội bắn ra, vừa thấy được cái này rất nhiều cương thi khô lâu cùng quỷ vật, không khỏi cao hứng mặt mày hớn hở, thân thể hướng phía trước nhảy lên, đảo mắt hóa thành một đoàn mây xám, càn quét hướng về phía trước. Tiêu phàm liền là hai tay ôm ngực, hắc lân ghé vào đầu vai của hắn, đều lộ ra dù bận vẫn ung dung thần sắc. Trước mắt những cương thi này khô lâu quỷ vật, tu vi đều không cao, ngay cả một tên kim đan kỳ quỷ vật đều không có, muội muội vừa ra tay, nơi nào còn cần bọn hắn tham dự mắt thấy mây xám gió xoáy tàn vân cuồn cuộn cuốn tới, cương thi nhao nhao ngã nhào xuống đất, âm thanh hoàn toàn không có, khô lâu thì hóa thành một đống xương vỡ, loạn thất bát tao rơi là tả trên đất, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có. Quả nhiên là hoành đảo thiên quân như quyển tịch, tiêu phàm chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng kêu lên, muội muội lưu một người sống. Lập tức tay run một cái, đen nhánh tụ hồn bát tế ra, vào đầu hướng một tên thất kinh hình người quỷ vật bao phủ xuống còn không có cùng quỷ vật kia lấy lại tinh thần, đã bị tụ hồn bát thả ra vòng xoáy màu đen một chút hút vào. Trong khoảnh khắc, mây xám đã đem tất cả quỷ vật diệt giết không còn một mống, đảo mắt hóa thành nhân hình, đứng tại tiêu phàm trước mặt, ngẩng đầu, đánh giá đen nhánh tụ hồn bát, tựa hồ đối với này lớn cảm thấy hứng thú. Thấy muội muội bộ dáng như vậy, tiêu phàm trong lòng hơi động. Cái này tụ hồn bát là linh cảm tông truyền thừa trí bảo, theo uy linh lão ma nói, từ xưa đến nay, không biết hấp thu bao nhiêu âm quỷ lệ phách, có thể xưng thiên hạ trí âm chi vật. Tiêu phàm đem luyện hóa thành bảo vật của mình về sau, cũng có thể phát giác được, cái này tụ hồn bát bên trong, âm khí cực nặng, xa không phải bình thường cái gọi là âm minh chi địa có thể so. Nếu tụ hồn bát có càn khôn đỉnh như thế không gian thần thông, thậm chí tại bình bát bên trong tự hành hình thành một cái nho nhỏ âm minh thế giới cũng có thể. Muội muội là kế hoạch nham hiểm biến thành, đối hết thảy trí âm chi bảo đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, chính là đương nhiên. Có lẽ cái này bình bát có thể trợ giúp muội muội tăng tốc trưởng thành, cũng cũng chưa biết bất quá trong lúc này tiêu phàm tự nhiên không để ý tới cái này lúc này chỉ một ngón tay đem tên kia hình người quỷ vật câu ra cái này tụ hồn bát không hổ là trí âm chi bảo vẻn vẹn cái này thời gian qua một lát quỷ ảnh liền trở nên uể oải không chịu nổi tựa hồ bị hấp thu rơi hơn phân nửa tinh hoa tiêu phàm cũng không nói nhảm thần niệm chi lực nhô ra bắt đầu đối quỷ vật này thi triển siêu hồn chi thuật bởi vì quỷ vật không có thân thể tương đối mà nói đối bọn chúng thi triển siêu hồn thuật muốn thuận tiện được nhiều cũng muốn dùng ít sức rất nhiều. Chỉ là quỷ vật này cảnh giới như thế thấp, biết rõ đồ vật cũng cực kỳ có hạn. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền siêu hồn hoàn tất, một điểm tụ hồn bát, lần nữa đem quỷ vật thu tiến vào tụ hồn bát, còn không có cùng Tiêu Phàm đem tụ hồn bát thu lại, muội muội liền khẽ vươn tay, đem tụ hồn bát nắm ở trong tay, Tả Hữu dò xét, trong mắt tất cả đều là ý tò mò. Tiêu Phàm cười cười, cũng cho phép nó đi. "Chủ nhân, đây là có chuyện gì?" Hắc Lân nhịn không được hỏi. Vũ Nghị hai mắt trừng to lớn. Tiêu Phàm nhíu mày nói, chúng ta khả năng thật sự có phiền phức, nơi này là vạn hoa đại trận. Từ một vị gọi ngân cầu vòng tiên tử cao giai quỷ tu tự mình bố trí. Tại tòa thành thị này quỷ tu bên trong, ngân cầu vòng tiên tử tự thành hệ thống, cũng không thụ người khác quản hạt. Cao giai quỷ tu, là nguyên anh tu sĩ sao? Hẳn là, nếu không, bình thường tu sĩ Kim Đan không có khả năng bố trí ra lợi hại như vậy huyến trận. Những này yêu thú, Chính là tại chúng ta trước đó xông tiến vào cái này huyễn trận, đều bị bắt dưới. Tiêu phàm ánh mắt rơi vào những cái kia lớn trên xe. Muội muội ở đây đại khai sát giới, đem một đám cương thi khô lâu quỷ ảnh đều cắn nuốt tinh quang. Náo ra như vậy động tĩnh lớn, xe ngựa bên trên yêu thú vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng nhìn qua, những này yêu thú lại đều là sống, ngực có chập trùng, không phải tử vật. Những này quỷ vật, thật giống như là muốn đem yêu thú vận đến mặt khác địa phương đi. Làm cái gì huyết tế loại hình, tiêu phàm song nghi chăm chú nhau, quỷ vật kia trong biển thần thức, biết rõ đồ vật thực sự là có hạn cực kỳ, có quan hệ một đoạn này, chính là mơ mơ hồ hồ, tiêu phàm cũng chỉ có thể biết cái đại khái. Lúc này đi ra phía trước, cẩn thận điều tra những cái kia yêu thú tình hình. Chốc lát, tiêu phàm con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Thể xác, những này yêu thú đã chỉ còn lại có thể xác, thể nội tinh hồn, sớm đã không còn sót lại chút gì. Đây mới thực là cái xác không hồn. Quỷ vật hút người tinh huyết, Tiêu Phàm sớm đã không chỉ một lần được chứng kiến, nhưng đem yêu thú tinh hồn hút sau khi đi, nhục thân thế mà còn sống, cũng không có lập tức tử vong, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ngược lại là có chút cùng người thực vật tình hình gần giống nhau. Xem ra thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, Tiêu Phàm móc ra một cái linh thú điểm, không khách khí chút nào đem xe ngựa bên trên yêu thú thân thể đều thu vào. Hoàn toàn mất đi linh hồn, những này yêu thú trên thực tế chẳng khác nào không có sinh mệnh tiêu phàm cũng sẽ không để bọn chúng trở thành quỷ vật huyết tế nguyên vật liệu. Nhiều như vậy cấp 9 cấp 8 yêu thú hoàn chỉnh thân thể. Thế nhưng là khó được đồ tốt, so phổ thông yêu thú nội đan cùng vật liệu đều chân quý hơn được nhiều. Tương lai đi bên ngoài, đây chính là một số lớn linh thạch. Tiêu chân nhân lại là quân tử, cũng sẽ không cự việc tới tay tài, tài phú. Đúng lúc này, muội muội bỗng nhiên nhẹ hừ một tiếng, lại hóa thành một đoàn mây xám. Hướng tụ hồn bát bao phủ xuống đi, tiêu phàm lấy làm kinh hãi, nhìn cái này tư thế, muội muội là muốn đem tụ hồn bát bên trong âm minh tinh hoa đều hút tiến vào mình trong bụng. Tại muội muội loại này ăn hàng trong mắt, tụ hồn bát chính là một cái đổ đầy thứ ăn ngon lớn hộp cơm. Bất quá lần này, không có gì bất lợi mây xám rốt cục đụng phải đối thủ, tụ hồn bát đen nhánh quang mang lấp lánh, không khách khí chút nào đem mây xám ngăn tại bên ngoài, vô luận mây xám như thế nào bốc lên, đều từ đầu đến cuối không có biện pháp xâm nhập đến tụ hồn bát bên trong đi. Không hiểu được bảo vật thúc đẩy khẩu quyết, Muốn đem bình bát bên trong âm minh tinh hoa đều cấp lấy ra, tự nhiên khả năng không lớn. Tiêu phàm mỉm cười, đối muội muội nói, không nên quá tham ăn, chờ ngươi về sau dài lớn một chút, ta lại cân nhắc có phải là thanh tụ hồn bát tặng cho ngươi làm lễ vật. Muội muội là trời sinh kế hoạch nham hiểm, từ âm minh chi khí ngưng kết mà thành, tụ hồn bát thì là quỷ đạo chí bảo, giao cho muội muội sử dụng thích hợp nhất. Chỉ bất quá dưới mắt muội muội, bất quá mới vừa từ kế hoạch nham hiểm bên trong thoát xác mà ra, vẫn ở tại hài nhi thời kỳ liền đem tụ hồn bát sao cho nó còn quá sớm một chút đúng lúc này dị biến nảy sinh một chương xanh biếc lưới lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng mây xám cùng tụ hồn bát bao phủ xuống chương này xanh biếc lưới lớn là trống rỗng từ không trung xuất hiện trước đó một điểm dấu hiệu đều không có dù là tiêu phàm phản ứng lại nhanh nhẹn cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mây xám trong khoảnh khắc lại hóa thành cao ba thước trắng trắng mập mập tiểu nhân hai tay ôm lấy tụ hồn bát thân thể nhoáng một cái tiêu phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiểu nhân đã trải qua chui tiến vào trong ngực của hắn hai mắt màu đỏ bỗng nhiên tiếp cận một phương hướng nào đó nơi đó chỉ là một mảnh hư không thứ gì đều không có kỳ quái là hắc lần ánh mắt cũng đồng thời tiếp cận bên kia cong người một cái toàn thân lông tóc từng chiếc đứng đấy mà lên dáng vẻ như lâm đại địch tấm kia từ trên trời giáng xuống xanh biếc lưới lớn một chút rơi vào không trung lục mang lóe lên liền là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ căn bản liền không có xuất hiện qua. Mèo ô hắc lân bỗng nhiên kêu to một tiếng, cái chán hào quang màu trắng bạc lóe lên, bỗng nhiên kích hướng na một mảnh hư không. Một trận gợn nước ba động, nguyên bản không có vật gì chỗ hư không, bỗng nhiên lộ ra ba tên nữ tử thân ảnh, đi đầu một người, tóc bạc trắng, hồng nhan kiều nộn, toàn thân màu đen cung trang, chính là ngân cầu vòng tiên tử. Nàng bên cạnh một trái một phải đứng vững một tên thiếu nữ áo trắng cùng một tên áo vàng thiếu nữ thật mắt chi quang, ngân cầu vòng tiên tử bỗng nhiên bị hắc lân xé rách hư không, lộ ra diện mục thật sự, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý linh thú, thế mà còn có thể thi triển quý nước thánh linh thật mắt mặc kỳ lân đại thần thông, mặc dù so sánh với chân chính thật ánh mắt thông còn kém phải cách xa vạn dặm, nhưng thật sự là thật mắt chi quang. Chuyên phá các loại huyễn thuật cùng không gian thần thông, đợi một thời gian, tất sẽ có được xé rách hư không, phá giải hết thảy hư ảo chi cảnh tuyệt đại uy năng vừa thấy được ba tên nữ tử hiện thân tiêu phàm hai mắt lập tức khẽ híp một cái cực nhanh hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ đi đầu tên này áo đen cung trang nữ tử trên thân khí thức thâm bất khả chắc tiêu phàm trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào điều tra ra nàng chân thực cảnh giới thần niệm chi lực tìm tòi ra ngoài như là bùn như nhập hải lại vô tin tức chỉ bất quá cho tiêu phàm áp bách xa so phổ thông nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú muốn lợi hại hơn tiêu phàm nháy mắt kết luận cái này cung trang nữ tử thực lực chân chính, tối thiểu nhất cũng hẳn là cùng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tương đương. Đây là một cái khiến tiêu phàm giật mình, lại khiến tiêu phàm có chút khẩn trương phán đoán. Nếu như đối phương chỉ tương đương với Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ cảnh giới, lấy tiêu phàm nắm giữ mấy loại chuyên khắc quỷ tu đại thần thông, tăng thêm đã đột phá đến tầng thứ ba tinh viêm quyết, đã có thể bộ phân trưởng nắm Nguyên Anh Kỳ thực lực, chưa hẳn liền không có một trận chiến chi năng, thậm chí còn có thể chiến thắng nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tranh lệch liền có chút lớn. Hơn nữa còn thân ở đối phương bố trí đại trận bên trong, yêu khuyết đối so càng thêm rõ ràng. Không biết cô gái tóc bạc còn có bao nhiêu thuộc hạ, giấu ở huyễn trong trận. Nhưng trong lúc này, tiêu phàm cũng không đường có thể đi, chỉ có thể kiên trì đối mặt dạng này một vị thâm bất khả trắc đại cao thủ. Nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới nhiều như vậy yêu thú bên trong, xen lẫn một vị nhân loại tu sĩ, còn còn trẻ như vậy. Các hạ rất đặc biệt a à? xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh cô gái tóc bạc ánh mắt chỉ ở hắc lân trên thân hơi ngừng lại liền rơi vào tiêu phàm trên mặt mang theo mỉm cười mở miệng nói ra thanh âm mềm mại bên trong không mất đoan trang có một phen đặc biệt phong vận tiêu phàm hai tay ôm quyền chắp tay cao giọng nói không dám nhận tiền bối xin hỏi tại hạ tiêu phàm xin ra mắt tiền bối nguyên lai là tiêu đạo hữu thiếp thân ngân cầu vòng tiêu phàm lại khách khí ôm quyền làm lễ ngân cầu vòng tiên tử tiền bối tiêu phàm hữu lễ. Ngân cầu vòng tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lại chuyển tới tiêu phàm trong ngực hai tay ôm tụ hồn bát vật nhỏ trên thân, vũ mị trong mắt phượng, cực nhanh hiện lên một vòng tham lam chi ý, nụ cười trên mặt lại càng thêm tươi đẹp động lòng người. Tiêu đạo hiếu, cái này oán linh là người bồi dưỡng ra đến sao? Oán linh, tiêu phàm nao nao, theo tức tiện ý thức đến, ngân cầu vòng tiên tử nói chính là hắn trong ngực cái này kế hoạch nham hiểm. Thế nào, tiêu đạo hiếu không biết loại này quỷ linh lai lịch. Đây là vô tận âm minh chi khí ngưng kết mà thành kế hoạch nham hiểm, hóa hình về sau, liền gọi là oán linh, cũng gọi hơi thở phách, là giữa thiên địa trí âm linh vật. Ngân cầu vòng tiên tử một bên cho tiêu phàm đơn giản giải thích, một bên nhiều hứng thú đánh giá vật nhỏ. Để người mười điểm im lặng là, oán linh một đôi huyết hồng con mắt, cũng tại không chấp mắt nhìn chằm chằm ngân cầu vòng tiên tử, trong mắt đồng dạng lộ ra tham lam chi ý, thật giống như nó vừa mới nhìn tụ hồn bát ánh mắt tương tự, nhiễm nhiên đem ngân cầu vòng tiên tử cũng làm thành vật đại bổ. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn như vậy lấy bản cung là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thôn vệ ta không thành? Hắc hắc, ngươi nếu là đã lớn lên trưởng thành, bản cung có lẽ sẽ còn e ngại ba phân, liền ngươi bây giờ như thế điểm đạo hạnh, hay là ngoan ngoãn đi, tránh khỏi chịu khổ. Ngân cầu vòng tiên tử rõ ràng xem thấu oán linh tâm tư, cũng không tức giận, mỉm cười, trêu chọc nói. Oán linh miệng bên trong be be kêu to hai tiếng, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ có thể nghe hiểu được ngân cầu vòng tiên tử lời nói, lập tức liền tương đối châm phong chơi lên. Ngân cầu vòng tiên tử nhẹ nhẹ cười cười, lập tức lại chuyển hướng tiêu phàm, từ tốn nói, tiêu đạo hiếu, nghĩ còn sống, chúng ta làm cái giao dịch đi. Nghe vào giống như là đàm phán, nhưng lời nói này phải thật sự là quá ở trên cao nhìn xuống, nửa phần mặt mũi đều không cho. Cứ việc tiêu phàm đã đi tới tòa ma giới hơn 30 năm, cũng đã đối cái này giao diện mạnh được yếu thua quy tắc có hiểu biết, nhưng như cũng rất khó tán đồng đối ngân cầu vùng tiên tử loại này ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ tay cầm cuộc sống khác chết đại quyền ngữ khí, tự nhiên nửa phân hảo cảm cũng khiếm phụng. Chỉ bất quá người này cảnh giới thực tế quá cao, tiêu phàm từ cũng sẽ không dễ dàng đi chọc giận nàng, chỉ là từ tốn nói, tiên tử muốn làm gì giao dịch. Rất đơn giản, người đem đầu này oán linh lưu lại, bổn tiên tử liền thả các người rời đi nơi này. Ngân cầu vùng tiên tử hời hợt nói, tựa hồ chính mình đạo ra mỗi câu lời nói đều là không thể kháng cự nghiêm lệch, tiêu phàm trừ hết thảy nghe theo phân phó, rốt cuộc không có lựa chọn nào khác. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, tiên tử không cảm thấy giao dịch này quá không công bằng sao. a à, có cái gì không công bằng? Ngân cầu vòng tiên tử tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm sẽ lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng, tinh xảo xong nghi có chút nhăn lại, hơi không kiên nhẫn nói. Nếu như tại hạ không có đoán sai, nơi này vẫn như cũ là tại cửu âm thành cấm chế đại trận bên trong, coi như tiên tử thả chúng ta rời đi huyễn trận, vẫn là nguy hiểm trùng điệp, cái này oán linh là đối phó nơi đây âm minh quỷ vật khắc tinh, tiên tử cảm thấy ta sẽ đáp ứng dạng này giao dịch sao? Tiêu phàm bình tĩnh nói, ngân cầu vòng tiên tử không khỏi nở nụ cười, tiếu dung ở giữa mang theo rõ ràng khinh miệt cùng khinh thường, lãnh đạm nói, tiêu đạo hữu ngược lại là rất biết tính toán, duy chỉ có có một chút, tiêu đạo hữu lại không nghĩ tới. Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng, bổn tiên tử liền sẽ thúc thủ vô sách sao? Người tại đất của ta trên đầu, giết chết ta thuộc hạ, cướp đi những cái kia thịt của yêu thú thân, ngươi cảm thấy bổn tiên tử sẽ nhìn như không thấy không thành giết ngươi đầu này oán linh cũng đồng dạng là của ta đã dạng này kia liền không có gì để nói nhiều tiên tử cứ việc động thủ tiêu phàm sắc mặt cũng chìm xuống dưới thanh âm trở nên lạnh lùng hắc hắc rất tốt bất quá là một tên tu sĩ kim đan thôi cũng dám dạng này cùng bổn tiên tử nói chuyện tình hình như vậy đã có tốt mấy trăm ngàn năm chưa từng xảy ra ngân cầu vùng tiên tử cũng không tức giận ngược lại nhiều hứng thú quan sát tiêu phàm tới. Nói thực ra, tiêu đạo hiếu, ngay từ đầu ta cũng không có giết người tính toán. Nếu như bổn tiên tử không có nhìn lầm, người là rất hiếm thấy gió hỏa linh thể, loại này linh thể, so đơn tuần tính hỏa linh thể còn muốn càng mạnh ba phân, gió trợ thế lửa, ít tăng nó uy. Mấy chục ngàn năm đến, bổn tiên tử cũng chỉ thấy được qua một cái dạng này gió hỏa linh thể. Tiền đồ không thể hạn lượng, sớm tại nhiều năm trước kia, hắn liền tu luyện tới ngộ linh hậu kỳ, phi thăng huyền linh thượng giới đi. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, bổn tiên tử lại nhìn thấy gió hỏa linh thể, thật muốn giết ngươi, bổn tiên tử thật là có điểm không nỡ. Tiêu phàm không khỏi thoảng qua sướng sờ, gió hỏa linh thể, đây cũng là một loại mới thuyết pháp, tỳ sa môn thiên vương nói hắn là lôi linh chi thể. Mình rốt cuộc là loại nào linh căn thuộc tính, ngay cả tiêu phàm chính mình cũng bị làm hồ đồ. Tiêu phàm chỉ biết, cho tới bây giờ, vô luận tự mình tu luyện loại nào thuộc tính thần thông, đều có thể rất dễ dàng vào tay, không trở ngại chút nào. Phong độn thuật, thủy độn thuật, thuật độn thổ, tinh viêm quyết, thần thông sấm sét, kim cương chi lực thậm chí băng thuộc tính công pháp, hắn đều có thể kiêm tu cũng xúc. Không có gặp đến bất kỳ bình cảnh, bất quá dưới mắt, tự nhiên không phải nghiên cứu thảo luận những này thời điểm. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói, tiên tử không bỏ được giết ta, chẳng lẽ còn có thể như vậy thả ta rời đi sao? Đó là đương nhiên không được, nhưng chúng ta còn có thể lại làm một cái giao dịch. Tiêu phàm có chút im lặng, nhìn qua nàng, không rên một tiếng, ngân cầu vồng tiên tử lại phối hợp nói, oán linh nhất định phải lưu lại. Đây là tiền đề, loại này trời sinh quỷ linh, tiềm lực vô tận, đợi một thời gian, thần thông chi lớn, không dưới trời sinh thánh linh. Về phần tiêu đạo hiểu, ta lại có thể cam đoan người tại cửu âm thành thậm chí toàn bộ phong ấn chi địa đều bình yên vô sự. Chắc hẳn những lão quái vật kia bao quát thiên minh đạo hữu cùng đầu kia ba thủ ma lang ở bên trong, đều muốn cho bổn tiên tử mấy phân chút tình mọn. Bất quá tiêu đạo hữu cũng nhất định phải để bổn tiên tử gieo xuống cấm chế, cam đoan tại tương lai, vì bổn tiên tử xử lý ba chuyện lớn. Thế nào, giao dịch này liền hợp lý đi, tiêu phàm không khỏi bật cười, khe khẽ lắc đầu, những này tu sĩ cấp cao, luôn luôn như thế tự cho là đúng, hết thảy lấy mình làm trung tâm, tựa hồ tất cả cấp bậc so với bọn hắn thấp tu sĩ, đều phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của bọn hắn. Tại một cái tu chân văn minh phát triển mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm thậm chí trên trăm vạn năm thế giới, vốn nên nên tiến hóa ra càng thêm hợp lý xã hội quy tắc, trợ giúp lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, ai biết nhưng thủy chung là loại này dã man lạc hậu luật rừng. Mời tiên tử tha thứ, người hai cái điều kiện này, trong mắt của ta, đều phi thường hoang đường. Oán linh là đồng bọn của ta, ta không có khả năng đưa nó giao cho người khác. Về phần tại trên người ta gieo xuống cấm chế, đã từng đã có một vị nguyên anh tu sĩ từng làm như thế, bất quá hạ chàng không tốt lắm. Ồ, kết cục gì, chết rồi, bị ta diệt sát đi, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, không dối gạt tiên tử, tại hạ rất phản cảm loại này lấy mạnh hiếp yếu cách làm. Chính ta sẽ không làm như thế, nhưng cũng tuyệt không tiếp thụ người khác làm như thế. Vậy ngươi liền đi chết đi, ngân cầu vòng tiên tử cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị tiêu phàm mài rơi, xinh đẹp mặt trầm xuống, không chút do so dự đưa tay một điểm, một đóa hoa tươi nổi lên, xoay tít bay lên trên trời, nháy mắt đón gió nộ phóng, ngay sau đó tất cả cánh hoa bắn ra, hóa thành mười mấy đóa đồng dạng hoa tươi, những này hoa tươi lại đón gió nộ phóng, trong nháy mắt liền hiện ra vô tận biển hoa, hướng về tiêu phàm cuốn tới. Chỉ bất quá từ những này hoa tươi bên trong, lại ngửi không thấy mảy may hương hoa, lại ẩn ẩn xen lẫn một cỗ khó tả tử khí, âm trầm trầm, khiến người dùng mình. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận nắm trong tay. Đúng lúc này, trong ngực oán linh một tiếng bén nhọn hót vang, nhún người nhảy lên, hóa thành một đoàn mây xám, hướng về biển hoa lăn lăn đi. Tiêu phàm trong lòng hơi động, tạm thời đè xuống hỏa diễm đao. Nghe được, ngân cầu vòng tiên tử đối muội muội đánh giá cực cao, trời sinh quỷ linh bốn chữ càng làm cho tiêu phàm kinh ngạc. Tại ngân cầu vòng tiên tử miệng bên trong, đây là có thể cùng trời sinh thánh linh cùng trời sinh yêu linh đánh đồng siêu cấp đại năng, cùng ngân rực lôi bằng là cùng một cái cấp bậc. Bây giờ oán linh càng là chủ động nghênh chiến, tiêu phàm cũng là muốn nhìn một chút muội muội đến cùng có bao nhiêu lợi hại mây sám cùng biển hoa chợt liền đụng vào nhau lập tức tê tê âm thanh âm vang lên mây sám trong nháy mắt liền thôn vệ một mảng lớn biển hoa ngân cầu vồng tiên tử trong mắt dị sắc lóe lên trong lỗ mũi một tiếng hử nhẹ cổ tay khẽ đảo một đầu xanh ngắt nhánh cây xuất hiện tại nàng khiết trắng như ngọc trong tay trên nhánh cây có hơn 10 cái nụ hoa chớm nở nụ hoa ngân cầu vồng tiên tử cổ tay trắng lắc một cái trên nhánh cây hai nụ hoa bắn ra trong khoảnh khắc lại đón gió nộ phóng, hóa thành càng nhiều hoa tươi, càn quét mà đi, tràn vào đến trong biển hoa. Sau một khắc, biển hoa uy năng lớn rất, ngược lại đem mây sám bao vây lại, không ngừng thôn phệ, mây sám trong chốc lát liền co lại tiểu gần nửa nhiều. Tiêu phàm thấy thế giật này cả mình, không chút do so dự năm ngón tay bắn ra, từng đóa từng đóa diễm lệ hỏa hoa bắn ra, thoáng qua hóa thành nắm đấm lớn nhỏ màu lam hỏa cầu, gào thét lên hướng biển hoa phóng đi, đồng thời quang hoa đại phóng, chung quanh nhiệt độ gấp gáp lên cao biển hoa động một cái đến hỏa cầu liền phảng phất động phải khắc tinh lập tức dâng lên một cỗ khói xanh lớn đóa lớn đóa hoa tươi khô héo biến mất tinh viêm quyết là từ viêm linh chi nhận bên trên được đến phương nam cách hỏa tinh linh chủ tu công pháp lại có lửa vân giao nội đan tăng thêm mặc dù còn không thể xem như chí dương chi hỏa nhưng đối quỷ đạo thần thông đều đều có khắc chế chi lực mắt thầy oán linh vừa ra tay liền chống đỡ ngân cầu vòng tiên tử thế công tựa hồ cùng cái này tu vi cao thâm quỷ vật có phần có một trận chiến chi năng Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không ngồi nhìn muội muội bị thu phục, khẳng định phải trợ bên trên một chút sức lực. Kỳ quái là, hỏa cầu chỉ đối hoa tươi có rõ ràng khắc chế chi lực, vừa tiếp xúc với đoàn kia mây xám thì như là bùn như nhập hải, không có động tĩnh chút nào. Thật không biết là bởi vì oán linh cùng Tiêu Phàm tâm thần tương thông, đối Tiêu Phàm pháp thuật có miễn trừ chi lực, hay là bởi vì mây xám chứa âm minh chi khí so biển hoa càng thêm tinh thuần, vì vậy có thể đối Tiêu Phàm hỏa cầu nhìn như không thấy. Hỏa thuộc tính công pháp chế phổ thông quỷ đạo thần thông đương nhiên có phần có hiệu quả, nhưng không thuộc về trí dương chi hỏa hỏa thuộc tính thần thông đụng tới trí âm chi lực, lại bị trái lại khắc chế. Trừ loại kia đã sớm chú định tốt sinh tử thắng bại thiên địch quan hệ, đại đa số tương khắc công pháp, kỳ thật đều là lẫn nhau khắc chế. Đừng quấy rối, ngân cầu vòng tiên tử gương mặt xinh đẹp một hàn, khẽ quát một tiếng, cổ tay trắng một dương, một mảnh hà sáng lóng lánh, dù là tiêu phàm tu luyện tiên nhãn thần thông, nháy mắt cũng bị đâm vào hai mắt khẽ híp một cái, tránh đi kia phiến hào quang. Đợi ngày khác lần nữa ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, xung quanh cảnh trí đã đại biến, chỗ thân tại một cái kim bích huy hoàng trong cung điện, tiêu phàm cúi đầu xem xét mình, lòng bảo phục, đầu đội mũ nguyện nghiễm nhiên vương giả. Đan tê phía dưới, bách quan ngồi vây quanh, bốn phía ánh nến hừng hực, đại điện bên trong, một đám dáng người uyển chuyển, quần áo cách ăn mặc cực kỳ bại lộ gợi cảm vũ nữ, tay áo dài như nước, ngay tại nhiệt vũ, mà chính giữa cái kia múa dẫn đầu nữ tử toàn thân áo đen dáng người đầy đặn, hai vú cao ngất tuyết trắng làn ra tại ánh nến phía dưới lóng lánh cực kỳ mê người quang trạch tay nâng tì bà bên cạnh đạn vừa hát vừa nhảy tiếng ca quấn lương mỹ rượu vô so nhìn khuôn mặt thế mà cực giống hắc lần chỗ huyến hóa hắc y thiếu nữ chỉ là trên mặt thiếu mấy phân ngây ngô nhiều mấy chút thành thục phong vật sóng mắt lưu chuyển mê người đến cực điểm trước ghế rồng trưng bày bàn trà bàn trà phía trên các loại món ngon rượu ngon Trông tích như sơn, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Tiêu phàm trong mắt không khỏi hiện lên một vòng mê võng chi ý. Đúng lúc này, tay trái một tên dâu tóc trắng muốt quan viên run rẩy đứng dậy, hai tay dâng cổ lão thanh đồng rượu tước, hướng tiêu phàm dơ lên cao cao, kêu lớn, phía trước chinh chiến đắc thắng, tin chiến thắng liên tiếp báo về, này trời phù hộ ta bang, thần cùng cần vì bệ hạ trúc. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tất cả đại thần đồng loạt đứng dậy, vung tay hô to, thanh thế kinh người. Tên kia cực giống hắc lân đầy đặn thiếu nữ, để chân một đôi trắng bóc gót sen, eo thon nhẹ xoay, phong đồn ve vẩy, đàn tấu tỉ bà, phong tình vạn trùng đi bên trên đan tê, cười nhẹ nhàng đi tới trước ghế rồng, buông xuống tỉ bà, nhẹ nhàng bưng một chén rượu lên, đưa đến tiêu phàm trước mặt, môi anh đào khẽ mở, hàm răng khẽ nhúc nhích. Vạn tuế, mời đầy uống chén này, vì thiên hạ trúc. Suy thoáng như xé vải thanh âm, một đạo sáng như bạc quang mang kích xạ mà qua đầy đặn mỹ nữ một tiếng kinh hô, toàn thân hắc vụ nổi lên, trong khoảnh khắc liền bay ngược đến hơn 10 triệu bên ngoài, đảo mắt hóa thành một tên áo vàng thiếu nữ, kinh ngạc nhìn qua tiêu phàm, gương mặt xinh đẹp ở giữa ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ. Chính là vừa rồi đi theo tại ngân cầu vùng tiên tử bên người tên kia áo vàng thị nữ. Mà giờ khắc này tiêu phàm, từ lâu khôi phục màu trắng nho sinh bảo phục trang phục, nơi nào là cái gì hoàng đế rồi. Nhưng đại điện hay là cung điện kia, chỉ bất qua cả điện đại thần, biến thành một đám si mị võng lượng, quỷ ảnh lay động, riêng phần mình qua hình thù kỳ quái binh khí cùng pháp khí, mắt lom lom tiếp cận tiêu phàm. Hắc lân ghé vào tiêu phàm đầu vai, to lớn mèo trong mắt lóng lánh phẫn nộ ngọn lửa. Áo vàng nữ tử cũng dám giả trang dáng dấp của nàng dẫn dụ tiêu phàm, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Yêu mèo, áo vàng nữ tử liếc Hắc lân một chút, khinh thường nói. Hắc lân giận dữ, thân thể lắc một cái. Vô số hắc sắc quang mang hướng về áo vàng nữ tử kích bắn đi điêu trùng tiểu kỹ, áo vàng nữ tử cười lạnh một tiếng, dựng thẳng lên ngọc trong tay thạch tỷ bà, năm ngón tay như vòng, nhẹ nhàng bắn ra, lập tức từng đợt tà âm truyền ra, hắc sắc quang mang như là gặp một loại nào đó không thể phá vỡ ngăn cản, nhao nhao trong hư không bạo liệt mà ra. Tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông liếc nhìn phía dưới, cái này áo vàng nữ tử bất quá là một cái hư ảnh mà thôi, cũng là quỷ vật thân thể. Trên thân linh lực ba động, lại không dưới kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhất là món kia ngọc thạch tỷ bà, cũng không phải là huyễn hóa chi vật, mà là thật sự pháp bảo. Từ uy năng để phán đoán, rất có thể hay là pháp bảo thượng phẩm bên trong hàng thượng đẳng. Hắc lân một kích không chúng ít phát phẫn nộ, cái cổ ở giữa đen cọng lông cây dựng thẳng lên, một đạo mãnh thú hư ảnh, phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Lập tức chìm xuống, chui vào hắc lân thể nội không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hắc lân thân thể liền vội đột nhiên lớn lên, trong khoảnh khắc liền hóa thân thành một đầu chiều cao hai trượng thân thể thon dài yêu nhã cự thú, toàn thân da mau đen nhánh tỏa sáng, tựa như màu đen mãnh hổ, cương nha lợi trảo, uy phong lẫm liệt. Loại này biến thân thần thông, là Hắc Lân tiến dài cấp 9 linh thú về sau mới có thể thi triển thần thông, biến thân về sau Hắc Lân, trên thân khí tức tăng vọt. Khí thế ép người, mà cái chán kia một nắm ngân bộ lông màu trắng, giờ phút này đã biến thành viên thứ ba mắt dọc, chăm chú khép kín, không có mở ra. Cảm nhận được Hắc Lân biến thân về sau khí tức cuồng bạo, Áo vàng nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, không dám tiếp tục khinh thường, miệng bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Như là dã thú, trong đại điện sớm đã vận sức chờ phát động một nhóm lớn quỷ vật, giờ cao pháp khí binh khí, nhao nhao hướng tiêu phàm cùng hắc lân sát tướng tới. Những này quỷ vật, cứ việc số lượng không phải quá nhiều, lại đều đều có kim đan sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ tu vi, đơn binh chiến lực không kém. Hắc lân biến thành cự thú không sợ hãi chút nào, thả người tiến lên, Lập tức liền cùng những này quỷ vật giết làm một đoàn. Quỷ vật đều là hư vô thân thể, đòn công kích bình thường đối với bọn chúng đến nói, cơ bản vô hiệu. Nhưng Hắc Lân biến thân về sau, thực lực đại trướng, bộ lông màu đen ngưng tụ ra mũi tên ánh sáng, mỗi lần phát ra đều có thể đem quỷ vật trực tiếp xuyên thủng. Cứ việc không thể đem quỷ vật một lần diệt sát, quỷ vật muốn gây dựng lại thân thể, cũng cần một chút thời gian, mà lại theo diệt sát số lần gia tăng, quỷ vật gây dựng lại thân thể thời gian cũng càng ngày càng dài không hề nghi ngờ, chỉ muốn tiêu diệt số lần đủ nhiều, những này quỷ vật cuối cùng sẽ không cách nào tái sinh. Chỉ là như vậy vừa đến, tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ kinh người, đến cùng phương kia có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng sẽ rất khó nói. Chỉ bất quá nhìn qua, cục diện đối hắc lân không phải đặc biệt có lợi. Một mực đứng ngoài quan sát áo vàng nữ tử, rốt cục nhịn không được, nhất cử ngọc trong tay thạch tỷ bà, một cỗ tả âm phát ra, đang cùng quỷ vật kịch chiến hắc lân, chỉ cảm thấy đầu một choáng động tác lập tức chậm nửa nhịp hai tên có kim đan sơ kỳ tu vi quỷ vật, thừa cơ cấp tốc hướng phía trước sông lên, nháy mắt đột phá hắc lân quang tiến vòng phòng ngự, ở trên mặt đất một quyển, hóa thành hai cỗ xương mù màu đen, hướng hắc lân bọc vào đi. Xâm nhập địch trong cơ thể con người, thôn phệ thần hồn của địch nhân tinh huyết, là tất cả quỷ vật cùng quỷ đạo tu sĩ sở trường nhất chiêu số. Hắc lân rất nhanh liền từ trong mê muội khôi phục lại, cái chán đóng chặt mắt dọc, bỗng nhiên mở ra, lộ ra một viên huyết hồng con mắt, bá, một đạo huyết quang đảo qua, lập tức chi chi quỷ kêu âm thanh nổi lên, hai con hóa thành hắc vụ quỷ vật, bị huyết quang một quyền, lập tức liền thất linh bát lạc, biến thành cực kỳ mỏng manh sương mù, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong hư không. Lại bị huyết quang một kích diệt sát, bất quá mắt dọc lập tức lại đóng chặt lại, hắc lân hai mắt màu vàng bên trong, thần quang lập tức ảm đạm mấy phân. Có thể thấy được loại uy lực này cực lớn thật ánh mắt thông, cũng không thể tùy ý thi triển, nếu không toàn thân pháp lực lập tức liền sẽ hao hết. Áo vàng nữ tử đầu tiên là giật nảy cả mình, dưới chân hắc vụ bốc hơi lập tức hướng lui về phía sau ra mấy trượng xa mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác thấy bộ dáng như vậy tự nhiên lập tức liền hiểu được lập tức cười lạnh một tiếng nói cũng phải nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu nói tiêm tiêm năm ngón tay lại đặt tại đàn trên dây liền muốn lần nữa đối hắc lân phát động công kích nghĩ lấy nhiều đánh ít tha còn phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không đúng lúc này áo vàng nữ tử bên người bỗng nhiên vang lên tiêu phàm thanh âm nhàn nhạt, nhạt không biết lúc nào tiêu phàm đã thần không biết quỷ không hay đến bên cạnh nàng, áo vàng nữ tử trước đây vậy mà mảy may đều không có phát giác. Đây là tiêu phàm tham khảo yêu đao tông thần thông, chém giết gần người, tiến thối như điện, so sánh với lưng sắt con bạo ngựa thiên phú thần thông, cũng không kém bao nhiêu. Không tốt, áo vàng nữ tử không khỏi quá sợ hãi, không cần suy nghĩ, dưới chân hắc vụ cùng một chỗ, liền muốn lui tránh tránh xa. Chỉ tiếc, tiêu phàm như là đã đến bên cạnh nàng, lại nơi nào sẽ còn để nàng né tránh rồi suy một tiếng vang nhỏ màu lam đao mang lấp lánh áo vàng nữ tử chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô so phảng phất một cái hỏa lò mãnh mà đưa nàng bao phủ trong đó chính là tiêu phàm đã tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba viêm linh trảm tinh viêm quyết đột phá đến ba tầng cảnh giới về sau toàn lực thôi động viêm linh chi nhận hừng hực bay vút lên liệt diễm không còn là hỏa hồng sắc mà là màu lam nhạt nhiệt độ xa xa muốn cao hơn nhiều mà lại đao mang chém ra tốc độ càng nhanh Thường thường đối thủ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Đao Mang đã gần người. Bây giờ áo vàng nữ tử, chính là loại tình hình này. Mắt thấy Đao Mang gần người, áo vàng nữ tử thủ đoạn khẽ động, tựa hồ muốn tế ra cái gì phòng ngự pháp bảo, lại như thế nào được đến. Hét thảm một tiếng, màu lam Đao Mang đưa nàng từ đó hết thảy vì hai. Lập tức vô số sương mù màu đen như là đun sôi nước sôi, bốc hơi mà lên, áo vàng nữ tử xinh đẹp thân thể, đảo mắt hóa thành một mảnh hắc vụ tầng thứ ba tinh viêm quyết nhiệt độ cao liền xem như nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú đều khó mà chính diện tiếp nhận nàng chỉ là một cái quỷ vật tự nhiên không có chút nào kháng cự chi lực bị tiêu phàm một chảm liền phá mất quỷ thân bất quá bốc lên trong hắc vụ một đạo hào quang màu vàng bắn ra nháy mắt liền tới mấy trượng bên ngoài tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh thấy rõ ràng hào quang màu vàng kia bên trong vậy mà bao vây lấy một vệt bóng mờ là một vài tấc cao nữ tử chính là áo vàng nữ tử tinh hồn còn muốn chạy, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, thân thể nhanh như thiểm điện kích bắn xuyên qua, giữa ngón tay ngân hồ lập lè, một đạo điện quang liền muốn đánh ra. Nguyên bản đối phó quỷ vật tinh hồn, tốt nhất là sử dụng tụ hồn bát, liền có thể diệt sát quỷ vật, lại có thể vì tụ hồn bát cung cấp tẩm bổ, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là vừa mới tụ hồn bát bị muội muội cầm trong tay chơi đùa, lập tức cùng ngân cầu vòng tiên tử động thủ, lại chưa kịp thu hồi lại. Cũng may thần thông sấm xét, cũng là đối phó quỷ vật đòn sát thủ tiêu phàm ngón tay búng một cái, một đạo thô to hồ quang điện bỗng nhiên đánh ra, lại không phải hướng về phía áo vàng nữ tử tinh hồn mà đi, mà là đánh về phía bên trái ngoài mấy trượng hư giữa không chung. Xì 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 một trận loạn hưởng, trong hư không một tiếng nổi giận quát, ba động lên chỗ, một tên xinh đẹp như hoa thiếu nữ áo trắng hiện thân mà ra, trong tay nắm lấy một đầu bạch cốt nguyễn tiên, hung tận tiếp cận tiêu phàm, tóc mai tán loạn, rất có mấy phân chật vật. Tên này thiếu nữ áo trắng, cũng là ngân cầu vùng tiên tử thị nữ một trong, cùng áo vàng nữ tử đồng dạng, trên thân linh lực ba động biểu hiện nàng đồng dạng có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Thiếu nữ áo trắng vừa rồi tránh ở trong hư không, nghĩ muốn thừa cơ đánh lén tiêu phàm, không ngờ lại bị tiêu phàm khám phá, không có dấu hiệu nào cho nàng một cái lôi điện, nếu không phải nàng xem thời cơ phải nhanh, chỉ sợ lập tức liền muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Thừa dịp này nháy mắt cơ hội thở dốc, áo vàng nữ tử tinh hồn cuối cùng chạy thoát, xa xa bắn đến đại điện một góc, mới ở trên mặt đất một quyển, lại lại ngưng tụ ra quỷ thân đến, chỉ bất quá nhìn qua so vừa rồi muốn phai mờ được nhiều, trên thân hắc khí lượn lờ, ngay cả khuôn mặt đều che lấp rơi hơn phân nửa. Vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt cực kỳ oán độc. Cái này nhân loại tu sĩ, cũng bất quá là kim đan hậu kỳ cảnh giới, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, vừa đối mặt liền hủy đi nàng quỷ thân, cơ hồ ngay cả tinh hồn đều bị diệt sát. Nếu không phải chỗ sâu quỷ thành bên trong, vạn hoa đại trận âm khí nồng đậm, cái này thân thể nhưng không có dễ dàng như vậy một lần nữa ngưng tụ ra. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, bất quá thoáng qua ở giữa, áo vàng nữ tử khuôn mặt liền muốn rõ ràng được nhiều, quỷ thân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng dày, tựa hồ không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại cái này âm minh chi địa, quỷ vật quả nhiên chiếm cứ địa lợi, khó mà diệt sát. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên thân trắng sáng lóng lánh, huyền tinh giáp nổi lên, đem hắn toàn thân đều bao khỏa trong đó, tay phải một dương, cao mấy tấc hoàng kim bảo tháp bắn ra. Lên đỉnh đầu chậm rãi chìm nổi chuyển động, thân tháp không ngừng lóe ra nhè nhẹ lôi hồ. Đồng thời trong tay cầm Viêm Linh chi nhận, gia phủ nón trụ bao khỏa phải nghiêm nghiêm thật thật bộ mặt, lộ ra hai con mắt, lóe ra lạnh lùng quang mang. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền đã pháp bảo ra hết. Thế cuộc trước mắt rõ ràng, bây giờ hãm thân huyễn trong trận, tu vi cao thâm mà chắc ngân cầu vùng tiên tử đang cùng oán linh kịch đấu, áo vàng nữ tử cùng thiếu nữ áo trắng đều có thể cùng hắn mang xuống, hắn lại thực tế là trì hoãn không dậy nổi. Một khi cùng ngân cầu vòng tiên tử thật thu phục oán linh, hắn phiền phức liền lớn. Tiêu phàm cũng không cho rằng mình trước mắt đã có cùng Nguyên Anh Trung Kỳ quỷ tu một trận chiến năng lực. Về phần oán linh cuối cùng thôn vệ hết ngân cầu vòng tiên tử, đại hoạch toàn thắng, khả năng này cũng không phải là không có, tiêu phàm lại không thể như thế cược. Đây là rất không đáng tin cậy sự tình, chỉ có nhanh chóng giải quyết hết ngân cầu vòng tiên tử những này lính tôm tướng cua, chạy tới giúp oán linh một thanh, mới là chính đồ. Mặt trời chói trang, tình không nhìn dặm loại này tại cửu âm thành thế giới ngầm tuyệt không có khả năng xuất hiện cảnh sắc lại thật sự hiện ra tại oán linh trước mặt bất quá oán linh tựa hồ không phải rất để ý bộ dáng đối đỉnh đầu kim sáng lóng lánh mặt trời phảng phất giống như chưa gặp cái này nguyên bản là ngân cầu vòng tiên tử điều khiển vạn hoa đại trận cấm chế huyễn hóa ra đến tình cảnh vì đảo loạn oán linh cảm xúc lộ ra sơ hở tới nếu như là chân chính hạo nhật giữa trời đừng bảo là oán linh chịu không được cùng là quỷ vật thân thể ngân cầu vòng tiên tử càng thêm chịu không được. Nhưng giống như tác dụng cũng không rõ ràng, oán linh vừa mới thoát thai mà ra, uyển như lúc sơ sinh hài nhi, ép căn bản không hề hình thành mình chân chính ý thức, trên cơ bản là bằng vào bản năng đang hành động. Loại này đảo loạn tâm thần chiêu số, dùng tại trên người nó, khẳng định là làm nhiều công ít. Nhìn qua cách đó không xa trắng trắng mập mập ba thước anh hài, ngân cầu vùng tiên tử một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn chìm xuống dưới, trong mắt lóng lánh tức giận quang mang. Cái này hơi thở phách không hổ là trời sinh quỷ linh, thiên phú thần thông mạnh, xa xa vượt quá ngân cầu vùng tiên tử dự kiến, lấy nàng nguyên anh trung kỳ tu vi, đã từng ngộ linh kỳ kinh nghiệm kiến thức, thế mà hoa thời gian lâu như vậy, cũng không có thể thuận lợi đem cái này vừa ra từ trong bụng mẹ tiểu ra hỏa cầm xuống, ngược lại có chút dẫn lửa vật nhỏ. Oán linh phiêu phù ở ngân cầu vùng tiên tử trước người cách đó không xa, trắng nõn là hai tay dâng đen nhánh tụ hồn bát, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận ngân cầu vùng tiên tử diễm như hoa đào khuôn mặt, mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên, hiện ra phẫn nộ thần sắc. Một mực bị ngân cầu vòng tiên tử đè lên đánh, cũng không trách vật nhỏ này trong lòng đại vi sinh khí. Vật nhỏ, quá khó chơi, ngân cầu vòng tiên tử trong miệng nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Tựa hồ rốt cục hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiêm tiêm tố thủ vừa nhất, bóp cái tay hoa pháp quyết, môi anh đào khinh động. Một trận tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, chậm rãi phiêu dương mà ra. Nguyên bản tại không trung chiếu sáng dạng rỡ mặt trời, đột nhiên trở nên ảm đạm đi, đảo mắt liền biến thành một vòng huyết sắc trăng tròn. Tràn đầy tia sáng yêu dị, nhìn giảm tình không bỗng nhiên biến thành đen như mực bầu trời đêm. Ầm ầm chi tiếng vang lên, từng cây thô to cột đá từ lòng đất sông ra, những này cột đá số ôm phẩm chất, tạo hình cực kỳ cổ phác, phía trên điêu khắc các loại đồ án cổ lão cùng phù văn thần bí, mới vừa từ lòng đất thoát ra. Một cỗ viễn cổ tang thương khí tức, liền đập vào mặt cột đá chừng 36 đầu nhiều, tại phương viên trăm trưởng phạm vi bên trong, bố thành một cái phức tạp dị thường đại trận. Ngân cầu vòng tiên tử đầy mặt nghiêm nghị, trong miệng chú ngữ thanh âm dần dần vang dội, trên thân màu đen cung trang không gió mà bay, hai đầu băng rô thẳng tắp hướng hai bên bắn ra. Từng đợt đen nhánh sương mù, từ sau lưng nàng không ngừng tuôn ra, hóa thành từng đạo màu đen hồng thải, hướng bốn phương tám hướng cột đá bắn tới. Những cái kia cột đá mặt ngoài điêu khắc phù văn thần bí bắt đầu lóe sáng, phóng xạ ra ánh sáng nhu hòa. Theo ngân cầu vòng tiên tử chú ngữ âm thanh dần dần chuyển gấp, phù văn càng thêm hào quang tươi sáng, chậm rãi như cùng sống tới, vây quanh trên trụ đá dưới bay múa, đồng thời một chút xíu trước bốn phía chậm rãi lan tràn ra, hiển nhiên cột đá ở giữa. Liền muốn bị loại này phù văn thần bí lấp đầy, oán linh trong mắt hồng mang lóe lên, tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đoàn mây xám, đánh lấy mâm tráng bánh cực nhanh hướng về phương hướng ngược nhau kích bắn đi. Ngân cầu vòng tiên tử cũng không xuất thủ ngăn cản, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười. Xì 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 một trận loạn hưởng, phù văn thần bí cấp tốc lấp lánh, ngay sau đó, mây xám bên trong liền truyền ra be be gọi bậy thanh âm, đảo mắt lại hóa thành cao ba thước trắng trắng mập mập hài đồng, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ vừa mới ăn thiệt thòi nhỏ. Hắc hắc, cái này 36 cương sát đại trận, cơ hồ điều động vạn hoa đại trận bảy thành linh lực, cái này phương viên trăm trượng bên trong phong ấn lực lượng mạnh mẽ, liền xem như chính ta, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, người nếu có thể xông ra đi, mới là quái sự. Nhìn qua nhảy tương nhảy loạn oán linh, ngân cầu vòng tiên tử một tiếng cười khẽ, tự lầm bẩm nói. Cùng lúc đó, vạn hoa đại trận địa phương khác, cũng chính tại phát sinh lấy biến hóa kinh người. Nguyên bản như đệm cỏ xanh, như gấm phồn hoa, đình thai lâu các, cầu nhỏ nước chảy, như vẽ phong cảnh nháy mắt hôi phi yên diệt, lộ ra màu nâu đen vô so hoang vu thổ địa, âm u đầy tử khí, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Vạn hoa đại trận bao trùm phạm vi vậy mà nháy mắt liền thu nhỏ lại một nửa trở lên. Nguyên bản bị vây ở trong trận vài đầu cấp 7 cấp 8 yêu thú, vốn đã tinh bì lực tấn, ngay lúc sắp bị mấy cái đê dai quỷ vật một chống thành cầm, bỗng nhiên trước mắt biến đổi, tất cả huyến cảnh biến mất không còn một mảnh, lập tức vui mừng quá đỗi, phấn khởi dư uy, đem mấy cái trợn mắt hốc mồm đê dai quỷ vật một chút diệt sát thành cho, sau đó vung ra tứ chi, chạy đi như bay rơi, rời đi xa xa cái này tử vong chi địa. 36 cương sát đại trận đã rút đi vạn hoa đại trận bảy thành trở lên linh lực, vạn hoa đại trận rất nhiều cấm chế, tự nhiên liền duy trì không đi xuống. Bất quá chạy mất mấy cái chỉ là cấp 7 cấp 8 yêu thú, cùng trước mắt trời sinh quỷ linh tương đối mà nói, tự nhiên cái gì cũng không tính, ngân cầu vòng tiên tử căn bản liền sẽ không để ý. Nhưng là chỉ là mấy cái cấp 7 cấp 8 yêu thú cố nhiên chẳng đáng là gì, đang cùng tiêu phàm cùng hát lân kịch đầu áo vàng nữ tử cùng thiếu nữ áo trắng, coi như gặp vận rủi lớn. Thiếu nữ áo trắng tay cầm bạch cốt Nguyễn Tiên, ẩn thân ở đại điện một cây cự cây cột lớn bên trong, hít mắt hai mắt, một mực tiếp cận cách đó không xa tiêu phàm, cây cột chậm rãi di động tới, chậm rãi hướng tiêu phàm tiếp cận. Toàn bộ đại điện cấm chế, đều đang không ngừng di động bên trong. Tiêu phàm thời khắc này lực chú ý, hoàn toàn bị áo vàng nữ tử cùng nàng Ngọc Thạch tỷ bà hấp dẫn, chính hết sức chăm chú chống cự Ngọc Thạch thì bà phát ra câu hồn ma âm đối cây cột di động, tựa hồ không hề có cảm giác gần chỉ cần gần thêm chút nữa nữ tử áo trắng liền có thể xuất kỳ bất ý phát động đột nhiên tập kích nàng cùng áo vàng nữ tử tại Huyễn trong trận liên thủ diệt sát cường đại đối thủ cũng không phải một hồi hai hồi lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý họ tiêu này nhân loại tu sĩ mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới thủ đoạn lại quả thực cao minh cùng đầu kia mèo đen phối hợp vậy mà so với các nàng còn muốn ăn ý một trận kịch chiến xuống tới, tiêu phàm cùng hắc lân lông tóc không thương, áo vàng nữ tử hai người thủ hạ một đám quỷ vật lại bị diệt sát phải thất linh bát lạc, còn thừa không có mấy, làm cho hai người rất là kinh hoàng. chủ nhân ngay tại thu phục đầu kiệu oán linh, cho tới nay còn không có tin tức chuyển đến, hẳn là chưa đắc thủ. nếu như các nàng không thể kiềm chế lại tiêu phàm, để tiêu phàm phá vây mà đi, hạ chàng thế nhưng là đại đại không ổn. về phần tiêu phàm qua đi trợ giúp oán linh cùng một chỗ đối kháng ngân cầu vùng tiên tử hai nàng ngược lại là không có nghĩ như vậy qua. Dù sao song phương tranh lệch cảnh giới còn tại đó, tiêu phàm coi như lại điên cuồng, cũng không sẽ chủ động đi tìm chết. Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ cùng oán linh ở giữa tranh đấu, chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể nhúng tay đi vào. Nhưng oán linh là cái này tu sĩ kim đan tùy thân mang theo, có lẽ cùng người này quan hệ không ít, ngân cầu vòng tiên tử cuối cùng muốn thu phục oán linh, có khả năng còn muốn rơi vào tại tiêu phàm trên thân, nếu như đi tiêu phàm, lại là không tốt giao nộp áo vàng nữ tử cùng thiếu nữ áo trắng dưới tình thế cấp bách, liền là đi hiểm. Mắt thấy tiêu phàm đối dần dần đến gần cây cột giống như chưa tỉnh, thiếu nữ áo trắng mừng rỡ trong lòng, áo vàng nữ tử mặt trầm như nước, năm ngón tay loạn đạn, câu hồn ma âm càng thêm gấp gáp, làm cho tiêu phàm toàn bộ tinh thần ứng đối. Thiếu nữ áo trắng lặng lẽ triển khai bạch cốt nguyễn tiên. Đúng lúc này, một trận không có dấu hiệu nào gợn nước vặn vẹo, toàn bộ đại điện huyến cảnh, bỗng nhiên mất đi hiệu lực, kim bích huy hoàng đại điện, mấy người ôm hết phẩm chất bàn long trụ, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu nữ áo trắng cứ như vậy thanh tú động lòng người xuất hiện tại tiêu phàm trước mặt, cách xa nhau không đủ ba trượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, còn không biết đến cùng phát sinh loại nào biến cố. Không tốt, sau một khắc, thiếu nữ áo trắng rốt cục có chỗ tỉnh ngộ, không khỏi lên tiếng kinh hô, cổ tay rung lên, liền muốn vung vẩy bạch cốt nguyễn tiên tự vệ. Chỉ tiếc, khoảng cách gần như thế, lại thêm vừa rồi trong nháy mắt đó chố mắt, tiêu phàm đã khả năng không lớn lại cho nàng cơ hội như vậy. Bóng người nhoáng một cái, thiếu nữ áo trắng bạch cốt Nguyễn Tiên chưa vung lên, tiêu phàm liền đã đến nàng miễn cưỡng, cùng đối diện nàng mà đứng, cái mũi đối cái mũi, con mắt đối với con mắt, hô hấp tướng nghe, cách tuyết trắng lóe sáng mũ giáp, thiếu nữ áo trắng thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy tiêu phàm trong mắt lạnh lùng hàn quang. Mà tiêu phàm ngón tay thon dài tay phải, đã bóp lấy cổ của nàng. Phích lịch một tiếng, lôi điện bay vút lên, ngân mang lóa mắt đây là thiếu nữ áo trắng cuối cùng nhìn thấy tình hình. Vô số thô to lôi hồ, từ tiêu phàm giữa ngón tay bắn ra, nháy mắt tựa như cùng ngân bạch mãng như rắn, quấn đầy thiếu nữ áo trắng nhìn qua đầy đặn lồi lõm thân thể mềm mại, ở trên người nàng hình thành một kiện ngân sắc lôi bào. Thiếu nữ áo trắng hét lên một tiếng, mắt tối sầm lại, lập tức liền cái gì cũng không biết. Sau một khắc, lôi hồ liền chui tiến vào trong cơ thể của nàng, từng đầu khe hở trên thân thể của nàng bạo chán ra, từng đạo ánh sáng trắng bạc thấu thể mà ra, oanh một tiếng, bạo liệt mà ra, thiếu nữ áo trắng lập tức hóa thành vô số sương ngủ màu đen, tứ tán bay dương. Lại bị lôi điện một quyển, liền là quét đến sạch sẽ, tan thành mây khói, tựa hồ người này cho tới bây giờ đều không từng tồn tại. Lại cạch một tiếng, bạch cốt Nguyễn Tiên rớt xuống đất. Không, áo vàng nữ tử mắt thấy đây hết thảy, không chịu được hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Từ khi ngưng kết quỷ thân mà đến, áo vàng nữ tử xưa nay không biết tử là vật gì tại cái này cửu âm chi địa các nàng cơ hồ là bất diệt thân thể mà bây giờ nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ áo trắng là hoàn toàn chết đi thần hồn câu diệt không còn có mặc cho hà phục sinh khả năng một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý bỗng nhiên sông lên đầu nguyên lai like, tử là một loại dạng này cảm giác chỉ tiếc áo vàng nữ tử kinh ngạc cùng sợ hãi cũng không có tiếp tục bao lâu bá một đạo hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên từ phía sau nàng phóng tới nháy mắt xuyên thủng thân thể của nàng ngay sau đó áo vàng nữ tử thân thể cũng cùng thiếu nữ áo trắng đồng dạng bỗng nhiên nổ bể ra đến hóa thành đại đoàn sương mù màu đen một đạo bóng người màu vàng tại sương mù màu đen bên trong lóe lên liền muốn trốn xa mà đi một chương lập lòe tỏa sáng lưới điện vào đầu bao phủ xuống tiêu phàm sao có thể có thể lại để cho nàng nguyên thần đào thoát a à, tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm áo vàng nữ tử nguyên thần bị lôi điện chi lực diệt sát phải sạch sẽ tiêu phàm vùng ống tay áo lên đem rớt xuống đất ngọc thạch tỷ bà cuốn lại, nắm trong tay. 36 cương sát đại trận bên trong, ngân cầu vòng tiên tử dưới chân hắc khí cuồn cuộn, vô số hắc vụ tranh nhau chen lấn từ lòng đất tuôn ra hiện ra. Mà ngân cầu vòng tiên tử bản nhân, lại đủ dẫm một đóa to lớn màu hồng phấn hoa sen, liền lơ lửng tại hắc vụ phía trên. Nồng đậm âm hàn hắc vụ liên tục không ngừng tuôn ra tiến vào hoa sen bên trong. Hoa sen hiện tại áo đen phiêu động, tóc bạc như thác nước, tại không trung bay múa phiêu dương, trong tay nắm lấy một đầu nhánh cây, trên nhánh cây là nụ hoa chớm nở mấy chục nụ hoa, một đóa tiếp nối một đóa từ trên nhánh cây bay ra, dung nhập vào cách đó không xa trong biển hoa. Mảnh này mấy trượng lớn nhỏ biển hoa, vô số hoa tươi ở trong đó bay dương lăn lộn, tựa như thải điệp, trên dưới bay múa, diễm lệ phi thường. Mà tại biển hoa chính giữa, một đoàn mây xám tả sung hữu đột, liều mạng muốn đột xuất biển hoa vây quanh. Không hề nghi ngờ, đây là oán linh biến thành mây xám, cùng tiêu phàm trước đây nhìn thấy mây sám, có rõ ràng khác nhau. Cái này đoàn mây sám diện tích rất nhỏ, bất quá vài thước lớn nhỏ, giống như thực chất, thỉnh thoảng hiện ra muội muội kia có chút mơ hồ khuôn mặt, hoàn toàn không phải tiêu phàm chỗ thấy qua loại kia thôn vệ hết thảy bá đạo khí thế. Mây sám đỉnh đầu, đen nhánh tụ hồn bát xoay chậm chậm, lóng lánh đèn ánh sáng yếu ớt. Vô luận biển hoa sôi trào như thế nào nhấp nhô, tụ hồn bát đều vững vàng treo đậu ở chỗ đó, nguy nhưng bất động. Mỗi khi mây sám đối kháng không ngừng, bị biển hoa một chút xíu ăn mòn thời điểm, liền từ tụ hồn bát bên trong phun ra một cỗ hắc mang, bắn vào mây sám bên trong. Mây sám lập tức phóng đại, tựa hồ đạt được một loại nào đó mạnh hữu lực chi viện, lại một lần nữa cùng biển hoa giữ lẫn nhau không dưới. Ngân cầu vòng tiên tử hoa dung so sánh với lúc trước càng thêm tuyết trắng, nhưng không có loại kia như như trẻ con kiều nộn hồng nhuận, tựa hồ lập tức tăng trưởng rất nhiều tuổi, đủ thấy thôi động hoa này biển tấn công địch. Có chút hao phí pháp lực, bất quá ngân cầu vòng tiên tử thần sắc, vẫn chấn định như cố tự nhiên, một đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên tụ hồn bát. Cái này bình bát bên trong hấp thu âm minh chi lực khi thật không ít. Kiên trì cái này hứa thời gian dài, vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng bổ sung oán linh tiêu hao. Xem ra hẳn là cái nào đó quỷ đạo tông môn truyền thừa trí bảo, chỉ bất quá kia họ tiêu nhân loại tu sĩ, tựa hồ tu luyện chính là chính đạo thần thông. Làm sao lại có dạng này tinh thuần quỷ đạo pháp bảo? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm không ngớt sinh quỷ linh loại này nghịch thiên đồ vật đều có thể có, chỉ là một kiện quỷ đạo pháp bảo cũng liền không tính là gì. Nhưng ngân cầu vòng tiên tử cũng là không vội, dù coi như tụ hồn bát bên trong tụ tập âm minh chi lực lại nhiều, luôn luôn có mức cực hạn. Nàng lại là chân đạp âm minh chi địa, dựa vào cái này vạn hoa đại trận uy lực, có thể đạt được liên tục không ngừng tinh thuần âm khí bổ sung. Cả hai dạng này giữ lẫn nhau xuống dưới, cuối cùng chiến thắng nhất định là nàng, mà sẽ không là Oán Linh cùng tụ hồn bát bên trong âm minh chi lực hao hết, chính là nàng bắt sống oán linh thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả nhất quán vân đạm phong khinh ngân cầu vồng tiên tử, cũng có chút hưng phấn lên. Trời sinh quỷ linh đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Thu phục cái này oán linh về sau, nếu như có thể đem oán linh bên trong kia một điểm thần thức luyện hóa hết. Lập tức chính là một bộ tuyệt hảo thể xác, mình phụ thân trên đó, cùng quỷ linh thân thể hòa làm một thể, tu luyện nhất định làm ít công to đợi một thời gian một lần nữa đột phá bình cảnh tiến dài đến ngộ linh kỳ cảnh giới cũng không phải việc khó gì thậm chí tiến dài đến ngộ linh hậu kỳ như vậy phi thăng huyền minh thượng giới cũng là ở trong tầm tay coi như không thể luyện hóa trở thành thể xác đem cái này oán linh giam cầm lại chậm rãi hấp thu trong đó trời sinh quỷ linh khí cũng đủ làm cho mình dưới mắt tốc độ tu luyện nhanh lên gấp mấy lần sớm ngày đột phá bình cảnh tiến vào ngộ linh kỳ tỷ lệ rất lớn nếu không được đem cái này oán linh thu phục thành vì linh sủng của mình. Đó cũng là cường đại đến không được hộ thân chí bảo. Chí ít tại cái này phong ấn chi địa, nàng là không cần đến e ngại bất kẻ đối thủ nào. Đồ tốt như vậy, nhân loại kia tu sĩ vậy mà hai tay dâng tặng đến trước mặt mình, nhìn đến cơ duyên của mình quả thực không tiểu. Nhân loại kia tu sĩ lập xuống như thế đại công, mình tựa hồ hẳn là đối tốt với hắn một điểm mới là. Ngân cầu vòng tiên tử khóe miệng không khỏi hiện lên một tia trêu chọc tiếu dung. Đúng lúc này, hoắc xù một tiếng, 36 cương sát đại trận bên ngoài cách đó không xa trong lương đình, huyến cảnh không gian bỗng nhiên bị xé nứt, tiêu phàm hiện thân mà ra, hắc lân hóa thân màu đen mãnh hổ, uy phong lẫm lẫm đứng ở bên cạnh hắn, cái chán cái thứ ba mắt dọc vừa mới khép lại. a à, gặp một lần tiêu phàm, ngân cầu vòng tiên tử trên mặt thoảng qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình không phải để người đem tiểu tử này cuốn lấy sao, làm sao bỗng nhiên liền đến nơi này. Chẳng lẽ, tiêu đạo hiếu, tới rất nhanh nha, xem ra ta kia hai cái tỷ nữ, thật đúng là quấn không ngừng ngươi. Ngân cầu vòng tiên tử lập tức nở nụ cười xinh đẹp, từ tốn nói. Không có ý tứ, tiên tử hai vị tỷ nữ, tại hạ đã chờ các nàng binh giải, đưa các nàng vãng sinh cực lạc đi. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói, nhấc tay một dương, một đầu bạch cốt nhuyễn tiên cùng một kiện ngọc thạch tỷ bà, bắn ra, tại không trung không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy hai thứ này binh khí, ngân cầu vòng tiên tử sầm mặt lại, hư một tiếng, nói, thật là đồ vô dụng, mượn nhờ đại trận chi lực, còn có nhiều như vậy giúp đỡ, đều thu thập không được chỉ là một tên nhân loại tu sĩ. Đối hai tên thị nữ bị diệt sát, vậy mà không có chút nào đồng tình chi ý, đủ thấy nội tâm, ra sao cùng lãnh khốc. Cái gọi là xà hạt mỹ nhân, chỉ chỉ sợ sẽ là ngân cầu vòng tiên tử loại hình nữ nhân. Đã ngươi đã chiến thắng, vì cái gì còn không nhanh bỏ trốn mất dạng, lại chạy về tới làm cái gì? Tự chui đầu vào lưới sao, chốc lát, ngân cầu vòng tiên tử nhàn nhạt hỏi, trên mặt không có chút nào biểu lộ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều thu hồi lại, trực tiếp tiếp cận trong biển hoa đau khổ trèo chống oán linh, cũng không tiếp tục hướng tiêu phàm bên kia nhìn lên một cái. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta làm việc không thích bỏ dở nửa chừng, như là đã bắt đầu, liền muốn có kết quả. Tốt một cái không thích bỏ dở nửa chừng, vậy các ngươi liền đợi đến đi, chờ ta thu phục oán linh, cho ngươi thêm kết quả. Ngân cầu vòng tiên tử vẫn như cố tử tốn nói, cũng không quay đầu. Hắc lân giận dữ, ngửa mặt lên trời một tiếng huyết dài, hai đầu lông mày cái thứ ba mắt dọc lần nữa mở ra, một đạo huyết quang bắn thẳng đến mà ra, trùng điệp đánh vào 36 cương sát đại trận bình chướng phía trên. Hắc Lân tiến dài thành cấp 9 linh thú về sau, thi triển loại này cùng hư ảnh hợp một đại thần thông, thật mắt chi quang uy lực cũng phóng đại không ít. Ai ngờ lần này, thật mắt chi quang bắn tại cương sát đại trận bình chướng phía trên, chỉ thấy một trận phù văn chấp loạn, đại trận bình chướng bất quá lắc lư mấy lần, liền là một lần nữa vững chắc xuống, lại không có cái khác dị thường. Hắc lân kim hoàng song trong mắt, hiện lên một vòng vẻ giật mình. Vừa rồi thật mắt chi quang thế nhưng là hao phí nàng hơn phân nửa pháp lực, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào tái phát ra kích thứ hai, ai ngờ đối cái này cương sát đại trận bình chướng lại không làm nên chuyện gì. Thật mắt chi quang, ngân cầu vòng tiên tử khóe miệng mỉa mai chi ý càng đậm. Người bất quá là kế thừa như vậy một chút quý nước mặc kỳ lân huyết mạch, còn hỗn tạp không thuần, coi là thật có thể thi triển thật mắt chi quang đại thần thông a hiểu được một điểm ra mau coi như nhờ trời may mắn. Ta cái này 36 cương sát đại trận, hấp thu toàn bộ vạn hoa đại trận bảy thành trở lên linh lực, là ngươi chỉ là một đầu cấp 9 yêu thú có thể phá giải được. Hắc lân giận dữ, hung tợn chừng ngân cầu vòng tiên tử một chút. Tiêu phàm không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận nổi lên, hai tay hoành cầm đao chuôi, miệng lẩm bẩm viêm linh chi nhận màu đỏ sậm mũi nhọn, bỗng nhiên tránh sáng lên, liệt diễm bốc hơi, lập tức liền phù văn lấp lóe làm mang lóa mắt trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền đem viêm linh chi nhận vận chuyển tới cực hạn. Viêm linh chảm, tiêu phàm nhún người nhảy lên, quát to một tiếng, hai tay nâng đao, dốc hết toàn lực hướng phía trước một chảm. Một đạo dài đến hai trượng màu lam đao mang, chém bay mà ra. Dù coi như thân ở 36 cương sát đại trận bên trong, ngân cầu vùng tiên tử cũng có thể cảm nhận được kia cỗ nóng bỏng vô so hỏa linh lực, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, cổ tay rung lên, trên nhánh cây bay ra bốn năm nụ hoa, đón gió nộ phóng, hóa thành nắm đấm lớn nở rộ hoa tươi, hướng về màu lam đao mang nghênh kích đi lên. suy màu lam đao mang hung hăng chạm tại bình chướng phía trên, vô số cổ lão phù văn hơi hơi lóe lên, còn không tới kịp phát huy ra uy lực chân chính, màu lam đao mang liền đã thẳng chạm mà qua, tại kho có thể tưởng tượng nhiệt độ cao phía dưới, bình chướng lập tức liền bắt đầu vặn vẹo, phát ra trận trận réo vang thanh âm, tựa hồ liền muốn ngăn cản không nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, kia bốn năm đóa nở rộ hoa tươi bay vụt mà tới, đón đầu cùng màu lam đao mang đụng vào nhau. Xuy suy không ngừng, trong nháy mắt hoa tươi liền cùng đao mang đồng loạt chôn vùi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vốn đã không tại ở vạn vẹo bình chướng, lập tức một lần nữa vững chắc xuống, lại không lay động mảy may. Tiêu phàm sắc mặt, lập tức cũng biến thành âm trầm. Có chút y tứ, rõ ràng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, lại có thể thi triển ra nguyên anh kỳ một chút thần thông, thậm chí có như vậy ba bốn thành uy lực. Tình hình như vậy, ngay cả bổn tiên tử trước kia đều thấy không nhiều xem ra người phong hỏa chi thể thật đúng là có chút đặc thù ngân cầu vòng tiên tử lại chật chật tán thưởng nặng lại biến trở về dù bận vẫn ung dung bộ dáng bất quá dạng này uy lực to lớn tuyệt chiêu lấy người tu vi hiện tại tối đa cũng liền có thể phát ra một hai lần a à. hắc hắc nói ngân cầu vòng tiên tử cười lạnh mang theo rõ ràng khinh thường chi ý tiêu phàm không lên tiếng sắc mặt âm trầm ngân cầu vòng tiên tử nói không sai tại được chứng kiến 36 cương sát đại trận phòng hộ uy lực về sau, vừa rồi viêm linh chảm, xác thực kích phát tiêu phàm hơn chín thành pháp lực, không có lưu hậu thủ gì. Nếu như không phải là bởi vì ngân cầu vòng tiên tử phát giác không đúng, kịp thời xuất thủ bổ cứu, chỉ sợ cái này 36 cương sát đại trận thật đúng là sẽ bị hắn một chảm mà phá. Thừa dịp ngân cầu vòng tiên tử vừa phân thần, biển hoa lực lượng lập tức liền trở nên yếu kém ba phân, oán linh bỗng nhiên phát lực, hóa thành một cỗ màu xám gió lốc, bao vây lấy đen nhánh tụ hồn bát, Bỗng nhiên hướng về cùng ngân cầu vòng tiên tử tương đối phương hướng kích bắn đi. Tụ hồn bát lóng lánh, bỗng nhiên thả ra một cỗ hắc khí, hình thành một cái vòng xoáy, không khách khí chút nào đem những cái kia huyễn hóa ra đến hoa tươi hút vào, trong nháy mắt liền cùng oán linh cùng một chỗ, bắn ra hai ba trượng xa, đến biển hoa khu vực biên giới. Hiển nhiên chỉ cần lại thêm một thanh kinh, liền có thể triệt để xông ra biển hoa. Lúc này còn muốn đi, không chê quá muộn sao? Ngân cầu vòng tiên tử cười lạnh một tiếng, trong tay nhánh cây bỗng nhiên hướng trong biển hoa ném đi, lập tức bạo liệt mà ra, mấy chục đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa nháy mắt nở rộ, dung nhập vào trong biển hoa, biển hoa một tiếng oanh minh, bỗng nhiên hướng ở giữa siết chặt, lập tức lại đem tụ hồn bát cùng mây xám chăm chú bao vây lại, lại cũng khó có thể phá vây. Ngân cầu vòng tiên tử cổ tay khẽ đảo, lại một đầu mọc đầy nụ hoa nhánh cây xuất hiện tại trong tay nàng. Audio điện tử võ tấn bền Mây xám một chút xíu co lại nhỏ, cuối cùng co lại thành một đoàn, như là một viên thú noãn, trứng ngỗng lớn nhỏ, lóng lánh tối tăm mờ mịt quang trạch, mặc cho biển hoa như thế nào bao khỏa ăn mòn, cũng khó có thể lại suy yếu một điểm. Ngân cầu vòng tiên tử nâng tay khẽ vẫy, biển hoa không ngừng bốc lên, màu xám thú noãn lại tựa như mọc rễ, định ở nơi đó, không di động mảy may. hư ngoan cố chống cự thôi, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ngân cầu vòng tiên tử cười lạnh, nhánh cây vung lên, mấy chục đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa lần nữa bắn vào trong biển hoa, biển hoa uy năng đại thịnh, ngân cầu vồng tiên tử tuyệt mỹ dung nhan, tựa hồ lại thoảng qua già nua ba phân. Nhìn qua nàng huy sái tự nhiên, dù bận vẫn ung dung, trên thực tế lặp đi lặp lại nhiều lần tăng lớn biển hoa uy năng, cũng đã nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như không phải mượn nhờ vạn hoa đại trận cấm chế chi lực, hai cái đại trận linh khí liên tục không ngừng hấp thu đến trong cơ thể mình, dù coi như nàng tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ hùng hậu pháp lực, từ lâu tiêu hao phải tinh quang. Ngân cầu vòng tiên tử tựa hồ không có phát giác, tụ hồn bát đã không gặp. Có lẽ, ngân cầu vòng tiên tử nhận định tụ hồn bát đã bị mây sám thu tiến vào thú noãn bên trong, dù sao loại này truyền thừa trí bảo, tự nhiên có thể lớn tiểu tùy ý. Không có tụ hồn bát bên trong vô tận âm minh chi lực trèo trống, oán linh đã sớm ngăn cản không nổi. Lại là trời sinh quỷ linh, vừa vừa xuất thế, cũng không có đối đầu nguyên anh trung kỳ quỷ tu năng lực. Mắt thấy biển hoa một chút xíu che kín, nhẹ nhẹ hào quang màu phấn hồng, dần dần hướng thú noãn trung tâm ăn mòn, ngân cầu vòng tiên tử khóe miệng nở một nụ cười, nhịn không được hướng đại trận bên ngoài tiêu phàm nhìn lại, không khỏi hơi sướng sờ. Chỉ thấy tiêu phàm tay trái nâng một cái tuyết trắng mai rùa, tay phải bấm quyết. Miệng lẩm bẩm con mắt một mực tiếp cận 36 cương sát đại trận cột đá, dưới chân bước cương đạp đấu, chậm rãi di động. Cửu cung thôi diễn, ngân cầu vòng tiên tử tự lẩm bẩm một tiếng, song nghi dương lên. Lại không nghĩ tới, cái này nhân loại tu sĩ hay là thuật pháp truyền thừa, vậy mà lấy cửu cung thôi diễn chi pháp, đang tìm kiếm 36 cương sát đại trận sơ hở. Cũng chính là tìm kiếm sinh môn chỗ, bất luận cái gì đại trận, đều sẽ có một cái sinh môn, chỉ cần từ cái này sinh môn bắt đầu, cuối cùng liền có thể phá hủy toàn bộ đại trận. Chỉ bất quá càng là lợi hại đại trận, sinh môn liền ẩn tàng phải càng nghiêm mật, theo thời gian địa điểm chủ trì người không ngừng biến hóa, cái này sinh môn cũng đang không ngừng thay đổi vị trí, bình thường người tuyệt đối tìm không được liền xem như cùng là trận pháp đại sư, nếu như không biết được trận pháp này, phá giải đi cũng là độ khó trùng điệp. Nhưng cửu cung thuật tính toán, không thể nghi ngờ là phá trận thủ đoạn tốt nhất, cũng là nhất đường đường chính chính thủ đoạn. Từ tiêu phạm ánh mắt chiếu tới, ngân cầu vòng tiên tử thầm giật mình. Đã nhanh muốn tìm tới 36 cương sát đại trận sinh môn chỗ. Nguyên bản 36 cương sát đại trận hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Mấu chốt ở chỗ, ngân cầu vùng tiên tử đem đại trận tuyệt đại bộ phân cấm chế chi lực đều điều, điều động bức bách oán linh đi vào khuôn khổ đại trận tự thân phòng hộ năng lực đã xuống tới thấp nhất tăng thêm tiêu phàm bản thân cũng là trận pháp đại sư lại tinh thông cửu cung thuật tính toán rất dễ dàng liền có thể tìm tới đại trận phá giải chi đạo thật vất vả mới được oán linh áp bách đến tình cảnh như vậy chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để thu phục trong lúc này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc ngân cầu vùng tiên tử thực tế đang không xuất thủ đến ngăn cản tiêu phàm tiếp tục thôi diễn. Biện pháp duy nhất, chính là tại tiêu phàm phá trận trước đó, trước một bước triệt để thu phục oán linh. Đến lúc đó, nàng liền có thể rảnh tay, đem cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại tu sĩ một trường xóa bỏ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vừa nghĩ đến đây, ngân cầu vùng tiên tử bỗng nhiên cắn răng một cái, quát một tiếng, gót sen một đòn nặng nề dưới chân hoa sen bảo tọa. Hoa sen bảo tọa lập tức hào quang tỏa sáng, chậm rãi hướng phía dưới, hoàn toàn chìm vào đến cuồn cuộn trong hắc vụ. bất quá trong chốc lát, màu hồng phấn hoa sen bảo tọa liền bị âm minh chi khí nhuộm thành màu đen. đại lượng hắc vụ thì liên tục không ngừng rót vào hoa sen bảo tọa bên trong. chỉ thấy cỗ khói đen này, theo ngân cầu vùng tiên tử hai chân nhanh chóng lan tràn lên phía trên. những nơi đi qua, ngân cầu vùng tiên tử da thịt trắng noãn đảo mắt liền biến thành màu đen kịt. rất nhanh, hắc khí liền tràn ngập đến cái cổ chỗ. thậm chí ngay cả ngân cầu vòng tiên tử trơn bóng gương mặt xinh đẹp cũng biến thành màu đen chỉ có một đầu tóc bạc, đón gió bay múa, cả người từ cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, nháy mắt biến thành hoàng tuyền quỷ mẫu, quỷ dị vô so. Cùng lúc đó, 36 cái cột đá phía trên cổ pháp phù văn cũng bay múa, như cùng sống vật, nhao nhao hướng biến thân làm hoàng tuyền quỷ mẫu ngân cầu vòng tiên tử thể nội chui vào. Ngân cầu vòng tiên tử nhẹ dơ lên cánh tay phải, vươn một con đen như mực ngón trỏ, trực tiếp chỉ hướng trong biển hoa tâm màu xám thú hoãn. Một đạo tinh xảo hắc mang, từ ngân cầu vùng tiên tử ngón trò tay phải bên trên bước ra, từng tấc từng tấc hướng phía trước kéo dài, tựa hồ mỗi một tấc sinh trưởng đều rất không dễ dàng, cần tiêu hao lớn lao pháp lực. Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố, bỗng nhiên bạo phát đi ra, ngay cả bị ngăn cách tại 36 cương sát đại trận bên ngoài Tiêu Phàm cùng Hắc Lân đều cảm nhận được, toàn bộ thần hồn cũng vì đó dao động. Là câu hồn chi thuật, Tiêu Phàm trong đầu vang lên Hắc Lân lo nghĩ vô so thanh âm. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng hạo nhiên chính khí đối thần thức bồi dưỡng chi lực, không thể coi thường, dưới mắt thần niệm mạnh, sớm đã không tại bình thường nguyên anh tu sĩ phía dưới, thậm chí còn hơi có phần hơn, nhưng như cũng bị cái này câu hồn chi thuật huyễn hóa ra đến hắc mang dung chuyển thần hồn, bởi vậy có thể thấy được, ngân cầu vòng tiên tử cái này tay thần thông đáng sợ. Rất hiển nhiên, ngân cầu vòng tiên tử cũng bắt đầu thi triển mạnh nhất đòn sát thủ, chuẩn bị nhất cử đem oán linh thu phục, thậm chí vì thế không tiếc tiến một bước suy yếu 36 cương sát đại trận phòng hộ năng lực thần hồn công kích, cho tới bây giờ đều là lập phán sinh tử. Cao thủ tranh chấp, tranh kỳ thật cũng là cái này sát na ở giữa tranh lệch. Nếu như tại ngân cầu vùng tiên tử thu phục oán linh trước đó, tiêu phàm liền phá trận mà vào, ngân cầu vùng tiên tử tự nhiên là sắp thành lại bại, muốn thu phục oán linh, nhất định phải cái khác nghĩ cách, thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Nếu như cùng ngân cầu vùng tiên tử thu phục oán linh, tiêu phàm mới phá trận mà vào, vậy thì không phải là đến giúp đỡ, mà là đến chịu chết. Ngân Cầu Vòng Tiên Tử một khi rảnh tay, chỉ là tu sĩ Kim Đan, như thế nào là nguyên anh trung kỳ tu sĩ chi địch. Tiêu Phàm sắc mặt thay đổi, tay phải cực nhanh bắt đầu chuyển động, song mi nhíu chặt, không thể nghi ngờ chính đang tăng nhanh suy tính. Cái này 36 cương sát đại trận uy lực, hắn đã thử qua một lần, biết bằng man lực khó mà phá hư, tìm ra sinh môn vị trí mới là phá trận chính đồ. Hiện tại, liền xem ai có thể đoạt tại trước. Sau một lát, Tiêu Phàm thôi diễn liền đến một bước mấu chốt nhất mà ngân cầu vòng tiên tử trên ngón trỏ lộ ra kia cỗ lam mang, cũng đã tiếp cận oán linh biến thành thú noãn, chỉ kém cuối cùng mấy tấc, liền có thể đâm tiến vào thú noãn bên trong, triệt để thuần phục cái này quỷ linh vừa mới hình thành một chút bản năng cùng kia một tia tự chủ linh trí. Mồ hôi lạnh theo tiêu phàm lưng chảy xuôi xuống tới, đúng lúc này, bỗng nhiên hoác xùy một tiếng, một đạo thô to bóng người, từ ngân cầu vòng tiên tử dưới chân chui ra, làn da trình thổ hoàng sắc, cực kỳ thô giáp, chính là tiêu phàm thổ ma ngẫu. Bất quá giờ phút này thổ ma ngẫu trong tay vẫn chưa cầm xong trùy, mà là dơ cao đen nhánh tụ hồn bát, hướng về ngân cầu vòng tiên tử dưới chân màu đen hoa sen bảo tọa một dương, một cái vòng xoáy màu đen nổi lên, không ngừng xoay tròn lấy, lập tức liên tục không ngừng hướng hoa sen bảo tọa bên trong dũng mãnh lao tới âm minh chi khí, bỗng nhiên chuyển hướng tụ hồn bát, chen trúc mà trước, rất nhanh liền bị tụ hồn bát hút thu vào. Nguyên vốn đã có chút ảm đạm vô quang tụ hồn bát, nhanh chóng trở nên quang mang bắn ra bốn phía, cho thấy phải chính khi lấy được đại lượng bổ sung. Ngân cầu vòng tiên tử hết sức chuyên chú đối phó oán linh, đối thủ ma ngẫu lần này đánh lén hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, trong khoảnh khắc, vô số âm minh chi khí liền bị tụ hồn bát từ đó lấy ra quá khứ, màu đen hoa sen bảo tỏa cấp tốc biến thành màu hồng phấn, cùng lúc đó, ngân cầu vòng tiên tử trên thân hắc khí cũng đang nhanh chóng biến mất. Từ ngân cầu vòng tiên tử ngón trỏ đem lộ ra kia đạo hắc mang, đã sắp chạm đến màu xám thú ngoãn, bỗng nhiên mất đi bảng đại pháp lực trèo chống, chỉ nhàn nhạt lấp lánh mấy lần, liền tiêu tán thành vô hình. Lớn mật, hiển nhiên cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa, lại tại tối hậu quan đầu sắp thành lại bại, dù là ngân cầu vùng tiên tử nhất quán chấn tính tự kiềm chế, cũng không nhịn được giận phát như cuồng, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp trong chốc lát biến thành xanh xám sắc, tiện tay một trưởng đánh ra. Chỉ thấy một con to lớn bàn tay màu đen, bỗng nhiên trong hư không nổi lên, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố cự lực, gào thét lên hướng phía dưới thổ ma ngẫu mãnh kích mà đi. Một trường này nhanh như thiểm điện, đừng bảo là linh trí cực thấp thổ ma ngẫu, liền xem như một tên chân chính kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ở đây, cũng tuyệt đối tránh không khỏi cái này kinh thiên nhất kích. Phốc một tiếng, cự trường đánh trúng thổ ma ngẫu, thổ ma ngẫu cứng rắn hậu thổ thân thể, như vậy vỡ ra, hóa thành vô số màu vàng sa trần, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Ngân cầu vòng tiên tử hư lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, kích thứ hai liền muốn phát ra. Nàng mặc dù không có tự tay luyện chế qua ma ngẫu, nhưng đối với ma ngẫu nguyên lý lại nhất thanh nhị sở, biết ma ngẫu là từ tu sĩ tinh hồn đến khống chế, cái này kích thứ hai, tự nhiên là chuẩn bị đem hỗn tạp tại hoàng trong các tinh hồn trực tiếp diệt sát. Tại thổ ma ngẫu đã giải thể dưới tình hình, trực tiếp diệt sát tinh hồn, thổ ma ngẫu liền xem như triệt để hủy diệt, lại cũng khó có thể ngưng tụ thành hình. Đúng lúc này, tiêu phàm thân thể tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành thân cao 10 trượng, bàng rộng eo tròn, toàn thân màu trắng chiến giáp ma thần, giờ cao viêm linh chi nhận, một tiếng kinh thiên động địa hét to, bỗng nhiên một đao bổ ra. Tại đồng thời kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông về sau, tiêu phàm đem tầng thứ ba tinh viêm quyết vận chuyển tới cực hạt, cái này một chảm chi uy, vượt xa vừa rồi viêm linh chảm. Một vòng nóng bỏng vô so màu lam sóng lửa, như là trời long đất nở, cuồn cuộn hướng về phía trước. Nguyên bản thần diệu vô so 36 cương sát đại trận phù văn bình chướng, tại cỗ này màu lam sóng lửa trước mặt, uyển như giấy mỏng đồng dạng, chỉ thoảng qua ngăn cản một chút, liền là gào thét một tiếng, vỡ ra, hóa thành điểm điểm hắc mang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Viêm linh chảm cố nhiên uy lực vô so, tiêu phàm rốt cuộc tìm được đại trận cấm chế sinh môn, tăng thêm ngân cầu vùng tiên tử được ăn cả ngã về không, đem đại trận tuyệt đại bộ phân linh lực đều điều mà đi, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Nhìn như không thể phá vỡ cương sát đại trận, kỳ thật đã là ngoài mạnh trong yếu, cứ như vậy bị một chảm mà phá. Cuồn cuộn sóng lửa, mang theo kinh khủng uy năng, không chút nào dừng lại, hướng về ngân cầu vòng tiên tử càn quét mà đi. Muốn chết, mắt thấy tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, ngân cầu vòng tiên tử nổi trận lôi đình, mày liễu đứng đấy, đối mặt với cuồn cuộn mà đến màu lam sóng lửa, không tránh không né, tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc, một bộ tiêu đuôi dao cầm nổi lên, tay phải năm ngón tay như vòng, bỗng nhiên tại dây đàn bên trên vạch một cái, một tiếng chói tai réo vang, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, mãnh liệt mà ra, hướng về màu lam sóng lửa nghinh kích đi lên sóng âm chưa đánh trúng sóng lửa, tiêu phàm bên tai liền đã vang lên cực kỳ bén nhọn tiếng kêu to, đâm thẳng màng nhĩ. dù là tiêu phàm thần niệm chi lực xa so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, bỗng nhiên bị này một kích, nháy mắt cũng cảm thấy đầu não một choáng, kém chút xoay người ngã quỵ. trong khoảnh khắc, sóng âm cùng sóng lửa liền đụng vào nhau, nhìn như không gì không phá sóng lửa, bị sóng âm xông lên, làm sắc quang mang lóa mắt lấp lóe mấy lần, liền là chôn vùi. sóng âm lại không chút nào dừng lại hướng về tiêu phàm, lăn lăn đi. Tiêu phàm hít sâu một hơi, hạo nhiên chính khí phi tốc lưu chuyển, mới vừa từ đầu váng mắt hoa bên trong định thần lại, sóng âm đã đến trước mắt. Mèo một tiếng phẫn nộ tê minh, hắc lần bỗng nhiên phía sau gấp nhào mà lên, ngăn ở tiêu phàm trước người, yêu nhã thẳng tắp thân thể hết sức giãn ra, cái chán mắt dọc bỗng nhiên mở ra, một đạo thô to huyết mang hướng về sóng âm mãnh bắn mà ra. Hắc lân, tiêu phàm chỉ tới kịp gọi hô một tiếng, liền trơ mắt nhìn thật mắt chi quang bị sóng âm quét qua mà diệt, lập tức trùng điệp đánh vào Hắc Lân trên thân thể. Hắc Lân toàn thân chấn động, bị một kích mà bay, dài đến hai trượng thân thể, ở giữa không trung gấp gáp co lại nhỏ, khoảnh khắc liền hồi phục thành mèo đen, lăng không phun ra ra một cỗ huyết phú. Sóng âm tiếp tục cuồn cuộn mà trước, đánh vào Tiêu Phàm trên thân, trong chốc lát, huyền tinh giáp hào quang tỏa sáng, đem sóng âm hướng một bên đi vòng quanh. Chiến giáp này phía trên dung nhập băng tinh thú bản mệnh lân phiến quả nhiên thần diệu phi thường đối bất kỳ pháp bảo nào công kích đều có thể tiêu mất hơn phân nửa, chỉ là đối binh khí trực tiếp công kích vô hiệu. Bất quá binh khí trực tiếp công kích, tự có cái khác chống cự thủ đoạn, hoàng đường tại bộ chiến giáp này trên dưới rất lớn công phu, các loại vật liệu đều là tốt nhất. Huyền tinh giáp tiêu mất hơn phân nửa âm ba công kích. Hay là có một tiểu bộ phân uy lực xuyên thấu qua chiến giáp, trùng điệp đánh vào tiêu phàm trên ngực. Tại huyền tinh giáp bên trong, tiêu phàm còn mặc vào bích huyết thiên tầm nhuyễn giáp. Dù coi như như thế, Tiêu Phàm cũng vẫn là chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, đang 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 lui về sau 7, 8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, một vòng dị dạng ửng đỏ tại trên mặt hắn chợt lóe lên. Âm ba công địch, Tiêu Phàm trước kia cũng đã được nghe nói, nhưng vẫn là lần đầu tự mình kinh lịch. Không nghĩ tới như vậy sắc bén, đương nhiên, cái này cũng bởi vì ngân cầu vòng tiên tử tu vi quá cao, đổi thành áo vàng nữ tử thời điểm, kia ngọc thạch tỷ bà cũng chỉ có thể phát ra tà âm, quả quyết không thể bá đạo như vậy. Đúng lúc này, bên kia toa cũng là dị biến nảy sinh. Đen nhánh tụ hồn bát bên trong, một đạo hắc khí bay nhanh mà ra, bỗng nhiên hướng đã bị ngân cầu vòng tiên tử một trường đập thành cho bội thổ ma ngẫu bay đi. Lớn mật, ngân cầu vòng tiên tử lại là một tiếng quát chói tai, thân thể hơi nhất chuyển, năm ngón tay vạch một cái, lại là một trận chói tai sóng âm hướng xuống đất ma ngẫu đánh tới. Cái này thổ ma ngẫu mặc dù chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, lại cơ hồ là bất diệt thân thể, tăng thêm tinh thông thuật độn thổ, thỉnh thoảng ở một bên ngầm thi đánh lén, nhưng cũng là khó lòng phòng bị. Huống chi từ tụ hồn bát bên trong bay ra ngoài đạo này hắc khí, ngay cả Ngân Cầu vùng tiên tử đều cảm thấy có chút uy hiếp, tự nhiên hay là triệt để diệt sát tốt. Cuồn cuộn cát vàng lại cực nhanh hướng một bên càn quét mà đi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh thoát sóng âm truy sát. Ngân Cầu vùng tiên tử mày liễu dựng lên, tựa hồ cảm thấy khác biệt, cái này thổ ma ngẫu chẳng những là bất diệt thân thể, phản ứng thế mà còn là nhanh nhẹn như vậy vậy mà có thể trốn được nàng sóng âm truy sát. Cánh tay phải một dương, liền muốn lần nữa phát động công kích. Đang lúc lúc này, thổ ma ngấu miệng hơi mở, phát ra một tiếng nói giả nua, ông ông nói, đạo hữu chậm đá, lão phu thật vất vả trùng hoạch tự do, nhưng không nguyện ý lẫn vào đến các ngươi trong tranh đấu đi. Đạo hữu cứ việc chậm rãi thu thập họ tiêu này ra hỏa, lão phu xin lỗi không tiếp được. Nói, hai tay ôm quyền chắp tay, đờ đẫn trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa tiếu dung. Uy linh lão ma, Tiêu phàm giật nảy cả mình, kêu lên, thanh âm này, vậy mà là uy linh lão ma phát ra tới. Cùng lúc đó, tiêu phàm chỉ cảm thấy mình cùng thổ ma ngỗ thể nội hai hồn năm phách liên hệ, đột nhiên trở nên như có như không, tựa như lúc nào cũng sẽ gãy mất. Cái này giật mình không thể coi thường, tiêu phàm sắc mặt trong chốc lát trở nên xanh xám. Hắc lân vì hắn ngăn trở ngân cầu vùng tiên tử sóng âm một kích, đã bản thân bị trọng thương, tiêu phàm trong lúc cấp bách cho Hắc lân cho ăn ba viên đan dược chữa thương, sau đó thu tiến vào linh thú điểm bên trong đi chậm rãi khôi phục tại cái này quan trọng trước mắt uy linh lão ma bỗng nhiên nổi lên đem thổ ma ngẫu quyền khống chế lại chiếm đi thật đúng là nhà ruột còn gặp mưa a à. tiêu phàm đắc lực nhất mấy tên giúp đỡ bây giờ lập tức tất cả đều phế trừ vẫn như cũng chăm chú co lại thành một đoàn oán linh hắn hiện tại nhất định phải đồng thời đối mặt hai tên đáng sợ đối thủ uy linh lão ma thế nhưng là nguyên anh kỳ kiến thức cùng kinh nghiệm một khi khống chế thổ ma ngẫu Phát huy ra uy lực khẳng định không thể coi thường. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, uy linh lão ma một mực ngoan ngoãn ở tại tụ hồn bát bên trong, Tiêu Phàm từ lâu đối với hắn buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc không nghĩ tới, vào lúc này sẽ phát sinh như thế biến cố. Bất quá nháy mắt Tiêu Phàm liền hiểu được, uy linh lão ma kỳ thật vẫn luôn tại khoan dung chờ thời, mắt thấy hắn bị ngân cầu vòng tiên tử ngăn chặn, liền lập tức xuất thủ, khống chế lại thổ ma ngẫu. Đối mặt ngân cầu vòng tiên tử đại địch như vậy, dù coi như Tiêu Phàm trong lòng tức giận nữa, cũng tuyệt đối đằng không xuất thủ tới đối phó hắn. Hắc hắc, tiêu tiểu hiếu, không nghĩ tới a, à, ta kỳ thật một mực đều đang đợi cơ hội này, ngươi cho rằng dựa vào ngươi chỉ là một tên kim đan kỳ tiểu bối, liền thật có thể để ta cam tâm tình nguyện chờ chết. Cũng không tránh khỏi quá ngây thơ, những năm gần đây, người đối ta thái độ ác liệt như vậy, theo lý ta nên hảo hảo cùng ngươi tính một chút bút chướng này, bất quá đã ngươi đắc tội ngân cầu vòng tiên tử, cũng là không cần đến lão phu bao biện làm thay. Hắc hắc, ngươi tự cầu phúc đi, hy vọng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Ha ha, nói, thổ ma ngẫu một tay nắm lấy tụ hồn bát, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cuồn cuộn cắt vàng, trong chớp nhoáng chui tiến vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một chuỗi ha 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 tiếng cuồng tiếu, đắc ý vô so. Cái này lão ma ngược lại là cực kỳ quả quyết, rõ ràng trong lòng đối tiêu phàm hận thấu xương. Hơi một phỏng đoán cục diện trước mắt, liền là lui tránh tránh xa, tuyệt không chờ lâu một lát dù sao hắn cùng ngân cầu vòng tiên tử cũng không phải bằng hiếu cùng cái này quỷ mẫu thu thập xong tiêu phàm kế tiếp khẳng định liền đến phiên hắn thấy uy linh lão ma đi được như vậy kiên định ngân cầu vòng tiên tử cũng chưa ngăn cản uy linh lão ma cứ việc chỉ còn lại có một cái nguyên thần lại rõ ràng lộ ra nguyên anh kỳ tu sĩ khi tức đã người này không phải tiêu phàm bằng hiếu ngân cầu vòng tiên tử đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện nhất định phải đem nó lưu lại cho mình gây một cái đại địch dưới mắt diệt sát tiêu phàm thu phục oán linh mới là cần gấp nhất. ngươi vốn có cơ hội chạy trốn, lại nhất định phải ba ba đuổi đi tìm cái chết. kia bổn tiên tử liền thành toàn ngươi. ngân cầu vòng tiên tử lập tức nhìn về phía tiêu phàm, liền đới xương lạnh, lạnh như băng nói. hóa thành cự ma thần tiêu phàm từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua nàng, trong đôi mắt cũng bắn ra lấm ta lấm tấm hàn mang. một cái kim đan kỳ tiểu bối ở trước mặt mình loại thái độ này, ngân cầu vòng tiên tử đã rất nhiều năm không có trải qua, hai mắt nhíu lại gót sen nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân hoa sen bảo tọa. đang không mà lên, nháy mắt liền cao hơn tiêu phàm một đầu, tay trái ôm ấp tiêu đuôi dao cầm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, dóc sách tiếng đàn vang lên, từng vòng từng vòng vô hình sóng âm, thẳng đến tiêu phàm mà đi. Tiêu phàm hai tay giơ cao viêm linh chi nhận, toàn thân pháp lực liều lĩnh hướng tinh viêm thần binh bên trong cuồng chú đi vào, đối cuồn cuộn mà đến sóng âm, nhìn như không thấy. Kim đàn hậu kỳ đối nguyên anh trung kỳ, trọn vẹn kém hai cái cảnh giới lại là đối mặt sóng âm loại này đâu đâu cũng có vô hình công kích, vô luận tiêu phàm khai thác loại nào du đấu biện pháp, đều là một con đường chết. Tiêu phàm không chút do dự khai thác lấy cứng trọi cứng, thậm chí có thể nói là đồng quy vô tận đấu pháp. Binh pháp có nói, tìm đường sống trong chỗ chết, ngân cầu vòng tiên tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia diếu cợt. Tiêu phàm tâm tư, nàng đương nhiên nhất thanh nhị sở, tồn thế mấy trăm ngàn năm, cái gì chưa thấy qua. Chỉ là, trên thực lực tuyệt đối tranh lệch, quyết không phải dựa vào liều mạng liền có thể san bằng. Tiêu phàm cứng như vậy liều, chỉ là từ nhanh nó chết thôi. Viêm linh chi nhận chưa vận chuyển tới cực hạn, phòng thứ nhất sóng âm đã không khách khí chút nào đánh vào tiêu phàm trên thân, huyền tinh giáp quang hoa tứ bắn, đem hơn phân nửa công kích đều hóa giải mất. Tiêu phàm rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngực ngòn ngọt, một ngụm nhiệt huyết trào lên mà ra, lại bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, một đạo tơ máu, từ khóe miệng tràn ra ngoài. Hỏa diễm đao phong lưỡi đao phía trên, bắt đầu lóe ra phù văn chói mắt. Từ khi đem tinh viêm quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba, tiêu phàm đã rất ít toàn lực thôi động viêm linh chi nhận, lấy bảy thành pháp lực vận dụng, viêm linh chi nhận liền có thể phát huy ra cực mạnh uy năng. Bây giờ đối mặt ngân cầu vùng tiên tử loại này thâm bất khả chắc địch thủ, nói không chừng, lại chỉ có thể liều mạng. Xuy một tiếng vang nhỏ, viêm linh chi nhận mũi đao lộ ra một đạo màu lam phong mang, dài đến hai trượng, trực chỉ thương khung, lóa mắt sinh huy vòng thứ hai sóng âm lại đánh chúng tiêu phàm tiêu phàm há mồm phun ra một ngụm máu tươi trong mắt thần quang bỗng nhiên ảm đạm ba phân viêm linh chi nhận màu lam phong mang nhìn một chút biến thành màu trắng bạc như ẩn như hiện vòng thứ ba sóng âm sau đó trào lên mà tới chảm đúng lúc này tiêu phàm gầm lên giận dữ hai tay bỗng nhiên hướng phía trước vung ra một đạo màu bạc trắng kỳ trường đao mang bỗng nhiên hướng ngân cầu vòng tiên tử bổ tới suy suy xé vài thanh âm không ngừng vang lên vô hình sóng âm vừa tiếp xúc với đao mang liền là nhao nhao chôn vùi, không khí bốn phía đều điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, lấy ngân sắc đao mang làm trung tâm, hình thành một loại nào đó không gian lõm. Vô hình sóng âm như là giấy đâm, căn bản liền không thể ngăn cản đao mang mảy may, lên tiếng trả lời mà nát, đao mang lé lên, trong nháy mắt liền chém tới ngân cầu vòng tiên tử trước mặt. Ngân cầu vòng tiên tử lạc lạc khẽ cười một tiếng, mang theo một tiên nói không nên lời mỉa mai cùng khinh thường chi ý, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, liền đến ba trưởng có hơn, nhìn như không gì không phá đau mang, ngay tại bên người nàng đập tới, nhiệt độ nóng bỏng, để trên người nàng dâng lên một cỗ hắc vụ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, ngu xuẩn, ngân cầu vòng tiên tử nhìn qua trong mắt thần quang nhanh chóng ảm đạm tiêu phàm, lạnh lùng khẽ nói. Dạng này không lưu tay một đao, uy lực lại lớn thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ai còn sẽ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ ngươi đến bổ? Tiêu phàm lẳng lặng mà đứng, hai tay cầm đao, không có lần nữa tính toán ra tay, bất quá kỳ quái là, trong mắt của hắn cũng lộ ra mỉa mai thần sắc. Ừm, ngân cầu vòng tiên tử gì cùng cơ trí, lập tức liền phát giác khác thường, thần niệm bỗng nhiên hướng quét mắt nhìn bốn phía. Lại chỉ thấy chân xuống một đoàn mây xám lăn lộn, chính hướng nàng hoa sen bảo tỏa cuốn tới, mây xám bên trong, thỉnh thoảng dần hiện ra oán linh ngũ quan mơ hồ không rõ gương mặt, hồng hồng hai mắt, chính gắt gao tiếp cận nàng, lộ ra cực kỳ tham lam chi ý. Tại ngân cầu vòng tiên tử trong mắt, oán linh là vật đại bổ, tại oán linh trong mắt, không phải là không như thế. Trong lúc cấp bách lại thoáng nhìn chỗ cũ, chỉ thấy cái kia như là thú noãn màu xám đồ vật còn vững vàng đậu ở chỗ đó, cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Khó trách tiêu phàm dạng này liều mạng, nguyên lai là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, vì cái này oán linh tranh thủ đánh lén cơ hội của nàng. Nhiệt xúc, ngân cầu vòng tiên tử một tiếng gầm thét, gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Đối mặt liều mạng tam lang tiêu phàm, cái này quỷ mẫu chấn định tự nhiên, vẫn không quên diễu cợt một phen, nhưng đối cái này vừa mới thoát thai mà ra không lâu trời sinh quỷ linh, cũng không dám có chút chủ quan. Một khi bị oán linh hơi thở phách thần thông cuốn lấy, chỉ cần là quỷ vật thân thể, mặc cho người có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó có thể thoát thân. Lập tức ngân cầu vòng tiên tử không cần suy nghĩ, dưới chân hoa sen bảo tỏa run lên, liền phía bên trái bên cạnh lướt tới, đồng thời tay phải năm ngón tay tại dao cầm bên trên trùng điệp vạch một cái, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, hung hăng hướng oán linh đánh tới mắt thấy 36 cương sát đại trận đã phá, thủ hạ quỷ vật tử thương hầu như không còn, nguyên trước hết nghĩ lông tóc không thương bắt sống oán linh tính toán, tự nhiên là đánh không được. Bây giờ nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau chóng đem oán linh thu phục. Nếu không một khi kinh động thiên minh tử kia mấy lão quái vật, nhưng chính là phiền phức ngập trời. Chớ nhìn bọn họ ngày bình thường đối với mình tựa hồ rất là kính trọng, đó là bởi vì không có cái gì lợi hại xung đột. Bây giờ đặt vào oán linh dạng này thần vật tại, lại giao tình thâm hậu đều vô dụng, thiên minh tử thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cảnh giới so với nàng cao hơn nhất giai, tăng thêm lại cái khác nguyên anh kỳ quỷ vật tương trợ, thật muốn tranh đoạt lên, mình 10 phần 10 là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, làm không tốt ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Vì thế, cho dù là trọng thương oán linh, cũng không lo được. Trước thu phục lại nói, oán linh huyết hồng trong hai mắt, bỗng nhiên hiện lên một vòng thần sắc cổ quái. Miệng bên trong be be một tiếng quái khiếu, bỗng nhiên như là mũi tên hướng một bên bay đi tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi ngân cầu vòng tiên tử âm ba công kích đều rơi vào không trung đúng lúc này một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên phun lên ngân cầu vòng tiên tử trong lòng liên tục không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trên lập tức hai mắt co rụt lại gương mặt xinh đẹp biến sắc không biết lúc nào một cái kim quang lóng lánh như ý bảo tháp đã treo tại đỉnh đầu của nàng xoay chầm chậm đáy tháp ngân quang lấp lóe một cái cự đại lôi cầu ngay tại hội tụ thành hình kia cỗ cực kỳ nguy hiểm khí thức cuồng bạo chính là từ như ý bảo tháp dưới đáy lôi cầu bên trên phát ra thông huyền linh bảo cái này sao có thể trong chốc lát ngân cầu vồng tiên tử trợn mắt hốc mồm nàng dưới mắt là quỷ vật thân thể chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng mấy vạn năm trước giao diện đại chiến thời điểm nàng lại là mạnh mẽ ngộ linh kỳ tu sĩ đứng tại cái này giao diện đỉnh phong nhất cũng từng có cơ hội được chứng kiến thông huyền linh bảo như thế nghịch thiên bảo vật mặc dù cũng đã gặp một lần nhưng mà thông huyền linh bảo loại kia đặc hữu khí tức, lại làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại, nàng lại từ như ý lôi quang tháp trên thân cảm nhận được đồng dạng khí tức. Thế nhưng là, tiêu phàm chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể cùng thông huyền linh bảo kéo đến bên trên mảy may quan hệ. Coi như hắn cơ duyên xảo hợp, đạt được như vậy một kiện nghịch thiên bảo vật, lấy hắn như vậy thấp kém tu vi, lại sao có thể có thể thúc đẩy được. Chân chính muốn phát huy thông huyền uy lực của linh bảo, chỉ ít cũng phải là ngộ linh kỳ tu sĩ, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể phát huy thông huyền linh bảo bộ phân huy năng. Kim đan kỳ tu sĩ, quả thực chính là nói đùa, chỉ sợ chỉ cần thử một lần đồ thúc đẩy thông huyền linh bảo, lập tức liền sẽ bị bảo vật đem thần niệm chi lực hút cạn sạch sành xanh, biến thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ là mình cảm ứng ra hiện một loại nào đó sai lầm? Bất quá dưới mắt, tự nhiên không có thời gian đến mảnh cứu nguyên do trong này, ngân cầu vùng tiên tử nháy mắt liền lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, đạp mạnh dưới chân hoa sen bảo tỏa, liền muốn né tránh. Đừng bảo là nàng hiện tại chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám đón đỡ thông huyền linh bảo một kích. Chỉ là, nơi nào còn kịp, phích lịch một tiếng, một đạo thô to ngân hồ oanh minh mà xuống, là chân chính nhanh như thiểm điện. Ngân cầu vòng tiên tử gương mặt xinh đẹp thảm biến, cắn răng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đem hoa sen bảo tỏa ném tại nguyên chỗ, thân thể nhoáng một cái, phía bên trái chấp nhoáng một tiếng hét thảm, dù là ngân cầu vòng tiên tử động tác đủ nhanh, rốt cục vẫn là bị thô to lôi hồ trùng điệp đánh vào đầu vai. Lè lè lôi hồ bên trong, ngân cầu vòng tiên tử thân thể mềm mại nháy mắt hóa thành đại đoàn hắc vụ, đại bộ phận phân tải lôi điện tứ ngược phía dưới tứ tán tung bay, tiểu bộ phân nhưng như cũng ngưng tụ thành đoàn, phi tốc phía bên trái bắn ra lôi điện chi lực phạm vi. Trong hắc vụ, thỉnh thoảng dần hiện ra ngân cầu vòng tiên tử kia vừa sợ vừa giận tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiểu bối, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, chém thành muôn mảnh. Ngân cầu vòng tiên tử nghiến răng nghiến lợi chửi mắng thanh âm, ở giữa không trung bốn bên dưới vang vọng. Thật sao, tiền bối cảm thấy mình còn có cơ hội như vậy, tiêu phàm liền cười, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giơ cánh tay lên, rất chướng tai gai mắt sát một xuống khóe miệng tràn ra tơ máu, cười lạnh nói. Ngươi, không tốt, ngân cầu vòng tiên tử lại là một tiếng kêu sợ hãi, xen lẫn hoảng sợ ý tuyệt vọng. Đúng lúc này, oán linh biến thành màu xám đám mây, đã cùng nàng gần trong gang tắc, ngay cả oán linh trong mắt tham lam hồng mang, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Màu xám đám mây biên giới, đã cùng hắc vụ dính lại với nhau, một cỗ kinh người lực hấp dẫn, từ màu xám đám mây ở trung tâm thẳng đưa tới. Hơi thở phách, ngân cầu vòng tiên tử hét dầm lên, không còn có vừa rồi chấn tinh yêu nhã, hoảng sợ muốn tuyệt. Chỉ gọi phải như thế nửa câu, màu xám đám mây đã cùng nhau tiến lên, đem chọn đoàn hắc vụ đều bao vào, ngân cầu vồng tiên tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ thấy màu xám đám mây không ngừng phồng lớn lại co lại nhỏ, phảng phất sôi trào nước sôi, không ngừng bốc lên phun trào. Tiêu Phàm không chớp mắt tiếp cận kia cỗ mây xám, mười ngón ở giữa điện lóng lánh, cùng không trung lôi quang tháp liền cùng một chỗ, một chương to lớn lưới điện từ trên trời giáng xuống, đem mây xám bao phủ nó hạ. Mặc dù hắn đã không phải là lần đầu gặp qua oán linh hơi thở phách thần thông, dù sao ngân cầu vồng tiên tử tu vi không thể coi thường, chính là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cảm giác bên trên, so thiên thai tông ninh tông chủ cho tiêu phạm áp lực còn muốn càng thêm nặng nề mấy phân, khó khăn lắm nhưng cùng thương kỳ, thiên sơn quân cùng hóa hình trung kỳ yêu thú tương đương. Vạn nhất sông phá oán linh hơi thở phách thần thông, làm hại không tiểu. Bất quá rất nhanh, sự thật liền chứng minh, tiêu phạm cái lo lắng này là dư thừa. Ước chừng 30 phút sau quá khứ, cuồn cuộn mây xám rốt cục trở nên an yên tĩnh, ở trên mặt đất một quyển, lại hóa thành một tên cao ba thước trẻ con, nhảy lên một cái, liền nhảy tiến vào trong ngực của hắn, không ngừng cùng hắn chịu rụi sát, thần thái thân mật đến 10 điểm. Cứ việc trẻ con thân thể không có gì thay đổi, vẫn là như vậy một điểm cao, trắng trắng mập mập, bất quá mơ hồ ngũ quan, tựa hồ thoảng qua rõ ràng một phân, tiêu phàm có thể rõ ràng cảm giác được oán linh khí tức, so vừa rồi cường thịnh rất nhiều. Một hơi thôn vệ một tên nguyên anh trung kỳ quỷ mẫu non nửa tinh hoa, đội oán linh đến nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Tiêu phàm mỉm cười vuốt oán linh đầu, kỳ thật chính là một loại cảm giác, oán linh vẫn như cũ là không có chân chính hình thể. Về phần ngày sau lại biến thành bộ dáng gì, tiêu phàm dưới mắt chỗ nào có thể suy đoán được. Chốc lát, oán linh giống như là ngáp một cái, tựa hồ mệt mỏi, một đầu đâm tiến vào linh thú điểm bên trong, thân thể cuộn thành một đoàn, nằm ngáy o o. Tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đúng lúc này, dưới chân bỗng nhiên truyền đến từng đợt chấn động, tựa hồ toàn bộ đại địa, đều tại rung động bên trong. Kia đứng sừng sững lấy 36 cái to lớn cột đá, cũng không ngừng lay động, Bắt đầu ngã trái ngã phải, xung quanh thiên địa nguyên khí, trở nên 10 điểm cuồng loạn. Tiêu Phàm trong lòng run lên, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lập tức bay đến giữa không trung, toàn thân hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, hộ thể lồng ánh sáng mở ra, huyền tinh giáp vẫn như cũ chăm chú đắp lên người, làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Hắn là trận pháp đại sư, biết ngân cầu vòng tiên tử vừa diệt, cái này bên trong bày ra pháp trận cấm chế, không có linh lực trèo chống, lập tức liền muốn sụp đổ. Rất nhanh, một trận gợn nước ba động truyền ra, suy suy không ngừng, 36 cái cột đá như là bọt biển vỡ vụn mà ra, hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất ở trong hư không, ngay sau đó, xung quanh tất cả cảnh vật cũng bắt đầu vỡ vụn, không tồn tại nữa. Trong nháy mắt, tiêu phàm tình cảnh trước mắt đại biến, vậy mà biến thành một tòa cự đại dưới mặt đất hang động, đen thấm, cực kỳ âm trầm khủng bố. Trước kia loại kia cỏ xanh như tấm đệm, chim hót hoa nở mỹ lệ cảnh trí, thật như là hải thị thận lâu, sẽ không còn được gặp lại. Tiêu phàm thở vào một hơi, thân thể nhoáng một cái, kém chút đứng không vững. Vạn hoa đại trận phá diệt, nơi đây đánh về nguyên hình, vậy đã nói rõ, ngân cầu vòng tiên tử là thật triệt để diệt sát đi, kéo căng quá chặt chẽ thần kinh, rốt cục có thể tạm thời thư giãn một tí. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể thoảng qua thở một cái, tiêu phàm nhưng còn không dám tùy tiện nghỉ ngơi. Tiêu phàm lên dây có tinh thần, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ dưới mặt đất hang động, rất nhanh liền tại một chỗ tiểu trong động phủ nhìn thấy một bộ trắng muốt trong suốt thạch quan, trong thạch quan, nằm một tên nữ tử áo đen, tóc bạc trắng, khuôn mặt như là như trẻ con kiều nộn, chính là ngân cầu vồng tiên tử bộ dáng. Nhìn tới đây chính là ngân cầu vồng tiên tử bản tôn nhục thân, sớm tại mấy vạn năm trước trận kia giao diện đại chiến bên trong liền vẫn lạc rơi, tiêu phàm nhìn thấy ngân cầu vồng tiên tử, bất quá là một sợi tàn hồn trùng tu mà đến quỷ vật, cùng bản tôn không thể so sánh nổi. Tiêu phàm yên lặng nhìn chăm chú ngân cầu vồng tiên tử nhục thân một lát, bỗng nhiên nhấc tay phất một cái, trong suốt thạch quan lên tiếng trả lời mà ra, một cỗ hắc vụ dâng lên, nguyên bản sinh động như thật ngân cầu vùng tiên tử nhục thân, lập tức biến thành màu xám đen, sau một lát, liền hóa thành một đoàn hắc vụ, hoàn toàn biến mất không gặp. Đinh đương một tiếng vang giòn, một cái màu xanh sấm chữ vật vòng tay rơi xuống tại thạch quan dưới đáy, tiêu phàm duỗi tay ra, đem chữ vật vòng tay hút tới trong tay mình, cẩn thận kiểm tra qua chữ vật vòng tay bên trong đồ vật, hài lòng gật gật đầu, đem chữ vật vòng tay thu vào. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đem toàn bộ động phủ tìm kiếm một lần, xác định lại không có cái khác quỷ vật tồn tại, lúc này mới tại cửa hang bày ra hoa đào huyễn trận, khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào ba viên thuốc, bắt đầu thổ nạp điều tức, trị liệu thương thế. Hoàng đạo hiếu, còn muốn làm vùng vẫy dẫy chết a. Một tên toàn thân bị hắc vụ bao vây lấy bóng người, nhìn qua cách đó không xa hô hô thở dốc hoàng đường, châm chọc nói. Ngay tại vừa rồi, đi theo tại hoàng đường bên người cuối cùng một đầu cấp 9 đồng giáp gấu, đã bỏ mình, Hoàng Đường thành chân chính người cô đơn, dõi mắt chỗ đến, đều đều là hắc phụ quấn quỷ vật, đem hắn triệt để bao vây vào giữa. Tên này toàn thân bị hắc vụ bao khỏa, thân hình xa so cái khác quỷ vật bóng người cao lớn, chính là cái này một đám quỷ vật thủ lĩnh, từ trên thân linh lực ba động để phán đoán, người này có không dưới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cảnh giới so Hoàng Đường còn muốn cao hơn một chút. Dưới mắt Hoàng Đường Trải qua liên tục khổ chiến, sớm đã sức cùng lực kiệt, vết thương chồng chất, trên thân tu bổ đổi mới hoàn toàn đồng giáp, cũng biến thành rách rách dưới dưới, chỗ ngực thậm chí lộ ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, bốn phía ổ gà lởm chởm, một mảnh khét lẹt chi sắc. Bất quá hoàng đường lông xù trên mặt, vẫn như cũ tràn đầy hung lệ chi sắc, hung tận tiếp cận đoàn kia quỷ ảnh, cười lạnh nói, muốn hoàng mỗ tính mệnh, mình tới lấy, để ta thúc thủ chịu trói, làm ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Hoàng đường chính là như vậy tính cách, người có thể giết hắn, nhưng muốn để hắn chủ động đầu hàng, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Biết rõ là cái chết, cũng muốn huyết chiến mà chết, tuyệt không khuất nhục mà chết. hi hi, hảo hán tử, chúng tiểu nhân đưa hoàng đạo hữu lên đường. quỷ ảnh cũng không tức giận, ngược lại khanh khách một tiếng, cánh tay vung lên, bất âm bất dương nói. bốn phía quỷ vật lập tức các cử binh lưỡi đao hướng hoàng đường đánh tới. hoàng đường một tiếng quát lớn, trong tay thục đồng côn bỗng nhiên xoay tròn. hô một tiếng, một cổ mãnh liệt to lớn cự lực hướng bốn phương tám hướng quét tới. phàm là bị cái này có cự lực quét chúng quỷ vật nhào nhào vỡ ra, hóa thành một cỗ hắc vụ, tứ tán bay dương, cho dù ai đều đến không được hoàng đường bên cạnh. Tên kia cao lớn quỷ ảnh nhìn qua đây hết thảy, chỉ là vui cười. trêu chọc nói, hoàng đạo hiếu, tốt khí lực, hoàng đường đi thẳng chính là cương mãnh con đường, xuất thủ bá đạo vô luân, hiện tại đối diện với mấy cái này âm minh chi địa cơ hồ có được bất tử thân quỷ vật, thực tế cảm thấy đau đầu, có lực làm không lên. Quả nhiên, những cái kia bị cự lực xé nát quỷ vật, rất nhanh lại hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra quỷ vật chi thân. Lần nữa quơ binh khí, hướng hoàng đường đánh tới. Cứ như vậy đánh xuống, hoàng đường pháp lực lại hùng hậu, cũng có hao hết thời điểm. Huống chi, hoàng đường cơ bản đã là cường nỗ chi kết thúc, như thế cuồng bạo công kích. Căn bản liền kiên trì không được bao lâu, cũng khó trách kia cao lớn quỷ ảnh dù bận vẫn ung dung. Chỉ còn chờ cho hoàng đường một kích cuối cùng. Hoàng đường trong đôi mắt huyết sắc lóe lên, thuộc đồng côn lại là cường lực quét qua, đem bốn phía quỷ vật lần nữa đánh chúng vỡ nát thân thể nhoáng một cái như là mũi tên thẳng hướng cao lớn quỷ ảnh vào tới thế nào muốn cùng ta liều mạng tốt ta tận lực bồi tiếp mắt thấy hoàng đường khí thế hùng hổ đánh tới cao lớn quỷ ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng tiếng cười càng thêm khinh miệt cánh tay khẽ động liền muốn thi triển thần thông đúng lúc này hoàng đường miệng hơi mở oa một tiếng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra ở giữa không trung hóa thành một chùm huyết vũ phách đầu cái não hướng về cao lớn quỷ ảnh xối xuống dưới cao lớn quỷ ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vã phía bên phải chấp nhoáng, còn là bị huyết vũ xối non nửa thân, lập tức như nước nhập sôi dầu, suy suy thanh âm vang lớn, hắc vụ bốc hơi. Quỷ ảnh kêu to một tiếng, phi tốc bắn ra hơn 10 trượng bên ngoài, cái này mới đứng vững thân hình, vừa kinh vừa sợ kêu lên, hảo hảo, ta lại không ngờ đến một chiêu này. Hắc hắc, đáng tiếc a, à, ngươi chỉ là một con yêu thú thôi, tu luyện lại không phải thuần dương chi công. Dù coi như ngươi đem một thân tinh huyết đều phun xong, lại há làm gì được ta? Hoàng đường cười lạnh một tiếng, lão tử coi như không giết được ngươi, cũng buồn nôn hơn buồn nôn ngươi. Thật sự cho rằng ta Hoàng Tam ca là bùn nặn, mặc cho ngươi bài bố. Hoàng Tam, ngươi thật thanh ta dẫn lửa, lúc đầu ta còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày này, để máu tươi của ngươi có thể cử đi càng lớn công dụng. Nhưng ngươi bây giờ triệt để chọc giận bản tọa, bản tọa muốn đích thân xuất thủ, hút khô máu tươi của ngươi, để ngươi biến thành một bộ cương thi, vĩnh đọa a tỷ địa ngục, vạn thế không được siêu sinh. Cao lớn quỷ ảnh tức hồn hển kêu lên, không còn có lúc trước kia mèo hí con chuột nhàn nhã. Cẩu vật, có bản lĩnh đi lên, nhìn hoàng gia gia làm sao thu thập ngươi. Hoàng đường nghiêm nghị không sợ, bãi xuống thuộc đồng côn, nghiêm nghị quát. Tốt, tốt, cao lớn quỷ ảnh một tiếng gào thét, thân thể nhoáng một cái, ngay tại chỗ hóa thành một cỗ màu đen gió lốc, không ngừng xoay tròn lấy, hướng hoàng đường càn quét mà đi. Đen trong gió, thỉnh thoảng dần hiện ra một chương âm trầm trầm mặt quỷ, nhìn qua hoàng đường không chỗ ở cười lạnh. Cái khác quỷ vật đạt được triệu hoán, cũng là nhao nhao tuôn ra tiến lên đây. Trong lúc nhất thời, trong sơn động, âm phong trận trận, quỷ ảnh lay động, biết bao âm trầm đáng sợ. Hoàng đường hít một hơi thật sâu, nắm chặt thục đồng côn, trong đôi mắt, thần sắc lại càng thêm kiên định. Đúng lúc này, một đoàn màu xám đám mây, vô thành vô tức xuất hiện tại một đám quỷ vật trên không, xoay tròn lấy, bao phủ xuống, phàm là bị mây xám bao phủ trong đó quỷ vật, đều đều là không dên một tiếng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như bỗng nhiên bị hút tiến vào cái nào đó vực sâu không đáy, sẽ không còn được gặp lại. Đây là, đến cùng không hổ là nguyên anh kỳ cảnh giới quỷ vật, cái thứ nhất phát giác khác thường, màu đen trong gió lốc bỗng nhiên hiện ra một trương mặt quỷ, dương mắt nhìn hướng na đoàn phi tốc đến gần mây xám, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chính là như thế chỉ hoãn một lát, đã có hơn phân nửa quỷ vật, thành hoán linh trong bụng mỹ thực. Hoặc là nói, không phải bị oán linh thôn phệ, mà là hòa làm một thể. Oán linh, cao lớn quỷ vật rốt cục lấy lại tinh thần, không khỏi rít lên một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ vạn phần thần sắc, màu đen gió lốc bỗng nhiên quay đầu, hướng phương hướng ngược nhau bay vụt mà đi. Tên này nguyên anh kỳ quỷ vật so sánh với ngân cầu vồng tiên tử nhưng phải cẩn thận phải nhiều, mảy may liền không có muốn thu phục oán linh chi ý, gặp một lần tình thế không đúng, quay đầu liền chạy, tuyệt nghiêm túc. Oán linh thấy thế, lập tức đem cái khác quỷ vật vứt xuống, siêu một tiếng trực tiếp hướng màu đen gió lốc đuổi theo các hạ nghĩ muốn chạy đi nơi đâu một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên tại cao lớn quỷ vật vang lên bên tai một lời chưa tất một cái lóng lánh ngân sắc hồ quang điện lôi quang bảo tháp đã bắn ra phích lịch một tiếng một đạo thô to vô so hồ quang điện đón đầu oanh kích mà hạ quỷ vật ngay tại tập trung tinh thần đào mệnh, nơi nào né tránh được rồi chỉ nghe một tiếng thê lương vô so kêu thảm màu đen gió lốc lập tức tại hồ quang điện bên trong chia năm xẻ bảy hóa thành đại cổ đại cổ hắc vụ tan ra bốn phía một đạo cao mấy tấc bóng người toàn thân lóng lánh đen nhánh quang trạch từ hắc vụ bên trong bắn ra mặt mũi tràn đầy thất kinh thần sắc hướng về hang động một đầu bỏ mạng chạy vội muốn cướp đường mà đi làm sao tiêu phàm sớm đã có chuẩn bị nhấc tay vừa nhấc một đoàn nóng bỏng hỏa cầu bắn ra oanh một tiếng hình thành một đạo xanh minh mang hỏa diễm bình chướng nháy mắt liền đem cửa hang toàn bộ phong kín tầng thứ ba tinh viêm quyết thi triển đi ra không giới nguyên anh tu sĩ xuất thủ huy năng. Không, cao lớn quỷ vật nguyên anh mặt bên trên lập tức liền hiện lên vẻ tuyệt vọng, hét dầm lên. Chí dương hỏa viêm chi lực, chính là hết thảy âm minh chi vật khắc tinh. Liền như thế một trì hoán, oán linh biến thành mây sám đã đuổi theo, hướng nguyên anh lao thẳng tới mà hạ. Không, các ngươi không có thể giết ta, nếu không thiên minh thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. a à, cao lớn quỷ vật nguyên anh không chịu được hoảng sợ liên thanh thét lên, lại chỗ nào có thể ngăn cản oán linh mảy may chỉ gọi đến một nửa tiếng thét chói tai liền im bặt mà dừng không tiếng thở nữa thôn vệ hết cao lớn quỷ vật nguyên anh mây xám một lát cũng không ngừng lại hướng về những phương hướng khác chạy trốn quỷ vật đuổi theo đối mặt cái này rất nhiều thức ăn ngon thân là một cùng một quỷ giới đại ăn hàng muội muội là tuyệt sẽ không bỏ qua tiêu huynh đệ đã tồn lòng quyết muốn chết hoàng đường không khỏi vui mừng quá đỗi vẫn có chút không dám tin tưởng kêu lên Tiêu phàm mỉm cười từ một bên trong huyệt động đi ra, nói, tam ca, cái này lanh lợi trùng vẫn còn có chút tác dụng, nhưng không liền để hai anh em ta gặp lại hợp rồi sao? Hoàng đường không khỏi gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, lanh lợi trùng. Hắc hắc, ca ca ta vừa rồi vội vàng ứng phó những này quỷ vật, còn chưa kịp nhìn đâu. Hay là huynh đệ có dự kiến trước, nói, liền hướng tiêu phàm giơ ngón tay cái lên, mắt thấy không may, tiêu phàm bỗng nhiên sát tướng ra, tôi khô lạc hủ đem những này quỷ vật đều diệt giết không còn một mống hoàng đường còn mơ mơ màng màng thoáng như trong mộng phút chốc mây xám càn quét mà quay về giữa không trung hóa vì một cái ba thước đến cao trắng trắng mập mập tiểu hài đồng nhảy tiến vào tiêu phàm trong ngực be be kêu lộ ra cực kỳ hài lòng hoàng đường lại bị oán linh trên thân cực kỳ cổ quái khí tức giật nảy mình nháy mắt lông tóc dựng đứng có một loại cực độ cảm giác bất an sông lên đầu không chịu được lui về sau hai bước hoảng sợ nhìn qua tại tiêu phàm trong ngực núng nịu oán linh, ăn một chút nói, huynh đệ, cái này là vật gì? Khí tức hào hào cổ quái, trời sinh quỷ linh, từ phi phàm vang, tiêu phàm cười khổ một tiếng, nói, tam ca, việc này nhất thời bán hội thật đúng là nói không rõ ràng. Còn nhớ hay không phải thương đại ca nói kia kế hoạch nham hiểm? Cái gì, kế hoạch nham hiểm, chính là thứ này, tiêu phàm nhẹ gật đầu, hoàng đường lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, Thứ này cũng không tránh khỏi quá lợi hại chút, vừa rồi quỷ vật kia, nhưng là có không dưới Nguyên Anh kỳ cảnh giới, đơn đả độc đấu, liền xem như ta cũng không phải là đối thủ. Lại bị cái này kế hoạch nham hiểm một ngụm liền nuốt xuống, mặc dù chỉ là một cái Nguyên Anh, không có quỷ thân bảo hộ, còn là làm người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nghe nói tiểu gia hỏa này là trời sinh quỷ linh, cùng Huyền Linh thượng giới trời sinh thánh linh không sai biệt lắm. Đến cùng phải hay không có chuyện như vậy?" ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu gia hỏa này ngược lại là ưa thích thôn vệ quỷ vật. Một đường này ta có thể thuận lợi tới, cho nó trợ lực không ít. Trời sinh thánh linh, hoàng đường càng là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn đương nhiên nghe nói qua trời sinh thánh linh, kia là một giới mới sinh thời điểm, cùng giao diện đồng thời đản sinh thánh linh kỳ thú, có được không thể tưởng tượng nổi cự đại thần thông. Sau trưởng thành, uy năng chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như nói Tiêu Phàm cái này thiên sinh quỷ linh cùng trời sinh thánh linh là cùng một đẳng cấp đồ vật, không khỏi quá khủng bố chút. Bất quá kiến thức oán linh vừa rồi thần thông về sau, Hoàng Đường cũng có chút nửa tin nửa ngờ. "Tam ca, ta trước cho ngươi xem bệnh một chút mạch." Tiêu Phàm nhìn Hoàng Đường sắc mặt một chút, sau nghi có chút nhân lại, mở miệng nói ra, cũng không đợi Hoàng Đường trả lời, đưa tay liền bắt lấy cổ tay của hắn, lông mày lập tức nhíu lại. Hoàng Đường thương thế, quả thực không nhẹ chỉ bất quá yêu thú nhục thân nhất quán cường hoành, hoàng đường lại là có tiếng man hán, lúc này mới kiên trì đến nay. Nếu là đổi thành nhân loại tu sĩ, bị thương như thế nặng nề, chỉ sợ sớm đã chịu không được. Tại sao có thể như vậy? Trên đường đi đụng phải rất thật tốt tay a à. Hoàng đường đối thương thế của mình ngược lại là lơ đánh, cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ, người khoan hãy nói, dọc theo con đường này quả thực đụng phải mấy cái ngạnh thủ, mỗi lần đều là khổ chiến một phen mới có thể miễn cưỡng rời khỏi. Lúc đầu bên người hội tụ hai mươi mấy cái thú tộc huynh đệ, đánh đến bây giờ cũng là một người cũng không còn. Huynh đệ, hay là ngươi nói đúng, những này quỷ vật cùng ma thú chính là cố ý dẫn chúng ta mắc câu. Chúng ta đều trúng kế." Hoàng Đường nói, trùng điệp hất đầu, ngữ khí có chút buồn nản. Lúc trước ai đều không nghe Tiêu Phàm cảnh cáo, đến mức rơi xuống kết quả như vậy. Cũng không biết đại ca cùng nhị ca thế nào." Chốc lát, Hoàng Đường lại lo lắng nói, "Tiêu Phàm an ủi, bọn hắn ngươi không cần lo lắng." lấy thương đại ca tu vi những này quỷ vật có thể làm gì phải hắn không nhiều liền xem như ô nhị ca cũng là tâm tư kín đáo sẽ không dễ dàng bị người ngồi hy vọng như thế đi huynh đệ người không sao chứ ta ngược lại là không có việc gì chính là hắc lân bị thương ngay tại an dưỡng còn có thổ ma ngẫu xảy ra chút sự tình thổ ma ngẫu xảy ra chuyện thổ ma ngẫu có thể xảy ra chuyện gì hoàng đường hơi kinh ngạc mà hỏi thăm tiêu phàm liền đem tình hình đơn giản nói một lần Hoàng đường giật mình nói, có loại sự tình này, cái này uy linh lão ma thật là giảo hoạt, vậy ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được thổ ma ngẫu tồn ở đây sao? Cỗ này thổ ma ngẫu, hoàng đường cũng đã gặp không chỉ một lần, biết là tiêu phàm đắc lực giúp đỡ. Cái này quan trọng trước mắt, lại bị uy linh lão ma nửa đường bắt cóc, còn dựng lên một cái chuyên môn khắc chế quỷ đạo thần thông tụ hồn bát, thực tế tổn thất không tiểu. Hiện tại không cảm ứng được, khả năng uy linh lão ma chạy quá xa. Bất quá, Hắn muốn triệt để diệt sát thổ ma ngẫu ban đầu nguyên thần. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Kia nguyên thần đã cùng thổ ma ngẫu hòa làm một thể, trừ phi là tinh thông vô thuật người tự mình tế luyện, nếu không rất khó thay đổi thổ ma ngẫu chủ nguyên thần. Chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định bên trong, ta liền có thể cảm ứng được thổ ma ngẫu tồn tại. Xem chừng, uy linh lão ma sớm muộn còn sẽ chủ động tới tìm ta. Chắc hẳn hắn sẽ không cam lòng vĩnh viễn lấy ma ngẫu chi thân sống ở cái này phong ấn chi địa cả ngày cùng quỷ vật cùng ma thú làm bạn, tiêu phàm rất tỉnh táo phân tích nói, lời tuy như thế, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Dù sao kia lão ma trước kia có nguyên anh kỳ tu vi, kinh nghiệm lão đạo. Nói chuyện đến tiêu phàm sự tình, hoàng đường liền khá là cẩn thận. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, móc ra một cái bình ngọc. Đưa cho hoàng đường, nhẹ nói, tam ca, người trước chữa thương, chúng ta tính dưỡng thật tốt hai ngày lại nói. Hoàng đường cười khổ một tiếng, nói, huynh đệ, lão ca hiện tại khẳng định là không tĩnh tâm được. Không biết những này quỷ vật rốt cuộc muốn làm gì được chúng ta. Trong đầu tổng không nỡ, tiêu phàm thông qua siêu hồn, ngược lại là mơ hồ biết một chút, những này quỷ vật là muốn đem yêu thú tiến hành cái gì huyết tế. Bất quá lời này, tạm thời không tốt cùng hoàng đường nhấc lên, miễn cho trong lòng của hắn càng thêm không yên, chỉ khẽ cười nói, tam ca, bất kể như thế nào, ta muốn trước chữa khỏi vết thương, khôi phục pháp lực, mới tốt phá vây ra ngoài. Như thế, vậy liền chữa thương đi lập tức tiêu phàm ngay tại chỗ bày ra hoa đào đại trận tự thân vì hoàng đường hộ pháp hoàng đường cái này một chữa thương chính là hai ngày hai đêm lấy thương thế của hắn mà nói như thế một chút thời gian thực tế là quá vội vàng ít nhất phải tính dưỡng ba năm 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 mới có thể chân chính hoàn toàn khôi phục bất quá thân ở hiểm địa tự nhiên trì hoãn không dậy nổi nhiều thời giờ như vậy chỉ có thể lấy cực kỳ bá đạo dược lực tạm thời ngăn chặn thương thế lại lấy đan dược và linh thạch cưỡng ép đem tiêu hao linh lực bổ đầy trước cầu thoát thân lại nói huynh đệ tiếp xuống chúng ta chạy đi đâu hoàng đường hỏi mặt đỏ lên nhìn qua thương thế đã triệt để khỏi hẳn chỉ cần cùng tiêu phàm cùng một chỗ hoàng đường liền không thích lắm động đầu óc lâm lang sơn ba vị đương gia hoàng đường là nhất khỏi phải não một cái dù sao chỉ cần thương đại ca cùng ô nhị ca có phân phó hoàng tam ca anh dũng hướng về phía trước chính là hướng đông tiêu phàm không chút do dự đáp hoàng đường bế quan chữa thương hai ngày này tiêu phàm không có đả tọa điều tức, mà là một mực tại lên quẻ thôi diễn. Mỗi một lần quẻ tượng đều là đại hung, nhưng mỗi một cái quẻ tượng đều biểu hiện, đông phương hơi có một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này đường sinh cơ cực kỳ phiêu miểu, mấy không thể gặp. Không phải tiêu phàm dạng này một cùng một đại thuật sư, căn bản liền không khả năng từ khó bề phân biệt quẻ tượng bên trong giải ra như thế một tia hy vọng tới. Hoàng đường lại không hỏi nhiều, bước nhanh chân, liền hướng đông phương mà đi. Phía trước ba canh giờ, liền gặp hai nhóm địch nhân, một đợt ma thú một đợt quỷ vật, cũng may đều không có nguyên anh kỳ cao thủ, rất nhẹ nhàng liền bị Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường diệt sát đi. Sau đó tiếp xuống một thời gian thật dài, đều không tiếp tục nhìn thấy một cái quỷ vật, cũng chưa từng đụng phải một đầu ma thú, toàn bộ thế giới ngầm tựa hồ lập tức liền trở nên yên tĩnh. Hoàng Đường ngược lại có chút không quen lắm, kinh ngạc hỏi: "Huynh đệ, đây là có chuyện gì?" Tiêu Phàm song mi nhẹ trao lại, nói: "Hai loại khả năng nó một là chúng ta đã tiếp cận đến quỷ vật cùng ma thú cần gấp nhất khu vực. Hai, chính là có người tại chúng ta phía trước mở đường. Ha ha, nếu như là loại thứ hai có thể nói, vậy liền quá tốt, chúng ta nhanh đi cùng đạo hữu khác hội hợp. Tiêu phàm tự nhiên còn lâu mới có được hoàng đường lạc quan như vậy, tại cái này phong ấn chi địa, hết thảy đều lộn xộn, đụng phải những yêu thú khác, chưa hẳn chính là mình người, làm không tốt sau so gặp được quỷ vật cùng ma thú còn còn đáng sợ hơn. Cần biết tiến vào phong ấn chi địa về sau, mỗi tên hóa hình yêu thú đều đều thu hoạch không ít, chính là những yêu thú khác đỏ mắt mục tiêu. Nghĩ nghĩ, tiêu phàm thấp giọng nói, tam ca, dù coi như gặp được cái khác thú tộc đồng đạo, chúng ta vẫn là phải cẩn thận để ý. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng không biết những người khác trong lòng là nghĩ như thế nào. Hoàng đường cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ yên tâm, ai dám đánh chủ ý của chúng ta, ta liền xxx mẹ hắn. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lại đi hai ba canh giờ, một cái màu nâu đen cung điện thức công trình kiến trúc đập vào mi mắt. Nhìn qua có chút rộng mở màu nâu đen cửa cung, hoàng đường dừng bước, đối Tiêu Phàm nói, huynh đệ, hay là ngươi nói đúng, nơi này khả năng liền là đối phương cần gấp nhất khu vực. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi vào hay không? Ừm, Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, hai mắt nhắm lại, đáy mắt lục mang lấp lánh. Chưa tiến vào tòa cung điện này, chỗ gần cũng không có cái khác thông đạo, trừ phi bọn hắn lui về cái khác nghi cách. Trong cung điện yên tĩnh, thiên nhãn thần thông cũng nhìn không ra mánh khóe đi thôi tiêu phàm hạ quyết tâm bạch mang lóe lên tuyết trắng huyền tinh giáp nổi lên đem toàn thân trên dưới đều bao vây lại thấy tiêu phàm cẩn thận như vậy hoàng đường hơi cảm giác kinh cũng đem đồng giáp tròn tại trên thân lại đến gần chút liền có thể nhìn thấy cung điện ngoài cửa lớn có tranh đấu vết tích đồng hồ mấp mô một mảnh hỗn độn trong không khí tràn ngập một cỗ chua xót hương vị hoàng đường sau nghi bỗng nhiên giơ lên nói ma thú Rõ ràng là ma thú mục nát máu khí tức, Tiêu Phàm nói, xem ra đã có người trước xông vào. Cái này trận đánh nhau, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thấy rõ ràng. Đúng thế, chúng ta thương khung núi thực lực cũng là không như bình thường, muốn một ngụm đem chúng ta nuốt mất, nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu nói phải, tòa cung điện này ngay tại đông phương vị trí, chỉ sợ sẽ là quẻ tượng bên trong ẩn ẩn lộ ra một đường sinh cơ kia. Chỉ cần song phương thực lực tương đương, không xuất hiện nghiêng về một bên tình hình thế cục liền không đến mức hỏng bét cực độ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tiến vào cung điện, tiêu phàm huyền tinh giáp bên ngoài, lóng lánh một tầng nhàn nhạt, nhạt lam mang, chính là tinh viêm quyết tầng thứ ba hộ thể lồng ánh sáng. Cách hơi xa một chút, không phát hiện được cái gì dị thường, nhưng chỉ cần vừa tiếp cận hộ thể lồng ánh sáng trong vòng ba thước, nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ có thể hòa tan hết thảy. Cung điện toàn thân lấy màu nâu đen cự thạch xây thành, mang theo cực kỳ cổ phác khí tức, cùng tiêu phàm tại địa phương khác cảm nhận được tang thương giống nhau như đúc. Trên đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy mở ngực mổ bụng ma thú, cùng rơi là tả trên đất cổ quái binh khí. Tiêu Phàm đứng tại một đầu chiều cao mấy trượng to lớn ma thú trước đó, song nghi có chút nhào lên, đầu ma thú này thi thể bên cạnh, có một thanh vỡ vụn không chịu nổi cự hình khai sơn đại phủ, từ đó đứt thành hai đoạn, Hoàng Đường nâng tay khẽ vẫy, đem một nửa khai sơn đại phủ nắm trong tay, nhẹ nhàng hít một hơi, nói: "Tốt sắc bén binh khí." Không hề nghi ngờ, Hoàng Đường khích lệ không phải chuôi này đã đứt thành hai đoạn khai sơn cửa phủ ngẫu nhiên liền hướng tiêu phàm giải thích tiêu huynh đệ chuôi này khai sơn cự phủ toàn thân đều là lấy bác đầu ngân luyện chế mà thành bác đầu ngân cứng rắn lão ca từng nói với ngươi ngươi cái này huyền tinh giáp bên trong liền dung nhập hai thành trở lên bác đầu ngân hiện tại chuôi này dìu bị người từ đó một bổ hai đoạn thậm chí ngay cả mũi nhọn đều đánh chúng vỡ nát lại không biết là ai làm chẳng lẽ là thiên sơn quân vừa nhắc tới cái tên này hoàng đường sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới hắn cùng thiên sơn quân giết vợ mối thù, vĩnh thế nan giải. Luận đến binh khí sắc bén, người này thiên sơn lưỡi đao, là toàn bộ thương khung núi lĩnh vực đều nổi danh. Hắn tu luyện cũng là kim thuộc tính công pháp, tiêu phàm gật gật đầu, nói, như thế nói đến, thật đúng là có thể là hắn. Người nhìn nơi này mỗi một đầu ma thú đều mở ngực mổ bụng, yêu đàn bị lấy đi. Có thể thấy được diệt sát những ma thú này người, cũng không hoảng loạn, mà là dù bận vẫn ung dung, tài giỏi có dư nếu như không phải cảnh giới cao hơn quá nhiều, đã tiến vào địch nhân căn bản trọng địa, rất khó chấn định như vậy tự nhiên. Tiêu phàm lại ngẫu nhiên nhìn một chút xung quanh nó ma thú của hắn thi thể, tiếp tục nói, có lẽ còn không chỉ thiên sơn quân một người, những ma thú này vết thương chí mạng không giống nhau, không có khả năng đều là thiên sơn quân giết, hắn khẳng định còn có cái khác giúp đỡ. Hoàng đường liên tục gật đầu, trầm giọng nói, nếu thật là cái này hỗn đản lời nói, chúng ta cũng phải cẩn thận chút, gia hỏa này thế nhưng là cực kỳ ác độc hắc hắc, ta tưởng là ai ở sau lưng nói nói xấu đâu, nguyên lai là Hoàng Tam Ca. Hoàng đường một lời chưa tất, một cái âm hiểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chính là Thiên Sơn Quân. Hoàng đường cùng tiêu phàm giật nảy cả mình, lập tức phi thân lui về sau đi. Chỉ thấy đằng trước góc rẽ, đi tới hai người, đi đầu một người, thân hình cao lớn, không dưới hoàng đường, dài miệng tai to, hai cái nanh rũi ra miệng bên ngoài, lóng lánh lãnh khốc hàn mang, chính là hoàng đường sinh tử đại thù thiên sơn quân. Một người khác thì là báo thủ nhân thân, trên mặt lít nha lít nhít mọc ra không ít tiền tài điểm lấm tấm, cũng là một đầu hóa hình yêu thú, khí tức mạnh, không tại hoàng đường phía dưới. Người này Tiêu Phàm cũng nhận biết, là Thiên Sơn quân kết bái huynh đệ, có hóa hình sơ kỳ tu vi, bản thể chính là một đầu biến dị báo gấm. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới, lấy hai vị như thế điểm tu vi, thế mà cũng có thể đi đến nơi đây, xem ra hai vị vận khí rất không tệ a. À. Thiên Sơn quân phảng phất lần đầu nhìn thấy bọn hắn, nhìn từ trên xuống dưới hoàng đường cùng tiêu phàm, cười hắc hắc, mang theo rõ ràng khinh miệt chi ý, nói. Tu vi của người này không tại thương kỳ phía dưới, ngay cả chấn nhạc thần quân ngày bình thường đối với hắn đều có chút khách khí, cũng là xác thực có dạng này ngạo nghĩa tiền vốn. Bất quá, hai vị vận khí tốt, dừng ở đây. Hoàng đường, còn có cái gì di ngôn, nói ra nghe một chút, có lẽ vốn đại vương còn có thể vì ngươi lại một cọc tâm nguyện. Thiên Sơn quân mắt nhỏ tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét qua, dữ tợn vừa cười vừa nói không che giấu chút nào mình nồng đậm sát cơ vương bát đản hoàng đường nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ hung bạo khí tức phóng lên tận trời tay cầm thục đồng côn liền muốn tiến lên cùng thiên sơn quân liều mạng hắn cùng thiên sơn quân có giết vợ mối thù tại thương khung núi thời điểm nếu không phải bị chấn nhạc thần quân cưỡng chế đã sớm tìm thiên sơn quân liều mạng đi hoàng đường chính là loại kia tính cách chỉ muốn khoái ý ân cừu sinh tử chi bằng không để ý Tiêu phàm nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại hoàng đường, nhìn về phía thiên sơn quân, lạnh nhạt nói, ngàn tiền bối, nơi này là phong ấn chi địa, chúng ta địch nhân chung là những cái kia quỷ vật cùng ma thú. Mà lại chấn nhạc thần quân sớm đã có lệnh, nghiêm cấm thú tộc đồng đạo tự giết lẫn nhau. Nếu không chỉ có tiến một bước suy yếu thực lực của chúng ta, để quỷ vật cùng ma thú đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ngàn tiền bối cũng là một đời kiêu hùng, đạo lý đơn giản như vậy, chắc hẳn khỏi phải tại hạ nhiều lời A. À thiên sơn quân liếc nhìn hắn một cái khinh thường nói hắc hắc tiêu đạo hiếu các ngươi tu sĩ nhân tộc quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn bất quá tại tu chân giới thủy trung là cường giả là vua ngươi thực lực không đủ coi như thật lưỡi nở hoa sen giảng được thiên hoa loạn trụy thì có ích lợi gì chỗ trấn nhạc thần quân đã sớm ban xuống mật thiết lệnh người cái này kẻ ngoại lai là chúng ta thương khung núi địch nhân nguy hiểm nhất chỉ cần một có cơ hội vô luận ai giết ngươi thần quân đều có trọng thưởng Ngươi nói hưu nói vượn, hoàng đường lập tức hét lớn một tiếng, chấn nhạc thần quân lúc nào có dạng này mật lệnh rồi. Ta làm sao không biết, thiên sơn quân cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh miệt nói, ngươi đương nhiên không biết, chấn nhạc thần quân biết ngươi là không có đầu óc ngu xuẩn, đã sớm bị cái này nhân loại tu sĩ che kín hai mắt. Dạng này mật lệnh, sao sẽ nói cho ngươi biết, thần quân nói được rõ ràng, hoàng đường nếu là chấp mê bất ngộ, một ý che chở ngoại nhân, chính là thương khung núi phản đồ, người người có thể chu diệt. Hoàng đường lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến trên cổ gân xanh từng cây bạo phun mà ra. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, các hạ mình muốn giết người đoạt bảo, nói thẳng là được. Làm gì đem cái này to lớn tội danh, áp đặt tại chấn nhạc thần quân trên đầu. Hắc hắc, xem ra ngươi còn đối chấn nhạc thần quân ôm huyễn nghĩ. Cũng được, liền xem như ta thiên mẫu người nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn giết người đoạt bảo, vậy thì thế nào? Các ngươi là dự định mình ngoan ngoãn kết thúc, vẫn là để vốn đại vương thân tự xuất thủ, đưa các ngươi lên đường. Nếu là tự mình kết thúc lời nói, có thể thiếu thụ rất nhiều thống khổ tra tấn. Vốn đại vương thủ đoạn, hoàng đường cái này ngu xuẩn thế nhưng là lĩnh giáo qua không chỉ một lần. Thả mẹ ngươi thối cầu thí, thiên sơn quân lời còn chưa dứt, hoàng đường đã chửi ầm lên. Làm càn, thiên sơn quân sầm mặt lại, thân thể nhoáng một cái, một hai mười trượng khoảng cách, bỗng nhiên mà tới, hai tay hướng bên miệng sờ một cái, hai viên tuyết trắng răng nanh sớm đã chóc ra, nắm trong tay, biến thành hai thanh dài đến bốn thước hậu bối đại khảm đao, cuồng phong gào thét, một trái một phải, hướng hoàng đường cùng tiêu phàm phân biệt nhằm thẳng vào đầu chém. Đao phong chưa gần người, hai người chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn, tựa như thái sơn áp đỉnh, vào đầu bao phủ xuống. Nhìn qua, thiên sơn quân thân thể cường tráng, không tại hoàng đường phía dưới, động tác lại nhanh nhẹn vô so, thế mà vừa ra tay, chính là chém giết gần người thủ đoạn, mà cũng không định bằng vào cảnh giới bên trên khác biệt, lấy pháp lực pháp bảo thủ thắng. Có thể thấy được Thiên Sơn Quân không những đối với mình chém giết gần người cực kỳ tự phụ, đồng thời cũng không nguyện ý tại hoàng đường cùng tiêu phàm trên thân hao phí quá nhiều pháp lực, muốn lấy cái giá thấp nhất, nhanh chóng đem hắn hai giải quyết hết. Bất kể nói thế nào, nơi này cũng là quỷ vật cùng ma thú hoành hành chi địa, Thiên Sơn Quân chân chính đại địch, tuyệt không phải hoàng đường cùng tiêu phàm, mà là những cái kia núp trong bóng tối cho tới nay chưa lộ diện cao giai quỷ vật cùng hóa hình ma thú. Nếu thật là ở đây lãng phí quá nhiều pháp lực, nhưng liền có chút được không bù mất. Hoàng đường một tiếng quát lớn, song tay nắm chặt thuộc đồng côn, không chút do so dự hướng về chém bổ xuống đầu hậu bối đại khảm đao nghênh kích đi lên. Đang, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang truyền đến, hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng rên rỉ bên trong, hoàng đường thân thể cao lớn thất tha thất thiểu lui về sau năm, sau bước, lông xù trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng dị dạng màu đỏ, cưỡng ép đem phun lên lồng ngực một ngụm máu tươi nuốt trở vào. Hắn vốn liền trọng thương chưa lành, lần này cùng Thiên Sơn quân cứng đối cứng, lập tức liền dẫn động vết thương cũ. Oanh, Thiên Sơn quân tay trái một đao, lại rắn rắn chắc chắc chạm trên mặt đất, dày đặc màu nâu đen mặt đất nham thạch, lập tức vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, như cùng một cái xấu xí con rết, một mực kéo dài đến hơn 10 trượng bên ngoài. Một đao này, chạm tại không trung, nguyên địa đã không gặp Tiêu Phàm bóng dáng tiêu phàm nhưng còn không có cuồng vọng tự đại đến cho là mình có thể ngạnh giang hóa hình chung kỳ yêu thú một đao. Trừ phi hắn có thể trong nháy mắt kích phát cự linh biến thân, lại thêm kim cương thiết cốt thần thông, có lẽ còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Dù sao hắn cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông, ngay cả thương kỳ đều khen ngợi có thừa. Nếu thật là như thế, chỉ sợ thiên sơn quân liền không thể không nương tựa theo ưu thế về cảnh giới, lấy pháp lực cùng pháp bảo để thủ thắng. Bất quá lấy tiêu phàm hiện tại kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cưỡng ép kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông cùng hóa hình trung kỳ yêu thú lấy cứng trọi cứng tiêu hao pháp lực sẽ cực kỳ khủng bố có lẽ không cần đến thiên sơn quân tổn thương hắn mấy hiệp quá khứ tiêu phàm mình liền chống đỡ không nổi trong khoảnh khắc tiêu phàm liền đã nhận rõ tình thế khai thác thích hợp nhất cách đối phó được từ yêu đao tông thuấn di chi thuật nháy mắt liền bị tiêu phàm phát huy đến cực hạn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc may mắn thế nào tránh ra tại mấy trượng bên ngoài sông ra tiêu đạo hiếu, tốt tuấn thân thủ. Cái này thuấn di chi thuật tăng thêm thổ độn thần thông, thật đúng là chạy chối chết hảo thủ đoạn, ha ha. Mới vừa từ lòng đất xuất hiện, tiêu phàm bên tai liền vang lên một trận tiếng cười khinh miệt, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Tiêu phàm quay đầu nhìn lại, chính là đầu kia hóa hình báo gấm, liền đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ngực, hai mắt gắt gao tiếp cận hắn, không ngừng cười lạnh. Lão Tam, thằng nhóc loài người này, liền giao cho ngươi, người đem hắn giải quyết hết. Cho tới nay, Hoàng Tam ca đều nhớ mãi không quên giết vợ mối thù, ngày hôm nay ta liền hảo hảo cùng hắn tính toán bút chướng này. Hắc hắc, hắc hắc hắc, gặp một lần hóa hình báo gấm đã coi chừng tiêu phàm, thiên sơn quân liền cười lạnh, dù bận vẫn ung dung nói. Hóa hình báo gấm cười ha ha một tiếng, nói, đại ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo chào hỏi tiêu đạo hiếu. Ngược lại muốn xem xem, cái này ba trong mười năm, chấn nhạc thần quân hoa lớn như vậy đại giới, thương kỳ tự mình dạy bảo, đến cùng cho luyện ra một cái dạng gì quái vật. Nhân loại tu sĩ tu luyện chúng ta thú tộc thiên phú thần thông, cũng thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Thiên Sơn quân cười nói, lão tam, người còn đừng quá mức xem thường này nhân loại tiểu tử, luyện hóa nhiều như vậy cự linh thú nội đan cùng cự linh quả, hắn bây giờ một thân tinh huyết, chỉ sợ so tất cả cấp 9 thú tộc đều còn mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối không được lãng phí, đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không lãng phí, ngay cả một giọt máu cũng sẽ không lãng phí hết hóa hình báo gấm trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam, duỗi ra một đầu đỏ tươi đầu lưỡi, vòng quanh huyết bồn đại khẩu dạo qua một vòng, chậm rãi rụt trở về, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, phảng phất đang đánh giá một đạo thập toàn đại bổ thức ăn ngon, tính toán muốn từ nơi nào ngoạm ăn. Huynh đệ, người đi mau, ta ở đây ngăn chặn bọn hắn. Tiêu phàm vẫn như cố thần sắc chấn định, chỉ là nhàn nhạt nhìn lại báo gấm, bên tai lại vang lên hoàng đường vội vàng truyền âm thanh âm. Rất hiển nhiên, Hoàng Đường cũng đã ý thức được dưới mắt thế cục hung hiểm. Lấy hai người bọn họ thực lực, toàn lực ứng phó đối kháng Thiên Sơn quân một người, còn hoàn toàn không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại thân chịu trọng thương, Thiên Sơn quân lại còn có một tên hóa hình yêu thú làm giúp đỡ, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa phân đường sống. Tam ca, người không muốn cùng hắn liều mạng, nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, chờ ta trở lại. Tiêu phàm trong mắt tàn khốc lóe lên, rất tỉnh táo cho Hoàng Đường truyền âm nói. Huynh đệ, Ngươi, Hoàng Đường giật mình, không biết Tiêu Phàm nói như vậy là dụng ý gì, tựa hồ hắn có biện pháp đối phó được Hóa Hình Báo Gấm. Nhưng cái này có chút khả năng không lớn. Đầu này Hóa Hình Báo Gấm, Hoàng Đường cũng từng cùng hắn giao thủ qua, biết bản lãnh của hắn, không kém chính mình. Tiêu Phàm cố nhiên công lực lớn tiến vào, có thể từ báo gấm thủ hạ trốn được tính mệnh, đã vô cùng ghê gớm, về phần nói đến trở về giúp hắn đối phó Thiên Sơn quân, Hoàng Đường thật là có điểm không tin tưởng lắm tu chân thế giới rất tàn khốc, xưa nay sẽ không có quá nhiều kỳ tích phát sinh. Hắc hắc, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này thầm thầm thì thì. Hóa hình báo gấm cười lạnh liên tục, hắn mặc dù nghe không được tiêu phàm cùng Hoàng Đường đang nói cái gì, nhưng hai người bờ môi khẽ nhúc nhích tình hình, tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, đơn giản là đang thương lượng như thế nào chạy chối chết sự tình. Về phần nói đến đánh bại bọn hắn, báo gấm ngay cả nghĩ đều không có nghĩ như vậy qua. Đã đụng phải huynh đệ chúng ta, vậy coi như các người không may, nghĩ từ trong tay của ta chạy thoát, không có cửa đâu. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi, báo gấm một mực vây quanh ở trước ngực hai bàn tay to, bỗng nhiên lấy ra, chỉ thấy hai tay của hắn, như là kim là tầm thường, lóng lánh lãnh khốc quang trạch, mảy may cũng không giống là huyết nhục chi khu. Tiêu phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng một bên đồng đạo bay đi, lại không đánh mà chạy. Tiểu tử, lúc này còn muốn đi, không phải nằm mơ a. À. Hóa hình báo gấm giữ tợn cười một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không cần suy nghĩ, trực tiếp đuổi tới. Hắn nhưng là rất rõ ràng, thường kỳ bọn hắn đạt được đồ tốt, đều phân một phần cho cái này nhân loại tu sĩ, đãi ngộ quả thực cùng cái khác hóa hình yêu thú giống nhau như đúc, hiện nay, Tiêu Phàm trên thân không biết có bao nhiêu bảo bối tốt. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm bản thân liền là thập toàn đại bổ thánh dược. Lão Tam, cẩn thận chút, này nhân loại tiểu tử có chút cổ quái. Thiên Sơn Quân lại nhịn không được nhắc nhở một câu, báo gấm sớm đã đi phải xa. Tiêu Phàm chạy cũng không quá nhanh, cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều thật dày một chồng phù lục, vừa chạy vừa về sau ném. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu, từng đạo thiểm điện, từng đạo đao mang, phô thiên cái địa hướng về sau lưng báo gấm bay đi. Tất cả phù lục đều không phải thứ phẩm, mà là chính phẩm, những năm này ở giữa, Tiêu Phàm tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực luyện chế ra đến tinh phẩm phù lục, mỗi một nói uy lực của phù lục đều tương đương với Tiêu Phàm tự thân xuất thủ 3 đến 4 thành uy lực cố nhiên không thể đối hóa hình yêu thú tạo thành thương tổn quá lớn uy năng nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường dù coi như yêu thú da dày thịt béo nhục thân cường hoành đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến phủ lục báo gấm cũng chỉ có thể một bên lớn tiếng chửi mắng một bên xuất thủ đem những bồ chú này đều càn quét trống không cứ như vậy tốc độ của hắn tự nhiên cũng liền mau không nổi ngay cả phía trước tiêu phàm thân ảnh đều có chút nhìn không rõ ràng lắm thừa cơ hội này tiêu phàm ống tay áo lắc một cái hắc lân bắn ra Hóa thành một đạo hắc mang, rất nhanh liền biến mất ở phía trước đường rẽ chỗ, không thấy bóng dáng. Hắc Lân trọng thương chưa lành, một mực tại linh thú điểm bên trong chữa thương, khi lần nguy cấp thời điểm, Tiêu Phàm cũng không thể không đưa nàng triệu hoán đi ra, trợ bên trên một chút sức lực. Đối mặt báo gấm dạng này hàng thật giá thật hóa hình yêu thú, Tiêu Phàm nhưng không có ý định cứng đối cứng. Năm đó diệt sát ân lão quái trò cũ, không ngại làm lại một lần. Dù sao dưới mắt Tiêu Phàm sớm đã không phải 30 năm trước mới từ lệ thú hoang nguyên ra lúc có thể so sánh, chỉ nửa bước đã bước vào nguyên anh kỳ, mượn nhờ huyễn trận chi lực, tuyệt đối có thể cùng hóa hình sơ kỳ yêu thú một trận chiến, mà không cần cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân. Có lẽ bởi vì song phương thực lực đối so cách xa, báo gấm đối tiêu phàm tiểu thủ đoạn ép căn bản không hề cái gì phòng bị, chỉ lo cắm đầu đuổi theo. Sớm một chút giải quyết hết tiêu phàm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu thật là cùng thiên sơn quân đoạt xử lý trước hoàng đường, lại tới chặn ngang một gậy tre cái này thập toàn đại bổ thánh dược nhưng liền không chắc nhất định có thể đi vào trong miệng của hắn về phần tiêu phàm chữ vật vòng tay bên trong các loại bảo vật tự nhiên cũng hơn nửa cùng hắn không có liên quan song phương một đuổi một chạy lập tức liền rời xa thiên sơn quân cùng hoàng đường tranh đấu chỗ tiêu phàm trong tay tựa hồ cuồn cuộn không dứt phù lục cũng rốt cục không tái phát ra báo gấm cười lạnh nói tiểu tử làm sao không ném phù lục rồi tiếp tục a à, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu phù lục có thể dùng. Yêu thú mặc dù đa số đều không tinh thông phù lục chi thuật, nhưng cũng biết, luyện chế một chương thượng phẩm linh phù, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù coi như là những cái kia nhân loại nguyên anh tu sĩ, cũng không có khả năng dạng này bó lớn bó lớn đem lên phẩm phù lục ném lấy chơi. Kia thuần túy là bại gia tử hành vi, làm quang lóe lên, một đạo xanh minh mang đao mang, bỗng nhiên hướng báo gấm chém qua. Đao mang chưa gần người, một cỗ nóng bỏng khí lãng, trước liền thẳng đến mặt mà tới. Còn tới, báo gấm hử lạnh một tiếng, tay phải một dương, lập tức cuồng phong gào thét, một luồng kình phong, càn quét mà ra. Rất hiển nhiên, yêu thú này vẫn như cũ đem đạo này đau mang, xem như phù lục chi lực, nhìn như tiện tay một kích, trên thực tế cũng vận dụng hắn năm thành pháp lực, đối phó chỉ là một tấm bùa huyễn hóa đau mang, tự nhiên là thước tha có dư. suy một tiếng vang nhỏ, tựa như xé vải, đau mang tùy tiện xé rách kình phong, lóe lên liền đến báo gấm trước mặt, nhiệt độ nóng bỏng, phản phất để người nháy mắt liền đưa thân vào sấy khô trong lò. Không tốt, báo gấm không hổ là hóa hình yêu thú, tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, không cùng luân so, lập tức liền biết mình chủ quan, bên trên tiêu phạm ác khi, một đao này rõ ràng là pháp bảo bản thể phát ra, tuyệt không phải phổ thông phù lục chi lực. Tiện tay một kích là tuyệt đối ngăn không được, chỉ tiếc, đến lúc này mới hiểu được, như có lẽ đã hơi trễ. Mắt thấy đao mang đã chém tới trước mặt, hóa hình yêu thú không cần suy nghĩ, lập tức giơ cổ tay lên đi lên chặn lại, dưới chân độn quang bỗng nhiên dừng lại, lập tức bay ngược về đằng sau mà đi. đương một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền đến, ngay sau đó là một cỗ mãnh liệt mùi khét lẹt, hướng bốn phía tràn ra. Báo gấm quát to một tiếng, rời khỏi năm sáu trượng bên ngoài, nâng lên cổ tay phải xem xét, chỉ thấy như kim loại cánh tay phải, bị chém ra một đạo thật sâu lỗ hồng, miệng vết thương cháy đen một mảnh, không gặp máu tươi tràn ra, cũng không thấy da thịt xoay tròn, phảng phất bị đốt cháy khét như vậy hóa hình yêu thú không khỏi vừa sợ vừa giận, ngửa mặt lên trời gào to. Hắn cánh tay này, nhưng không bình thường, chính là bọn hắn biến dị báo gấm nhất tộc thiên phú thần thông, hai tay hai tay, tu luyện được so phổ thông pháp bảo còn cứng rắn hơn, hoặc là nói, hai cánh tay của bọn hắn, căn bản chính là pháp bảo, cả công lẫn thủ, không gì không phá. ỉ vào loại thiên phú này thần thông, cận thân bác kích thời điểm, cơ hồ chiếm hết tiện nghi, nhiều năm như vậy, hắn còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi không ngờ hôm nay liền tổn thương tại tiêu phàm đau hạ. Kỳ thật yêu thú giật mình, tiêu phàm chỉ có càng thêm kinh ngạc. Viêm linh chi nhận sắc bén, hắn là biết rõ, mặc dù chỉ là đau mang, cũng không phải là pháp bảo bản thể công kích, nhưng yêu thú này đơn thuần nương tựa theo nhục thân cường hoành, liền ngạnh sinh sinh chống đỡ cản lại, thế mà ngay cả cánh tay đều không có bị chém làm hai đoạn, thực tế hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm ngoài ý liệu. Xem ra bất luận là loại nào yêu thú, nó thiên phú thần thông đều tuyệt đối không thể khinh thường. Người đây là cái gì binh khí? Yêu thú rốt cuộc định thần lại, gắt gao tiếp cận tiêu phàm trong tay màu đỏ sậm viêm linh chi nhận, trầm giọng quát hỏi. Một bên hỏi, một bên nâng lên tay trái, chậm rãi từ trên cổ tay phải miệng vết thương mơn trớn, chỉ thấy ngân mang lấp lánh, ẩn ẩn có cực kỳ cổ pháp phù văn nổi lên, ngân mang những nơi đi qua, miệng vết thương cháy đen biến mất không thấy gì nữa. Thật dài lỗ hồng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh khép lại, đảo mắt lại biến thành ngân quang lóng lánh như kim loại nhan sắc. Tiêu phàm liền cười, lạnh nhạt nói đây là hỏa diễm đao các hạ có thể dựa vào nhục thân liền cản ở của ta viêm linh trảm quả nhiên ghê gớm hắc hắc chẳng lẽ người thật coi là có một kiện sắc bén binh khí liền có thể là ta đối thủ báo gấm cười lạnh nói trong mắt sát cơ càng đậm tiêu phàm cười nhạt một tiếng nói là không phải là đối thủ cũng nên đánh qua mới biết được báo gấm thật sâu nhìn tiêu phàm một chút chậm rãi gật đầu cười lạnh nói họ tiêu người rất ngạo khí đáng tiếc người không có ngạo khí tiền vốn, chỉ là một cái tu sĩ kim đan, tại vốn đại vương trước mặt ngang ngược cản rỡ, kia không gọi ngạo khí, gọi là ngu đần. Nhìn ra được, người đối với mình cận thân bác kích chi thuật cũng rất tự tin, vậy liền để vốn đại vương hảo hảo dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là cận thân bác kích. Một lời chưa tất, yêu thú thân thể quay tít một vòng, liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Tiêu phàm không khỏi giật mình, mặc dù hắn thiên nhãn thần thông đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, trong nháy mắt này, hay là nhìn lầm, mất đi báo gấm tung tích. Không hề nghi ngờ, báo gấm sử dụng một loại hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua thuấn di chi thuật. Loài báo yêu thú, nguyên bản là lấy thân thủ nhanh nhẹn chứ danh. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, trên thân bạch quang lóe lên, huyền tinh giáp nổi lên, chăm chú đem mình bao vây lại, trong tay viêm linh chi nhận dơ lên, liền muốn một chiêu hỗn chiến bát phương sử xuất. Đúng lúc này, sau lưng không khí một trận gợn nước ba động, báo gấm dáng người rong rỏng cao bỗng nhiên hiển hiện ra, một đôi lóng lánh kim loại sáng bóng thiết quyền, trùng điệp đánh vào tiêu phàm giáp lưng phía trên. Đương một tiếng vang thật lớn, tiêu phàm chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực mãnh động tới, lưng eo ở giữa một trận kịch chấn, thân thể không tự chủ được bay vọt lên trời. Kiên cố vô so huyền tinh giáp giáp lưng phía trên, nổi bật ra hai cái thật sâu quyền ấn, hãm đi vào trọn vẹn bốn năm tất sâu. Người giữa không chung, tiêu phàm một ngụm máu tươi đã phun tới. Liền cái này hai quyền, đã thổ thương không nhẹ, nếu như không phải huyền tinh giáp huyền diệu vô so, tăng thêm tiêu phàm bên trong còn mặc bích huyết thiên tầm nguyễn giáp, bên trong dạng này vỡ biên nứt đá hai quyền, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu phàm chưa rơi xuống đất, giáp lưng bên trên một trận tuyết ánh sáng trắng mang lấp lánh, thật sâu lõm đi vào hai cái quyền ấn liền cấp tốc trở thành nhạt, biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, huyền tinh giáp lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Yêu thú ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, cười lạnh nói, ta liền biết hoàng đường kia tiểu tử sẽ làm việc thiên tư, dạng này chiến giáp, liền các ngươi lâm lang sơn người có A. À. Giao cho chúng ta, đều là kém đẳng hóa sắc, lần này bọn hắn tiến vào phong ấn chi địa, cơ hồ tuyệt đại bộ phân chiến giáp, đều là xuất từ hoàng đường chi thủ, hoặc là tại hoàng đường chỉ điểm phía dưới luyện chế mà thành, tại nhiều lần chém giết bên trong, phát huy tác dụng không nhỏ. Bất quá cùng tiêu phàm trên thân huyền tinh giáp tương đối mà nói, tự nhiên không tại một cái cấp bậc phía trên trọn vẹn bay ra xa năm, sáu trường, tiêu phàm mới rốt cục đứng vững thân hình, đưa tay lau miệng một cái bên cạnh vết máu, lạnh lùng ánh mắt, tại báo gấm một đôi thiết quyền bên trên đảo qua, khẽ gật đầu một cái, nói, các hạ quả nhiên tốt thân pháp, tiến thối như điện, bội phục. Câu nói này ngược lại là nói đến chân tâm thật ý. Luận chém giết gần người, tiêu phàm có thể nói là tông sư cấp tiêu chuẩn, liền xem như phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Kết quả đối mặt báo gấm quỷ dị độn thuật, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị hai quyền đánh chúng bay ra ngoài, tình hình như vậy, tại tiêu phàm mà nói, tuyệt đối hay là lần đầu. Hắc hắc, đây bất quá là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người trên có người. Báo gấm hai tay vuốt ve lẫn nhau, lạnh cười nói. Tiêu phàm sau mi nhẹ nhàng một dương, lạnh nhạt nói, thật sao? Một lần đánh lén đắc thủ, chưa chắc mỗi lần đều nai đắc thủ. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới thật sự là bên thắng. Bây giờ nói loại lời này, còn hơi sớm, tốt, rất tốt, báo gấm ngửa mặt lên trời cười ha ha, ta liền thích người loại này như bức hống hống ra hỏa, sắp chết đến nơi đều phải chết chống đỡ mặt mũi. Vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi, một lời chưa tất, thân thể nhoáng một cái, cũng đã tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Nhìn qua yêu thú mất tích địa phương, tiêu phàm khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nhìn qua rất có mấy phân quỷ dị. Sau một khắc, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, cũng tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. suy một tiếng xé vải nhẹ vang lên, hóa hình báo gấm tại tiêu phàm trước kia đứng chỗ đứng hiện thân mà ra, song quyền nắm chặt, liền muốn đánh ra, lần này, hắn nhắm ngay chính là tiêu phàm cái ót. Mặc dù tiêu phàm huyền tinh giáp đồng dạng có mũ giáp bảo hộ, nhưng nghĩ đến cái ót phòng hộ xa kém xa phía sau lưng phòng hộ, lúc trước hai quyền đã để hắn trọng thương nôn ra máu, cái này hai quyền, nhất định phải chấm dứt tính mạng của hắn. Đầu này hóa hình yêu thú, am hiểu nhất chính là cận thân vật lộn, nó cận thân vật lộn uy năng mạnh, còn tại Thiên Sơn quân phía trên, đừng bảo là tiêu phàm một tên chỉ là kim đan hậu kỳ nhân loại tu sĩ, coi như cùng là hóa hình kỳ những yêu thú khác, cũng tại hắn này quỷ dị độn thuật phía dưới, bị nhiều thua thiệt. Đối đây, báo gấm lòng tin 10 phần, nhưng là rất rõ ràng, lần này hắn mất được rồi. Nắm chắc song quyền, chưa đánh ra liền cứng tại nơi đó, hai mắt bóng rừng trừng lớn. Giống như là nhìn thấy cái gì tuyệt đối khó có thể tin sự tình. Ngay tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt, Tiêu Phàm thế mà cũng không thấy, mà lại biến mất 10 điểm triệt để, vô luận hắn lấy thần niệm điều tra hay là trừng to mắt bốn phía tìm kiếm, đều đều không phát hiện được nửa phân tung tích. Đây không có khả năng. Hóa hình yêu thú không chịu được đích thì thầm một tiếng. Luận đến chém giết gần người độn thuật, bọn hắn biến dị báo gấm nhất tộc Thiên Phú thần thông không nói là toàn bộ thương khung núi phương viên số 10 trong vòng vạn dặm xếp hạng thứ nhất, cũng coi là số 1 số 2. Tiêu phàm một nhân loại tu sĩ, sao có thể có thể tải thuấn di thuật phương diện vượt qua hắn. Nhưng tiêu phàm quả thật không gặp, thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức cũng không từng lưu lại. Thật giống như đột nhiên biến thành không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính kinh dị ở giữa, một tiếng vang nhỏ truyền đến, một cỗ quen thuộc nóng bỏng vô biên khí tức, từ sau lưng cuồn cuộn mà tới. Không tốt, hóa hình yêu thú sắc mặt đại biến không cần suy nghĩ phía bên trái bên cạnh kích bắn đi cái này thuần túy là một loại trực giác dị biến đến từ sau lưng vội vàng ở giữa báo gấm ép căn bản không hề thời gian quay đầu đi nhìn chỉ có thể lập tức né tránh về phần hướng về phía trước phía bên trái hay là phía bên phải lại muốn ỉ lại hắn nhiều năm như vậy núi thây huyết hải bên trong trùng sát ra cái chủng loại kia trực giác thời khắc mấu chốt trực giác đủ để cứu hắn một mạng sự thật chứng minh hóa hình yêu thú loại này nhạy cảm vô so trực giác, quan trọng trước mắt xác thực rất có tác dụng. Ngay tại yêu thú lách mình tránh né nháy mắt, một đạo dài đến hai tấm màu lam đau mang. Sát bên báo gấm thân thể bay chém tới, đem báo gấm bên phải không ít lông tóc đều thiêu đốt phải cuộn lên, phát ra một cỗ khó ngửi mùi cháy khét. Hào tiểu tử, dám phía sau đánh lén, vốn đại vương. Báo gấm giận tím mặt, chửi ầm lên, một câu chưa nói xong, suy suy lại là hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến, lần này lại là hai đạo xích hồng đao mang đối diện đánh rất cái này hai đạo đao mang mặc dù cũng nóng bỏng khó nhịn nhưng chỉ cần tinh tế một đôi so liền có thể phát hiện cùng vừa rồi cái kia đạo màu lam đao mang uy năng tranh lệch rất xa không thể so sánh nổi nguyên bản là tiêu phàm luyện hóa tại hoa đào huyễn trong trận hai đạo viêm linh trảm hỏa linh phù ước chừng có tiêu phàm một kích toàn lực ba thành uy năng chỉ là bối rối ở giữa ai có thể phân biệt phải rõ ràng như vậy Báo gấm cứ việc cũng mơ hồ phát giác được cái này hai đạo đao mang cùng phía trước màu lam đao mang có chút không giống, tựa hồ uy năng không đủ, nhưng cái này ngay miệng lại cũng không dám mạo hiểm. Tránh khỏi giống trước đây không lâu như thế bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, kém chút liền ngay cả cánh tay đều bị gọt sạch. Liều mạng tranh đấu, cẩn thận chút tổng là không sai. Hóa hình yêu thú hét lớn một tiếng, song quyền ngay cả điểm xuất kích, lập tức kình phong gào thét, mười mấy nói quyền ảnh đón hai đạo đao mang trực kích quá khứ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể về sau bay vụt mà đi. Xuy suy âm thanh bên trong, hai đạo đao mang tại quyền ảnh oanh kích phía dưới, hóa thành điểm điểm hồng mang, vỡ vụn thành từng mảnh mà ra. Báo gấm thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở vào một cái, lập tức một cơn lửa giận sông lên đầu. Mình thân là hóa hình kỳ cao thủ, vậy mà năm lần bảy lượt bị một nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ trêu đùa, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đợi chút nữa bắt này nhân loại tiểu tử, cũng không thể lập tức lấy tính mệnh của hắn, tổng phải thật tốt tra tấn một phen, để hắn nhận hết thống khổ mà chết, mới có thể trở ra trong lòng cỗ này ác khí. Vương bắt đản báo gấm dẫm chân xuống, rốt cuộc ổn định thân hình, liền là há miệng một tiếng gầm thét, liền muốn xuất thủ lần nữa, chợt lại ngừng lại, có chút kinh nghi bất định hướng bốn phía quét một vòng. Tiêu phàm rõ ràng đã hướng hắn xuất thủ hai lần, tại sao lại không cảm ứng được khí tức của hắn rồi. Cái này quét qua không sao, ngay sau đó, hóa hình yêu thú liền hít vào một ngụm khí lạnh. Huyễn trận, trong chốc lát, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không cẩn thận, hắn lại nhưng đã lâm vào huyễn trong trận, mình rõ ràng vẫn luôn tại đuổi sát không buông, này nhân loại tiểu tử đến cùng là như thế nào rảnh tay bố trí huyễn trận. Coi như hắn tại trên trận pháp tạo nghệ lại cao, là tông sư cấp tiêu chuẩn, tổng cũng không thể trong khoảnh khắc liền bố trí ra một cái huyễn trận tới. Cái này bày trận thời gian, từ đâu đến, hóa hình yêu thú tự nhiên tuyệt nghĩ không ra, tiêu phàm linh thú, thế mà cũng là bố trí huyễn trận đại cao thủ bất quá cái này biến dị báo gấm, dù sao cũng là hóa hình kỳ cao thủ, mặc dù hãm thân huyễn trong trận, nhưng cũng không hoảng loạn, miệng lẩm bẩm, một kiện tinh mỹ chiến giáp nổi lên, khoác ở trên người hắn. Nhưng cái này hỏa hồng sắc chiến giáp vẻn vẹn chỉ có thể bảo hộ hắn thân thể bộ vị, tay chân diện mạo hay là trần trụi bên ngoài. Không giống tiêu phàm huyền tinh giáp, mũ giáp, giáp vai, váy giáp đều đủ, lực phòng hộ xa tại bình thường chiến giáp phía trên. Cùng lúc đó, báo gấm hai tay bãi xuống, trắng sáng lóng lánh, một cây dài bảy thước súng, ra hiện ở trong tay của hắn. Phá, xước súng nơi tay, yêu thú không chút do so dự, hít sâu một hơi, lực sâu hai tay, trong tay dài súng bỗng nhiên lắc một cái, lập tức năm đạo tuyết ánh sáng trắng mang bắn ra, ở giữa không trung hóa thành năm đầu dương nhanh múa vuốt dao long, mỗi một con dao long đều dài đến hơn 10 trượng, đầu răng chảo lợi, khí thế phi phàm. Năm con dao long vừa vừa phù hiện, liền là đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí thế hung hăng hướng về bốn phía bổ nhào mà ra. Cái này dài súng, chính là hóa hình yêu thú tế luyện mấy ngàn năm bản mệnh pháp bảo, trước sau luyện hóa năm con dao long tinh hồn ở trong đó, ngày bình thường không gặp được siêu cường đối thủ, rất ít lấy ra đối địch. Báo gấm dựa vào chém giết gần người thiên phú thần thông, tay không tắc sắt liền không biết đánh bại bao nhiêu cường địch. Bình thường hắn chỉ cần lấy ra cái này dài súng đến, liền không có gì bất lợi. Cho tới nay, chưa hề thua trận. Chỉ là một tên nhân loại kim đan kỳ tu sĩ vội vàng ở giữa bố trí huyễn trận, có thể lớn bao nhiêu uy lực. Năm đầu giao long nhất hướng, lập tức liền sẽ đem tòa này nho nhỏ huyễn trận xung kích phải thất linh bát lạc. Điểm này, hóa hình yêu thú tin tưởng không nghi ngờ. Trên thực tế, năm con giao long cũng xác thực không để chủ nhân của bọn chúng thất vọng, chia ra hướng tiến vào huyễn trong trận, liền là tiếng oanh minh nổi lên, báo gấm rõ ràng cảm giác được mình quanh người không khí bắt đầu xuất hiện gợn nước vặn vẹo ba độc, chính là huyễn trận không kiên trì nổi liền muốn sụp đổ tan dã điểm báo trước. Hóa hình yêu thú đại hỷ, hét lớn một tiếng, đan điền pháp lực phun trào, liền muốn lần nữa phát động công kích, nhất cử đem viễn trận triệt để phá hủy. Đúng lúc này, năm cái kim quang lóng lánh vòng tròn tại hắn quanh người quỷ dị nổi lên, còn không có cùng báo gấm lấy lại tinh thần, năm cái vòng tròn lóe lên, liền mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hắn hai cổ tay hai chân cùng cái cổ ở giữa, kim sáng lóng lánh, năm cái tròn điểm hiển hiện, bỗng nhiên đi đến vừa thu lại, lập tức một cỗ khổng lồ ngũ hành cấm chế chi lực tuôn ra dù là biến dị báo gấm nhục thân cường hoành thể lực hơn người trong lúc này cũng cảm thấy phải toàn thân kinh lực đều bị đông lại không có thể điều động mảy may không khí bốn phía càng là nháy mắt trở nên gấp hơn kim thiết đem hắn toàn thân trên dưới đều một mực khảm nạm trong đó nửa điểm đều không thể động đậy bộ pháp bảo này chính là tiêu phàm được từ thạch điện bên trong ngũ hành điểm chỉ là một bộ phổ thông pháp bảo đồng thời bị hao tổn nghiêm trọng dùng tới đối phó tu sĩ Kim Đan đều đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm, đối phó Nguyên Anh tu sĩ, kia càng là một chuyện cười. Bất quá kia cũng là chuyện trước kia, bộ này ngũ hành điểm, trải qua hoàng đường lại tế luyện, tiêu phàm thậm chí đem hai kiện có giống nhau công hiệu ma đạo pháp bảo phá hủy, đem nó tinh hoa đều dung nhập vào ngũ hành điểm bên trong. Chọn bộ pháp bảo uy lực đại tăng, đã là chính cống pháp bảo thượng phẩm. Mặc dù tên vẫn như cũ còn gọi là ngũ hành cấm chế điểm, trên thực tế sớm đã không là lúc trước ngũ hành điểm. Đương nhiên, dù coi như là pháp bảo thượng phẩm, muốn chân chính vây khốn hóa hình yêu thú, cũng chỉ là si tâm ảo tưởng. Cũng may tiêu phàm muốn tranh thủ, vốn là chỉ là trong khắc thời gian này. Ngũ hành cấm chế, hóa hình yêu thú phát giác khác thường, không khỏi lại là giật mình vừa buồn cười, một tiếng gầm thét, vùng đan điền pháp lực sông lên mà ra, như là vỡ đê hồng thủy, trong khoảnh khắc liền sông phá ngũ hành điểm cấm chế chi lực, hướng về kỳ kinh bát mạch cuồn cuộn chảy tới. Sau một khắc, bốn phía cứng như kim thiết không khí cũng lên một tia buông lỏng chỉ cần thở một ngụm quang cảnh, ngũ hành cấm chế chi lực liền sẽ phá vỡ. Ngay lúc này, biến dị báo gấm bỗng nhiên phát ra được một cỗ hủy diệt khí thức tại đỉnh đầu của mình bộc phát ra, trong lòng siết chặt, liên tục không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trên, trong chốc lát sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn chỗ, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái kim quang lóng lánh hoàng kim bảo tháp, đủ vài trượng chiều cao, toàn thân hồ quang điện lập lè, huyền diệu dị thường đáy tháp chỗ có một cái ngân sắc trùm sáng càng là chiếu sáng dạng dỡ, vô số lôi hồ chính tại điên cuồng hướng đáy tháp hội tụ mà đi. Kia cố hủy diệt khí tức khủng bố, chính là từ cái này đoàn lôi cầu bên trong bắn ra đến. Hóa hình yêu thú chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đuôi xương cục chỗ bay lên, lập tức truyền khắp toàn thân. Giờ khắc này, hóa hình yêu thú rõ ràng vô cùng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không cẩn thận, hắn liền sẽ vẫn lạc tại đây, ngay tại cách hắn không xa huyễn trong trận, tiêu phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay vung vẩy, mười ngón như vòng, từng đạo ngân quang lóng lánh hồ quang điện, không ngừng rót vào giữa không chung như ý bảo trong tháp. Lần này nghĩ muốn tiêu diệt chính là một đầu hóa hình yêu thú, nhục thân cường hoành xa không phải ân lão quái có thể so sánh, hắn nhưng không có kích phát lôi bằng biến thân, tự nhiên chỉ có thể là đem thể nội ẩn chứa lôi điện chi lực đều đều rót vào lôi quang tháp bên trong. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần, sẽ không còn có lần thứ hai, một khi bỏ lỡ, thắng bại chi thế lập tức liền sẽ đảo ngược. Ngay tại cái này quan trọng trước mắt, tiêu phàm chợt cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa hồ có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật, đã cách mình gần trong gang tắc. Lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến. Thổ ma ngẫu, tiêu phàm phát giác được thổ ma ngẫu khí tức, loại khí tức này, đối với hắn mà nói, vốn là nhất cực kỳ quen thuộc. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cảm ứng được, lại đủ để cho tiêu phàm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lập tức không cần suy nghĩ, hai tay hất lên, mười ngón ở giữa lè lè hồ quang điện, hội tụ thành một đạo thô to phích lịch, bỗng nhiên hướng thân thể bên trái oanh kích mà xuống, đồng thời dưới chân khẽ động, phi thân phía bên phải bên cạnh đột đi, động tác nhanh chóng vô cùng. Tiếng sét đánh bên trong, thổ ma ngẫu từ tiêu phàm dưới chân chui ra, ngày bình thường đờ đẫn trong hai mắt, giờ phút này tràn đầy oán độc cùng không cam lòng chi ý, hung tận tiếp cận tiêu phàm, miệng bên trong phát ra khạc khạc cười quái dị thanh âm. Tiêu chân nhân, phản ứng rất nhanh nhẹn nha, hắc hắc. Nghe vào, chính là uy linh lão ma thanh âm, uy linh tiền bối không nghĩ tới người còn dám về tới tìm ta tiêu phàm nhìn thổ ma ngẫu một chút lạnh nhạt nói uy linh lão ma cười lạnh nói ta vì cái gì không dám ngươi cho rằng dựa vào ngươi chỉ là kim đan kỳ tu vi thật có thể khống chế được ta a à. thức thời ngay lập tức đem luyện hóa thổ ma ngẫu công pháp sao cho ta ta lập tức quay đầu liền đi chuyện trước kia ta chuyện cũ sẽ bỏ qua tiêu phàm liền cười hắn liền liệu định uy linh lão ma nhất định sẽ trở về tìm hắn cái này lão ma mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng không biết thổ ma ngẫu thần hồn khống chế chi pháp, dù coi như lấy cường đại thần hồn chi lực, cưỡng ép khống chế lại thổ ma ngẫu hành động, muốn triệt để xóa bỏ thâm tàng tại thổ ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách, hoàn toàn khống chế thổ ma ngẫu hết thảy, lại là tuyệt đối không thể. Một lúc sau, uy linh lão ma thần hồn còn có bị thổ ma ngẫu đồng hóa nguy hiểm. Đến lúc đó, lão ma liền không thể không lấy thổ ma ngẫu vì nhà thậm chí thần hồn của hắn có hay không còn có thể giữ vững độc lập ý thức, đều là ẩn số, chỉ sợ chắc chắn sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lấy uy linh lão ma nguyên anh kỳ tu vi kiến thức, tự nhiên lập tức liền phát giác được loại nguy hiểm này. Đây cũng là hắn không phải lập tức đến tìm tiêu phàm nguyên nhân, thực tế là không dám chỉ hoãn. Bất quá cái này lão ma cũng thực cao minh, lại có biện pháp áp chế thổ ma ngẫu khí tức, một mực bước đến gần trong gang tắc địa phương. Mới bị tiêu phàm phát giác, kém một chút liền đánh lén đắc thủ tự nhiên lão ma lựa chọn thời cơ cũng là vừa đúng tiêu phàm đang toàn lực đối phó hóa hình yêu thú lại thân ở huyễn trong trận đối ngoài thân sự tình cũng không phải là nhạy cảm như vậy bằng không mà nói lão ma muốn lấn đến gần như vậy địa phương cũng thấy không dễ dàng đánh lén chưa từng đắc thủ khiến lão ma hô to đáng tiếc nhưng gặp tình hình như vậy uy linh lão ma có tuyệt đối tự tin tiêu phàm nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của hắn nếu không một khi cùng đầu kia biến dị báo gấm thoát khốn mà ra đối mặt tả hữu giáp công, chính là một cái tử cục. Dù là tiêu phàm bản sự ngập trời, bị hai tên nguyên anh tu sĩ liên thủ đối phó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu chân nhân, lão phu tin tưởng ngươi là người thông minh, sẽ không khiến ta thất vọng a à. Mắt thấy tiêu phàm còn không có động tính, uy linh lão ma lại lãnh đạm thúc một câu. Đúng lúc này, trung tâm ảo trận truyền đến một tiếng kinh thiên động địa quát lớn, tiêu phàm ngực một buồn bực, sắc mặt biến hóa. Năm cái đếm tắc lớn nhỏ tròn điểm, hào quang ảm đạm, gào thét lấy bay thẳng mà tới. Chính là lại tế luyện qua ngũ hành cấm chế điểm, đã bị hóa hình yêu thú lấy man lực phá mất, một bộ bị thương không nhẹ dáng vẻ. Hóa hình yêu thú đã thoát khốn, uy linh lão ma sắc mặt cũng là biến đổi, vội kêu lên, tiêu phàm, không muốn lại trong lòng còn có may mắn, lập tức đem luyện hóa công pháp giao cho ta, ta liền giúp ngươi một lần, thanh ra hỏa này diệt đi. Không phải, người đó là một con đường chết, nói đến, hắn cùng yêu thú dù sao không phải người một đường, tiêu phàm nếu thật là bị yêu thú diệt sát đi lại từ hóa hình yêu thú nơi đó đi đòi hỏi luyện hóa thổ ma ngẫu công pháp chỉ sợ độ khó liền phải lớn hơn nhiều vô luận đối với người nào đến nói kim đan hậu kỳ trạng thái đỉnh phong thổ ma ngẫu đều là rất không tệ cận vệ uy linh lão ma tin tưởng đầu kia hóa hình yêu thú tuyệt không ngại đem thổ ma ngẫu thu phục đồng thời thuận tiện đem thần hồn của hắn diệt sát cái không còn một mảnh tiêu phàm lại liếc nhìn hắn một cái bỗng nhiên ống tay áo lắc một cái một đoàn mây xám bay nhanh mà ra trong nháy mắt, liền biến thành trắng trắng mập mập ba thước hải đồng, rụi mắt một cái, có chút mơ mơ màng màng, tựa hồ ngay tại trong giấc ngủ, bị tiêu phàm cưỡng ép tỉnh lại, hơi có chút không vui lòng. Đem người này thần hồn, cho ta cầm ra tới, tiêu phàm lạnh như băng ra lệnh, oán linh trên mặt ngũ quan mơ hồ, duy chỉ có có thể thấy rõ ràng chính là một đôi con mắt màu đỏ, lúc này lười biếng nhìn thổ ma ngỗ một chút, bỗng nhiên mừng rỡ, hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, hưng phấn địa be be vừa gọi, bỗng nhiên hóa thành một đoàn mây xám, hướng về thổ ma ngẫu càn quét mà đi. Tiểu xúc sinh, uy linh lão ma một tiếng gầm thét, thổ ma ngẫu hai tay khẽ động, hai con to lớn thổ hoàng sắc đại truy, bỗng nhiên cua múa, một cỗ mang theo giày thổ thuộc tính gió lốc, tịch đi lên, hướng về kia đoàn mây xám mãnh kích quá khứ. Tiêu phàm vừa để xuống dạo oán linh, liền là không còn hướng bên này nhìn lên một cái, thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Thổ ma ngẫu lực lớn vô cùng, tinh thông thổ thuộc tính công pháp, cơ hồ là bất tử thân, thần thông bình thường, căn bản là không làm gì được. Mà lại quá mức bá đạo thần thông, dù coi như chiến thắng uy linh lão ma, chỉ sợ đối thổ ma ngấu cũng sẽ tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn hại. Đây cũng là tiêu phàm tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Những năm này, hắn một mực rất cố gắng đang tìm kiếm các loại thổ thuộc tính vật liệu, liền là nghĩ đến cùng điều kiện thành thục thời điểm, luyện chế một gồm có nguyên anh kỳ tu vi cùng thần thông siêu cấp ma ngẫu ra. Có dạng này một bộ nguyên anh kỳ ma ngẫu hộ thân, tại cái này từng bước khó đi toa ma giới, liền muốn an toàn phải nhiều. Dùng oán linh đi đối phó chiếm cứ thổ ma ngẫu thân thể uy linh lão ma nguyên thần, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Bên này phát sinh sự tình, bị huyễn trận vây khốn biến dị báo gấm hoàn toàn không biết gì, vừa mới tránh thoát ngũ hành điểm cấm chế, yêu thú đang chờ đại triển thần thông, nhất cử phá mất cái này vội vàng ở giữa bố trí đến huyễn trận, bỗng nhiên lại cảm thấy thân thể siết chặt, một cỗ mảy may cũng không dưới ngũ hành điểm cấm chế chi lực lần nữa tuôn ra hiện ra, đem thân thể của hắn một mực thúc phược tại nơi đó, nửa phân đều không thể động đậy. Cùng tiêu phàm năm đó đối phó ân lão quái thủ đoạn, không có sai biệt. Chỉ bất quá, năm đó tiêu phàm dung nhập tại hoa đào huyến trong trận định thân phù, là lấy trong kim đan kỳ thu tinh vi luyện chế ra, hắn hôm nay, sớm đã đạt đến tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cách nguyên anh kỳ cũng liền khoảng cách nửa bước, đã có thể thi triển ra bộ phân nguyên anh kỳ thần thông, luyện chế ra đến định thân phù, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Báo gấm vừa sợ vừa giận, lập tức mãnh sách vùng đan điền pháp lực, một cỗ to lớn đại lực tại toàn thân bên trong phi tốc lưu truyền, liền muốn mạnh mẽ tránh thoát định thân phù chói buộc. Này nhân loại tiểu bối quả thực là lẽ nào lại như vậy, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần dùng loại này đê dai thủ đoạn tới đối phó hắn đường đường một tên hóa hình yêu thú. Nhất là để yêu thú khó chịu là, loại này lên không được bàn tiệc tiểu thủ đoạn, thế mà nhiều lần đạt được. Ngay lúc này, trước người không khí một trận rất nhỏ ba động vặn vẹo, toàn thân giáp trụ bao khỏa tiêu phàm hiện thân mà ra, liếc bị định thân phù định trụ hóa hình yêu thú một chút, không nói hai lời, chỉ một ngón tay đỉnh đầu như ý lôi quang tháp, miệng bên trong hét lớn một tiếng. Tật, nguyên bản sớm đã vận sức chờ phát động lôi cầu, bỗng nhiên oanh minh một tiếng, một đạo thô hơn vạc nước cự hình hồ quang điện, mãnh kích mà hạ. Một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hóa hình yêu thú sắc mặt đại biến, nháy mắt liền trở nên mặt không còn chút máu. Nhưng hồ quang điện tốc độ thực tế quá nhanh, chút điểm thời gian này, dù coi như hắn là hóa hình yêu thú, cũng đã không kịp tránh thoát định thân phù trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia đạo hủy diệt chi quang trực tiếp đánh vào mình trên đỉnh đầu. Tất cả chuyện tiếp theo, tiêu phàm đã gặp rất nhiều lần. Nhưng lần này, tựa hồ cũng không phải là đơn giản lặp lại. Tại thiên lôi oanh đỉnh nháy mắt, hóa hình yêu thú thân thể liền bắt đầu bạo liệt, hóa làm một điểm điểm cho tàn, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Tiêu phàm thoảng qua sướng sờ ngơ ngác một chút, cứ việc hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, vẻn vẹn chỉ là một cái trực giác, tiêu phàm cũng cảm thấy, thiên lôi diệt sát, cũng không phải là một cái chân thực thân thể, mà là một cái huyễn ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiêu phàm liền nghĩ đến hóa kiếp đại pháp, hắn đã từng lấy một viên Phật môn thay cướp xá lợi hóa giải qua một lần tai họa ngập đầu. Biến dị báo gấm thân là hóa hình yêu thú, có được cùng loại thay cướp chi vật, cũng không phải là không được. Ngay lúc này, tiêu phàm bên người ba động cùng một chỗ, hóa hình yêu thú hiện hình mà ra. Bất quá lúc này biến dị báo gấm, toàn thân đen nhánh, lông tóc từng chiếc đứng đấy, tình hình muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, một đôi huyết hồng báo trong mắt, lóng lánh vô cùng phẫn nộ ngọn lửa, gắt gao tiếp cận cách đó không xa tiêu phàm. Cái này đáng chết nhân loại tiểu bối, vậy mà làm hại hắn không thể không dùng xong hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được một kiện hóa kiếp bảo vật. Cái này vốn là hắn cuối cùng áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, nhiều năm như vậy coi như gặp được lại nguy hiểm tình hình đều không nỡ vận dụng, không nghĩ tới lại bị một tên chỉ là kim đan kỳ nhân loại tu sĩ buộc dùng xong không đem này nhân loại tiểu bối rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, thực tế khó tiêu mối hận trong lòng. Nhưng mà kệ báo gấm trong lòng có cỡ nào phẫn nộ, đầu não lại một mực thanh tình, trong lúc này, đem này nhân loại tiểu bối chế phục, mới là việc cấp bách. Vừa vừa tiếp cận tiêu phàm, báo gấm liền xong quyền tề xuất, mang theo đầy ngập lửa giận, mãnh kích hướng về phía trước. Tiêu phàm thế mà không tránh không né, bỗng nhiên xoay người lại, cùng báo gấm mặt đối mặt, khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia trào phúng ý cười biến dị báo gấm không khỏi có chút sướng sở ngơ ngác một chút. Nói thật ra, hắn dưới mắt đã sớm đem lòng khinh thị thu vào, treo lên 12 phân tinh thần đến ứng đối tiêu phàm. Cái này nhân loại tu sĩ cảnh giới mặc dù so hắn thấp một giai, lại là hoa văn trồng chất, quỷ kế đa đoan, trên thân bảo vật càng là sắc bén vô so, không cẩn thận, liền sẽ mắc lừa. Cái này ngay miệng, tiêu phàm thế mà không tránh không né, cũng không khai đỡ, chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì không thành. Rất nhanh, báo gấm nghi ngờ trong lòng liền đạt được giải đáp. Tiêu phàm tay phải bỗng nhiên mở ra, một viên đen xì viên cầu nổi lên, viên này viên cầu ước chừng đậu tầm lớn nhỏ, không chút nào thu hút. Tiêu phàm bấm tay gảy nhẹ, viên cầu xoay tít bay lên trên trời, tại báo gấm mãnh liệt vô so quyền phong đẻ ép phía dưới, phốc một tiếng vang nhỏ, vỡ ra. Một cỗ kỳ lạ mùi, lập tức tràn ngập ra giữa không chung. Hóa hình yêu thú hai con ngươi, bỗng nhiên co vào. Sau một khắc, toàn bộ huyễn trong trận đều vang lên báo gấm kinh hãi muốn tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Hóa yêu nước. Khi viêm linh chi nhận sắc bén vô luân đao phong từ báo gấm cái cổ ở giữa cắt qua thời điểm, đầu này hóa hình yêu thú kỳ thật đã thoi thóp, không có sức chiến đấu gì. Mặc dù nói, hóa yêu nước là đối phó hết thảy yêu thú vô thượng lợi khí, nhưng thân là hóa hình yêu thú, trải qua pha loãng vô số lần hóa yêu nước, nếu như số lượng không nhiều lắm lời nói, cũng rất khó tạo thành cực độ sát thương. Bất quá tiêu phàm bắn ra cái này đoàn hóa yêu nước, không giống bình thường. Đây mới thực là hóa yêu nước, không có trải qua bất luận cái gì pha loãng. Tiêu phàm lấy từ ma hồ đáy hồ, chỉ còn lại một điểm, không nhiều. Chấn nhạc thần quân cũng không biết tại ma hồ đáy hồ thạch điện bên trong, tồn tại chân chính hóa yêu nước dạng này sắc bén đổ vật, bằng không mà nói, tiêu phàm quả quyết khó mà sống đến bây giờ. Bất luận cái gì tư tàng hóa yêu nước nhân loại tu sĩ, đều đều là thú tộc tử địch, chỉ sợ trừ hoàng đường bên ngoài, thậm chí bao quát thương kỳ ở bên trong, cái khác tất cả yêu thú cũng sẽ phải đối tiêu phàm giết chi cho thống khoái. Biết thứ này sẽ khiến yêu thú chúng nộ, không phải vạn bất đắc dĩ, tiêu phàm tuyệt không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Dưới mắt chỉ có báo gấm một người ở đây, lại thân ở huyễn trong trận, tiêu phàm lúc này mới xuất kỳ bất ý tế ra cái này siêu cấp đại sát khí. Quả nhiên, hóa yêu nước sắc bén vô so, dù coi như là hóa hình yêu thú, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, trong chốc lát liền toàn thân nát giữa, mất đi sức chiến đấu. Ừ Ưng ực một tiếng, biến dị báo gấm đầu lâu to lớn, lăn rơi xuống đất. Một cái màu xanh sấm trùm sáng từ báo gấm nát giữa trong thân thể bay thẳng mà ra, bên trong là một đầu cao mấy tấc vi hình báo gấm, lóe lên lóe lên, sáng tối chập chờn, mặt mũi tràn đầy thất kinh thần sắc, vừa bay ra thân thể cái cổ. Liền là quang hoa lấp lánh, liền muốn thi triển thuấn di chi thuật đào tẩu, bất quá Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, chỉ tay một cái giữa không trung lôi quang bảo tháp, lập tức một chương ngân hồ lè lẻ lưới điện chút xuống, yêu thú tinh hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, chính chính đụng đầu vào lưới điện phía trên, một tiếng thê lương vô so kêu thảm về sau, khói xanh lượn lờ dâng lên, hóa hình yêu thú tinh hồn. Sớm đã hồn phi phách tán, triệt để trên thế gian biến mất. Siêu Hắc Lân không biết từ chỗ nào một nhảy ra, sắc bén vô so chân trước vừa nhấc, phong nhận hiện lên, lập tức liền đem yêu thú tàn thi một mổ hai nửa, Hắc Lân thả người tiến lên, từ yêu thú thi thể huyết nhục mơ hồ bên trong điêu ra một cái trứng gà lớn nhỏ màu đỏ sậm yêu đan, tròn căng mắt to nhìn về phía tiêu phàm, lộ ra vô so nét mặt hưng phấn. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, Hắc Lân lập tức ngửa cổ lên, ừng ực, đem viên kia nhiễm lấy tờ máu yêu đan, một ngụm nuốt xuống, lập tức nhảy lên một cái, nhảy tiến vào tiêu phàm trong ngực, rũi ra phấn hồng đầu lưỡi. Không ngừng liếm láp tiêu phàm mở u bàn tay, một bộ lại là hưng phấn lại là thân mật biểu lộ. Tiêu phàm vuốt vuốt Hắc Lân lông xù đầu, khẽ cười nói, Hắc Lân, vất vả ngươi, ngươi nhanh nghỉ ngươi đi. Hắc Lân trọng thương chưa lành, cái này 10 cấp hóa hình yêu thú nội đan, chính là đại bổ thuốc hay, so tiêu phàm trước đây tại Lệ thú hoang nguyên thu hoạch những cái kia cấp 9 yêu đan muốn chân quý phải nhiều. Phổ thông cấp 9 yêu đan, đối khôi phục nhanh chóng Hắc Lân thương thế, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng viên này hóa hình yêu thú nội đan, tự nhiên rất khác nhau. Hắc Lân lại liếm liếm m u bàn tay của hắn, meo một tiếng khẽ gọi, bóng đen lóe lên, liền chui tiến vào linh thú điểm bên trong bắt đầu luyện hóa viên này kiếm không dễ 10 cấp yêu đan. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem báo gấm chữ vật vòng tay thu được ở trong tay, cũng không có đi nhìn kỹ chữ vật vòng tay bên trong có những thứ gì, liền thu vào, ngón trỏ gảy nhẹ, một đám lửa bắn ra, trong khoảnh khắc nhiệt độ nóng bỏng liền đem 10 cấp yêu thú tàn thi hỏa táng phải không còn một mảnh, không còn có mảy may vết tích lưu lại. Tiêu phàm cái này mới nhẹ nhàng thở vào một cái, thân thể nhoáng một cái, tại biến mất tại chỗ không gặp, đi huyến trận một không gian khác lại chỉ thấy oán linh chính đem đen nhánh tụ hồn bát cầm ở trong tay, ném đi ném đi, lại tựa hồ là đem tụ hồn bát xem như một loại nào đó đồ chơi, mà cao sáu thước thổ ma ngẫu, thì ngơ ngác đứng thẳng một bên, không có bất luận cái gì động tính. Cái này liền giải quyết rồi, cứ việc đội oán linh thiên phú thần thông sớm đã có chỗ chấm dứt, tiêu phàm hay là lấy làm kinh hãi. Hắn ở bên kia diệt sát báo gấm, động tác thực tế đã đủ nhanh, mấy cái đối mặt ở giữa, liền đem một đầu hóa hình yêu thú diệt đi, ai ngựa oán linh động tác, sao hắn còn phải nhanh. Nhìn cái dạng này, oán linh đã sớm giải quyết hết huy linh lão ma, ở đây lặng chờ tiêu phàm tin lành. Oán linh ngẩng đầu nhìn qua hắn, cổ hơi méo, ngũ quan mơ hồ trên mặt, lộ ra một loại tươi cười đắc ý, tay một dương, đem đen nhánh tụ hồn bát hướng tiêu phàm thả tới. Người đem hắn giam ở bên trong, xuyên thấu qua thần niệm câu thông, tiêu phàm càng là kinh ngạc. Oán linh thế mà thay đổi phong cách, vẫn chưa đem uy linh lão ma nguyên thần triệt để thôn phệ hết mà là một lần nữa đem cái này nguyên thần đưa về tụ hồn bát, nhốt lại. Có vẻ như Tiêu Phàm lúc trước cho phân phó của hắn, chính là đem Uy Linh lão ma nguyên thần từ thổ ma ngẫu thể nội cầm ra tới. Oán linh trung thực vô cùng chấp hành Tiêu Phàm chỉ lệnh. Tiêu Phàm thần niệm chi lực hướng tụ hồn bát bên trong tìm tòi, quả nhiên tại tụ hồn bát nơi hẻo lánh bên trong, tìm được cuộn thành một đoàn Uy Linh lão ma nguyên thần, không khỏi trêu chọc cười một tiếng, nói: "Uy Linh tiền bối, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế?" xem ra người truyền thụ cho ta tụ hồn bát thúc đẩy chi pháp, cũng không phải như vậy đầy đủ. Nếu không phải như thế, cái này lão ma cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên từ tụ hồn bát bên trong thoát thân mà ra, chiếm trước thổ ma ngẫu thân thể. Chỉ sợ uy linh lão ma một mực đều đang đợi cơ hội như vậy. Về phần trực tiếp đoạt xá tiêu phàm, lão ma tự biết nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, làm như vậy thực tế quá mức hung hiểm. Tiêu phàm mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng thần niệm chi lực cường đại, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ kim đan có thể so sánh. Uy linh lão ma cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tụ hồn bát trung quy là linh cảm tông truyền thừa trí bảo, uy linh lão ma tại tiêu phàm trước mặt lưu lại thủ đoạn, chính là đương nhiên. Quan trọng trước mắt, cũng không liền có đất dụng võ. Chỉ bất quá rốt cuộc không nghĩ tới, sẽ gặp phải trời sinh quỷ linh nghịch thiên như vậy đồ vật. Cũng không biết là uy linh lão ma vận khí quá xấu, hay là tiêu phàm vận khí quá tốt. Đối tiêu phàm trêu chọc, Uy linh lão ma nguyên thần không phản ứng chút nào, không rên một tiếng, tựa hồ hạ quyết tâm, không cùng Tiêu Phàm nói câu nói trước, tránh khỏi Bạch Bạch chịu nhục. Nhưng là lập tức, Tiêu Phàm liền cảm giác có chút gây nên, uy linh lão ma không phải không nguyện ý nói chuyện cùng hắn, mà là, cái này lão ma nguyên thần, tựa hồ xảy ra vấn đề, đã kinh biến đến mức không biết nói chuyện, thậm chí đều không có ý thức tự chủ, biến thành ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. "Muội muội, đây là có chuyện gì?" Tiêu phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Án Linh, kinh ngạc hỏi. Oán linh hướng về phía hắn be be gọi hai tiếng, hồng hồng trong con ngươi, càng thêm hiện lên một tia đắc ý chi tình. Người đem hắn cảm giác hồn rút mất rồi, thiên sung phách cùng linh tuệ phách cũng rút mất rồi. Sau một khắc, tiêu phàm liền bừng tỉnh đại ngộ, lại càng thêm kinh ngạc, ăn một chút có chút nói không ra lời. Hai hồn năm phách, đây chẳng phải là luyện chế ma ngẫu cần thiết không chọn vẹn nguyên thần A. Tại khuyển vu môn cùng vu linh cốc trong biển tịch đều có rút ra cảm giác hồn cùng thiên sung phách linh tuệ phách cụ thể biện pháp, bất quá cực kỳ tàn nhẫn. Từ sống sờ sờ tam hồn thất phách bên trong rút mất một hồn hai phách, dạng này sự tình, tiêu phàm thế nhưng là làm không được. Ai ngỡ oán linh lại một cách tự nhiên vì hắn làm thay. Coi như từ vu linh cốc thái cốc chủ tự mình động thủ, muốn rút mất nguyên thần một hồn hai phách, cũng cần đi qua một cái cực kỳ dườm già quá trình, hao phí vô số tinh lực mới có thể hoàn thành. Thường thường xác suất thành công còn rất thấp, càng là cấp bậc cao nguyên thần, càng là khó mà thành công. Lấy ân lão quái chi năng, cũng bất quá tại thổ ma ngẫu thể nội dung nhập một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ hai hồn năm phách. Theo ân lão quái khi còn sống nói, nếu như có thể hoàn chỉnh rút ra một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ nguyên thần, dung nhập vào thổ ma ngẫu thể nội, lại thêm một chút cái khác tài liệu chân quý, liền có khả năng luyện chế ra tương đương với nguyên anh kỳ thực lực siêu cấp ma ngẫu tới. Chỉ bất quá, muốn rút ra kim đan hậu kỳ tu sĩ chủ nguyên thần, độ khó cũng quá lớn, xác suất thành công thực tế quá thấp, ân lão quái thử qua hai lần, đều không thể đã được như nguyện, cũng chỉ có thể thôi. Cuối cùng tại nhạc Tây Quốc, kim đan hậu kỳ tu sĩ nhưng cũng không phải quá nhiều, không có khả năng vô hạn lượng cung cấp ứng nguyên thần cho hắn đến luyện tập. Vì luyện chế một bộ nguyên anh kỳ thổ ma thỉnh thoảng đại khai sát giới, cuối cùng khẳng định sẽ được không bù mất. Hiện nay, tiêu phàm trực tiếp có một cái nguyên anh kỳ hai hồn năm phách. Oán linh tựa hồ dễ như trở bàn tay liền hoàn thành cái này rút ra một hồn hai phách quá trình. Chỉ là, oán linh làm thế nào biết luyện chế thổ ma ngẫu cần nguyên thần hai hồn năm phách. Có vẻ như tiêu phàm tuyệt đối chưa từng cùng hắn câu thông qua phương diện này nội dung. Có lẽ, lão oán linh xâm nhập đến thổ ma ngẫu thể nội đi bắt huy linh lão ma nguyên thần thời điểm, cũng chạm tới dấu ở thổ ma ngẫu chỗ sâu trước kia cái kia không chọn vẹn nguyên thần. Oán linh là trời sinh quỷ linh, đối với hết thảy thần hồn sự tình, cơ hồ trời sinh liền biết được. Vẹn vẹn chỉ cùng thổ ma ngẫu thể nội không chọn vẹn nguyên thần tiếp xúc một chút, lập tức liền làm rõ ràng tiền căn hậu quả, tự nhiên y dạng hỏa hồ lô, tại uy linh lão ma nguyên thần bên trên thí nghiệm một phen. Đáng thương uy linh lão ma cũng coi là ngàn năm trước một đời đại năng, linh cảm tông xưng tôn xưng tổ hiển hách nhân vật, ai ngờ cuối cùng lại rơi cái dạng này hạ trang, chẳng những chưa thể chạy thoát, ngược lại biến thành tiêu phàm tiến một bước luyện chế thổ ma ngẫu, tăng lớn ma ngẫu uy lực đồng dạng vật liệu chỉ có thể nói, uy linh lão ma là chúng đích nên tuyệt, thật vất vả tìm tới một cái thoát thân cơ hội, lại đâm vào oán linh trong tay. Tiêu phàm hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, khi nguyên thần rơi vào oán linh trong tay, muốn sống không được muốn chết không xong thời điểm, uy linh lão ma ra sao chờ buồn nản cùng phẫn hận. Đáng tiếc oán linh mới không phải nhân từ nương tay hạng người. Rất rõ ràng, nếu như tiêu phàm có thể thành công đem uy linh lão ma hai hồn năm phách dung nhập vào thổ ma ngỗ thể nội, lại thêm thu tập được những cái kia thổ nguyên tinh, vô cấu tịnh thổ cùng địa nguyên trọng thạch, thật là có khả năng luyện chế ra một bộ nguyên anh kỳ thổ ma thỉnh thoảng xuất hiện tới. Bất quá, dĩ nhiên không phải hiện tại, lúc này, tiêu phàm ngay cả nửa khắc đồng hồ đều trì hoãn không dậy nổi. Hắn ở đây trì hoãn càng lâu, hoàng đường tình cảnh liền càng nguy hiểm. Hoàng đường cũng không phải loại kia giỏi về đầu cơ trục lợi người, sẽ chỉ cứng đối cứng làm bừa. Lúc này ống tay áo lắc một cái, oán linh hóa thành một đoàn mây xám, phi thân chui tiến vào linh thú điểm. Thổ ma ngẫu cũng liền một quyển, hóa thành một cỗ cát vàng, toàn bộ thu nhập xanh biếc trong giới chỉ. Sau đó lại thu trận kỳ trận bàn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng về lai lịch bay đi. Audio điện tử võ tấn bền Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thiên sơn quân hậu bối đại khảm đao, lại một lần trùng điệp đánh trúng hoàng đường thuộc đồng côn. Hoàng đường kêu rên lên tiếng, đang 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 liền lùi mấy bước, há miệng ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lông sù trên mặt, đã hoàn toàn trắng bệch, toàn không huyết sắc. Duy chỉ có một đôi mắt lại là huyết hồng huyết hồng, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, gắt gao tiếp cận Thiên Sơn Quân, không có chút nào muốn đầu hàng lui bước chi ý. Thống khoái, Thiên Sơn Quân vung trong tay song đao, cười lên ha hả. Hoàng đường, nếu không phải tiểu tử ngươi quá cứng, vốn đại vương thật đúng là muốn giữ lại ngươi một cái mạng. Nhiều năm như vậy, chưa từng có cái kia một lần như hôm nay dạng này đánh cho thống khoái thương khung núi phương viên mấy trăm ngàn bên trong ngoại trừ ngươi nhà đại ca thương kỳ chỉ sợ cũng liền ngươi hoàng đường có thể cùng ta cứng đối cứng tiếp vài chiêu hoàng đường cứ việc cảnh giới so hắn thấp một tầng nhưng đồng giáp gấu cận thân vật lộn năng lực cũng là có tiếng hoàng đường bị thương nặng chi dư thế mà còn có thể cùng hắn tranh đấu mười mấy hiệp thực tế có chút vượt quá thiên sơn quân dự kiến phi hoàng đường hung tợn gắt một cái hít một hơi thật sâu bước nhanh chân hai tay giơ cao thuộc đồng côn lại hướng thiên sơn quân đánh tới. Tiểu tử ngươi thật không muốn sống a à, tốt, vốn đại vương thành toàn ngươi, thiên sơn quân giữ tợn cười một tiếng, nhún người nhảy lên, song đao nhằm thẳng vào đầu chém, khí thế kinh người. Gặp một lần điệu bộ này, hoàng đường liền biết cái này hai đao mình rất khó chống đỡ được, lại là không tránh không né, sơ cao thục đồng côn nghinh kích đi lên. Muốn giết hắn có thể, nhưng muốn để hắn tại thiên sơn quân trước mặt lộ ra khiếp đảm nhu như cầu hùng bộ dáng, tuyệt đối không thể. Đại trưởng phu chết thì chết mà thôi, thì sợ gì ư? Oanh, răng rắc hoàng đường dưới chân cứng rắn vô so màu nâu đen mặt đất nham thạch. Lập tức vỡ ra hai lỗ lớn, hoàng đường hai con chân to, thật sâu hõm vào, hai cánh tay không thể át chế lay động, nứt gan bàn tay, máu tươi một cỗ theo lông xù đại thủ chảy xuống trôi. Thiên Sơn Quân ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức lại trở nên 10 điểm lãnh khốc vô tình. Tay phải vung lên, nặng nề đại khảm đao ngang qua hướng hoàng đường cái cổ cắt qua mặc cho ai nấy đều thấy được, dưới mắt hoàng đường, đã là triệt để cường nỗ chi kết thúc, vừa rồi một kích kia lấy cứng trọi cứng, đã hao hết hắn sau cùng một tia pháp lực, hiện tại đừng bảo là chống đỡ né tránh, chỉ sợ cũng ngay cả một đầu ngón tay đều rất khó nhấc lên được. Mắt thấy đại khảm đao hành quét tới, hoàng đường nhẹ nhàng thở phào một cái. Chậm rãi nhắm mắt lại, lại phảng phất nháy mắt giải thoát. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực sống ở trong cừu hận, chỉ muốn muốn giết chết thiên sơn quân vì ái thề báo thù, Đáng tiếc một mực chưa thể toại nguyện, bây giờ cùng Thiên Sơn Quân huyết chiến đến một khắc cuối cùng. Kiệt lực mà một, cũng coi là chết cũng không tiếc, người nào, ngay tại Hoàng Đường nhắm mắt đợi tử chi lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên Thiên Sơn Quân tiếng giống giận dữ. Lập tức hô một tiếng, khó khăn lắm bổ tới hắn cái cổ trước đó không đủ hai thước đại khảm đao, bỗng nhiên thu về, bỗng nhiên hướng khác một bên gấp bổ mà đi. Hoàng Đường không khỏi lại là giật mình lại là buồn bực, vội vàng mở hai mắt ra xem rõ ngọn ngành suy một tiếng vang nhỏ, thiên sơn quân hậu bối đại khảm đao những nơi đi qua, hai con to lớn màu vàng đại trụy đồng thời đứt thành hai đoạn, đại khảm đao thế đi không chút nào suy, thuận thế lực bổ xuống. Lại là suy một tiếng, cao sáu thước thổ ma ngẫu nháy mắt bị từ đó trẻ thành hai mảnh. Thổ ma ngẫu, hoàng đường lên tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời, có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiêu phàm không phải nói, thổ ma ngẫu bị uy linh lão ma khống chế sao? Tại sao lại ở chỗ này chui ra ngoài, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu mình một mạng. Cái này uy linh lão ma cùng hắn hoàng đường nhưng không có giao tình gì. Hoàng đường tự nhiên tuyệt nghĩ không ra, ngay tại cái này thời gian không lâu bên trong, tiêu phàm chẳng những diệt sát đi biến dị báo gấm, còn tiện thể đem uy linh lão ma nguyên thần cũng giải quyết. Tại hoàng đường trong đầu, muốn làm được những này, trừ phi là nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể. Tiêu phàm chỉ có chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi mà thôi. Thổ ma ngỗ bị thiên sơn quân một bổ hai mảnh, lập tức ngay tại chỗ một quyển, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, phần phật chui tiến vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. Lấy thổ ma ngẫu cấu tạo, loại này trực tiếp pháp bảo bản thể công kích, rất khó đối với nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ cần không có nháy mắt diệt sát thành cho, thổ ma ngẫu thoáng qua liền có thể gây dựng lại thân thể. Cùng lúc đó, meo một tiếng, vô số đen nhánh tỏa sáng khí nhọn hình lưỡi dao, như là vô số màu đen mũi tên, lít nha lít nhít hướng thiên sơn quân kích xạ mà tới lớn mật thiên sơn quân không khỏi một tiếng gầm thét trên cổ gân xanh bạo chán mà lên lấy hắn hóa hình trung kỳ tu vi căn bản khỏi phải tận mắt thấy thần niệm chi lực vì tiện quét qua liền có thể phát giác được hắc lân bất quá là một đầu cấp chín linh thú mà thôi cảnh giới so sánh với lúc trước phát động đánh lén thổ ma ngấu còn hơi có không bằng những này chỉ là kim đan hậu kỳ tiểu bối cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén hắn vuốt hắn dâu hùm quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn nhục không hảo hảo cho những bọn tiểu bối này một phen giáo huấn, Thiên Sơn chi chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Sơn quân tay một dương, hậu bối đại khảm đao hóa thành ngàn vạn đạo sáng như tuyết đao mang, hướng lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung hắc lân chém bay đi, đối hắc lân phóng tới vô số hắc mang, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền mảy may né tránh chi ý đều không có, chỉ là kim đan kỳ linh thú pháp thuật công kích, làm sao có thể cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn? Hắc lân tựa hồ biết lợi hại không đợi ngàn vạn đạo đao mang chém tới trước mặt, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc mang, trong khoảnh khắc liền bay vụt đến hơn 10 trượng bên ngoài, mảy may liền không có ngạnh kháng suy nghĩ. Thực tế song phương cảnh giới thực lực đều cách biệt quá xa, hơi một sơ sẩy, chính là tai họa ngập đầu. Thiên Sơn quân há chịu dễ dàng như vậy bỏ qua, lập tức giữ tợn cười một tiếng, chính muốn tiếp tục xuất thủ, chợt cảm nhận được một loại nào đó khí thức cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ngay cả hắn tên này đã đạt đến tại hóa hình trung kỳ cảnh giới yêu thú, đều trong nháy mắt cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm. Thiên Sơn Quân bỗng nhiên nghiêng đầu đi, bấm tay gảy nhẹ, một đạo pháp quyết bắn ra, đem vụng trộm bay đến đỉnh đầu của mình một viên đen thấm lớn bằng ngón cái viên châu một chút trẻ thành hai mảnh. Ba đen thấm viên châu bạo liệt mà ra, từng tia từng sợi xương mù màu đen, lập tức bắn ra mà ra, phô thiên cái địa hướng Thiên Sơn Quân bao phủ xuống. Hóa yêu nước, cứ việc Thiên Sơn Quân một mực chấn định, giờ phút này cũng hãi nhiên biến sắc, nhìn không được khàn giọng kêu to lên, hai mắt bóng dưng trừng tròn xoe, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do so dự hướng khác một bên bay đi. Đến cùng không hổ là hóa hình trung kỳ yêu thú, cả đời tranh đấu vô số, phản ứng nhanh nhẹn vô so. Dù là như thế, thiên sơn quân động tác vẫn như cũ còn ngại chậm hơn chút, có không ít hắc vụ nhiễm đến trên người hắn, sau một khắc, thiên sơn quân liền dài tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy tay trên chân, dâng lên một cỗ tanh hôi mùi, phàm là bị hắc vụ nhiễm đến địa phương, trong khoảnh khắc liền ra chóc thịt bong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng cốt nhục chỗ sâu ăn mòn mà đi. Đường vừa mới từ giữa không trung bay trở về kia ngàn vạn đạo đao mang một lần nữa huyễn hóa thành một thanh hậu bối đại khảm đao, may mắn thế nào bị đại lượng hắc vụ bao khỏa trong đó, lúc này linh tính mất hết, đảo mắt hóa thành một viên tuyết trắng cực đại răng nanh, lập tức lại bị hóa yêu nước ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ, nháy mắt liền biến thành đen xì phế vật, giữa trời rơi rơi xuống đất, lập tức giống như đồ sứ, đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tứ tán vẩy ra. Thiên Sơn quân ánh mắt lóe lên một vòng hoảng sợ muốn tuyệt biểu lộ, lập tức không do dự nữa, hậu bối đại khảm đao vung vẩy như gió, đao mang những nơi đi qua, nát giữa da thịt như là như mưa rơi vẩy ra, vậy mà trong chốc lát liền bị hóa yêu nước nhiễm đến da thịt thậm chí xương cốt đều cắt gọt phải không còn một mảnh. Trong đó tay trái ba ngón tay, tức thì bị tận gốc chém xuống. Thẳng đến lúc này, Điều phàm mới từ chỗ tối hiện thân mà ra, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua thiên sơn quân, trong tay cầm mặt khác hai đoàn đen thấm viên châu, từ khí tức bên trên phán đoán, chính là hóa yêu thủy ngưng kết mà thành, đối bất kỳ yêu thú gì mà nói, đây đều là siêu cấp đại sát khí, bỗng nhiên bắn ra, chỉ cần nhiễm một điểm, liền là ra chóc thịt bong, nát giữa thấy xương, thực tế là khó lòng phòng bị. Tiểu bối, người dám tư tàng hóa yêu nước, thiên sơn quân giống giận, thanh âm đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm câm, hai mắt như là sung huyết, ánh mắt phẫn nộ vô so. Chẳng lẽ không sợ chúng ta thú tộc đưa ngươi xem như sinh tử đại địch sao? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, không chậm không nhanh nói, coi như ta không có hóa yêu nước, các ngươi thật giống như cũng không có ý định bỏ qua ta. Đã như vậy, ngươi cần gì phải nói những thứ vô dụng này nói nhảm? Tốt, rất tốt, thiên sơn quân gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm một chút, cắn răng nghiến lợi nói, lập tức chuyển hướng khác một bên vẫn trợn mắt hốc mồm, như rơi vào sương mù dày đặc hoàng đường. Hoàng đường, người cần phải hiểu rõ, này nhân loại tiểu tử tư tàng hóa yêu nước, là chúng ta thú tộc công địch. Người muốn tiếp tục cùng hắn hỗn cùng một chỗ, chính là phản bội toàn bộ thú tộc, đến lúc đó người người có thể chu diệt. Coi như chính người không sợ chết, cũng phải vì toàn bộ lâm lang sơn cái khác đồng đạo lấy nghĩ. Phi, hoàng đường lại nặng nặng gắt một cái, thả mẹ ngươi thối cầu thí, tiêu huynh đệ có hóa yêu nước như thế nào, hắn không phải thú tộc thì sao, hắn là ta hoàng đường huynh đệ. Ngươi luôn mồm nói mình là thú tộc đồng đạo, lại giết thê tử của ta, giết ta lâm lang sơn thú tộc vô số. Lão tử không cùng nhà mình huynh đệ ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi cái này tên hỗn đản thông đồng làm bậy. Tốt tốt tốt, cái này con đường chết, thế nhưng là ngươi tự tìm. Đến lúc đó chấn nhạc thần quân trước mặt, nhìn ngươi bản giao thế nào. Thiên sơn quân toàn thân vết thương, máu tươi phần phật ra bên ngoài bốc lên, nhất là nhìn thấy tiêu phàm trong tay hai viên màu đen viên châu, càng là tim mật đều hàn, lại cũng không dám ở nơi này chờ lâu, cắn răng bàn giao như thế một câu hình thức, liền là dưới chân độn quang cùng một chỗ, chạy đi như bay, trong chốc lát, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần biến dị báo gấm tình hình, hắn ngay cả nửa câu đều chưa từng đề cập. Đã tiêu phàm đã lông tóc không thương về đến nơi này, hoàn thủ cầm hóa yêu nước dạng này lợi khí, biến dị báo gấm hạ tràng, có thể nghĩ, chỉ sợ sớm đã đã hóa thành một bãi máu sền sệt. Mắt thấy thiên sơn quân đã đi phải xa, hoàng đường không khỏi thở ra một hơi dài, len ken một tiếng, nặng nề thuộc đồng côn trùng điệp đập xuống đất, ngay sau đó thân thể to lớn lắc mấy lần, đặt mông ngồi ngay đó, miệng rộng một phát, tựa hồ muốn nói gì, lại hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tại không có nửa điểm huyết sắc, ngay cả ánh mắt đều trong phút chốc tan dã ra, ảm đạm vô thần. Cửu âm thành chính giữa, sâu trong lòng đất, một cái màu đen trong cung điện. Tòa cung điện này quy mô cũng không lớn, Phương viên không hơn trăm trượng rộng rộng, đại điện bên ngoài là màu nâu đen nham thạch xây thành, đại điện bên trong lại phủ lên từng tầng từng tầng trắng noãn ngọc thạch, tinh xảo dị thường. Bất quá căn này đại điện, dưới mắt lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Đại điện chính giữa có một cái hình bát giác, phương viên mấy trượng ao, đồng dạng lấy trắng noãn ngọc thạch đắp lên mà thành. Ao chung quanh thì đứng thẳng lấy tám đầu thô to màu trắng ngọc cây cột đá, trên cây cột điêu khắc cổ phác hoa văn, cây cột đỉnh thì điêu khắc tám cái khác biệt đầu thú lộ ra cực kỳ tang thương hồng hoang khí tức, tựa hồ mỗi một loại yêu thú đều đến từ viễn cổ hồng hoang. Cái này tám quả đầu thú miệng há lớn, từ đó phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, không ngừng rót vào phía dưới trong ao, những này chất lỏng màu đen vừa vừa từ đầu thú miệng bên trong phun ra, liền dơ lên từng đợt tuyết trắng sương mù, tựa hồ nhiệt độ cực thấp, chung quanh nhiệt độ không khí đều bị loại chất lỏng này kéo đến hạ thấp rất nhiều. Trận trận khí âm hàn đập vào mặt, lại tựa hồ là từ cực hàn âm vụ ngưng kết mà thành chất lỏng. Nhưng mà, trong ao lại là nhiệt khí lăn lộn, gây mũi mùi máu tanh, chính là từ trong hồ lộ ra đến, nhìn kỹ lại, cái này to lớn ngọc trong ao đá, vậy mà sôi trào nửa ao máu tươi, trong đó còn kèm theo không ít màu trắng khung xương, trong đó một cái lớn nhất xương đùi, thậm chí dài đến hơn một trượng. bởi vậy có thể thấy được, yêu thú này khi còn sống hình thể ra sao cùng cực đại, dù coi như là toàn bộ huyết trì, chỉ, chỉ sợ cũng dung nạp không dưới thân thể của nó. Giờ phút này nhưng cũng hóa thành một bãi máu sền sệt, bị người rót vào cái này huyết trì bên trong. Cứ việc đại điện này cùng huyết trì, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị huyết tinh. Nhưng chân chính làm cho người chú mục, không phải là huyết trì, cũng không phải tám khỏa đầu thú, mà là tính tính huyền phù tại trên huyết trì chống không một vật. Như thế đồ vật nhìn qua cũng không thế nào thu hút, chỉ là một cái màu trắng tròn điểm, ước chừng có lớn hơn một xích nhỏ, tròn điểm mặt ngoài trắng hiếu, thỉnh thoảng sẽ có một cái nhô lên. Cực giống từng đoạn từng đoạn xương cốt, như là một loại nào đó động vật xương sống, bị cưỡng ép vặn vẹo thành dạng này một cái xương điểm. Cái này bạch cốt điểm lẳng lặng treo tại trên huyết trì không, trong ao huyết tinh chi khí cùng cực hàn âm khí, từng tia từng sợi đi lên trên đằng, phảng phất vạn phản lưu về như biển, chậm rãi bị xương điểm hút thu vào. Huyết trì chính tây phương, một đầu màu trắng cột đá phía dưới, khoanh chân ngồi một cái bóng người màu đen. Toàn thân hắc vụ quấn, loáng thoáng, thấy không rõ lắm người này diện mục chân thật. Bóng người màu đen khoanh chân ngồi tại dưới cột đá, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung xoay chầm chậm xương điểm thỉnh thoảng giơ cánh tay lên suy suy âm thanh bên trong từng đạo hùng hậu vô so pháp quyết đánh vào xương điểm bên trong xương điểm lại không có phản ứng chút nào chỉ là không nhanh không chậm xoay tròn lấy huyết trì chính nam cùng hướng chính bắc cột đá phía dưới cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng một bóng người ở phía chính bắc chính là một bộ cương thi thân hình cao lớn chừng bảy thước trở lên toàn thân da thịt nát giữa máu đen chảy ngang rơi ly ly giọt rơi trên mặt đất cùng bóng người màu đen đồng dạng cương thi cũng sẽ thỉnh thoảng hướng xương điểm đánh vào một đạo pháp quyết ở chính nam phương chính là một bộ màu trắng loáng khô lâu trong mắt lóng lánh nhàn nhạt quỷ hỏa ngồi xếp bằng động tác cùng bóng đen cùng cương thi giống nhau như đúc không hề nghi ngờ bọn hắn là đang tế luyện cái nào đó bảo vật mắt thấy huyết trì bên trong máu tanh mùi vị dần dần trở thành nhạt cương thi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo âu quay đầu chuyển hướng bóng người màu đen nói đại ca xem ra cái này huyết thực hay là quá ít, cửu âm bạch cốt điểm rất khó luyện chế thành công. Trắng muốt khô lâu cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a à, đại ca, mặc dù nói lần này xông tới yêu thú, 78 phần 10 đều đã bị chúng ta ném ở cái này hóa bên trong huyết trì, số lượng còn là còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng, hay là cao dài yêu thú tinh huyết cùng nội đan không đủ. Hai mười mấy đầu hóa hình yêu thú, chân chính bị săn giết vẫn chưa tới 10 đầu, hóa hình trung kỳ trở lên, một đầu đều không có. Huyết thực không đủ, Cửa âm bạch cốt điểm bước cuối cùng này lại luôn là khó mà hoàn thành. Bóng người màu đen không rên một tiếng, chỉ là chuyên chú nhìn qua cửa âm bạch cốt điểm, từng đạo pháp quyết đánh vào đi vào. Cương thì thấy thế, cũng có chút bất đắc dĩ, chuyển hướng đối diện trắng muốt khô lâu, nói: "Lão Tam, ngân cầu vùng tiên tử bên kia là ngươi đi liên hệ a. Làm sao những ngày này, một điểm động tĩnh đều không có, trừ trước hết nhất đưa tới 20 con yêu thú, liền không còn có đoạn dưới. Chẳng lẽ nàng muốn đổi ý a?" Trắng muốt khô lâu lắc đầu, nói, đổi ý ngược lại là khả năng không lớn, ta lo lắng, nàng có phải là xảy ra chuyện. Cương Thi không khỏi mỉm cười một cái, nói, kia làm sao có thể. Nhớ năm đó, ngân cầu vòng tiên tử thế nhưng là chúng ta những người này ở trong tu vi cao nhất. Cứ việc hiện tại không so lúc trước, làm sao cũng có nguyên anh trung kỳ thực lực. Lấy nàng kiến thức ánh mắt, nhóm này yêu thú ai có thể tổn thương được nàng. Dù coi như là đầu kia hóa hình hậu kỳ yêu thú thân tự xuất thủ, Ngân cầu vòng tiên tử nhiều nhất là không địch lại mà đi, nghĩ muốn tiêu diệt nàng, nào có dễ dàng như vậy. Đờ đẫn trên mặt cũng lộ ra xem thường thần sắc, tại cái này phong ấn chi địa, âm khí cùng ma khí cực nặng, quỷ vật chi thân trời sinh liền chiếm cứ địa lợi, trở nên càng thêm khó mà diệt sát. Trắng muốt khô lâu nhưng vẫn là lo lắng nói, lời tuy như thế, khó đảm bảo không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngân cầu vòng tiên tử tính nết, người ta còn không biết à. Nàng hoặc là không đáp ứng, một khi nàng đáp ứng liền tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà lại, ta cũng nghĩ không ra được, nàng có cái gì đổi ý lý do. Dù sao cùng cửu âm bạch cốt điểm sau khi luyện thành, mở ra thông đạo, tất cả mọi người có thể trở lại thất dạ giới đi, chẳng phải là tốt? Đợi địa phương quỷ quái này, có phong ấn chi lực áp chế, cả một đời cũng không nên nghĩ đột phá bình cảnh, hồi phục đến ngộ linh kỳ tu vi. Nói như vậy, chúng ta dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào đầu kia lão ma sói rồi. Cương Thi có chút buồn bực nói, trong tay không chậm chút nào, lại đánh một đạo pháp quyết ra ngoài, rót vào bạch cốt điểm bên trong. Trắng Muốt khô lâu nhẹ gật đầu, nói, tựa như là dạng này. Cương Thi thần sắc càng thêm không vui, nói, thế nhưng là chúng tiểu nhân tin tức truyền đến nói, lão ma sói cùng đầu kia hóa hình hậu kỳ yêu thú giao thủ qua, chẳng những không có khắc chế hắn, còn ăn thiệt thòi nhỏ, thủ hạ ma tử ma tôn, bị tàn sát một nhóm lớn. Kia hóa hình hậu kỳ yêu thú, coi là thật lợi hại như thế. Cần biết lão ma sói tại cái này phong ấn chi địa, tính được là số một số hai đại cao thủ, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, cùng ngoại lai hóa hình hậu kỳ yêu thú giao thủ, vậy mà không có chiếm được nửa phân tiện nghi, thậm chí ăn thiệt thòi nhỏ, quả thực khiến người khó có thể tin. Xác thực như thế, kia hóa hình hậu kỳ yêu thú, tu luyện thần thông cực kỳ cổ quái, tựa hồ không là thuần túy thú tộc thần thông, mang theo một loại nào đó nói không nên lời tà khí. Lão ma sói một cái không quan sát, kém chút liền trúng kế của hắn bất quá cứ như vậy, những này kẻ ngoại lai xem như triệt để đem lão ma sói chọc giận. Cái này lão ma đầu thẹn quá hóa giận, đã đem tất cả ma tử ma tôn đều triệu tập lại, phát thể muốn đem những này kẻ ngoại lai chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Trắng Muốt khô lâu nói, hai mắt chỗ sâu quỷ hỏa, bỗng nhiên trở nên sáng tỏ mấy phân, tựa hồ đối với này rất là hài lòng. Cương Thi cười ha ha một tiếng, lập tức nói, lão ma sói chính là cái này tính xấu, đáng tiếc a, những ma thú này là mục nát huyết chi thân bằng không mà nói, lão ma sói chết nhiều như vậy ma tử ma tôn đều làm ra làm huyết thực lời nói, khẳng định đầy đủ. A, à, đại ca, ma thú mục nát máu không được, bọn chúng ma hạch được hay không? Cái này một câu cuối cùng, lại là hướng tây bên cạnh bóng người màu đen nói, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn chi ý. Bóng người màu đen hừ lạnh một tiếng, nói, không được. Ma thú ma hạch chỉ có thể dùng để luyện chế ma khí, tu luyện ma công, làm không được huyết thực. Vậy liền thật sự là đáng tiếc trắng muốt khô lâu cười nói nhị ca cái này cũng không có gì có thể tiếc coi như ma thú ma hạch có thể làm huyết thực chúng ta cũng được nhiều cân nhắc một chút thật muốn dẫn lửa lão ma sói lão già này bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt đến lúc đó coi như thật chính là được không bù mất hư hắn trở mặt liền trở mặt chẳng lẽ ai còn đừng sợ hắn cương thi cười lạnh một tiếng khinh thường nói vô luận cương thi hay là quỷ vật còn không sợ ma thú mục nát máu cái này liền làm cho ma thú một đại sát khí trống rỗng mất đi hiệu dụng. Qua nhiều năm như vậy, phong ấn chi địa ma thú cứ việc so quỷ vật còn nhiều, nhưng Thủy chung chưa thể chiếm thượng phong, ngược lại ẩn ẩn có bị quỷ vật áp chế tình hình, nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Trắng muốt khô lâu cười cười, không lên tiếng nữa, nhị ca chính là như thế cái tính nết, lại cũng không cần nói thêm cái gì. Cùng ma thú tại phong ấn chi địa cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, sao có thể nói đánh là đánh. Bóng người màu đen bỗng nhiên nói, lão tam, tất cả có thể phân phối nhân thủ, đều phái đi ra rồi sao? Trắng muốt khô lâu vội vàng đáp, đều phái đi ra, trừ cái này máu điện hộ vệ, cái khác tất cả có thể phân phối trong tay mỗi người có một cái không dư thừa, đều phái ra ngoài. Vậy là tốt rồi, mặc dù chúng ta cùng lão ma sói đạt thành giao dịch, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ. Dù sao yêu thú tinh huyết, đối ma thú mà nói, cũng là vật đại bổ. Lão ma sói cố nhiên là cái thủ tín người, hắn những cái kia ma tử ma tôn lại rất khó quản thúc được. Đại ca nói đúng, vẫn là chúng ta người một nhà đáng tin một điểm. Lời nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, trắng muốt khô lâu bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía đại điện lối vào. Cùng lúc đó, bóng người màu đen cùng cương thi ánh mắt, cũng đồng loạt nhìn về phía bên kia. Rất hiển nhiên, có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ngay sau đó, một trận ầm ầm một ngạt tiếng vang, tự đại ngoài điện bên cạnh truyền đến, ngay cả đại điện đều tựa hồ tại ẩn ẩn chấn động cương thì giật mình, mãnh đứng lên, kêu lên, chuyện gì xảy ra, giống như hộ vệ đại trận xảy ra vấn đề, bị người công phá rồi. Vì cam đoan bảo vật tế luyện không bị quấy dày, tòa này máu điện bị cực kỳ chặt chẽ bảo vệ, cả tên hộ vệ đại trận sớm đã mở ra, tất cả phòng vệ thủ đoạn đều đạt tới cấp bậc cao nhất. Mà lại nơi này thâm nhập dưới đất mê cung nơi trung tâm nhất, những cái kia kẻ ngoại lai hẳn là rất khó đến nơi này mới là. Bình thường đã sớm tại bên ngoài bị số lớn quỷ vật cùng ma thú chém giết hầu như không còn, Lần này đột nhiên xuất hiện rung mạnh, thật đúng là khiến người khó có thể lý giải được. Đúng lúc này, lại là một trận âm ầm trầm đục, đại điện chấn cảm đã kinh biến đến mức không phải thường minh hiền. Trong khoảnh khắc, hộ vệ đại trận lại một tầng cấm chế, đã bị người cưỡng ép bài trừ. Đại ca, ta đi xem một chút, cương thi tính khí nóng này, lập tức nhịn không được, lúc này đứng dậy, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chớ nhìn hắn cũng không có phi độn mà đi, mỗi một bước bước ra, lại khoảng chừng mấy trượng khoảng cách, tốc độ mảy may cũng không dưới phổ thông nguyên anh tu sĩ tốc độ bay, trong nháy mắt liền rời đi huyết trì, cách thạch điện đại môn chỉ có mấy chục trượng xa. Cương thi chưa đi tiến vào cửa điện, oanh một tiếng vang thật lớn, thạch điện đại môn bỗng nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay dương mà lên, một tên cao tới mấy trượng to lớn bóng người, tay cầm một thanh to lớn thép dòng bát giác trùy, uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa đại điện, thân bên trên tán phát ra một trận khinh người khí thế. Yêu thú, cương thi hai mắt lập tức híp mắt khâu lại, lộ ra giật mình thần sắc. Đầu này bỗng nhiên xông tới yêu thú, trên thân linh lực ba động rất không vững vàng, chợt mạnh chợt yếu, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác nguy hiểm, thời kỳ toàn thịnh, Chỉ ít hẳn là có hóa hình trung kỳ tu vi. Cự hình yêu thú vừa thấy được cương thi, lập tức nổi giận cuồng hống một tiếng, sơ cao cán dài thép sòng bát giác đại trùy, hô vào đầu dáng xuống, vậy mà nói đánh là đánh, nửa phần giả mượn cũng vô. Cương thi sướng sờ, lập tức giận tím mặt, một tiếng gào thét, nát giữa chảy mù thân thể đón gió căng phồng lên nháy mắt cũng hóa thân thành cao mấy trượng thấp một thanh to lớn hậu bối lớn chát đao chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay không sợ hãi chút nào đón bát giác đại trùy phản kích tới cửu âm thành ba đại thành chủ nhị thành chủ tính tỉnh táo bạo nhất yêu thú này hung hãn như vậy lập tức liền triệt để chọc giận cương thi đang hai nặng nề đến cực điểm cự hình binh khí hung hăng đụng vào nhau phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang thanh âm yêu thú kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rung mạnh dưới chân không vững, đang 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 về sau liền lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Cương thi lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, khóe miệng hiện lên cùng một chỗ khinh miệt cười lạnh. Chỉ lần này một kích, song phương lập tức phân cao thấp. Đương nhiên, cái này cũng cũng không có nghĩa là, cương thi tu vi càng tại yêu thú phía trên, chỉ là yêu thú này rõ ràng trải qua một phen khổ chiến mới hướng tiến vào đại điện, thụ thương không nhẹ, sớm đã không còn thời kỳ toàn thịnh tiêu chuẩn bằng không mà nói, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Hóa hình trung kỳ yêu thú, nguyên bản một mực lẳng lặng xếp bằng ở huyết trì bên cạnh bóng người màu đen, miệng bên trong phát ra kinh ngạc nhẹ a thanh âm. Hơn nữa còn là lấy khí huyết phượng thịnh chứ danh cự linh thú lão nhị, bắt lấy hắn. Cương thi một tiếng nhe răng cười, cao giọng đáp, minh bạch. Mắt thấy huyết trì bên trong huyết thực không đủ, cửu âm bạch cốt điểm cuối cùng tế luyện có khả năng sắp thành lại bại. Bây giờ bỗng nhiên xông tới một đầu hóa hình trung kỳ cự linh thú, chính là đưa tới cửa bên trên cùng huyết thực, làm sao có thể bỏ lỡ. Từ cái này cương thi trên thân linh lực ba động đến xem, cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, bất quá đã đạt đến tại nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, so sánh với bị oán linh diệt sát ngân cầu vùng tiên tử. Cảnh giới tựa hồ còn phải mạnh hơn ba phân, lấy tu vi như vậy, muốn lấy cùng giai hóa hình trung kỳ cự linh thú, bình thường trên cơ bản khả năng không lớn. Nhưng dưới mắt, cái này cự linh thú đã mang thương mang theo, nơi đây lại là cửu âm thành dưới mặt đất trung tâm chỗ cương thi tùy thời có thể điều động cấm chế chi lực tương trợ tấn công địch tự nhiên chiếm cứ ưu thế cực lớn cái này mới tự tin hơn gấp trăm lần cái này bỗng nhiên xông tiến vào máu điện hóa hình cự linh thú chính là thương kỳ bất quá nhìn qua tựa hồ bởi vì cuồng bạo quá mức đã có chút thần trí không rõ cự linh thú hai đại thiên phú thần thông cố nhiên cao minh nhưng thi triển quá mức tấp nập lại cũng có được hết sức rõ ràng di chứng đó chính là rất dễ dàng bị cuồng bạo chi khí ảnh hưởng tâm thần cho nên điên dại cương thi trong tay chát đao một dương lập tức huyễn hóa ra mấy đạo hắc khí đảo mắt biến thành vài mặt chát đao hư ảnh trong hư không lóe lên lập tức biến mất không thấy gì nữa sau một khắc mấy đạo chát đao hư ảnh tại thương kỳ bên người nổi lên đồng thời hướng phía dưới chém xuống một cái thương kỳ ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng tiếu trên thân hắc quang lóe lên một kiện đen nhánh chiến giáp bỗng nhiên hiển hiện đem hắn toàn thân trên dưới đều bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Chính là hoàng đường tự thân vì hắn tỉ mỉ rèn đúc chiến giáp, phòng hộ năng lực mạnh, không chút nào tại hoàng đường mình tổ truyền đồng giáp phía dưới. Bất quá giờ phút này, cái này đen thấm chiến giáp phía trên, cũng xuất hiện mấy chỗ tổn hại. Cương thi khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười chi ý. Trong tay hắn chát đao, cũng không phải phổ thông bảo vật, mà là một kiện pháp bảo cực phẩm. Là cương thi năm đó thời kỳ toàn thịnh sử dụng bản mệnh bảo vật, mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, thậm chí còn có mấy chỗ lỗ hồng, nhưng kỳ phong duệ chỗ, xa không phải những pháp bảo khác có thể so sánh. Cái này cự linh thú thần chí không rõ, vậy mà dự định bằng vào một kiện khôi giáp, ngạnh kháng mình pháp bảo cực phẩm, cương thi tự nhiên là cầu còn không được. Thương kỳ vừa tế ra chiến giáp, còn không tới kịp có động tác khác, vài mặt chát đao hư ảnh liền đã gần người. Trong chốc lát một trận chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, chiến giáp bên trên hắc quang đại phóng, ngạnh sinh sinh chống đỡ chát đao hư ảnh, không gì không phá trí bảo vậy mà gặp khắc tinh cương thi biến sắc lập tức chìm xuống dưới rỗi ra một chi dính đầy nùng huyết ngón tay hướng về chát đao hư ảnh một điểm hét lớn một tiếng phá vài mặt chát đao hư ảnh nháy mắt ngưng lại trở nên như là thực thể bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại suy suy xé vài thanh âm truyền đến nhìn như kiên cố vô so chiến giáp lại ngạnh xinh xinh bị cái này mấy đạo chát đao hư ảnh mở ra ngay sau đó cương thi bỗng nhiên chừng lớn hai mắt Giống như là tuyệt không tin mình nhìn thấy tình hình. Sắc bén vô song, đem chiến giáp đều hết thảy mà mở chát đao hư ảnh, trực tiếp cắt tại thương kỳ thân thể phía trên, lại lần nữa phát ra kim loại giao kích chói tai âm thanh, đồng thời loại này giao phong vẫn chưa tiếp tục quá lâu, đã là cường nỗ chi kết thúc chát đao hư ảnh rất nhanh liền tại tiếng ai minh bên trong, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm hắc vụ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu thú này nhục thân mạnh mẽ, quả thực đến một cái mức độ khó mà tin nổi ngay cả pháp bảo cực phẩm công kích đều có thể trực tiếp tiếp nhận xuống tới mặc dù chiến giáp tiêu trừ chát đao hư ảnh bộ phân uy năng vẫn như cũ để người khó có thể tin tiểu bối ăn ta một truy thương kỳ trong tiếng cười điên dại thân thể to lớn nhoáng một cái liền đến cương thi trước mặt vung lên to lớn thép dòng bát giác truy hướng phía cương thi vào đầu đập xuống trong lúc này muốn né tránh đã tới không kịp cương thi đành phải dơ lên chát đao lần nữa nghênh đón tiếp lấy đương một tiếng vang thật lớn lần này cứng đối cứng kết quả, lại cùng vừa rồi khác lạ. Cương thi tiếng rên rỉ bên trong, đang 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 lui về sau 7 tám bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thương kỳ thì vững vàng đứng tại chỗ, thân thể cao lớn ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Mới vừa vào cửa lúc, thương kỳ thậm chí đều không có thấy rõ ràng địch thủ là cái hạng người gì, tiện tay một kích, chỉ dùng không đến 7 thành công lực, tự nhiên không phải cương thi đối thủ. Bây giờ toàn lực xuất kích, đem cự linh biến thân to lớn cự lực phát huy đến cực hạn, kết quả tự nhiên khác nhau rất lớn. Cương thi mặc dù cũng coi như phải nhục thân cường hoành, cùng hóa hình trung kỳ cự linh thú tướng so, dù sao vẫn là có tranh lệch nhất định. Chỉ bất quá tu vi đến bọn hắn dạng này cảnh giới, cũng không phải vẻn vẹn chỉ bằng một thân man lực liền có thể nắm vững thắng lợi. Mắt thấy lấy cứng chọi cứng không làm được, cương thi trong tiếng cười lạnh, trong tay chát đao ngay cả dương, mười mấy nói chát đao hư ảnh nhau nhau tuôn ra, hướng về thương kỳ lóe lên mà đi, đảo mắt liền chui vào hư giữa không chung, sau một khắc, tại thương kỳ bên người nổi lên. Lần này chát đao hư ảnh, xa so vừa rồi muốn dày đặc được nhiều, vừa nhìn liền biết uy lực không thể coi thường. Ta liền không tin, người còn có thể lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng xuống tới. Cương thi cười lạnh liên tục, tay trái bấm quyết, lặng yên không một tiếng động điều động đại điện cấm chế chi lực, hướng về thương kỳ bao phủ xuống. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên đã sớm nhìn ra được, thương kỳ hiện nay thi triển loại thiên phú này thần thông cố nhiên có thể để nhục thân cường hoành đến một cái khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng ở phản ứng phương diện, liền muốn chỉ độn phải nhiều, xa hoàn toàn không phải hóa hình trung kỳ yêu thú vốn có tiêu chuẩn. Tại loại này nửa trạng thái điên cuồng phía dưới, thương kỳ thậm chí căn bản liền sẽ không phát giác được hắn tại điều động cấm chế chi lực. Đợi đến thương kỳ kịp phản ứng, cấm chế chi lực sớm đã chân áp mà xuống, đến lúc đó, liền thật chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, dù coi như cự linh thú nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cương thi cũng có niềm tin tuyệt đối, đem hắn chém thành thịt muối. Mắt thấy thương kỳ chỉ lo vùng vẩy bát giác trùy cuồng nện những cái kia chát đao hư ảnh, đối máu điện cấm chế chi lực hoàn toàn chẳng quan tâm, mặt cương thi bên trên mỉa mai ý cười càng thêm rõ ràng. Nguyên bản thời khắc chú ý bên này tình thế, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ trắng muốt khô lâu, cũng an tâm ngồi xuống. Không bao lâu, đầu này hóa hình trung kỳ cự linh thú liền muốn trở thành cửu âm bạch cốt điểm huyết thực, Hèn hạ, đúng lúc này, một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền vào cương thi trong tai. Còn không có cùng cương thi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên bản chính lặng yên không một tiếng động hướng thương kỳ tới gần cấm chế chi lực, bỗng nhiên đảo ngược, hướng về cương thi mình cuốn tới, tốc độ cực nhanh vô so. Cương thi giật nảy cả mình, lập tức không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể nhoáng một cái, phóng ra nhanh chân, hướng một bên lóe lên mà đi, miệng bên trong một tiếng gầm thét, người nào dám can đảm ám toán bổn thành chủ cút ra đây cho ta, cười lạnh một tiếng, một trận gợn nước ba động hiện lên, khoác suy, một con thon dài trắng bệch bàn tay, tại đỉnh đầu hắn nổi lên, năm đầu ngón tay nhọn, lóng lánh lãnh khúc quang trạch, vào đầu vồ xuống. Đối mặt loại này ở trên cao nhìn xuống, rõ ràng mang theo khinh miệt nhục nhã chỉ ý đấu pháp, nhị đương ra lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, không tránh không né, trong tay chát đao một dương, gọn gàng dứt khoát hướng na chỉ cánh tay thon dài trưởng mãnh cắt qua đi. Chát đao những nơi đi qua, bàn tay lên tiếng trả lời mà nát, bất quá là một cái bóng mở thôi. Ngay sau đó, một cô gái áo đỏ tại cách đó không xa hiện thân mà ra, khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc lãnh khốc, chính là chấn nhạc thần quân chủ yếu trợ thủ, tinh thông trận pháp chi đạo thích phu nhân. Mắt thấy cương thi nghĩ lấy cấm chế chi lực ám toán thương kỳ, thích phu nhân tự nhiên lập tức xuất thủ, phá vỡ cương thi một chiêu này. Bên kia toa, mười mấy nói chát đao hư ảnh cố nhiên sắc bén vô song, nhưng không có pháp bảo bản thể pháp lực ủng hộ, tự nhiên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, khó mà bền bỉ. Bị. bị thương kỳ dễ như trở bàn tay liền bài trừ rơi. Cương thi biến sắc, đang muốn nói chuyện, lại một đạo thân cao mấy trượng bóng người, nhanh chân đạp tiến vào máu điện bên trong, trong tay cầm một thanh hậu bối đại khảm đao, đồng dạng da dày thịt béo, hai con tiểu ánh mắt đỏ như máu huyết hồng, toàn thân ra bên ngoài bốc lên cuồng bạo chi khí, chính là thiên sơn quân. Những này yêu thú bên trong người mạnh nhất, đã hội tụ đến cùng một chỗ, thích phu nhân cùng thiên sơn quân lộ diện một cái, không nói hai lời, đồng loạt hướng cương thi xuất thủ. Thiên sơn quân một cái nanh, đã hủy ở tiêu phàm hóa yêu dưới nước, bây giờ song tay nắm chặt một thanh hậu bối đại khảm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng cương thi vào đầu bổ tới. Thích phu nhân hỏa hồng váy áo quay tít một vòng, một đầu đen nhánh tỏa sáng nguyễn tiên ba một tiếng, lấy ra. Đầu này nguyễn tiên dài đến ba trượng, tay cầm bên trên điêu khắc một cái diện mục đầu rồng dữ tợn, do trên thân lộ ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Đầu này máu tanh trường tiên phối hợp thích phu nhân đỏ chót phách, lộ ra một loại khác yêu dã vẻ đẹp. Thiên Sơn Quân cũng là hóa hình trung kỳ yêu thú, tu vi cảnh giới, không chút nào tại cương thi phía dưới, mặc dù một đường kịch chiến về sau, nguyên khí trọng thương, cương thi cũng tuyệt không dám có chút khinh thường chi ý, mắt thấy Thiên Sơn Quân hung ác bá đạo thẳng nhào tới, cương thi trong tay chát đao từ trên xuống dưới nghiêng nghiêng vung lên, một đạo thật dài chát đao hư ảnh, bỗng dưng hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, ngửa đầu gào thét một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi hướng Thiên Sơn Quân nghênh đón tiếp lấy. Ba, lại là một tiếng vang vọng, thích phu nhân Nguyễn Tiên, lại như cùng một con rắn độc cũng như, bỗng nhiên hóa thành dài chừng 10 trượng, ở giữa không trung lóe lên, nhanh chóng vô cùng quấn về cương thi thân thể. Tiểu bối, thương kỳ hét lớn một tiếng, vung vẩy thép dòng bát giác trùy, cuồng phong gào thét, khí thế hung hăng sát tướng tới. Dù là cương thi tu vi không yếu, tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô so, bỗng nhiên bị ba tên cùng giai cao thủ vây công, trong chốc lát cũng làm cái luống cuống tay chân. Vô luận thiên sơn quân, thích phu nhân hay là thương kỳ, vừa ra tay đều đều là cứng đối cứng đấu pháp, không có nửa phân sức tưởng tượng. Đến dạng này quan trọng trước mắt, mỗi một khắc chuông đều lãng phí không dậy nổi. Cũng nên nhanh chóng phá tan đối thủ, phân ra thắng bại đến mới tốt, dù sao cái này phong ấn chi địa, là quỷ vật cùng ma thú hàng ổ, bọn hắn đều là kẻ ngoại lai, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi hơn ngàn cao dài yêu thú, đã không sai biệt lắm tử thương hầu như không còn, hóa hình sơ kỳ yêu thú đều có không ít vẫn lạc rơi. Trở về từ cõi chết giết đến nơi đây, ít càng thêm ít. Trắng muốt khô lâu thấy thế, tự nhiên cũng không ngồi yên được nữa, nhảy lên một cái, bạch cốt đá lởm chởm của tay khẽ đảo, một chương trắng hiếu xương cung nổi lên, tay phải lại lắc một cái, ba cái cốt tiến liền nhận tại trong suốt trên dây cung, song bàng tỉ thí. Trong khoảnh khắc cung kéo như trăng tròn, phải nhẹ buông tay vừa để xuống, ba cái cốt tiến thẳng đến thương kỳ mà đi. Hiển nhiên trắng muốt khô lâu nhận định trong ba người, thương kỳ yếu nhất. Cũng không phải thương kỳ tu vi không đủ, mà là hắn một mực thi triển cự linh biến thân, hao phí pháp lực lớn nhất. Phản ứng cũng chậm chạp nhất, trước từ thương kỳ nơi này vào tay, có hy vọng nhất trong thời gian ngắn phá vỡ cường địch. Ba cái cốt tiến thế đi kỳ nhanh, lại vô thanh vô tức, không có chút nào tiếng xé gió, trong nháy mắt liền đến thương kỳ trước người. Cũng không biết là chưa từng phát giác khác thường, hay là ép căn bản không hề đem cái này mấy cái cốt tiễn để vào mắt, thương kỳ đối ba cái cốt tiễn nhìn như không thấy, chỉ lo hướng cương thi tấn công mạnh mà đi. Trắng muốt khô lâu hai mắt chỗ sâu quỷ hỏa, bỗng nhiên trùng điệp nhảy vọt hai lần. Hết thảy đều cùng hắn suy nghĩ trong lòng tương hợp, cái này cự linh thú quả nhiên ỉ vào giáp trụ kiên cố, nhục thân cường hoành. Dự định đón đỡ hắn bạch cốt ma tiến, cẩn thận, không thể đón đỡ. Ngay lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm ở ngoài điện vang lên. Chỉ tiếc một tiếng này nhắc nhở, vẫn còn có chút trễ. Thương kỳ giật mình không đúng, muốn né tránh đã tuyệt đối không kịp, trong lúc cấp bách giống to một tiếng, màu đen chiến giáp phía trên bỗng nhiên bay lên hai mảnh đen thấm giáp phiến, nhanh như thiểm điện hướng về ba cái cốt tiễn nghênh kích đi lên. Đây chính là hoàng đường cho hắn chế tạo bộ chiến giáp này chỗ tinh diệu, chẳng những lực phòng hộ kinh người, thậm chí còn có thể chủ động nghênh chiến, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, tại tiêu phàm trong mắt, cái này cùng bạo tạc đẳng thức bọc thép là đồng dạng thiết kế nguyên lý loại này có thể chủ động nghinh chiến giáp phiến, cũng là vật chỉ dùng được một lần. Cứ việc hoàng đường cho chiến giáp của hắn bên trong luyện vào không ít dạng này chủ động giáp phiến, một đường huyết chiến xuống tới, cũng đã cơ bản tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có cuối cùng này hai mảnh. Mắt thấy nguy cấp, thương kỳ không chút do dự phóng ra. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, đen thấm giáp phiến chính chính cùng hai viên cốt tiến đụng vào nhau, nháy mắt dâng lên một cỗ hắc vụ, song song chôn vùi cùng vô hình. Viên thứ ba cốt tiến, suốt cục không thể ngăn cản, trực tiếp bắn tại thương kỳ chiến giáp phía trên. Suy, lần này, cốt tiến vẫn chưa bạo liệt, cũng không bị chiến giáp bắn ra, mà là tại tiếp xúc chiến giáp sát na, bỗng nhiên hóa thành một đoàn đất dẻo cao su, lập tức dính tại chiến giáp phía trên, còn không có cùng thương kỳ thấy rõ, cốt tiến lại hóa thành một đảo hắc tuyến, theo chiến giáp bên trên vỡ ra nói lỗ lớn, trực tiếp chui vào, dính vào thương kỳ làn ra phía trên. Một tiếng chấn thiên gào thét, thương kỳ bỗng nhiên dừng lại bước chân, lông xù mặt to bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo hắc tuyến tại dưới làn da của hắn một bên, như là uốn lượn rắn độc, giống như bay du tẩu, khoảnh khắc liền từ bên hông bơi tới chỗ cổ, lại từ chỗ cổ hướng diện mạo du tẩu mà đi. Thương kỳ trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, tựa hồ ngay tại chịu đựng một loại nào đó không phải người tra tấn. Trắng muốt khô lâu hắc hắc cười lạnh, bên trong ta bạch cốt ma tiến, mặc người bản sự ngập trời, cũng được ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thật sao, vậy cũng chưa chắc, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, tràn đầy uy nghiêm chi ý. Bóng người lóe lên, đầu đội vương miện, người khoác áo bào màu vàng trấn nhạc thần quân, tại thương kỳ bên người hiện thân mà ra. Đánh tới lúc này, vô luận thương kỳ hay là thiên sơn quân, đều đã có chút chật vật, dù coi như là nhất quán thích trưng diện thích phu nhân, cũng đã dốc hết toàn lực, đem thận trọng phong độ ném đến lên 9 tầng mây. Duy chỉ có trấn nhạc thần quân vẫn như cú quan đái chỉnh đề dù bận vẫn ung dung, vương giả chi khí nhiễm nhiên. Phảng phát trận này đại chiến, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Chấn nhạc thần quân vừa hiện thân, liền là duỗi ra một con trắng noãn bàn tay, nhẹ nhàng tại thương kỳ đầu vai vỗ. Ngay tại thương kỳ trên mặt bốn phía du tẩu cái kia đạo hắc tuyến bỗng nhiên run lên, bỗng nhiên đâm rách thương kỳ ra mặt, bắn ra, giống như có linh tính, réo vang một tiếng, liền hướng trắng muốt khô lâu bên kia vào tới. Chấn nhạc thần quân nhẹ nhàng hư một cái, tiện tay một trường đánh ra, cũng không thấy có gì dị dạng, cái kia đạo hắc tuyến lại một tiếng gào thét, lăng không bạo liệt, hóa thành vô số hắc khí tiêu tán thành vô hình nguyên bản thống khổ không chịu nổi thương kỳ bỗng nhiên đứng thẳng người thở phào một hơi trong hai mắt khí tức cuồng bạo thậm chí đều yếu bớt không ít hướng về chấn nhạc thần quân hơi không người một cái khàn giọng nói đa tạ thần quân tương trợ chấn nhạc thần quân hơi một vật đầu chấn nhạc thần quân trắng muốt khô lâu hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng nói chấn nhạc thần quân ánh mắt ở trên người hắn quét qua nhẹ gật đầu nói các hạ khí tức rất quen thuộc a xem ra trước đó vài ngày, một mực tại chỗ tối nhìn trộm chúng ta, chính là ngươi rồi. Trắng muốt khô lâu trong mắt quỷ hỏa nhảy vọt một chút, chậm rãi nói, không sai, đúng là ta. Thần quân không hổ là thương khung núi chi chủ, quả nhiên thần thông cao minh. Bất quá, thần quân coi là như thế tiện tay một kích, liền có thể phá mất ta bạch cốt ma tiến chi độc, không khỏi cũng quá coi thường khổ người nào đó. Cái này bạch cốt ma tiến là ta thu thập nơi đây cực âm chi khí ngưng luyện mà thành, đối hết thảy huyết nhục chi khu đều có đặc biệt mẫn cảm tính. Như là đã trúng tên, độc tính liền đã sâu tận xương tủy, đến chết mới thôi. Thần quân thủ đoạn lại cao, không có ta độc môn giải dược, cũng là tuyệt đối không giải được độc. Cái này cũng không khó, chờ ta bắt các hạ, giải dược tự nhiên là có, cần gì phải lo lắng. Chấn nhạc thần quân vẫn như cũ không chậm không nhanh nói, phảng phất đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa, muốn cầm nã trắng muốt khô lâu, không cần tốn nhiều sức. Trắng Muốt Khô Lâu trong mắt quỷ hỏa vừa vội cấp khiêu động mấy lần. Từ trên người hắn linh lực ba động đến xem, cái này Trắng Muốt Khô Lâu cũng có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, mặc dù tu vi không bằng Cương Thi như vậy hùng hậu, lại thật sự tiến giai nguyên anh trung kỳ, cùng Chấn Nhạc Thần Quân chỉ khác nhất giai mà thôi. Chấn Nhạc Thần Quân lại không coi hắn ra gì, giống như có thể dễ như trở bàn tay. Trắng Muốt Khô Lâu lập tức cười ha ha một tiếng, nói: "Thần Quân không khỏi quá coi thường thiên hạ hào kiệt, tại cái này máu điện bên trong" thần quân muốn bắt ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thần quân không ngại mở to mắt xem thật kỹ một chút, người thương khung trên núi ngàn đại quân, bây giờ còn thừa lại mấy cái. Chấn nhạc thần quân hừ lạnh một tiếng, lại không để ý hắn, ánh mắt trực tiếp hướng ngồi ngay ngắn ở huyết chỉ phía tây bóng người màu đen quét tới. Cái này bóng người màu đen tựa như một tôn ba động điêu khắc, một mực vững vàng ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, rót vào cửu âm bạch cốt điểm bên trong, đối máu điện bên trong đại chiến, hoàn toàn nhìn như không thấy. Thậm chí chấn nhạc thần quân hiện thân, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn, vẫn như cũng nhìn không chớp mắt, chính mắt cũng không hướng bên này nhìn lên một chút. Chấn nhạc thần quân lập tức đã cảm thấy trong lòng có một cỗ khí không phải như vậy thuật. Từ khi hắn chấp trưởng chấn nhạc thần điện đến nay, liền chưa hề bị người dạng này khinh mạn qua. Cái này quét qua quá khứ, ngay cả chấn nhạc thần quân trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Thâm bất khả chắc, bóng người màu đen vậy mà cho hắn cảm giác như vậy không hề nghi ngờ, bóng người màu đen trên thân linh lực ba động biểu hiện hắn có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới cao thâm, nhưng vẻn vẹn như thế, tuyệt không đến mức cho chấn nhạc thần quân cảm giác như vậy. Cần biết chấn nhạc thần quân bản thân cũng là hóa hình hậu kỳ cao thủ, mà lại đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới rất nhiều năm, khó khăn lắm đã đạt đến ở phía sau kỳ cảnh giới đại viên mãn. Cùng giai tu sĩ, không có khả năng có người mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Có lẽ người này tu luyện có một loại nào đó nhiếp hồn thần thông, vì vậy có thể cho trong lòng người tạo thành áp lực lớn lao. Vừa nghĩ đến đây, chấn nhạc thần quân liền là thoải mái, hướng về phía huyết trì xa xa nói, các hạ thế nhưng là thiên minh tử đạo hiếu. Thanh âm không lớn, lại chấn động đến cả tòa máu điện ông ông tác hưởng, ngay cả ngay tại tranh đấu thiên sơn quân, thích phu nhân cùng cương thi đều đồng loạt ngừng lại, riêng phần mình thối lui mấy bước. Sau một khắc, máu điện bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chốc lát, bóng người màu đen mới không chậm không nhanh nói, chính là tại hạ thiên minh, nghe qua chấn nhạc thần quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào chi? Chấn nhạc thần quân cười lạnh một tiếng, nói, đạo hiếu vẫn luôn tại đánh chúng ta thú tộc đồng đạo chủ ý, cái này huyết chỉ bên trong, không biết tàn sát bao nhiêu thương khung núi đồng đạo, cần gì phải nói dạng này mồm không ứng với tâm ngôn từ. Bóng người màu đen cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, thần quân phí sức chín châu hai hổ, xuất lĩnh muôn vàn đồng đạo, đi tới cái này tính nghịch chi địa, chẳng lẽ không phải cũng là tại đánh chúng ta những này người chết chủ ý a à? Chấn nhạc thần quân sắc mặt có chút chìm xuống dưới. Thần quân, chớ cùng hắn nói nhảm, để hắn lập tức đem truyền tống trận lệnh bài giao ra. Thiên Sơn quân ở một bên cao rộng quát, ngữ khí có chút vội vàng sao động. Truyền tống trận, ở đâu ra truyền tống trận? Lần này, không đợi thiên minh tử mở miệng, trắng muốt khô lâu liền kinh ngạc nói. Thiên Sơn quân cười lạnh một tiếng, nói, hắc hắc, đừng tại đây giả vờ giả vịt, thần quân đã sớm nói, chỉ có các ngươi cửu âm thành mấy tên thành chủ có truyền tống trận lệnh bài. Chớ có rông dài, lập tức giao ra lệnh bài, nếu không đem các ngươi giết cái chó gà không tha. Cũng không trách thiên sơn quân dạng này táo bạo, thực tế là lúc không ta đợi. Lúc trước tiến vào cái này phong ấn chi địa, hắn nhưng là binh hùng tướng mạnh, kết bái huynh đệ bốn cái, từng cái đều là hóa hình trở lên tu vi, cộng thêm hơn 200 tên trung cao dài yêu thú, một mạch liều chết, uy phong lẫm liệt bây giờ các huynh đệ tử thương hầu như không còn chỉ còn lại có hắn một người cô đơn còn trên thân mang thương nguyên khí bị hao tổn nếu là lại không nghĩ biện pháp mau rời khỏi địa phương quỷ quái này thật sự là muốn toàn quân bị diệt đương nhiên thu hoạch cũng là không ít chỉ cần có thể còn sống ra ngoài cũng không tính quá ăn thiệt thòi huynh đệ không có có thể một lần nữa lại kết bái thủ hạ không có lại tuyển nhận lệ thú sơn mạch khác không có yêu thú còn nhiều mấu chốt mình muốn có thể tiến dài thành công những này đều không phải sự tình. Thần quân, người chính là như vậy lấn lừa bọn họ sao? Trắng muốt khô lâu chuyển hướng chấn nhạc thần quân, nở nụ cười, chúng ta nơi này nào có cái gì đi ra truyền tống trận, thật muốn nếu như mà có, nơi nào chờ đến cho tới hôm nay, chính chúng ta đã sớm ra ngoài. Các ngươi dám ra ngoài sao? Trắng muốt khô lâu lời còn chưa dứt, váy đỏ thích phu nhân đã nối liền lời nói. Cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi những này thất dạ giới cặn bã còn lại, trốn ở cái này phong ấn chi địa kéo dài hơi tàn cũng liền thôi, còn dám đi bên ngoài. Liền không sợ bị người chém tận giết tuyệt, thất dạ giới cặn bã còn lại, đạo hữu khẩu khí thật lớn, ngồi ngay ngắn bất động thiên minh tử kêu lên một tiếng đau đớn, rất không vui nói. Năm đó giao diện đại chiến, các người toa ma giới kém chút bị diệt tộc. Nếu không phải vô cực thiên tôn hoành không xuất thế, cùng mấy tên đại thần thông tu sĩ liên thủ nhất trí, ngăn cơn sóng dữ Toa ma giới sớm đã bị chúng ta cái khác mấy cái giao diện phân chia hết, sao là các ngươi những bọn tiểu bối này. Còn dám ở chỗ này đại ngôn chó trang, giao diện đại chiến, hắc hắc, đừng nói cho ta ngươi là từ khi đó sống sót. Thích phu nhân cười lạnh liên tục, cần biết kia một trận giao diện đại chiến, thế nhưng là phát sinh ở mấy chục ngàn năm trước đó. Tung coi như bọn họ thú tộc thọ nguyên thật dài, mấy chục ngàn năm cũng vẫn như cũ quá mức dài rằng dặc, hoàn toàn vượt qua ngoài tưởng tượng. Trắng muốt khô lâu tiếp lời nói, chẳng lẽ cái này thật kỳ quái sao? Thích phu nhân lập tức tỉnh ngộ, trước mắt những này, kỳ thật đều đã không phải là phổ thông huyết nhục sinh mệnh, chỉ là một chút quỷ vật thôi. Không khỏi hư một tiếng, nói, dù coi như như thế, cũng bất quá là tàn hồn dã quỷ, có gì ghê gớm. Ta khuyên các người hay là thức thời một chút tốt, sớm một chút giao ra lệnh bài, vạn sự đều yên. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, lục đạo hiếu, cái này chính là của ngươi không đúng, người biết rất rõ ràng nơi này là có tiến vào vô gia tuyệt địa, còn muốn dẫn đoàn người xông tới. Hiện tại còn lừa bọn họ nói, có cái gì truyền tống trận. Thiên minh tử vẫn chưa tiếp tục để ý tới thích phu nhân, chuyển hướng chấn nhạc thần quân nói. Mới mở miệng liền kêu lên chấn nhạc thần quân dòng họ, có thể thấy được hắn đối chấn nhạc thần quân hết thảy đều hiểu khá rõ. Chấn nhạc thần quân cười nhạt một tiếng, nói, thiên minh đạo hiếu, tu vi đến người ta như vậy cảnh giới, cần gì phải lại đổi trắng thay đen nơi này nếu thật là tuyệt địa, lục mỗ sao lại xông tới chịu chết, ta đã sớm điều tra điển tịch, cái này phong ấn chi địa năm đó thế nhưng là có lưu một cái bí ẩn truyền tống trận, là cung cấp những cái kia bày trận tiền bối đồng đạo cuối cùng rút lui lúc sử dụng. Mặc dù nói, cái kia truyền tống trận sớm đã bị người phá đi, đã nhiều năm như vậy, ta liền không tin các ngươi còn không có xây xong. Đây là duy nhất cùng ngoại giới câu thông thông đạo, một câu cuối cùng, chấn nhạc thần quân cố ý nhấn mạnh. Quả thật thích phu nhân vừa rồi cũng đã nói, những này thất giả giới cặn bã còn lại, chưa chắc có lá gan ra đến bên ngoài đi, tương đối mà nói, hay là lưu tại phong ấn chi địa an toàn nhất. Nhưng làm duy nhất cùng ngoại giới câu thông thông đạo, thiên minh tử bọn hắn lại khẳng định sẽ chữa trị cái kia truyền tống trận, chuẩn bị vạn nhất chi cần. Thiên minh tử hơi kinh ngạc nói, ngay cả cái này truyền tống trận ngươi cũng biết, xem ra lục đạo hữu không đơn giản, chẳng lẽ đạo hữu là năm đó những cái kia yêu thú dòng chính hậu nhân. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận rồi, thiên sơn quân không khỏi kêu to lên, Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Nói thật, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn đối chấn Nhạc Thần Quân lời nói bán tín bán nghi, chỉ là không dám nhận mặt chất vấn thôi. Bây giờ thấy Thiên Minh Tử chính miệng thừa nhận, có dạng này một cái truyền tống trận tại, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, trong chốc lát tinh thần đại chấn. Thiên Minh Tử lạnh nhạt nói, Đạo Hữu chậm đã cao hứng, truyền tống trận là có, nhưng sớm đã hủy hoại rơi, đồng thời không có cách nào chữa trị. Cái kia truyền tống trận là đơn hướng sớm đã bị người đem tiếp thu kia một đầu triệt để hủy đi. người cảm giác được năm đó những người kia sẽ tại phòng ấn đại trận bên trong lưu lại như thế một đầu sinh lộ sao. thích phu nhân lạnh lùng nói, cái này liền không cần đạo hữu nhọc lòng, người chỉ cần đem truyền tống lệnh bài giao ra, chúng ta tự có biện pháp. nàng là trận pháp tông sư, dù coi như năm đó cái kia đơn hướng truyền tống trận tại bên kia bị người triệt để hủy đi, có truyền tống lệnh bài nơi tay, nàng cũng có biện pháp một lần nữa kích phát truyền tống trận. tự nhiên. Bởi vì tiếp thu một phương bị hủy diệt, một lần nữa kích phát truyền tống trận về sau, lối ra là ngẫu nhiên, rất không cố định, có thể sẽ bị truyền tống đến ngoài ngàn vạn dặm địa phương khác đi. Mà lại, cái gọi là truyền tống trận, kỳ thật chính là không gian thần thông. Tiếp thu một phương bị hủy diệt, cưỡng ép kích phát truyền tống trận, chính là cưỡng ép chen tiến vào không gian đồng đạo bên trong, đồng đạo bên trong hết thảy đều sẽ trở nên cực không ổn định, phong hiểm cực lớn. Làm không tốt liền sẽ bị không gian phong bạo thôn phệ hoặc là bị đâu đâu cũng có vết nứt không gian phá tan thành từng mảnh, nếu không nữa thì chính là bị bóp méo không gian truyền tống đến một cái khác hoàn toàn xa lạ giao diện đi. Tóm lại không thể khống nhân tố thực tế quá nhiều, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không ai sẽ bốc lên dạng này phong hiểm. Nhưng dưới mắt, đây cũng là rời đi phong ấn chi địa đường tắt duy nhất, dù coi như có chút phong hiểm, cũng nhất định phải bốc lên bên trên một bốc lên. Đây cũng là thích phu nhân tự cao trận pháp tạo nghệ cực cao, tăng thêm tất cả mọi người có nguyên anh kỳ trở lên tu vi chống cự không gian phong bạo năng lực xa tại phổ thông tu sĩ phía trên, lúc này mới cam nguyện mạo hiểm. Thiên Minh Tử liền cười, nhẹ nói, thích phu nhân, đừng bảo là ta không có dạng này truyền tống lệnh bài, cho dù có, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta cái này phong ấn chi địa, sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Các ngươi biết nói sao tiến đến, bây giờ lại biết nói sao ra ngoài, vậy sau này còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lần này, cửu âm thành cùng lão ma sói liên thủ, phí sức chín châu hai hổ, mới đưa một đám yêu thú diệt giết sạch, nếu là lại đến một nhóm mạnh hơn địch thủ, đối phong ấn chi địa quỷ vật cùng ma thú đến nói, làm không tốt chính là tai họa ngập đầu. Dù sao làm năm đó lớn nhất cổ chiến trường một trong, nơi này trôn giấu các loại chân bảo, nhiều vô số kể, sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Có đúng không, người không giao lời nói, dưới mắt cửa này liền chưa hẳn không có trở ngại. Thích phu nhân cười lạnh nói, thiên minh tử vẫn như cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến bạch cốt điểm bên trong, lạnh nhạt nói, xem ra mấy vị đạo hữu là muốn tới cứng. Cũng được, lão phu mấy trăm ngàn năm chưa từng cùng người động thủ một lần, bây giờ vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Truyền tống lệnh bài ngay tại trên người ta, mấy vị đạo hữu chỉ cần có bản sự như vậy, cứ tới lấy là xong. Ầm ầm, cách đó không xa lại là một trận một ngạt đến cực điểm tiếng vang truyền đến. Thích phu nhân biến sắc, bờ môi khinh động, hướng chấn nhạc thần quân truyền âm nói vài câu mạnh nhất mấy tên yêu thú lần lượt ở đây hiện thân, cái khác hóa hình yêu thú cùng lão ma sói ma tử ma tôn nhóm, lại một mực không gặp ngoi đầu lên. Kỳ quái là, thiên minh tử, cương thi cùng trắng muốt khô lâu mấy người cũng đều ngậm miệng không hỏi, tựa hồ đối với này sớm đã có biết được. Chấn nhạc thần quân sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chậm rãi nói, đã thiên minh đạo hữu không chịu hợp tác, vậy liền đắc tội. Một lời vừa tất, chấn nhạc thần quân cổ tay khẽ đảo, một cái màu bạc trắng tiểu ngọn núi nhỏ nổi lên, thô thô xem xét, tòa này bỏ túi sơn phong ngân quang lóng lánh, như là băng phong, óng ánh sáng long lanh, tinh mỹ dị thường, liền như là thương khung núi bị co lại tiểu vô số lần mô hình. Chấn nhạc thần quân đem sơn phong nhẹ nhàng hướng không chung ném đi, miệng lẩm bẩm, tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay như vòng, từng đạo pháp quyết đánh vào đến sơn phong bên trong. Sơn phong lập tức phát ra ong ong kêu khẽ thanh âm, óng ánh trắng noãn trên núi phóng xạ ra hào quang chói sáng, không ngừng xoay tròn lấy, mỗi xoáy đi một vòng liền phóng đại một phân. Trong chốc lát, bất quá cao mấy tắc thấp bỏ túi sơn phong liền hóa thành mấy trượng chi cự, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lăng lệ vô so khí thế. Tật, chấn nhạc thần quân quát khẽ một tiếng, tay phải cũng chỉ như kích, bỗng nhiên hướng sơn phong một điểm. Cao mấy trượng lớn sơn phong nhẹ nhàng lắc một cái, bỗng nhiên ở giữa, liền hướng về huyết chỉ bên kia bay đi, trong nháy mắt, lại lại phòng lớn gấp bội, tựa như thái sơn áp đỉnh, vào đầu hướng huyết chỉ chấn áp mà xuống, thế không thể đỡ. Thiên minh tử vẫn như cũng ngồi xếp bằng bất động, miệng bên trong nhẹ nhàng niệm động một loại nào đó cổ lão chú ngữ huyết trì xung quanh tám đầu trụ đá bỗng nhiên quang hoa đại phóng tám quả đầu thú bỗng nhiên ngửa đầu hướng lên riêng phần mình phun ra một đạo hắc khí cùng nhau bắn về phía màu trắng sơn phong dưới đáy nhìn qua vô hình vô thể tám đạo hắc khí cùng ngân sắc sơn phong vừa tiếp xúc ngân sắc sơn phong liền toàn thân chấn động giống như là gặp cực mạnh trợ lực như vậy dừng ở không trung rốt cuộc trấn áp không dưới cương thi cười lạnh nói tại cái này máu điện dù coi như ngươi có mọi loại thủ đoạn, cũng là vô dụng. Đã dạng này, vậy liền trước hết giết ngươi lại nói. Thiên Sơn quân giận dữ, song tay nắm chặt hậu bối khảm đao, gầm lên giận dữ, lần nữa hướng cương thi đánh tới. Tựa hồ đối với cái này cương thi có phần có thành kiến, nhìn thấy hắn liền hết sức đỏ mắt. Cương thi cũng là tính tình bạo ngược, nơi nào ăn hắn một bộ này. Lúc này hét lớn một tiếng, vung vẩy chát đao nghênh đón tiếp lấy, lốp ba lốp bốp cùng thiên sơn quân giết làm một đoàn hai người đều đều là tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ cấp cao lần giao thủ này đánh cái lực lượng ngang nhau xem ra nhất thời bán hội rất khó phân ra thắng bại thích phu nhân nguyễn tiên lắc một cái cùng thương kỳ không hẹn mà cùng thẳng hướng trắng muốt khô lâu cũng nên tập trung ưu thế binh lực đánh trước đổ yếu nhất địch nhân mới là thượng sách cùng tiêu phàm cùng hoàng đường đuổi tới máu điện thời điểm tòa này không lớn điện đường bên trong đã đánh thành hỗn loạn phi thường náo nhiệt máu ngoài điện bên cạnh phòng hộ đại trận coi là thật cao minh, mặc dù đã tổn hại không chịu nổi, đồng thời không người chủ trì, tiêu phàm cũng vẫn là hoa dòng dã hai canh giờ, mới cuối cùng phá vỡ phòng hộ đại trận một góc, xa xa nhìn thấy tòa kia máu điện. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến, thực tế từ máu điện bên trong truyền tới khí thức quá mức kinh người, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ ở bên trong ra tay đánh nhau. Hoàng đường hơi một cảm ứng, liền chỉ ít phát giác được hai tên tương đương với hóa hình hậu kỳ yêu thú khí thức, mặt khác hóa hình trung kỳ cùng sơ kỳ cao thủ khí tức, càng là số lượng đông đảo. Tiêu phàm mặc dù cảnh giới tạm thời còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ, nhưng thần niệm cường đại, đã đủ để so sánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng hoàng đường đồng dạng, cảm ứng được đại điện bên trong dị dạng. Hai người không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mấy bước, lại tránh tiến vào phòng hộ đại trận bên trong, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liếm, cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Dưới mắt tình huống không rõ, cũng không thể bị đại điện bên trong kia một đống cao thủ phát giác được bọn hắn tồn tại, bằng không, phiền phức rất lớn. Ở trong đó có mấy người khí tức rất quen thuộc, Hoàng Đường cẩn thận nói, mặc dù là truyền âm, cũng kìm lòng không đặng thấp giọng sợ hơi một lớn tiếng liền bị người phát hiện. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, chấn nhạc thần quân, thương đại ca, còn có, thiên sơn quân, tiêu phàm lông mày có chút nhau, tại sao không có nhị ca khí tức, chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn hoàng đường một trái tim thẳng chìm xuống dưới đi, lo lắng nói, tiêu phàm khe khẽ thở dài, không nói gì, tại dạng này đại hỗn chiến bên trong, dù coi như là hóa hình yêu thú, cũng rất khó cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn. Chẳng những yêu thú như thế, quỷ vật cùng ma thú cũng giống vậy. Chỉ ít tại tiêu phàm trong tay, liền chấm dứt một tên hóa hình yêu thú cùng hai tên nguyên anh kỳ quỷ vật, trong đó một tên còn có nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Ô xà xảy ra ngoài ý muốn, thực tế quá bình thường. Bất quá biết hoàng đường cực giảng nghĩa khí Loại lời này tiêu phàm từ sẽ không nói ra miệng tới Trừ chấn nhạc thần quân Làm sao còn có một tên hậu kỳ cao thủ khí tức Tiêu phàm cùng ô xá quan hệ vô cùng bình thường Không để ý tới hắn bao nhiêu an nguy Rất nhanh liền bắt đầu cân nhắc trước mắt vấn đề thực tế Hoàng đường nghĩ nghĩ Nói nơi này hẳn là quỷ vật hang ổ Huynh đệ chúng ta làm sao bây giờ Muốn hay không đi giúp đại ca một thanh Chiếu hoàng đường tính tình nếu biết thương kỳ ở trong đại điện mặt, sớm liền đi qua. Không cần nghĩ, nhưng cùng tiêu phàm cùng một chỗ, liền không thể không bao dài một cái tâm nhãn. Dù sao tiêu phàm dùng hóa yêu nước đối phó thiên sơn quân, còn diệt sát thiên sơn quân kết bái huynh đệ báo gấm, thực tế là phạm thú tộc đại húy kỵ. Người khác còn thì thôi, có thương kỳ tại, liền xem như thiên sơn quân muốn tìm thù. Cũng không cần lo lắng, nhưng chấn nhạc thần quân, hoàng đường thế nhưng là rất rõ ràng, Chấn nhạc thần quân đối tiêu phàm không có chút nào hảo cảm, có dạng này lấy cỡ, khẳng định không ngại tiện tay đem cái này không làm người khác ưa thích nhân loại tu sĩ cho diệt đi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng đường hiện tại thân chịu trọng thương, trọn vẹn điều dưỡng ba ngày ba đêm, tiêu phàm cho hắn ăn vào mười mấy quả đan dược chữa thương, mới miễn cưỡng khống chế lại thương thế, lại cùng người giao thủ, vết thương của tùy thời bắn ra. Đừng bảo là đi giúp thương kỳ, chỉ sợ lập tức liền lại biến thành vướng víu. Về phần hắn mình, cũng có tự mình hiểu lấy, tại như thế một đoàn nguyên anh cấp cao thủ trước mặt. Có thể có một chút sức tự vệ coi như rất không tệ. Vậy chúng ta đi vòng qua đi, Hoàng Đường do dự nói, tiêu phàm vẫn lắc đầu, thấp giọng nói, không vòng qua được đi. Đại điện này là thông hướng đông phương lối đi duy nhất, muốn hướng đông, nhất định phải trải qua đại điện. Hoàng Đường có chút không hiểu, hỏi, vì cái gì nhất định phải hướng đi về hướng đông, chúng ta hướng những phương hướng khác không được sao? không được tiêu phàm vẫn như cũ lắc đầu quẻ tượng biểu hiện chỉ có hướng đông mới có một chút hy vọng sống chúng ta hướng những phương hướng khác từ đầu đến cuối đều tại quỷ vật địa bàn bên trên nếu như chấn nhạc thần quân bọn hắn tiêu diệt quỷ vật hang ổ có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống nếu như trái lại lời nói vậy liền chết chắc cùng quỷ vật đem chấn nhạc thần quân cái này một đám hóa hình yêu thú diệt sát về sau hoàng đường cùng tiêu phàm còn có thể tránh được bao lâu tự nhiên sớm muộn sẽ bị quỷ vật tìm tới nếu như vẻn vẹn chỉ là quỷ vật có oán linh giúp đỡ có lẽ còn có chu toàn chỗ trống nhưng tăng thêm những cái kia hóa hình ma thú kia thật là nửa máy nội bộ sẽ cũng sẽ không có hoàng đường không lên tiếng hắn bất động thuật bói toán nhưng tiêu phàm đã nói như vậy hắn liền tin được tại dạng này sống chết trước mắt tiêu phàm quyết không đến mức ăn nói lung tung cầm tính mạng của mình nói đùa tam ca người ẩn nấp chi thuật thế nào trầm ngâm một lúc tiêu phàm thấp giọng hỏi hoàng đường ánh mắt sáng lên nói ngươi là muốn trộm trộm quá khứ chúng ta đồng giáp hùng tộc mặc dù không am hiểu ẩn nấp thần thông nhưng trước kia ta từng từng chiếm được một kiện bảo vật có thể đem tự thân khí thức che lấp rơi tuyệt đại bộ phân trước kia ta còn không có tiến giai thời điểm bảo vật này tại che giấu khí tức phương diện rất có tác dụng tiêu phàm lập tức tinh thần đại chấn, đã phía trước đại điện là duy nhất hướng đông thông đạo không sông cũng được sông tiêu phàm mình ngược lại là có phần có lòng tin thiên huyến diện chỗ kỳ diệu đã sớm tại trong thực chiến nghiệm chứng qua, tăng thêm yêu đao tông ẩn nấp công pháp, tiêu phàm có bảy thành trở lên nắm chắc, có thể giấu giếm được mọi người tai mắt cảm giác. Hắn lo lắng chính là Hoàng Đường, bây giờ nghe Hoàng Đường kiểu nói này, tự nhiên trong lòng 10 điểm vui vẻ. Hoàng Đường hơi trầm ngâm, nhẹ nói, huynh đệ, nếu không phải chờ một hồi nữa, nhìn xem ai thắng ai thua lại nói. Tiêu phàm cười cười, nói, bất kể là ai thắng, đối với chúng ta cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Hoàng đường không khỏi bừng tỉnh, Quỷ vật thắng, tự nhiên khỏi cần nói phải, bọn hắn chỉ có chờ chết một đường, dù coi như là chấn nhạc thần quân thắng, đối tiêu phàm cũng chưa chắc là cái tin tức tốt. Không bằng thừa cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đục thủy mạc ngư. Bên trong đánh thẳng phải náo nhiệt, mà lại đều là nguyên anh cấp tại giao thủ, lẫn nhau ở giữa, khẳng định bị hấp dẫn tuyệt đại bộ phân lực chú ý. Nhìn qua tại một đống nguyên anh cao thủ dưới mí mắt đùa nghịch tiểu động tác, tựa hồ cực kỳ mạo hiểm, trên thực tế đây đã là cơ hội tốt nhất. Nếu như những này nguyên anh cấp cao thủ đều ngồi ở chỗ đó nói chuyện phím nói chuyện, không có việc gì, hai người bọn họ ẩn nấp chi thuật, ngược lại là rất dễ dàng liền bị người nhìn thấu. Càng trong đó còn có hai tên nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, càng là làm người không chỗ che thân. Tốt, vậy liền thử một lần đi, Hoàng Đường cũng hạ quyết tâm, lúc này ống tay áo lắc một cái, một kiện cho không lưu thu vải bào bay ra, bọc tại Hoàng Đường trên thân, Hoàng Đường tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm vải bào bên trên dần dần phát ra một cỗ khí tức kỳ lạ, dần dần biến mất hình thể. Dù coi như tiêu phàm liền đứng tại một bên, vậy mà cũng đã không nhìn thấy hoàng đường bóng dáng, vội vàng lấy thần niệm chi lực quét qua, cũng là trực tiếp từ hoàng đường đứng địa phương quét tới, không có chút nào phát giác. Tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động, thiên nhãn thần thông nháy mắt vận dụng đến cực hạn, lúc này mới tại hoàng đường đứng thẳng địa phương nhìn thấy một đạo như có như không bóng đen, thoảng qua vừa buông lòng, thiên nhãn thần thông có chỗ yếu bớt, lập tức nguyên địa lại lại trở nên rỗng tuếch, cái gì đều không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tiêu phàm vừa mừng vừa sợ, truyền âm nói, tam ca, người món bảo vật này quả nhiên ghê gớm, chỉ cần ngươi không tại một chỗ dừng lại quá lâu, bọn hắn không nhìn chầm chằm cái chỗ kia nhìn, ta cũng nghĩ thế rất khó phát giác được. Hoàng đường cười nói, món bảo vật này tốt thì tốt, nhưng cũng không ít hạn chế. Thứ nhất, tốc độ bay không thể quá nhanh, nếu không rất dễ dàng bài trừ ẩn nấp hiệu quả. Thứ hai, không thể cùng người giao thủ, chỉ cần giao thủ một cái, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Thứ ba, chính là có thời gian hạn chế, ước chừng có thể ẩn thân nửa canh giờ, vượt qua cái này kỳ hạn, hiệu quả liền muốn kém quá nhiều. Tùy thời bị người khám phá bộ dạng, tiêu phàm nói, dù coi như như thế, đây cũng là khó được bảo bối tốt. Nói, tiêu phàm cũng từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra thiên huyễn diện mang lên mặt, lại vận khởi yêu đao tông tâm pháp, một trận gợn nước ba động vặn vẹo qua đi, hắn thân thể cao lớn cũng từ biến mất tại chỗ rơi. Hay lắm, huynh đệ cái này ẩn nấp chi thuật, không tại ta bảo vật phía dưới chúng ta cái này liền đi vào đi bên tai lại vang lên hoàng đường tán thưởng thanh âm tiêu phàm trần chờ mới lên tiếng nói tam ca có chuyện phải nói phía trước một bên đợi chút nữa đi vào bên trong về sau coi như nhìn thấy thương đại ca gặp nguy hiểm chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ ta nói như vậy tam ca có thể hiểu được a à? hoàng đường cũng do dự một chút mới nhẹ nói huynh đệ ta hiểu được lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ coi như thương kỳ thật gặp được nguy hiểm chỉ sợ cũng nhúng tay không đi vào ngược lại bạch bạch dựng vào tính mạng của mình bất quá từ hoàng đường kia do dự trả lời đến xem tiêu phàm cũng biết hoàng đường cái này cam đoan không phải như vậy đáng tin nếu thật là nhìn thấy thương kỳ gặp nguy hiểm chỉ sợ hoàng đường đều không dùng qua đầu óc phản xạ có điều kiện liền sẽ trực tiếp xuất thủ nhưng hoàng đường bản tính như thế mà lại tiêu phàm cũng vẫn luôn rất thưởng thức hoàng đường dạng này tính cách trong lúc này thực tế cũng không tốt lại nói cái gì đến cùng có thể hay không thuận lợi thông qua liền muốn xem vận khí như thế nào ngay cả bốc mấy quẻ đều đều là điềm đại hung chỉ có đông phương ẩn ẩn hiện ra một chút hy vọng sống còn rất không rõ ràng biến số rất nhiều tìm đường sống trong chỗ chết nguyên vốn cũng là vận khí thành ở riêng nhiều cái gọi là nhưng làm hết mình mỗi người dựa vào thiên mệnh lập tức tiêu phàm phía trước hoàng đường ở phía sau hai người chậm rãi hướng về đại điện tới gần đại điện bên ngoài sớm đã không có thủ vệ lại đổ dạp mười mấy đầu ma thú mấy chục cỗ bạch cốt khô lâu cùng mười mấy cỗ hư thối chảy mủ cương thi. Còn có một tên áo bảo sám nam tử, cũng nằm ở trên bậc thang, âm thanh hoàn toàn không có. Là điền trưởng lão, tiêu phàm bên tai truyền đến hoàng đường giật mình thanh âm. Cái này áo bảo sám nam tử, chuột thủ nhân thân, nhưng chẳng phải là chấn nhạc thần điện khách khanh trưởng lão ruộng họ nam tử A. Người này cũng có được hóa hình sơ kỳ tu vi, kiêm thả làm người giảo hoạt, dù coi như tại một đám hóa hình sơ kỳ cao dài yêu thú bên trong, cũng có thể nói là nhân vật lợi hại, không nghĩ tới lại chết tại đại điện này bên ngoài. Trên người hắn áo bảo xám rách mướp, tản ra một cỗ hôi chua hương vị, chính là ma thú mục nát huyết khí hơi thở. Xem ra ngay tại đại điện bên ngoài, cũng trước trải qua một trận ác chiến. Tiêu phàm trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác vạn phân. Tiêu phàm cùng hoàng đường rốt cục đi vào máu điện bên trong. Một cỗ cuồng bạo vô so đại lực, bỗng nhiên hướng bên này va chạm mà đến, nếu không phải hai người đã sớm treo lên 12 phân tinh thần, chỉ sợ lần này liền không tránh thoát. Một khi bị cỗ này đại lực đụng chúng, Cao Minh đến đâu ẩn nấp chi thuật, cũng có thể chống đỡ không nổi, sẽ trong nháy mắt bị phá mất. Lập tức tiêu phàm cùng hoàng đường vội vã lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. Là đại ca, tiêu phàm trong tai vang lên hoàng đường truyền âm thanh âm. Vừa rồi kia cỗ cuồng bạo đại lực, tiêu phàm cũng có chút quen thuộc, chính là kích phát cự linh biến thân thương kỳ phát ra. Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, thân cao mấy trượng thương kỳ, vung vẩy một thanh thép dòng bát xác trùy, ngay tại cuồng hô kịch chiến, hai mắt đỏ thấm, trong mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng điên cuồng chi ý, sớm đã cùng bọn hắn ngày bình thường biết rõ lâm lang sơn chi chủ, một trời một vực. Ngoài dữ liệu chính là, cùng thương kỳ thả đúng, chính là hai đầu hình thể kiều tiểu nhân ma thú, bất quá nhân loại tầm thường chiều cao, qua hai đầu dây lụa trạng binh khí, đang cùng thương kỳ du đấu. Từ khí tức bên trên nhìn, cái này hai đầu ma thú cũng có hóa hình sơ kỳ tu vi. Liên thủ nhất trí, cũng là miễn cưỡng có thể cùng hóa hình trung kỳ yêu thú một đấu, huống chi thương kỳ sớm đã có thương tích trong người, thực lực kém xa đỉnh phong lúc cường đại như vậy. Đối mặt hai đầu lấy độn thuật tăng trưởng tiểu xảo ma thú, mỗi lần xuất thủ đều giống như dùng tấm trạng đập mũi, không có chút nào gắng sức chỗ. Không từ gào thét như sấm, lại không có biện pháp gì tốt. Tiêu phàm chỉ là hơi hơi đánh giá thương kỳ, liền là không rên một tiếng, tựa ở đại điện biên giới, chậm rãi hướng về đại điện chỗ sâu tiềm hành mà đi. Thương kỳ cố nhiên nhất thời bán hội không làm gì được hai đầu tiểu xảo ma thú, kia hai đầu ma thú lại cũng khó có thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Đại điện bên trong tình hình, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, cách thương kỳ cách đó không xa. Thiên Sơn quân vung vẩy một thanh hậu bối đại khảm đao, đang cùng một bộ thân cao mấy trượng, toàn thân nùng huyết thịt nhão cương thi đại chiến, cô kia cương thi tay cầm một thanh hàn lóng lánh chát đao, lấy cứng trọi cứng, lấy công đối công, vậy mà đem Thiên Sơn quân đặt ở hạ phong. Công nhiều thủ ít, thường thường cương thi công kích ba chiêu thiên sơn quân mới có thể đánh trả một chiêu thần niệm chi lực lặng lẽ tìm tòi tiêu phàm âm thầm hít một hơi khí lạnh cái này cương thi lại có không giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ linh lực ba động cảnh giới thậm chí còn tại thiên sơn quân phía trên đương nhiên thiên sơn quân trên thân mang thương cũng là trọng yếu nguyên nhân có thể một mực giết đến nơi đây yêu thú cái kia còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu hắn tiêu phàm xem như vận khí tương đối tốt pháp lực chân nguyên cũng tiêu hao nghiêm trọng nếu như không phải có lượng lớn đan dược linh thạch liên tục không ngừng bổ sung linh lực, chỉ sợ đồng dạng kiên trì không đến bây giờ. Đặc biệt hoàng đường tình hình, càng là 10 điểm hỏng bét, tiêu phàm đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn thương thế bên trong cơ thể không lập tức phát tác. Nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, không có 3-4 người năm thời gian tĩnh dưỡng. Các loại đại bổ đan dược cung ứng không dứt kia là không cần nghĩ, tiêu phàm vẫn luôn hơi chú ý, tinh thông trận pháp váy đỏ nữ tử thích phu nhân, khi cùng một bộ trắng muốt khô lâu tại đại chiến, cỗ kia trắng muốt khô lâu tay nắm một thanh xương cung cũng không cùng thích phu nhân liều mạc, mà là toàn trường du tẩu thỉnh thoảng thình lình cho bên trên một tiếng, là đủ khiến người lúm cuốn tay chân một phen. thích phu nhân tay cầm một đầu màu đen nguyễn tiên đuổi sát trắng muốt khô lâu không thả, nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng thủy trung không có cách nào đem trắng muốt khô lâu nhất cử cầm xuống, lại một cảm ứng kia khô lâu khí tức, tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng cười khổ một tiếng vậy mà cũng có được nguyên anh trung kỳ tu vi khó trách có thể dạng này trêu đùa cùng thích phu nhân du đấu còn có thể thình lình cho những yêu thú khác một tiễn lúc này có thể tại máu điện bên trong cùng người đại chiến liền không có kẻ yếu trừ cái đó ra còn có năm sáu đầu hóa hình kỳ ma thú đang cùng địch thủ tranh đấu những ma thú này tiêu phàm ngược lại là đều gặp cứ việc đều chỉ có hóa hình sơ kỳ tu vi phần lớn đều là sơ kỳ trạng thái đỉnh phong đều đều so hoàng đường cảnh giới càng kỳ trà cao hơn phân Bất quá bên kia hóa hình trung kỳ yêu thú, tiêu phàm nhưng không có nhìn thấy, nghĩ đến đã sớm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn lạc rơi. Cái này cũng người điểm bình thường, cùng những này hóa hình yêu thú tranh đấu, cũng không phải tên soàng xính, đều đều là tu vi cảnh giới không sai biệt lắm ma thú cùng quỷ vật, đánh cho khó hòa giải, túi bụi. Nhưng mà chân chính làm người ta chú ý nhất, hay là đại điện trung ương kia một đôi. Tranh đấu một phương, rõ ràng là thương khung núi chi chủ, tiêu phàm qua nhiều năm như vậy duy nhất thấy một đầu hóa hình hậu kỳ yêu thú, chấn nhạc thần quân. Thời khắc này chấn nhạc thần quân, tay cầm một cái ngân quang lóng lánh sơn phong, thả ra hào quang vạn đạo, uy phong lẫm liệt. Mà đối thủ của hắn, thì là một đầu chiều cao hai trượng màu đen ma lang, lông tóc như sắt, từng chiếc đứng đấy mà lên, nhất là khiến người ghé mắt chính là, cái này ma lang mọc ra ba cái đầu, mỗi một cái đầu đi rõ ràng dị thường. Bên trái đầu phun ra từng đạo bạch quang, bên phải đầu thì phun ra một cỗ hắc vụ, bạch quang hắc vụ đan vào một chỗ, cùng sơn phong thả ra vạn đạo hào quang đối kháng. Nhìn qua khí thế hùng hổ, lại khai thác thủ thế. Ma lang ở giữa viên kia lớn nhất đầu sói, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa chán có một chỗ không lớn không nhỏ vết thương, lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này ma lang lại nhưng đã thụ thương, bất quá dù coi như như thế, ma lang khí thức cường đại như trước dị thường, lại cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ cảnh giới siêu cấp đại năng giả. Nếu không, hắn cũng không thể nào là chấn nhạc thần quân đối thủ. Đại điện bên trong chiến cuộc, bầy biện ra rằng có thái độ, mặc dù tổng thể đến nói, yêu thú bên này tựa hồ chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng muốn triệt để đem đối thủ phá tan, thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi, kia còn rất sớm. Mấu chốt nhất chính là, liền nhìn tam thủ ma lang có thể đứng vững chấn nhạc thần quân bao lâu. Dù sao cái này phong ấn chi địa là bọn hắn ma thú cùng quỷ vật hang ổ, còn có viện binh có thể triệu hoán, yêu thú cũng đã là cường nỗ chi kết thúc, có thể chiến người, đều đều tập trung ở nơi này, một trận chiến này cuối cùng chiến thắng còn dễ nói, một khi thất bại, vậy coi như vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đạo lý này ai đều hiểu, Chấn Nhạc Thần Quân đương nhiên càng thêm tâm lý nắm chắc, lúc này tay trái một dương, một đạo hồng mang chói mắt lóe lên mà ra, nhanh như thiểm điện hướng đối diện Tam thủ ma lang đánh tới. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lóe, Thiên Nhãn Thần Thông vận chuyển đến cực hạn, lập tức thấy rõ ràng, kia là một cái dài vài tấc máu phi đao màu đỏ, thế đi cực nhanh mục tiêu chính là tam thủ ma lang ở giữa viên kia đã thụ thương đầu lâu. Lại tới, tam thủ ma lang giống to một tiếng, trong tiếng hô tràn đầy cực kỳ tức giận chi ý, tựa hồ từng tại cái này phi đao dưới bị nhiều thua thiệt, bỗng nhiên một dương chân trước, một đạo lóe sáng hắc mang đón huyết hồng phi đao kích bắn đi. Suy hồng mang hắc mang nháy mắt đụng vào nhau, một tiếng vang nhỏ, hắc mang bị một chém làm hai, hồng mang thế đi hơi dừng lại trệ, vẫn như cũ hướng về ma lang ở giữa đầu chém vụt mà hạ tam thủ ma lang ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi ở giữa kia cái đầu nguyên bản đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra lóng lánh hào quang màu đỏ ngòm miệng rộng mở ra một cỗ hôi chua mục nát máu bỗng nhiên phun ra thẳng tắp phun về phía phi đao màu đỏ ngòm siêu phi đao màu đỏ ngòm tựa hồ đối với cái này mục nát máu cực kỳ kiêng kỵ ở giữa không trung cấp tốc xoay chuyển bỗng nhiên bay trở về tam thủ ma lang một ngụm mục nát máu phun tại không trung cũng không tái phát động lần công kích thứ hai hai mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra rất rõ ràng thống khổ cùng vẻ mệt mỏi, lại lại cực nhanh nhắm lại, tựa hồ vừa rồi một kích kia, làm hắn cố hết sức, tiêu hao không ít chân nguyên pháp lực. Thừa dịp cái này ngay miệng, chấn nhạc thần quân bỗng nhiên dương một tay lên, một cô cực nó pháp lực mạnh mẽ, đánh vào đến tòa kia ngân quang lóng lánh sơn phong bên trong, trong chốc lát sơn phong quang hoa thu vào, lập tức trở nên giản dị tự nhiên, hiện ra phiên bản thu nhỏ thương khung núi nguyên trạng, nhưng cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến cực điểm cũng cực kỳ nguy hiểm khí thức, bỗng nhiên từ trên ngọn núi bộc phát ra. Cho dù ở xa đại điện biên giới, tiêu phàm cùng hoàng đường cũng vẫn như cũng ngực cứng lại, cảm thấy kia cỗ dị thường áp lực nặng nề. Đại điện bên trong ngay tại tranh đấu cái khác nguyên anh cấp cao thủ, cũng đều đều ngẩn người, không ít người dừng lại tranh đấu, hướng bên này trông lại. Tam thủ ma lang đối chấn nhạc thần quân mặt đối mặt, cảm nhận được áp lực tự nhiên trầm trọng nhất, tả hữu hai cái đầu bóng dưng ngửa mặt lên trời gào to, Thân thể về sau nhảy lên, lăn khỏi chỗ, hóa thành một tên thân cao mấy trượng cự nhân, đỉnh lấy ba viên đầu sói, toàn thân hắc giáp, ở giữa kia cái đầu miệng hơi mở, phun ra một viên đen nhánh viên châu, nắm đấm lớn nhỏ, tại Tam thủ Ma Lang trước ngực quay tròn chuyển động, tản mát ra một cỗ bạo ngược vô so khí tức. Tam thủ Ma Lang miệng lẩm bẩm, hai tay không ngừng hướng viên châu bên trong rót vào chân nguyên pháp lực, viên châu khí tức càng thêm mạnh lên. Dù là như thế, đối mặt với chấn nhà thần quân ngân sắc sơn phong, đầu này đã thuộc thương lão ma sói cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, không chịu được ông ông kêu lên, thiên minh đạo hiếu, đều lúc này, người còn tránh tại huyết chỉ bên trong không chịu ra giúp đỡ một thanh sao. Nói thật, tam thủ ma lang độc lập đối kháng chấn nhạc thần quân, quả thật có chút trong lòng bỡ ngỡ. Mặc dù hắn cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng, đều đều là hóa hình hậu kỳ tu vi, cảnh giới bên trên không sai biệt nhiều. Nhưng chấn nhạc thần quân tu luyện thần thông công pháp, lại vừa vặn đối với hắn ma công có nhất định khắc chế hiệu quả, huống hồ chấn nhạc thần quân còn có được mấy món uy lực lớn đến không hề tầm thường pháp bảo, trong đó món kia phi đao màu đỏ ngòm nhất là đáng sợ. Chút thời gian trước, hắn một cái không quan sát, liền mắc lừa nhi, bị chấn nhạc thần quân cái này bản mệnh pháp bảo làm bị thương ở giữa chủ đầu lâu. Nếu không phải hắn xem thời cơ phải nhanh, kia một lần chịu thiệt, tổn hại, bất lợi coi như lớn. Những này yêu thú đều là từ ngoại giới đến, khẳng định sớm liền chuẩn bị nhằm vào bọn họ quỷ vật cùng ma thú các loại bảo vật cùng thủ đoạn mà bọn hắn bị giam cầm ở cái này phong ấn chi địa, chẳng những tu vi tiến độ lớn bị hạn chế, đối ngoại bên cạnh thế giới công pháp và pháp bảo càng là hoàn toàn không biết gì, bị người khắc chế chính hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, tam thủ ma lang trong lòng tự nhiên đối chấn nhạc thần quân có vẻ sợ hãi. Sói đạo hữu an tâm chớ vội, cử âm điểm luyện chế, đã đến cần gấp nhất quan khẩu, lúc này dừng lại, không khỏi phí công nhọc sức. Cửu âm điểm đến cùng trọng yếu bao nhiêu, liền khỏi phải tại hạ lắm mồm đi vô luận như thế nào, còn muốn mời sói đạo hữu cùng các vị đạo hữu lại kiên trì một hội. Một cái lệnh nhà thanh âm từ một đại đoàn trong huyết vụ truyền ra, ngược lại là 10 điểm bình tĩnh. Tiêu phàm lại giật nảy cả mình, vội vàng vận khởi thiên nhãn thần thông, hướng na vừa nhìn đi. Vừa rồi chỉ lo quan sát đại điện bên trong chiến cuộc, lại chưa từng lưu ý bên kia trong huyết vụ, lại còn giấu giếm huyền cơ. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, nồng hậu dày đặc huyết vụ cũng dần dần trở lên rõ ràng, huyết trì cùng 8 cây cột đá xuất hiện tại tiêu phàm trước mắt. Bất quá dưới mắt huyết trì cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, toàn bộ huyết trì đều sôi trào lên, kia xương máu dày đặc, chính là từ huyết trì bên trong trưng phát ra tới, ứ ừ kết tại trên huyết trì không, đem kia một khối cực kỳ chặt chẽ che đậy, thậm chí ngay cả tiêu phàm ngay từ đầu đều không có lưu ý tình hình bên kia. Trên huyết trì không, một cái lớn hơn một xích tiểu nhân xương điểm, vẫn như cũ chậm rãi chuyển động, huyết trì bên trong huyết khí cùng âm khí, liên tục không ngừng chui vào xương điểm bên trong, trắng bạch xương điểm bên trên hiện ra nhẹ nhẹ vết máu, dâng lên từng sợi âm khí, trừ cái đó ra, tiêu phàm ngược lại cũng nhìn không ra cái này xương điểm có cái gì dị thường. Nhưng nghe thiên minh đạo hữu ý trong lời nói, cái này xương điểm vậy mà cực kỳ quan trọng, trọng yếu đến cần nhiều như vậy nguyên anh cấp cao thủ liều mạng đến bảo hộ nó. Tiêu phàm ánh mắt chỉ ở cửu âm điểm bên trên quét qua, lập tức liền chuyển tới bóng người màu đen phía trên. Mặc kệ bảo vật này gì cùng cao minh, cuối cùng vẫn là cần phải có người đến điều khiển. Cho nên, vô luận đến lúc nào, điều khiển bảo vật người đều so bảo vật trọng yếu. Tiêu phàm trong lòng một trận đập mạnh, cái này bóng người màu đen toàn thân đều giấu ở trong sương mù, diện mục chân thật nhìn không rõ ràng, nhưng trên thân linh lực ba động, không chút nào tại tam thủ ma lang phía dưới, vậy mà cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu lúc. Tiêu phàm lập tức nở nụ cười khổ, từ cái này máu điện kết cấu đến xem, thông hướng đông phương thông đạo, ngay tại huyết chỉ phía đông, tiêu phàm thậm chí đã ở bên kia mơ hồ nhìn thấy một cái cửa đá, trừ cái đó ra, lại không có cái khác thông đạo. Tòa này máu điện tựa như một cái hùng quan cửa ải hiểm yếu, một mực nắm lại quẻ tượng bên trong biểu hiện kia một tuyến xa vời sinh cơ. Tiêu phàm nếu như không nghĩ tại cái này phong ấn chi địa mất mạng. Muốn chạy thoát lời nói, liền nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận kia phiến cửa đá, thừa dịp đoàn người đều không chú ý thời điểm, mở ra cửa đá bỏ trốn mất dạng. Tại đây đại điện nguyên anh cấp cao thủ dưới mí mắt làm loại sự tình này, tỷ lệ thành công đến cùng lớn bao nhiêu một phần trăm, ngàn phần có một, hay là ngàn chọn một. Tiêu phàm không biết, nhất là tại bóng người màu đen kiên trì không chịu rời đi huyết chỉ tình hình phụ cận phía dưới, tiêu phàm cảm thấy tỷ lệ thành công khả năng ngay cả ngàn chọn một cũng chưa tới. Dù sao nguyên anh hậu kỳ quỷ tu tại thần niệm chi lực bên trên cường đại, xa không phải phổ thông nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Dù coi như cùng là hậu kỳ tu sĩ chấn nhạc thần quân cùng tam thủ ma lang, tại thần niệm chi lực bên trên khả năng cũng không bằng quỷ tu cường đại như vậy cứ như vậy nghênh ngang đi tiến vào huyết vụ, lại từ bóng người màu đen bên người thần không biết quỷ không hay sượt qua người, tiếp cận kia phiến cửa đá. Tiêu phàm đều có chút ngượng ngùng nghĩ tiếp, thế nhưng là, đây là hắn cùng hoàng đường sinh cơ duy nhất. Mặc kệ thành công xác suất nhiều nhỏ, cũng mặc kệ nguy hiểm lớn bao nhiêu, hắn đều không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mạo hiểm tiến lên, mà lại, tiêu phàm còn không thể trì hoãn quá lâu thời gian, nó một. Ở đây đợi thời gian càng dài, bại lộ khả năng càng lớn, hai, hoàng đường ẩn nấp chi thuật, chỉ có thể kiên trì chừng nửa canh giờ. Một khi hoàng đường bại lộ, cũng chẳng khác nào tiêu phàm bại lộ. Lấy tiêu phàm tính cách, tuyệt đối không thể đem hoàng đường bỏ xuống. Một mình chạy trốn, ngay tại tiêu phàm xoắn suýt thời điểm, bên tai lại vang lên hoàng đường truyền âm thanh âm, hắn giống như không động đậy. Tiêu phàm không khỏi khẽ giật mình, lúc này mới định thần lại, lần nữa tử quan sát kỹ trong huyết vụ tình hình, chỉ thấy thiên minh tử khoanh chân ngồi tại huyết chỉ phía tây, tay trái bấm quyết, tay phải liên tục không ngừng đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến bạch cốt điểm bên trong, dù coi như bên ngoài đánh cho long trời lở đất, thậm chí tam thủ ma lang đều đã mở miệng cầu viện, thiên minh tử lại mảy may đều không có đứng dậy giúp đỡ chi ý. Xem ra như là thiên minh tử mình lời nói, cử âm điểm luyện chế đến cần gấp nhất quan khẩu. Hắn thực tế không thể tự ý rời, có lẽ đây chính là bọn họ cơ hội, hai người dính sát đại điện một bên, chậm rãi tiềm hành, trong điện một đống lớn nguyên anh cấp cao thủ, sửng sốt không ai phát giác được tung tích của bọn hắn. Tự nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn tự tin, không người có lá gan lớn như vậy. Thiên minh tử, người có phải hay không có quỷ kế gì? Mắt thấy ngân sắc trên ngọn núi truyền ra khí thức càng ngày càng là cường đại, tam thủ ma lang càng là nôn nóng, gọn gàng dứt khoát liền chất vấn lên, lại không có nửa phân khách khí. Thiên minh tử vẫn như cũ rất bình thản nói, sói huynh, người cũng biết, dù coi như cửu âm điểm luyện thành, muốn mở ra thông đạo, chỉ dựa vào ta lực lượng cá nhân là tuyệt đối không đủ, không có người sói huynh liên thủ, cuối cùng bất quá là kính hoa thủy nguyệt thôi. Cho nên, quỷ kế loại hình, sói huynh hay là không muốn nghĩ như vậy tốt. Tốt, ta lại tin ngươi một lần, tam thủ ma lang tựa hồ cũng là rất trực sảng tính cách, thiên minh tử một câu giải thích, lập tức liền tin, trên mặt tàn khốc lóe lên, hét lớn một tiếng, tăng lớn hướng viên châu bên trong linh lực rót vào, một cỗ đồng dạng kinh người khí thức cuồng bạo, phóng lên tận trời, tựa hồ không tại ngân sắc sơn phong bộc phát khí tức phía dưới. Mặc dù chấn nhạc thần quân tu luyện công pháp có thể bộ phân khắc chế tam thủ ma lang công pháp, chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng cũng chưa lấy được ưu thế áp đảo. Tam thủ ma lang chỉ thủ không công, chấn nhạc thần quân muốn triệt để đánh bại vị này cùng giai cao thủ, không hề dễ dàng. Huynh đệ, cẩn thận chút, hoàng đường nhắc nhở một câu, hai lớn đỉnh tiêm cao thủ chính diện đối quyết, liên lụy phạm vi khẳng định tiểu không được hai người bọn họ hiện tại loại tình hình này, chân khí pháp lực cũng không thể tùy tiện vận dụng, vạn nhất bị bảo vật uy năng lan đến gần, coi như phiền phức. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, thoảng qua thêm nhanh hơn một chút bước chân, cùng hoàng đường cùng một chỗ, trốn đến một cây cột đá phía dưới. Trừ huyết chỉ bên kia tám cây cột đá bên ngoài, đại điện bên trong còn có không ít cao lớn màu nâu đen cột đá, điêu khắc cổ pháp hoa văn. Tiêu phàm là trận pháp đại sư, một chút liền có thể nhìn ra được, những này cột đá chính là đại điện cấm chế trận nhãn chỗ, bản thân liền thụ đến đại điện cấm chế cường lực bảo hộ. Vừa mới trốn đến cột đá về sau, chính là ầm vang một tiếng thật lớn, một cỗ trói mắt ánh sáng màu bạc bỗng nhiên tràn ngập đại điện bên trong. Dù coi như trốn ở cột đá về sau, tiêu phàm vẫn như cũ có thể cảm thấy kia cỗ uy mãnh vô đúc khí thức, tại toàn bộ đại điện bên trong cuồn cuộn mà qua, cuồng phong gào thét, vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, tam thủ ma lang khí tức lập tức liền biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ bị triệt để ngăn chặn. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, huyết trì bên kia tựa hồ cũng có chút động tính. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, tràn ngập cả tòa đại điện ánh sáng màu bạc cùng uy mãnh khí tức mới rốt cuộc dần dần chìm xuống. Hai tiếng buồn bực hư đồng thời truyền đến, Tiêu Phàm nghe được rõ ràng, tựa hồ là từ chấn nhạc thần quân cùng tam thủ ma lang miệng bên trong phát ra tới. Tốt, rất tốt, Thiên Minh đạo hữu rốt cuộc chịu ra tay. Chốc lát, chấn nhạc thần quân thanh âm lạnh lùng vang lên, ngữ khí băng lãnh, mang theo nói không nên lời phẫn uất chi ý. Huyết trì phương hướng, lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, chính là thiên minh tử thanh âm. Phụ thân, người thế nào? Hai cái âm thanh trong trẻo đồng thời vang lên, tiêu phàm từ cột đá về sau thăm dò xem xét, lại chỉ thấy kia hai đầu cùng thương kỳ tranh đấu thân thể kiều tiểu nhân ma thú, đã đem thương kỳ ném qua một bên, song song đi tới tam thủ ma lang bên người, kiều thanh hỏi, hoàn toàn là nhân loại tu sĩ thiếu nữ trẻ tuổi tiếng nói tam thủ ma lang sắc mặt càng thêm xám xanh, ở giữa trên đầu cái kia phá trong động, mục nát máu chảy trôi càng nhiều, hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng nói, chết không được. Chấn nhạc thần quân, tuyệt chiêu của ngươi, lão lang đã đều lĩnh giáo qua, chúng ta lại đến. Tóm lại không chết không thôi, tam thủ ma lang lập tức hướng về phía chấn nhạc thần quân giận dữ hết, tựa hồ thật sự nổi giận. Chấn nhạc thần quân liếc nhìn hắn một cái, nguyên bản trắng noãn trên mặt, nhiều hai bôi đỏ ửng chỉ là cái này đỏ ửng nhìn qua, hơi có chút không lớn bình thường, nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường ý cười, lạnh lùng nói, đến lúc này, người vẫn là như vậy mạnh miệng. Không chết không thôi, hắc hắc, người cảm thấy người có mấy thành cơ hội. Tam thủ ma lang cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ mấy thành cơ hội, cũng nên đánh tới cuối cùng mới biết được. Mặc dù công pháp của ngươi là có thể bộ phân khắc chế lão phu, nhưng ngươi cho rằng, lão phu chỉ có ngần ấy thủ đoạn không thành. Thật sao, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, không ngại đồng loạt xuất ra muốn đánh liền đánh thống khoái. Tốt, vậy liền đánh thống khoái. Tam thủ ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay khẽ vẫy, một đầu đen nhánh lang nha bổng nổi lên, song tay nắm chặt, hung hăng hướng chấn nhạc thần quân vung mạnh đi. Mắt thấy cái này lão ma sói thẹn quá hóa giận, chấn nhạc thần quân miệng thảo luận phải khinh thường, thủ hạ còn thật không dám khinh thường, lúc này ngưng thần đối địch. Hai tên dáng người kiều tiểu nhân ma thú, đồng thời dương một tay lên bên trong binh khí, liền muốn tiến lên giáp công nghĩ dựa đa số thắng A, từng tiếng lạnh quát vang lên, một đầu thật dài Nguyễn Tiên Ba vùng đi qua, thích phu nhân kịp thời ở một bên chặn đứng tam thủ ma lang hai tên nữ nhi. Lần này, cường thi đối mặt thương kỳ, thiên sơn quân lại bị một tên quỷ vật cuốn lấy. Trong khoảnh khắc, đại điện bên trong lại đánh thành một đoàn. Huyết trì bên kia, huyết phụ từng đợt lăn lột, lại đem hai bên ngăn cách mở, nếu không phải tiêu phàm tu luyện có thiên nhãn thần thông, máu xương mù tình hình bên trong, kia là nửa điểm đều không nhìn thấy mắt thấy cái này rất nhiều nguyên anh cấp cao thủ đánh nửa ngày, vẫn như cũng không người phát giác được bọn hắn tồn tại, tiêu phàm hoàn toàn yên tâm. Xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp mình cùng hoàng đường ẩn nấp chi thuật. Đại điện bên trong chiến hỏa tái khởi, đúng là bọn họ cầu còn không được cơ hội tốt, hai người bình tức tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng về huyết vụ bên kia trượt mà đi. Tiêu phàm sớm đã thấy rõ ràng, cái này huyết trì chung quanh, là đại điện bên trong cấm chế chi lực mạnh nhất chỗ, trừ đại điện pháp trận cấm chế, lấy cái này huyết chỉ làm trung tâm, còn bố trí một cái phòng hộ pháp trận. Nếu không, đại điện bên trong cái này rất nhiều cao thủ đánh tới đánh lui, thiên minh tử đã sớm ngồi không yên. Bất quá, tiêu phàm cũng nhìn ra, huyết trì chung quanh bố trí phòng hộ pháp trận, tựa hồ chỉ nhằm vào pháp thuật công kích hữu hiệu, một chút pháp bảo ngẫu nhiên cũng biết bay nhập trong huyết vụ, huyết vụ đối này cũng không ngăn trở. Cái này phòng hộ pháp trận cố nhiên kỳ diệu, nhưng tiêu phàm hay là rất nhanh liền tìm được sinh môn chỗ. Từ sinh môn tiến vào, chẳng những là phá trận chính xác con đường, đồng thời cũng sẽ không phát động pháp trận cấm chế chi lực, là toàn bộ pháp trận miễn trừ chỗ. Dù là như thế, tại bước vào huyết vụ nháy mắt, tiêu phàm vẫn cảm thấy lưng chỗ lạnh lẽo, toàn thân mồ hôi lạnh không chỗ ở ra bên ngoài bốc lên. Hắn hiện tại vị trí, cùng xếp bằng ở cột đá phía dưới nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, chỉ vài trượng xa. Khoảng cách gần như thế, một khi bị thiên minh tử phát giác, xuất thủ đối phó hắn, lấy giữa hai bên thực lực cách xa, tiêu phàm cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ chỗ trống Cũng không biết là bọn hắn ẩn nấp chi thuật đặc biệt xuất chúng, hay là vận khí phi thường tốt, có lẽ tiêu phàm phá trận tiêu chuẩn cực cao, tóm lại hai người chậm rãi qua đi, vậy mà không làm kinh động bất luận kẻ nào. Toàn thân bao khỏa tại xương mù màu đen bên trong thiên minh tử, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên huyết trì trống không cửu âm bạch cốt điểm phía trên. Cùng vừa rồi tướng so, cái này bạch cốt điểm màu sắc lại trở nên trắng bạch mấy phân, nguyên bản lít nha lít nhít tơ máu cùng lượn lờ hắc khí, ảm đạm không ít. Tiêu phàm cứ việc đối quỷ đạo Pháp bảo biết không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra được, cái này bạch cốt điểm tựa hồ còn không bằng lúc trước. Có lẽ là từng tế luyện trình xuất hiện vấn đề gì, có lẽ cùng vừa rồi thiên minh tử ra tay trợ giúp tam thủ ma lang chống cự trấn nhạc thần quân có quan hệ. Tóm lại thiên minh tử hoàn toàn không có tinh lực đi chú ý cùng cái khác, mười ngón như vòng, không ngừng đem từng đạo chân khí pháp lực đánh vào đến bạch cốt điểm bên trong, cả người quấn hắc khí từng đợt chấn động cuồn cuộn, cho thấy phải nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Cơ hội khó được, tiêu phàm kìm lòng không đặng thoảng qua thêm nhanh hơn một chút bước chân, hướng huyết chỉ phía đông kia phiến cửa đá ra tốc đi đến. Thẳng tắp khoảng cách chỉ có chừng 10 trượng, nhưng tiêu phàm tự nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp đi qua, như vậy, dù coi như thiên minh tử lực chú ý lại tập trung ở bạch cốt điểm phía trên, vẻn vẹn thẳng dựa vào một điểm dư hơi thở cũng rất có thể phát hiện dưới mí mắt hai cái này to gan lớn mật ra hỏa trung quy đây là một tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tiêu phàm phía bên phải bảy bước, lui ra phía sau ba bước, lại hướng trái bốn bước. Thật giống như dẫm lên mai hoa thung, như thế không chỗ ở tiến vào tiến thối lui, mới có thể bảo chứng mình từ đầu đến cuối đi tại chính xác lộ tuyến phía trên, không đến mức không cẩn thận liền xúc động phòng hộ đại trận cấm chế. Bọn hắn ẩn nấp chi thuật, có thể giấu giếm được những này nguyên anh cao thủ thần niệm cùng tai mắt. Nhưng không thấy phải cũng có thể giấu giếm được pháp trận cấm chế chi lực đến dạng này quan trọng trước mắt quả nhiên là một bước cũng không thể đi sai bước nhầm nếu không chính là phí công nhọc sức hoàng đường không giữ lại chút nào tiến nhiệm tiêu phàm đi theo phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi tuyệt không đi nhầm nửa bước lúc trước còn rất lo lắng thương kỳ tiến vào huyết vụ về sau không nhìn thấy bên ngoài tranh đấu cũng liền hết sức chuyên chú cái này mười trượng khoảng cách đã đi nửa khắc đồng hồ quang cảnh mới rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới đi tới kia phiến cửa đá trước đó tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cái này phiến trên cửa đá, khác rõ có chút phức tạp của pháp phù văn, đặt trước kia, tiêu phàm đối diện với mấy cái này của pháp phù văn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng là từ khi tinh viêm quyết đột phá đến tầng thứ ba về sau. Viêm linh chi nhận bên trên thoáng hiện chính là như vậy phù văn, tiêu phàm sớm đã có lĩnh ngộ. Nói cách khác, cái này trên cửa đá phù văn, cổ lão đến có thể cùng viêm linh đánh đồng. Mà viêm linh, thì là vô cực thiên tôn đại đạo sơ thành thời điểm, chém giết phương nam cách hỏa tinh linh. Bọn hắn đều là đồng thời thay mặt, nếu như cái này phiến cửa đá là lấy cái khác phù văn tiến hành phong ấn cấm chế. Tiêu phàm thân ở ẩn nấp bên trong, không có thể vận dụng quá nhiều chân khí pháp lực, muốn không hiển sơn không lộ thủy phá vỡ cái này phong ấn, kia là tuyệt đối không thể. Vì đoạt thời gian, chỉ có thể dựa vào man lực cưỡng ép phá cửa. Nếu không, cùng thiên minh tử vừa ra tay, hắn cùng hoàng đường liền chết không có chỗ trôn nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, dù coi như cùng hoàng đường liên thủ, dốc hết toàn lực, cũng vô pháp tại cực trong thời gian ngắn phá cửa mà đi, sau lưng không đến 10 trượng chỗ an vị lấy một tên nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Bọn hắn tối đa cũng liền có một kích thời gian, một kích không thể đắc thủ, thiên minh tử nơi nào sẽ còn cho bọn hắn kích thứ hai cơ hội. Nhưng mà loại này hết sức quen thuộc phù văn, vậy liền coi là chuyện khác. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một trương thiên phù lá vô thanh vô tức bắt ở trong lòng bàn tay, đem hai tay lồng tại trong tay áo Ngón trò tay phải không ngừng huy động, miệng lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí, đánh vào đến thiên phù lá bên trong. Tiêu Phàm ngay tại chế tác bài trừ phong ấn linh phù. Dạng này linh phù, chỉ cần có thể một hơi luyện được tầm 10 tấm, lại một hơi toàn ném ra bên ngoài, Tiêu Phàm chỉ ít có 8 thành trở lên nắm chắc, có thể nhất cử phá cửa. Về phần cái này phiến thạch cửa mở ra về sau, cửa bên kia là một thế giới ra sao, có phải là có thể đào thoát thiên minh tử cùng cái này một phòng nguyên anh cấp cao thủ truy sát, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết cũng một mực mặc kệ. Thế cục hiểm ác như vậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật giống như hoàng đường vô điều kiện mà tin tưởng hắn, hắn cũng nhất định phải vô điều kiện tin tưởng mình xem bói kết quả. Hướng đông, một chút hy vọng sống tất cả nơi này, nếu như quẻ tượng phạm sai lầm, kia cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói là mệnh chung chú định. Không dựa theo quẻ tượng chỉ điểm đi làm, hướng những phương hướng khác đi, càng là đường đến chỗ chết. Vô luận là quỷ vật mà thú hay là đã biết hắn từ tàng hóa yêu nước yêu thú, phương kia chiến thắng đều sẽ không bỏ qua hắn. Lần này trong tay áo chế phù như có thần trợ, xác suất thành công cực cao, ngày bình thường ba tờ linh phù có thể có một chương luyện chế mà thành, đã coi như là rất không tệ, lần này, tiêu phàm luyện chế phá cửa linh phù xác suất thành công, vậy mà đạt tới kinh người năm thành, mỗi hai tờ linh phù, liền có một chương luyện chế thành công. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ quang cảnh, tiêu phàm liền đã luyện thành tám tờ linh phù, chỉ cần lại luyện thành hai tấm, liền có thể nhất cử phá cửa hoàng đường đã bắt đầu thúc giục nói cho tiêu phàm hắn ẩn nấp chi thuật nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ tả hữu liền sẽ mất đi hiệu lực lưu cho thời gian của bọn hắn thực tế không nhiều duy nhất khiến người vui mừng là từ đầu đến cuối thiên minh tử đều tựa hồ không có phát hiện bọn hắn tồn tại đối bọn hắn hờ hứng chỉ lo toàn lực tế luyện cửu âm bạch cốt điểm kỳ thật coi như thiên minh tử biết bọn hắn trốn ở chỗ này vì cửu âm bạch cốt điểm luyện chế không ra nửa phân sai lầm chỉ sợ cũng sẽ trang làm như không thấy được. Hai tên kẻ ngoại lai tính mệnh cùng cửu âm bạch cốt điểm luyện chế tương đối mà nói, căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Vô luận tiêu phàm cùng hoàng đường là lưu cũng tốt, là trốn cũng được, tính được cái gì. Đang lúc tiêu phàm âm thầm tâm hỉ, biến cố lại đột nhiên xuất hiện phát sinh. Chỉ thấy kia xoay chậm chậm cửu âm bạch cốt điểm bên trên, tơ máu cùng hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, nhan sắc càng ngày càng trắng bệch, bị hắc vụ bao vây lấy thiên minh tử đột nhiên đứng dậy, quát khẽ một tiếng, miệng hơi mở, một đạo tối om sương ngủ hướng về cửu âm bạch cốt điểm phun tới. Đạo này trong hắc khí, ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh lực. Cửu âm bạch cốt điểm bị cái này cố kinh khủng linh lực ép một cái, lập tức toàn thân lắc một cái, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phân. Tựa hồ cũng phồng lớn mấy phân, từ lớn hơn một xích tiểu biến thành thước dưới lớn nhỏ, nhưng cũng chỉ thế thôi, tại không có biến hóa khác. Thiên minh tử không chút nào dừng lại, lại là một ngụm hắc khí phun ra liên tiếp phun ra ba miệng hắc khí về sau, thiên minh tử quanh thân quấn xương mù lượn quanh trở nên cực kỳ mỏng manh, tiêu phàm cùng hoàng đường nhưng như cũng không thể nhìn rõ diện mục thật của hắn, bởi vì trong hắc khí, cái gì cũng không có, nhưng thiên minh tử kia tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ linh lực kinh khủng ba động rõ ràng vẫn còn, phảng phất cái này cuồn cuộn không ngừng xương mù màu đen, chính là bản thể của hắn. Quỷ đạo công pháp vốn là thần bí dị thường, vô luận cái này thiên minh tử là loại nào hình thể, đều không có gì lạ. Mà giờ khắc này cửu âm bạch cốt hỏng, rốt cục lên 10 điểm biến hóa rõ ràng. Toàn bộ cửu âm bạch cốt hỏng bỗng nhiên phồng lớn, biến thành là kính trượng lớn nhỏ xương điểm, tại xương khớp núi tương liên chỗ, thế mà mọc ra hai con nho nhỏ sừng nhọn. Thảm màu trắng, nhìn qua lại không phải phổ thông sừng nhọn, mà là cùng trong truyền thuyết sừng rồng có phần giống nhau đến mấy phần. Ngay sau đó, một đạo tiếng long ngâm bay thẳng cửu tiêu, bạch cốt điểm bỗng nhiên bắn ra, thẳng băng. Đảo mắt hóa thành một đầu dài hai, ba trượng cốt long. Tại phía trên ao máu lăn lộn gào thét, tiếng như lôi chấn. Nguyên bản nhan sắc đã từ tươi hồng biến thành màu hồng huyết trì nước, gấp gáp quay cuồng lên, từng tia từng sợi tơ máu, không ngừng hướng về cốt long mở ra tuyết trắng lớn trong miệng dũng mãnh lao tới, mà trong huyết trì huyết thủy thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trở thành nhạt, từ đào hồng biến thành đỏ nhạt, dần dần có biến thành thanh thủy tư thế. Tiêu Phàm mặc dù chưa từng tu luyện qua quỷ đạo cùng máu đạo công pháp, nhưng cũng một chút liền có thể nhìn ra được thiên minh tử đây là cưỡng ép kích phát cửu âm bạch cốt điểm bản nguyên chi lực đem huyết chỉ bên trong tàn dư một điểm cuối cùng huyết khí đều bước ra dùng cho bảo vật cuối cùng tế luyện chẳng những huyết chỉ bên trong huyết khí tại hướng cốt long trong miệng hội tụ ngay cả bốn phía kia nồng đậm vô so huyết phụ cũng đang nhanh chóng biến mất bị cốt long từng ngụm từng ngụm thôn phệ cái này trong huyết phụ cũng ẩn chứa không ít huyết khí cùng âm khí tinh hoa bất quá trong chốc lát xương máu dày đặc liền bị hấp thụ phải không còn một mảnh cốt long trắng noãn thân thể bên trên, lần nữa hiện ra lít nha lít nhít tơ máu, thân thể cũng dần dần biến thành màu nâu đen, so sánh dưới, tơ máu liền rất không thấy được, cùng cốt long hấp thu âm khí kém xa. Đang cùng yêu thú kịch chiến cương thi thấy thế, nhịn không được kêu lớn, đại ca, huyết thực không đủ. Thiên minh tử đã đem huyết chỉ một điểm cuối cùng huyết khí cũng bước ra, cả hồ huyết thủy đều hóa thành thanh thủy, trong nước các loại yêu thú xương cốt cùng khung xương, có thể thấy rõ ràng. Dù là như thế, huyết thực vẫn như cũ không đủ, xương trên thân rồng lít nha lít nhít tơ máu, lại bắt đầu một chút xíu ảm đạm đi. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng đình chỉ tranh đấu, ngước mắt nhìn không chung cốt long, nghĩ nên biết được món trí bảo này luyện chế kết quả cuối cùng như thế nào. Ngay cả tiêu phàm đều không ngoại lệ, ngay lúc này, kia cốt long huyết hồng hai mắt, bỗng nhiên hướng hắn vị trí nhìn sang, ánh mắt nhấp nháy, lại là ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tiêu phàm chỉ cảm thấy trên tay chữ vật vòng tay chấn động, một cái tiểu xảo bình ngọc tinh xảo, bỗng nhiên từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra, hướng về cốt long phương hướng bay đi. Chính là con kia chứa ba viên huyết đan bình ngọc, cái này ba viên huyết đan, hay là tiêu phàm ở địa cầu thời điểm, từ mặc tư bảo dưới mặt đất huyết hải chỗ sâu nhất đạt được, áp xúc lấy vô số sinh mệnh huyết chi tinh hoa, ban sơ tiêu phàm đạt được chính là bốn khỏa, trong đó một viên dùng cho luyện đan. Về sau phát hiện những này huyết đan dược lực quá mức bá đạo, không có tu luyện máu đạo công pháp tu sĩ ăn về sau, có 10 điểm nghiêm trọng di chứng, tiêu phàm liền không tiếp tục dùng huyết đan làm thuốc. Dù sao hắn còn nhiều ngàn năm linh dược thậm chí là 10.000 năm linh dược, cũng có thể dùng những linh dược này luyện đan. Còn lại cái này ba viên huyết đan, vẫn cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong, lại không động tới. Ai biết bây giờ lại bị cốt long trực tiếp vời tới. Cái này bình ngọc miệng bình, tiêu phàm thế nhưng là lấy phù lục gia phong, lại còn là không thể ngăn trở cốt long điều tra. Cái này cũng chứng minh tiêu phàm tại phù lục chi đạo bên trên cùng vô cực thiên tôn thiên xoa địa viễn kia bình ngân dược lôi bằng tinh huyết, vô cực thiên tôn tự mình phong ấn, cốt long liền không cảm ứng được. Dù sao cửu âm bạch cốt điểm coi như triệt để luyện thành, cũng bất quá là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo, lại có thể nào cùng vô cực thiên tôn thần kỳ đánh đồng. Bất quá trong lúc này, tiêu phàm nơi nào còn kịp nghĩ nhiều như vậy. Lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, không cần suy nghĩ, đưa tay liền hướng na bình ngọc bắt tới. Cái này một điều động pháp lực, ẩn nấp chi thuật lập phá, thân hình hiển lộ mà ra, Bại lộ tại một đại bang mãnh nhân dưới mi mắt. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, quanh thân không khí lập tức trở nên cứng như kim thiết, lập tức liền đem hắn cầm cố lại, lại cũng khó có thể động đậy mảy may. Tiêu Phàm kinh hãi, không cần suy nghĩ, quát lên một tiếng lớn, thể nội chân nguyên lưu chuyển, liền muốn kích phát cự linh biến thân, lấy sau khi biến thân cự lực đến tránh thoát cái này giam cầm. Lấy hắn đạt đến tại đại thành cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông, dù coi như là thiên minh tử trực tiếp xuất thủ, cũng rất khó đơn thuần dựa vào pháp thuật chi lực đem hắn giam cầm tại đất. Chỉ tiếc, động tác của hắn dù nhanh, thiên minh tử động tác càng nhanh. Một con bàn tay lớn đen thui không có dấu hiệu nào tại tiêu phàm trước người nổi lên, còn không có cùng tiêu phàm kích phát cự linh biến thân, đã đem hắn chặn ngang một phát bắt được. Tiêu phàm chỉ cảm thấy một cỗ không hề tầm thường đại lực từ đen nhánh đại thủ bên trên truyền đến, lập tức đem hắn toàn thân pháp lực đều ngăn chặn, đừng bảo là kích phát cự linh biến thân, ngay cả một tia pháp lực đều điều động không được dù sao hắn vẫn chỉ là một chân bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ đối mặt lại là một tên nguyên anh hậu kỳ quỷ đạo đại tu sĩ dù coi như là vừa vặn tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉ sợ giờ này khắc này cũng không có bao nhiêu chỗ trống để né tránh đen nhánh lớn tay nắm chặt lại liền đem tiêu phàm hướng trên huyết trì không kéo đi họ tiêu tiểu tử cách đó không xa thiên sơn quân hung tợn kêu lên gắt gao tiếp cận tiêu phàm hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm tới chỉ bất quá dưới mắt tiêu phàm bị thiên minh tử khống chế thiên sơn quân nên cũng không dám vì tiện hướng tiến vào huyết chỉ phạm vi đi còn có đầu kia lắc đầu vẫy đuôi cốt long cũng cho người cực kỳ nặng nề uy áp cảm giác thậm chí so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cho người uy áp cảm giác còn cường đại hơn ba phân tựa hồ bất luận cái gì có máu có thịt sinh mạng thể vừa đến trước mặt của nó cũng có thể bị nó một ngụm thôn phệ đạo hữu tại lão phu dưới mí mắt chơi lâu như vậy tiểu động tác cũng nên đủ chứ thiên minh tử đầu mỏng manh trong hắc vụ hiện ra hai điểm huyết hồng quang trạch, như là hai con mắt, nhìn Tiêu Phàm một chút, Từ Tốn nói: Nguyên lai like, hắn đã sớm phát giác được Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường tồn tại, chỉ là tập trung tinh thần đều nhào vào cửa âm bạch cốt điểm tế luyện phía trên, trong lúc nhất thời căn bản không rảnh để ý tới. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường thật có thể phá giải kia phiến trên cửa đá thượng cổ phong ấn. Những cái kia phù văn thực tế quá cổ xưa, cổ lão đến ngay cả hắn năm đó đều hoa thời gian rất dài đến một nghiên cứu một chút phá giải. Nếu không phải cửu âm bạch cốt điểm tự hành làm ra phản ứng, thiên minh tử chỉ sợ đến bây giờ cũng còn không có thời gian đi để ý tới tiêu phàm hai người. Lạnh nhạt nói một câu như vậy, thiên minh tử lập tức nâng tay khẽ vẫy, đem cái kia bay hướng cốt long miệng rộng bình ngọc bắt tới. Cửu âm bạch cốt điểm ký thác bọn hắn trở về thất dạ giới toàn bộ hy vọng, thành bại ở đây dơ lên, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý cái này lai lịch không rõ bình ngọc bị cốt long nuốt xuống đi, cũng nên trước xác định một chút là cái gì. Trên bình ngọc phong ấn phù lục bị dễ như trở bàn tay xé xuống, một cỗ nồng đậm vô so huyết tinh chi khí, phóng lên tận trời. Lập tức ba đám huyết sắc quang hoa từ trong bình ngọc bay nhanh mà ra, phát ra trận trận kêu khẽ, liền muốn thoát khốn mà đi, như có lẽ đã có linh tính. Huyết đan, dù là thiên minh tử nhất quán chấn định như hằng, lần này cũng là lên tiếng kinh hô, ngữ khí run rẩy Mang theo vẻ mừng như điên, lập tức vung tay lên, một cỗ vô hình cấm chế chi lực bao phủ xuống, lập tức liền đem ba đám huyết sắc quang hoa một mực giam cầm trong đó, đảo mắt hóa thành ba viên huyết đan, trong hư không xoay tít đảo quanh, phảng phất còn muốn trốn bán sống bán chết. Thật sự là huyết đan, thiên minh tử hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ chi tình, run giọng nói. Cương thi cùng trắng muốt khô lâu cũng cả kinh ngốc, liếc mắt nhìn nhau, đều không chịu được cuồng hỉ không thôi. Bọn hắn sở dĩ cùng nhóm này yêu thú đánh cho người chết ta sống. Đơn giản liền là vì đạt được đầy đủ huyết thực, để cuối cùng hoàn thành cửu âm bạch cốt điểm tế luyện. Bây giờ bỗng nhiên đạt được ba viên ẩn chứa vô số máu đạo tinh hoa huyết đan, kia còn dùng liều mạng như vậy làm gì? Cửu âm bạch cốt điểm biến thành đầu kia cốt long, càng là hai mắt máu lóng lánh, một mực tiếp cận thiên minh tử trước mặt ba viên huyết đan, lắc đầu vẫy đuôi, chỉ muốn mãnh nhào tới, một ngụm liền đem ba viên huyết đan nuốt xuống. Thiên minh tử nhìn qua tiêu phàm, trầm giọng hỏi, tiểu hữu, người cái này huyết đan là từ đâu mà đến? Tiêu phàm tại bàn tay lớn màu đen giam cầm phía dưới, đã ngay cả vận ba lần chân khí, lại không thể dung chuyển đại thủ mảy may, trong lòng sớm đã hãi nhiên. Cái này nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ cùng phổ thông nguyên anh sơ kỳ giữa các tu sĩ, quả nhiên là thiên xoa địa viễn. Hắn có thể dùng mưu lợi thủ đoạn diệt sát biến dị báo gấm, cũng có thể cùng oán linh hợp tác diệt sát đã có nguyên anh trung kỳ tu vi ngân cầu vòng tiên tử, tại thiên minh tử trước mặt, lại không có chút nào chỗ trống để né tránh. Bất quá dù vậy, tiêu phàm cũng chưa từ bỏ cầu sinh suy nghĩ cho tới bây giờ hắn cũng còn không dùng tận sau cùng thủ đoạn thấy thiên minh tử hỏi tiêu phàm liền là đàng hoàng đáp tiền bối cái này huyết đan là tại một chỗ dưới mặt đất huyết hải dưới đáy đạt được vãn bối chui vào huyết hải dưới đáy mấy trăm trượng chỗ sâu mới đến như thế ba viên huyết đan thiên minh tử cười nhạt một tiếng nói không đúng sao tiểu hữu lão phu trên người ngươi cảm ứng được cùng huyết đan giống nhau như đúc khí tức xem ra cái này huyết đan ngươi còn từng nuốt chỉ ít một viên, đúng không? Mà lại, trong cơ thể ngươi còn có cực kỳ tinh thuần cự linh thú huyết mạch, chính ngươi lại là cực kỳ thuần chính nhân loại tu sĩ, vậy đã nói rõ, ngươi từng nuốt đại lượng cự linh thú nội đan cùng tinh huyết, có phải như vậy hay không? Tiêu phàm không khỏi hãi nhiên biến sắc, cái này vô hình vô thể lão quỷ, vậy mà như thế cao minh, đơn thuần bằng cảm ứng, thế mà liền có thể đem trong cơ thể hắn tình hình nói đến không kém chút nào. Chốc lát, tiêu phàm từ đáy lòng nói, Tiền bối mắt sáng như đuốc, nói đến lại đối cũng không có. Cứ việc Thiên Minh Tử rõ ràng đối với hắn không có hảo ý, nhưng phần này bản sự, Tiêu Phàm cũng là thật bội phục, cùng Thiên Minh Tử là bạn là địch cũng không quan hệ. Rất tốt, Tiểu Hữu là đầu hảo hán tử, có những này huyết đan, lại thêm tiểu Hữu tinh huyết trong cơ thể, ta muốn hoàn thành cửu âm bạch cốt điểm cuối cùng tế luyện, hẳn là không sai biệt lắm. Thiên Minh Tử hào không kiêng kỵ nói, trực tiếp liền đem Tiêu Phàm xem như một người chết. Đúng lúc này chấn nhạc thần quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một sợi mỉa mai chi ý, lạnh nhạt nói: Thiên Minh Đạo Hiếu cũng không tránh khỏi quá tự cho là đúng đi. Thật đem chúng ta cũng làm thành người chết rồi sao? Tiêu Đạo Hiếu là ta thương khung núi một viên, Thiên Minh Đạo Hiếu muốn đem hắn huyết tế, tổng cũng muốn hỏi một chút chúng ta những này thương khung núi đồng đạo ý kiến mới là. Thiên Minh tự nghiêng đầu đi, nhìn về phía chấn nhạc thần quân, nhẹ nói: thật sao? Bất quá trong mắt ta tiêu tiểu hữu thấy thế nào đều là một tên cực kỳ thuần chính nhân loại tu sĩ, cùng thần quân có quan hệ gì. Các người đều là yêu thú, nhân loại tu sĩ, chỉ lần này một người mà thôi. Chấn nhạc thần quân cười lạnh nói, tiêu đạo hữu cố nhiên là nhân loại tu sĩ, lại tại ta thương khung núi sinh sống ba bốn năm, từng nuốt vô số cự linh thú nội đan tinh huyết, tu luyện cự linh nhất tộc hai đại thiên phú thần thông, cùng lâm lang sơn thương hiền đệ hoàng hiền đệ càng là sinh tử chi giao, sớm đã tính được là chúng ta thú tộc đồng đạo một viên nếu không bản thân quân há lại sẽ đem hắn cùng nhau đưa vào nơi đây thiên minh đạo hữu muốn giết hắn dễ dàng chúng ta ai cũng cứu giúp không được nhưng muốn ngay trước chúng ta cái này rất nhiều thương khung núi đồng đạo trước mặt hoàn thành bảo vật tế luyện người cho rằng thật có thể làm đạt được a à? thiên minh tử hừ lạnh một tiếng nói thần quân là buộc lão phu xuất thủ cùng các ngươi một quyết thắng thua sao thần quân tự nhận một khi lão phu thân tự xuất thủ các ngươi có mấy thành phần thắng. Ngươi chấn nhạc thần quân cùng tam thủ ma lang một đôi một, có lẽ có thể chiếm thượng phong, nhưng tăng thêm ta thiên minh tử, lại đem như thế nào. Thiên sơn quân thần sắc trên mặt biến đổi, nhìn về phía chấn nhạc thần quân, đang muốn mở miệng, chấn nhạc thần quân đã khoát tay chặn lại ngừng lại hắn, đối thiên minh tử nói, thiên minh đạo hữu nếu như thân tự xuất thủ, bản thần quân xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng kể từ đó, người món bảo vật này tế luyện liền muốn phí công nhọc sức, Thiên Minh Đạo Hiếu thật có thể dưới được quyết tâm này. Không thể, Thiên Minh Tử cũng đàng hoàng nói. Lời vừa nói ra, quỷ vật cùng ma thú đều đều người người biến sắc. Tam thủ Ma Lang không chịu được kêu lên, Thiên Minh Đạo Hiếu, người đây là ý gì? Theo lão lang chỉ ý, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem những người ngoại lai này đều thu thập sạch sẽ, lại lại tế luyện bảo vật không muộn. Chỉ cần chúng ta liên thủ nhất trí, rất dễ dàng liền có thể đem những người ngoại lai này giết sạch. Lúc này đến phiên yêu thú người người biến sắc nhưng lại không thể không thừa nhận cái này lão ma sói nói là nói thật hiện tại song phương thế lực ngang nhau lại thêm một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ tiến đến thắng bại số lượng cơ hồ có thể đoán được thiên minh tử thở dài một tiếng nói sói huynh ngươi cũng không phải không biết cửu âm bạch cốt điểm tế luyện đã đến cuối cùng trước mắt lúc này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tắc nếu không liền phí công nhọc sức đến lúc đó liền coi như chúng ta đại hoạch toàn thắng lại có ý nghĩa gì cái này tam thủ ma lang không khỏi nghẹn lời. Đầu ma thú này tu vi tuy mạnh, linh trí lại tựa hồ như cũng không có cao bao nhiêu. Chấn nhạc thần quân không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem ra thiên minh đạo hữu mới là người biết chuyện. Thiên minh tử cũng không nhịn được cười, nhẹ nói, thần quân cũng là người biết chuyện. Đã như vậy, ta liền nói trắng ra, có cái này ba viên huyết đan, lại thêm tiêu tiểu hữu toàn thân tinh huyết, ta xem chừng hoàn thành bảo vật tế luyện hẳn là không sai biệt lắm. Thần quân cùng một đám thương khung núi đồng đạo, hơn nửa năm này tại phong ấn chi địa cũng mò được không ít chỗ tốt, chỉ cần có thể rời đi nơi này, về sau trời cao biển rộng, thiên hạ nơi nào đều có thể đi được. Chúng ta không bằng theo như nhu cầu, như thế nào? Làm sao cái theo như nhu cầu Pháp? Chấn nhạc thần quân bất động thanh sắc hỏi. Thiên minh tử khẽ cười nói, thần quân không quấy nhiễu ta luyện chế bảo vật, chúng ta lễ đưa thần quân cùng thương khung núi cái khác đồng đạo rời đi nơi này, cái này gọi hai tướng nó liền trấn nhạc thần quân lạnh nhạt nói thiên minh đạo hữu nói hay lắm không thoải mái cứ như vậy ta thương khung trên núi thiên nhi lang cứ như vậy chết vô ích không thành thiên minh tử hỏi ngược lại thương khung núi chết hơn ngàn binh sĩ chẳng lẽ ta cử âm thành cùng sói huynh bên kia ma tử ma tôn chết còn thiếu sao oan oan tương báo khi nào rồi thần quân nhưng phải suy nghĩ cho kỹ trong giọng nói đã ẩn ẩn mang lên ý uy hiếp tốt liền theo thiên minh đạo hữu lời nói hai chúng ta tướng nó liền Trấn nhạc thần quân cũng là vô cùng có quyết đoán người, suy nghĩ một chút, liền là hạ quyết tâm, cao giọng nói. Audio điện tử võ tấn bền Bất quá, thiên minh đạo hiếu có phải là cũng hẳn là trước biểu thị một điểm thành ý. Dù sao nói mà không có bằng chứng, chấn nhạc thần quân lập tức lại bổ sung một câu, không phải chờ người tế luyện tốt pháp bảo, lại đến cái trở mặt vô tình, ta chấn nhạc thần quân chẳng phải là biến thành tiểu tử ngốc. Ít nhất, chấn nhạc thần quân muốn bảo đảm mình có thể rời đi cái này phong ấn chi địa mới sẽ không ngăn cản thiên minh tử tế luyện bảo vật bằng không mà nói chấn nhạc thần quân sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này thiên minh tử mỉm cười nói cái này hiển nhiên gì tiêu thuyết phải nói thiên minh tử nhấc tay một dương một mảnh màu xanh thẻ tre bỗng nhiên hướng về chấn nhạc thần quân bay đi đạo hữu muốn đồ vật liền ghi chép tại thẻ tre bên trong đạo hữu cứ việc mình nhìn rõ ràng chấn nhạc thần quân một phát bắt được thẻ tre cũng không khách khí lập tức hướng trên trán vừa kề sát, đầu tiên là mặt không biểu tình, dần dần khóe miệng thoảng qua hiện lên mỉm cười, vẫn luôn đang khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn những yêu thú khác, thấy thế không hẹn mà cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thương kỳ ánh mắt mờ mịt, như hồ đã hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái, đối này không quan tâm chút nào. Nguyên bản chấn nhạc thần quân nếu như xuất thủ, hẳn là có thể vì hắn giải trừ rơi loại này điên dại trạng thái, nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không có một con yêu thú giúp đỡ, những này yêu thú lẫn nhau ở giữa vốn là cũng không hòa thuận thiên sơn quân càng cùng lâm lang sơn là tử địch. Thương kỳ ở đây điên dại mà chết, chính hợp tâm ý của hắn. Rất nhanh, chấn nhạc thần quân liền xem hết thẻ tre bên trong nội dung, tiện tay đem thẻ tre đưa cho bên người thích phu nhân, thích phu nhân dán tại trên trán một cảm ứng, cũng cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng, lộ ra ý cười. Rất nhanh, thẻ tre liền tại mấy tên cầm đầu yêu thú tay bên trong dạo qua một vòng. Vẻ mặt của mọi người tựa hồ cũng tương đối hài lòng thần quân, như thế nào? Thiên minh tử cười cười, hỏi, tốt, ta liền tin thiên minh đạo hữu lần này, mời đạo hữu mở ra thông đạo đi. Lần này, chấn nhạc thần quân ngược lại là không có cái gì do dự, lập tức nói, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Xem chừng thiên minh tử mảnh này thẻ che bên trong, ghi chép rời đi nơi đây con đường, thần quân ngược lại là tâm rất vội vã. Thiên minh tử mỉm cười nói, cũng không thấy hắn có động tác gì, ầm ầm một trận vang động, đại điện phía tây dày đặc trên tường đá, bỗng nhiên thêm ra một cái cửa đá, từ từ mở ra đến, lộ ra một cái thông đạo. Làm phiền đạo hữu sau này còn gặp lại, chấn nhạc thần quân tựa hồ rất tin được thiên minh tử, nhấc tay chắp tay. Cao giọng nói, thiên minh tử cũng chắp tay, lại không nói gì thêm. Thần quân, chậm đã, đúng vào lúc này, một thanh âm rất đột ngột vang lên, lại là hoàng đường rốt cục nhịn không được, từ huyết chỉ phía đông kia phiến cửa đá chỗ hiện thân mà ra. Kêu lớn, hoàng đường bỗng nhiên như vậy kỳ quỷ hiện thân làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chỉ có thiên minh tử quanh người lượn lờ hắc vụ không có nửa điểm ba động, tựa hồ sớm đã biết hoàng đường tránh ở nơi đó, từ cũng sẽ không gọi ra. Cùng chấn nhạc thần quân bọn người đi, tên này ẩn núp yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Cửu âm bạch cốt điểm tế luyện thời điểm, thêm một cái huyết thực luôn luôn tốt. Hóa hình yêu thú nhưng không phải dễ tìm như thế. Bất quá hoàng đường đã giờ phút này hiện thân mà ra, thiên minh tử nhưng cũng không có ý định cản trở hắn cũng không muốn vào lúc này bởi vì một con yêu thú lại nổi sóng, mặc kệ như thế nào, hoàn thành cửu âm bạch cốt điểm luyện chế mới là trọng yếu nhất, bất kỳ cái gì sự tình khác tới tướng so, đều càng ngày càng xa sút Hoàng đường, chấn nhạc thần quân ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này quả nhiên cùng họ tiêu tiểu tử ở cùng một chỗ. Biết rõ mình không chào đón tiêu phàm, người này nhưng như cuối cùng tiêu phàm đi được dạng này gần, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lúc này, hoàng đường nơi nào sẽ đi phỏng đoán chấn nhạc thần quân suy nghĩ trong lòng, chỉ lo lớn tiếng kêu lên, thần quân, các ngươi không thể liền đi thẳng một mạch như vậy. Ngươi lúc đó chính miệng nói, tiêu huynh đệ là thương khung sơn thú tộc đồng đạo một viên. Hiện tại cứ như vậy vứt xuống hắn, làm sao có thể. Tiêu phàm khóe miệng lóe lên nụ cười khổ, đồng thời trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Đoàn người đầu tiên là chố mắt một chút, lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Tất cả yêu thú đều tại cười to, mặt mũi tràn đầy đều đều là mỉa mai cùng thương hại chi ý. Thế gian lại còn có dạng này ngây thơ ra hỏa, thua thiệt hắn hay là một đầu hóa hình yêu thú, dạng này linh trí, thật không biết hoàng đường ban đầu là như thế nào tu luyện tới hóa hình giai đoạn. Quả nhiên là quá bất khả tư nghị, hoàng đường khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, thở phì phò kêu lên, thần quân, ngươi là thương khung núi chi chủ, ngàn tỷ thú tộc đồng đạo đại thủ lĩnh trước mặt mọi người đã nói, há có thể tự nuốt lời hứa. Làm như vậy, gọi người làm sao tâm phục, ta hoàng đường cái thứ nhất không phục, chấn nhạc thần quân cười lắc đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn cùng hoàng đường nói, hướng thiên minh tử vừa chắp tay, nói, thiên minh đạo hiếu, cái này tên đần liền giao cho ngươi. Là ăn sống nuốt tươi cũng tốt, là rút hồn luyện phách cũng tốt, đều cho phép ngươi. Cáo từ, thiên minh tử cười nói, đa tạ thần quân trọng thường. Các vị đạo hiếu lên đường bình an, vương bát đản, hoàng đường ngửa mặt lên trời gầm hét lên, tay vừa nhấc, Thục đồng côn nổi lên, song tay cầm thật chặt, liền muốn liều mạng. Tam ca bị đen nhánh đại thủ một mực cầm cố lại Tiêu Phàm, cố hết sức gọi một tiếng, hướng hoàng đường lắc đầu liên tục. Lấy hoàng đường tình hình bây giờ, đừng bảo là cùng Thiên Minh tử dạng này hậu kỳ đại cao thủ đối đầu, liền xem như bất luận cái gì một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ quỷ tu hoặc là ma thú, đều có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh bại. Uổng mạng ích lợi gì, ngược lại là trọng tình trọng nghĩa cực kỳ. Hoàng đạo hữu, đứng kia đừng nhúc nhích ngươi nếu là dám động một cái, ta lập tức bóp chết bằng hữu của ngươi. Thiên Minh Tử cười nhạt một tiếng, một câu liền để Hoàng Đường đợi ngay tại chỗ, phóng ra một cái chân to cũng chậm chậm rụt trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại là không dám tiếp tục loạn động. Nguyên bản chính muốn rời khỏi chấn nhạc thần quân chợt dừng bước, quay đầu nhìn sang, mỉm cười nói, Thiên Minh đạo hiếu, tại ta trước khi rời đi, ta rất muốn nhìn lấy ngươi xử trí cái này nhân loại tu sĩ. Nhiều năm trước, Thương Kỳ liền đối Tiêu Phàm nói qua, chấn nhạc thần quân cực kỳ thống hận nhân loại tu sĩ, quả là thế. Tất như thần quân mong muốn, Thiên Minh Tử cười ha ha một tiếng, nói, lập tức chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Tiểu Hữu còn có cái gì di ngôn, nói một chút đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi xử lý một xử lý. Tiêu Phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, Thiên Minh Đạo Hữu Nếu như ngươi chỉ cần huyết đan, có lẽ liền có thể đã được như nguyện, nhưng ngươi như bây giờ làm, phạm rất sai lầm lớn người biết không người hết thảy tất cả mưu đồ đều đem thất bại người lại bởi vậy mà hối hận thật sao nói như vậy tiêu tiểu hữu còn có áp đáy hòm tuyệt kỹ không có thi triển đi ra ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút nhìn xem tiêu đạo hữu có cái gì tuyệt chiêu có thể để ta hối hận thiên minh tử ngửa mặt lên trời cười ha hả bất quá là một tầng mỏng manh hắc vụ mà thôi thế mà có thể phát ra dạng này tiếng cười vang dội trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lại cười vang nổi lên bốn phía chẳng những quỷ vật đang cười, ma thú đang cười, thậm chí ngay cả yêu thú cũng tại cuồng tiếu không ngừng, trên mặt mỗi người đều lộ ra mỉa mai, khinh thường cùng thương hại chi ý. Trong đại điện này, không thể nghi ngờ tiêu phàm là cảnh giới thấp nhất, duy nhất một tên tu sĩ kim đan, những người khác ít nhất cũng tại nguyên anh sơ kỳ trở lên. Lại dám uy hiếp một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Giản làm cho người ta cười đến rụng răng, tốt, tiêu phàm ngữ khí bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói bỗng nhiên bên trong một đoàn mây xám từ hắn ống tay áo bên trong bay nhanh mà ra thiên minh tử hơi cảm giác kinh kia bàn tay lớn màu đen nhìn qua cũng không thế nào lạ thường lại là hắn một kiện đắc ý bảo vật biến thành tiêu phàm chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ mặc kệ bản sự thông thiên toàn thân pháp lực cũng bị giam cầm đến xít sao lại cũng đừng hòng điều động mảy may cái này bỗng nhiên bay ra ngoài mây xám là cái gì bất quá vô luận cái này mây xám là cái gì thiên minh tử tự nhiên không có khả năng sợ hãi một tên tu sĩ kim đan mà thôi chẳng lẽ còn có đồ vật gì có thể uy hiếp được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng là sau một khắc thiên minh tử liền mãnh một tiếng kinh hô oán linh đây không có khả năng chưa cùng thiên minh tử lấy lại tinh thần oán linh đã hóa thành một đoàn màu xám đám mây vào đầu hướng hắn bao phủ xuống mặc kệ thiên minh tử tu vi cao bao nhiêu chỉ cần là quỷ vật thân thể liền sẽ bị oán linh hơi thở phách thần thông trời sinh khắc chế Ngân cầu vòng tiên tử bị oán linh bao lấy về sau, cũng là dãy ruộng không được, trong chốc lát liền bị oán linh cắn nuốt không còn một mảnh. Lớn mật, thiên minh tử dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ quỷ tu, xa không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Hơi sừng sốt một chút, liền kịp phản ứng, miệng bên trong một tiếng quát lớn, toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, không chút do so dự liền hướng về sau bên cạnh kích bắn đi. Một khi bị oán linh hơi thở phách thần thông bao lấy, vậy coi như phiền phức lớn. Lão oán linh, thế mà là thứ này, cái này sao có thể? Trong chốc lát, trong đại điện kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía, cơ hồ tất cả quỷ vật đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận trên huyết chỉ không đoàn kia lăn lộn mây xám, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi, cũng có không cầm được tham lam chi ý. Cho dù ai cũng biết, oán linh đối quỷ tu ý nghĩa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đúng lúc này, một đạo linh phù bỗng nhiên từ tiêu phàm trong bụng bắn ra. Đạo linh phù này nhìn qua cùng phổ thông linh phù cũng không có bao nhiêu khác nhau, kim quang lóng lánh thiên phù lá bên trên, khắc rõ đỏ tươi đan xa phù văn. Nhưng vừa mới hiện thân, liền hấp dẫn tốt ánh mắt của mấy người, trong đó thậm chí bao gồm thích phu nhân, đem lực chú ý từ hoành không xuất thế oán linh trên thân thu hồi lại, đặt ở đạo linh phù này phía trên. Thật là tinh thuần linh lực, dù coi như cách xa nhau mấy chục trượng xa, thích phu nhân cùng cái khác mấy tên nguyên anh cấp tu sĩ hay là từ đạo linh phù này phía trên cảm nhận được không giống bình thường. Đạo linh phù này ẩn chứa linh lực, thực tế quá tinh khiết quá tràn đầy, mảy may cũng không tại một kiện pháp bảo thượng phẩm phía dưới, thậm chí so phổ thông pháp bảo thượng phẩm càng mạnh mấy phân, nói là pháp bảo cực phẩm cũng có người tin tưởng. Vấn đề là, cái này vẻn vẹn chỉ là một tấm bùa chú. Dù coi như là trực tiếp phong ấn pháp bảo một hai thành uy lực phù bảo, cũng không có khả năng cho người ta cảm giác như vậy. Nếu như chỉ là một kiện phù bảo, nó ẩn chứa linh lực liền đuổi sát pháp bảo cực phẩm, kia bảo vật bản thể, nên là gì cùng uy năng. Chẳng lẽ còn có thể là thông huyền linh bảo không thành cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, thông huyền linh bảo uy năng cũng có thể bị phòng ấn đến phủ bảo bên trong đi. Lại nói, dù coi như có loại phương pháp này, ai lại sẽ điên cuồng đến đem thông huyền linh bảo uy năng phòng ấn đến phủ bảo bên trong. Cần biết bởi như vậy, đối bảo vật bản thể là mãi mãi tổn thương, cái này một hai thành uy lực sẽ triệt để đánh mất. Cho nên, bị dùng để chế phủ bảo, bình thường chỉ là phổ thông pháp bảo, ngay cả pháp bảo thượng phẩm đều khả năng không lớn. Về phần pháp bảo cực phẩm trở lên, nguyên anh tu sĩ đều đều là phụng như trí bảo, ai chịu làm dạng này từ tổn pháp bảo uy năng chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng là, đạo linh phù này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Đạo này để một đống lớn nguyên anh cấp cao thủ đều xem không hiểu linh phù, chính là tiêu phàm tại thể nội bồi dưỡng lâu mấy chục năm chân nguyên phù. Loại này chân nguyên phù, khởi nguyên từ phái Mao Sơn truyền thừa, tuyên minh chân quân truyền thụ cho tiêu phàm sư huynh muội Bình thường đến nói, tu sĩ sẽ chỉ ở thể nội bồi dưỡng một chương chân nguyên phù. Cần biết cái này chân nguyên phù cần không ngừng hấp thu tu sĩ bản thân khổ tu mà đến chân nguyên, bồi dưỡng thời gian càng dài, cố nhiên uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng khẳng định sẽ kéo chậm tu sĩ tiến dài tiến độ. Yêu khuyết đến cùng như thế nào, coi như nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Lúc ấy văn nhị thái ra bởi vì muốn toàn lực xung kích kim đan kỳ, liền không có tại thể nội bồi dưỡng chân nguyên phù, đàm hiên bồi dưỡng một viên. Tiêu phàm một hơi bồi dưỡng ba cái, đây là bởi vì Tiêu Phàm ỷ vào thể nội có ngân dược lôi bằng nội đan, có thể liên tục không ngừng cung cấp đại lượng chân nguyên, chẳng những đủ hắn tự thân tu luyện sử dụng, còn có dầu dư có thể nhiều bồi dưỡng hai tấm chân nguyên phù. Tính toán thời gian, cái này ba cái chân nguyên phù tại hắn vùng đan điền cũng đợi 450 năm, hấp thu chân nguyên nhiều, đã đến tương đương trình độ khủng bố. Đương nhiên, lấy thiên phù lá chế tác chân nguyên phù, trên lý luận chỉ ít có thể bồi dưỡng hơn mấy trăm năm, nếu thật là như vậy, chân nguyên phù uy lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng xa xa không chỉ tu sĩ bản thân một kích toàn lực đơn giản như vậy tiêu phàm liền định chỉ ít bồi dưỡng đến trăm năm về sau tái sử dụng đến lúc đó chắc hẳn khẳng định sẽ để cho đối thủ của hắn giật này cả mình nhưng là dưới mắt chuyện gấp lại cũng không lo được nhiều như vậy chân nguyên phù vừa hiện thân mà ra kia đen nhánh đại thủ tựa hồ liền phát giác khác thường một tiếng quái khiếu từ đen nhánh đại thủ bên trên lại toát ra một con so sánh tiểu nhân bàn tay tới nhan sắc cũng muốn so bản thể nhà được nhiều lóe lên liền đến chân nguyên phù phụ cận, vào đầu bắt xuống dưới. Pháp bảo này biến thành đại thủ, còn có thể tự hành ứng đối đột nhiên xuất hiện uy hiếp, lại là khó được. Chỉ tiếc cái này khu khu một điểm biến hóa thần thông, lại làm sao có thể giam cầm ở chân nguyên phù. Một tia sáng nhấp nhoáng, đạo này ánh sáng là như thế sáng tỏ, ngũ thải sen lẫn. Chói loa mắt, tựa như giữa trưa nắng gắt, bỗng nhiên xuất hiện tại máu điện bên trong, dù là mọi người tại chỗ, đều đều là nguyên anh cấp cao thủ, cũng bị loại này hào quang chói mắt đâm vào hai mắt đau đớn, kìm lòng không đặng hai mắt nhắm lại, hoặc là nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng. Một loại sấm rền cũng như tiếng vang, phảng phất từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến, càng ngày càng là vang dội, trong khoảnh khắc liền tiếng như lôi chấn, trong đại điện ẩm ẩm lan lộn không thôi. Lần này thực tế động tính quá lớn, ngay cả đang theo dõi oán linh nhìn cái không nghỉ quỷ vật, đều nhao nhao nghiêng đầu lại. Tràn trề vô so linh lực, bỗng nhiên bộc phát ra, tại sao có thể như vậy? Chấn nhạc thần quân sau nghi bỗng nhiên dơ lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn cũng không phải kinh ngạc tại chân nguyên phù bộc phát ra uy lực, cố nhiên cực kỳ to lớn, nhưng cũng chưa có thể theo kịp nguyên anh hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực, nhiều nhất chỉ tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích mà thôi. Nhưng từ tiêu phàm tên này kim đan hậu kỳ cảnh giới tiểu bối trong tay phát ra, tự nhiên khiến người kinh ngạc. Bất quá cái này lại không phải chấn nhạc thần quân giật mình nguyên nhân thực sự. Thổ linh lực, mộc linh lực, hỏa linh lực, thủy linh lực, kim linh lực, lôi linh lực, phong linh lực, trong chất nhóm này, chấn nhạc thần quân vậy mà cảm nhận được cái này rất nhiều hoàn toàn khác biệt linh lực đập vào mặt, thậm chí trong đó còn có hai chủng linh lực, ngay cả chấn nhạc thần quân cũng khó có thể phân biệt, đến cùng là loại nào thuộc tính linh lực, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối cùng phía trước bảy loại linh lực hoàn toàn khác biệt. Từ chân nguyên phù bên trong, vậy mà một hơi bắn ra chín loại khác biệt linh lực tới. Đây là cái gì phù lục, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Chấn nhạc thần quân mặc dù không phải chế phù cao thủ, đối chế phù chi thuật cũng không 10 điểm lạ lẫm, trong đầu rất rõ ràng, bình thường một tờ linh phù bên trên chỉ sử dụng cùng một loại linh lực, dù coi như là chế phù cao thủ, đại sư cấp tiêu chuẩn, có thể tại một tấm bùa chú phía trên đồng thời quán chú ba loại khác biệt linh lực, đã là cực hạn. Huống hồ người mang ba linh thể người, tu vi bình thường đều rất có hạn, cao không đi nơi nào. Loại người này luyện chế ra đến linh phù, dù là chính là ẩn chứa ba loại khác biệt linh lực, Uy năng cũng nhỏ đến thương cảm, không đáng cười một tiếng. Cái này hay là bởi vì, chấn nhạc thần quân đám người cũng không biết tờ linh phù này là tại Tiêu Phàm thể nội bồi dưỡng chân nguyên phù, nếu không, không biết phải kinh ngạc đến loại trình độ nào. Cái này liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm thể nội kỳ thật đồng thời tồn tại 9 loại thuộc tính khác nhau chân nguyên linh lực. Đồng thời có được 4 loại linh căn tứ linh thể liền đã thấp kém không chịu nổi, cuối cùng cả đời tu vi đều rất có hạn, tối đa cũng chính là luyện khí kỳ đệ tử về phần ngũ hành đều đủ ngũ linh thể, cơ hồ liền là phàm nhân, ngay cả đạp lên con đường tu tiên tư cách đều không có. Đây là tu chân giới thường thức, nhưng bây giờ, tiêu phàm lại có được cửu linh thể. Mà lại trên dưới 60, 70 tuổi, liền đã nửa chân đạp đến tiến vào nguyên anh kỳ, sắp đột phá bình cảnh. Đối tu chân giới thường thức, thực tế là triệt để phá vỡ. Bất quá trong lúc này, đoàn người cũng không kịp cảm thán. Trong tiếng lôi minh, một mực cầm cố lại tiêu phàm tiêu phàm đen nhánh đại thủ, bỗng nhiên bên trong gào thét một tiếng, liền vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, tốn hao một đầu dài vài tấc đen nhánh đoạn côn, liền muốn hướng na bên cạnh thiên minh tử kích bắn đi. Lập tức ngũ thải quang hoa lóe lên, liền bị chân nguyên phù bao vào, lập tức cực lực rằng co, muốn thoát khốn mà ra. Muốn nói thiên minh tử món pháp bảo này, nguyên bản không đến mức như thế không tốt, mấu chốt là dưới mắt không người trưởng khống, hoàn toàn là dựa vào pháp bảo bản năng làm việc, tự nhiên lộ ra 10 điểm vụng về. Đen nhánh đại thủ vừa biến mất, tiêu phàm lập tức khôi phục thân tự do, không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận đã nắm trong tay, toàn thân pháp lực liều lĩnh hướng trong đó quán chú mà vào, trong khoảnh khắc, viêm linh chi nhận liền do đỏ sậm biến thành đỏ tươi, lập tức lại biến thành xanh minh mang nhan sắc. Cùng lúc đó, chân nguyên phù bạo liệt mà ra các loại linh lực, cũng điên cuồng rót vào hỏa diễm đao bên trong, thật dài mũi nhọn vậy mà biến thành nhạt màu trắng, thậm chí ngay cả mũi nhọn đều tựa hồ biến thành một loại nào đó hư vô tồn tại trên huyết trì chống không nhiệt độ không khí nháy mắt trở nên kỳ cao vô so phảng phất lập tức rơi vào trong núi lửa huyết trì bên trong một ao nước trong trong nháy mắt liền bị bốc hơi gần một nửa còn nhiều dù coi như tiêu phàm đem tinh viêm quyết tu luyện tới tầng thứ ba cũng chưa từng đem viêm linh chi nhận vận dụng đến dạng này cực hạn viêm linh chảm tiêu phàm dơ cao nhạt ngọn lửa màu trắng đao từ miệng bên trong từng chữ từng chữ tóe ra bá một đạo dài đến mấy trượng nhạt màu trắng đao mang vào đầu hướng huyết chỉ một bên thiên minh tử hung hăng đánh rớt. Cứ việc một đao này hấp thu tiêu phàm hơn phân nửa pháp lực cùng chân nguyên phù cơ hồ gần một nửa uy lực, đối với thiên minh tử dạng này nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi, nói đến tổn thương hắn, kia là không cần nghĩ. Nhưng mà, đây là đang bình thường dưới tình hình, bây giờ lại cũng không phải là bình thường tình hình, thiên minh tử đang toàn lực ứng đối oán linh uy hiếp. Nếu như bị một đao này bổ trúng, trí dương chi lực đúng là hắn âm hồn thân thể khắc tinh, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ thụ thương, linh thân bất ổn. Lấy cũng không ngừng kết quỷ thân, lại ứng đối oán linh hơi thở phách thần thông, quả thực chính là tự hành muốn chết. Thiên minh tử không chút do dự, lập tức hướng một bên lóe lên mà đi, mặc dù còn cách xa xôi, kia nhiệt độ nóng bỏng, đã làm hắn rất không thoải mái. Đây hết thảy xem ra hết sức phức tạp, trên thực tế lại là phát sinh trong nháy mắt. Từ oán linh bỗng nhiên xuất thủ, đến tiêu phàm chém ra một đao, trước sau bất quá một cái hô hấp ở giữa sự tình. Viêm linh chi nhận một chảm về sau, tiêu phàm căn bản liền không nhìn tới phải trang chém chúng thiên minh tử, dưới chân độn quang cùng một chỗ, ống tay áo ở giữa bảy tám đạo linh phù bắn ra, tại không trung hóa thành từng đoàn từng đoàn linh quang, thẳng hướng huyết chỉ phía đông kia phiến cửa đá vọt tới, lập tức ẩn vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trên cửa đá phù văn lấp lẽ, quang hoa lóa mắt. Tam ca, động thủ, tiêu phàm quát to một tiếng, một mực nắm chặt thuộc đồng côn hoàng đường rốt cục lấy lại tinh thần lúc này gật đầu mạnh một cái hai tay giơ cao thục đồng côn trong tiếng hít thở một côn hướng na phiến cửa đá oanh kích mà đi ầm um, ầm um, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang nháy mắt vang vọng cả tòa máu điện nguyên bản liền bị tiêu phàm phù lục phá giải hơn phân nửa phong ấn chi lực cửa đá tại hoàng đường dốc hết toàn lực một côn phía dưới rốt cục ngăn cản không nổi ầm um, vang đổ sụp lộ sau khi ra cửa một đầu thật dài màu đen đường lát đá đến nghiêng nghiêng hướng lên đi tiêu phàm lại là một tiếng hô quát dưới chân độn quang không chút nào dừng lại, trực tiếp xuất vào trong cửa đá. Hoàng đường động tác mau lẹ, theo sát phía sau, ngay tại một đám nguyên anh cấp cao thủ đều đều nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, càng thêm khiến người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Chỉ thấy đoàn kia tại trên huyết chỉ lộn mèo lăn mây xám, bỗng nhiên xoay người một cái, lập tức đem cửu âm bạch cốt điểm biến thành cốt long càn quét trong đó, lại một cái chấp động, liền nhanh như thiểm điện đi theo hoàng đường phía sau, cũng xuất vào trong cửa đá. Lại nhìn trên huyết trì không, lại nhưng đã rỗng tuếch đầu kia cốt long sớm đã không thấy bóng dáng cái này oán linh vậy mà ngay trước thiên minh tử cùng một đám quỷ vật ma thú trước mặt nghênh ngang cuốn đi cái này phỏng chế thông huyền linh bảo về phần nó có biết hay không cử âm bạch cốt điểm sử dụng chi pháp phải chăng có thể vận thế món bảo vật này vậy liền không được biết nói cho cùng oán linh còn tại hài nhi kỳ đối bất luận cái gì quỷ đạo đồ vật đều cảm thấy hết sức tò mò cái này cử âm bạch cốt điểm biến thành cốt long như thế quỷ khí âm trầm lập tức tựa như trong đêm tối một chén đèn sáng, một mực hấp dẫn oán linh lực chú ý, không cho hắn đến cái mượn gió bẻ măng, quả thực không có thiên lý. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người hình như đều còn có chút chưa tỉnh hồn lại, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra như. Thằng nhãi danh ngươi dám, ngay sau đó, một tiếng nổi giận vô so hét lớn vang vọng tại trong đại điện. Thiên minh tử nhấc tay một dương, một tiết trắng hiếu xương cốt ra hiện ở trong tay của hắn, đảo mắt hóa thành một thanh dài ba thước cốt kiếm, hướng về cửa đá bên kia, toàn lực vung lên. Lập tức một cỗ cực hàn chi ý, bỗng nhiên tuôn ra hiện ra, xương trên thân kiếm, huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh khô lâu, khàn giọng rú thảm, kéo lấy thật dài hắc khí, tranh nhau chen lấn hướng về cửa đá bên kia chen chúc mà đi, toàn bộ máu điện đều chỉ nghe được tiếng quỷ khóc, mỗi người đều phảng phất nháy mắt đưa thân vào 18 tầng trong địa ngục, ngay cả huyết dịch khắp người đều tựa hồ muốn bị đông cứng. Từ thích phu nhân trở xuống, yêu thú đều đều biến sắc. Cái này thiên minh tử không hổ là nguyên anh hậu kỳ quỷ đạo đại tu sĩ, một kích chịu y, quả là tại tư. Nhưng để người trợn mắt hốc mồm chính là, thiên minh tử cái này nhìn như uy mãnh vô đúc một kích, tại sông vào cửa đá nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất kia cửa đá là cái vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem thiên minh tử cốt kiếm bên trên huyễn hóa ra đến quỷ ảnh khô lâu hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, phi thân trốn vào cửa đá tiêu phàm cùng hoàng đường, đều một tiếng kinh hô, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. May mà cửa đá rất hẹp nhỏ, bọn hắn vốn là kề sát đất bay lượt, bay cũng không cao, bỗng nhiên từ không trung rớt xuống, cũng đứng yên lập trên mặt đất, vẫn chưa ngã phải chật vật không chịu nổi. Về phần theo sát phía sau tiến vào cửa đá oán linh, sớm đã không rên một tiếng, chui tiến vào linh thú điểm bên trong. Một cỗ to lớn cự lực, từ bốn phương tám hướng đẻ ép mà đến, nặng hơn thái sơn. Cấm bay cấm chế, cùng loại tình hình, tiêu phàm ngược lại là đã từng trải qua nhưng cũng không chút kinh hoàng nhưng là hướng phía trước đi hai bước về sau tiêu phàm sau nghi lập tức nhau không hề nghi ngờ cửa đá về sau loại tình hình này cùng phổ thông cấm bay cấm chế tuyệt không giống nhau cấm bay cấm chế vẻn vẹn chỉ là cấm chế phi đột trên mặt đất cất bước mà đi sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào nhưng mà dưới mắt lại không giống loại kia áp lực nặng nề đến thực điểm mỗi đi ra một bước áp lực tựa hồ liền thoảng qua gia tăng một chút cứ việc loại này gia tăng cực kỳ hơi nhỏ lại thật sự là tồn tại vừa nghĩ đến đây tiêu phàm không khỏi thoảng qua hít một hơi khí lạnh ngẩng đầu nhìn lên trên đây là một đầu thật dài đường lát đá thật giống như khảm nạm tại ngọn núi bên trên hai bên là vách núi treo leo bề rộng chừng mấy trượng độ dốc không lớn có thể nói phi thường nhẹ nhàng một tia sương mù màu đen lượn lờ tại trên bậc thang càng về sau sương mù càng dày đặc, ước chừng hơn trăm bậc bậc thang về sau, liền hoàn toàn bị khói đen che phủ, hoàn toàn nhìn không thấy. Tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, đáy mắt lục mang lấp lánh, trừ hướng phía trước nhìn nhiều mấy chục cấp bậc thang, không còn có phát hiện gì khác lạ. Những này bậc thang, chỉ ít cũng tại ngàn dư cấp trở lên. Có lẽ càng nhiều, lại không biết cuối bậc thang, đến cùng là cái gì chỗ. Dù là tiêu phàm gặp chuyện nhất quán chấn định, giờ phút này cũng không khỏi phải trong lòng buồn chồn chỉ tiếc hắn đã không có đường lui phía sau là một món lớn muốn tính mạng hắn nguyên anh cấp cao thủ trừ hướng phía trước không có lựa chọn nào khác cũng may cái phương hướng này ngược lại là chính đông cùng quẻ tượng chỗ bày ra hoàn toàn nhất trí huynh đệ nơi này rất cổ quái hoàng đường miệng bên trong nói như vậy dưới chân lại một lát không ngừng nhanh chân bay về phía trước chạy một hơi liền leo lên mười mấy cấp bậc thang bất qua tốc độ lại càng ngày càng chậm đến hai mươi mấy cấp bậc thang về sau Liên cùng phổ thông đi bộ tốc độ không kém bao nhiêu. Thực tế kia cô áp lực vô hình quá mức nặng nề. Dù coi như Hoàng đường lại yêu thú thân thể, cũng cảm thấy có chút không thể chịu được kinh. Hoàng đường sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, tâm cũng chìm xuống dưới, vội vội vàng vàng quay đầu hướng phía lúc đầu nhìn lại. Lấy bọn hắn hiện tại tốc độ như vậy, phía sau những lão quái vật kia, rất nhanh liền sẽ đuổi theo, kia thật là chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nguyên anh sơ kỳ cấp bậc không nói trước chỉ cần là Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tiêu chuẩn, cho dù ai xuất thủ, hai người bọn họ đều gánh không được. Cái này về sau xem xét, Hoàng Đường không khỏi sửng sốt, chỉ thấy Thiên Minh Tử đứng tại cửa đá lối ra nơi đó, lại cũng không đạp lên bậc cấp, tựa hồ có đồ vật gì để hắn 10 điểm kiêng kỵ. Chẳng những Thiên Minh Tử như thế, cái khác quỷ vật cùng ma thú, đều tập trung chen tại cửa đá chỗ, không có người nào đuổi tới. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, áp lực này đối với người nào đều là giống nhau, chúng ta không dễ chịu, Bọn hắn cũng giống vậy không dễ chịu. Hoàng Đường đi theo cười ha ha, cười không ngừng một nửa, liền im bặt mà dừng, Xong nghi nhân lại, nói, kia cũng không đối a, à, coi như lại không dễ chịu, bọn hắn cũng nên truy chúng ta a. À. Chẳng lẽ bọn hắn biết phía trước có càng thêm nguy hiểm đồ vật, cho nên không dám đuổi tới. Đây chính là Hoàng Đường trong lời nói lời ngầm, ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều sợ, sẽ là cái gì. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch Hoàng Đường lo lắng, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bọn hắn không truy có thể là bởi vì nơi đây đang đứng ở phong ấn đại trận chỗ cốt lõi nhất phong ấn chi lực mạnh nhất đối bọn hắn nhất là như thế cũng đừng quên đại trận này năm đó chính là vì giết bọn họ mà thành lập hoàng đường nghe xong quả nhiên có lý lập tức vui vẻ ra mặt vội vã nói nói như vậy chúng ta an toàn rồi quỷ vật cùng ma thú cũng không thể đuổi theo chẳng phải là gối cao không lo rồi tiêu phàm nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu hai mắt nhắm lại thấp giọng nói Tam ca đừng quên, Chấn Nhạc Thần Quân bọn hắn vẫn đang. Hoàng Đường biến sắc, nói, bọn hắn không đến mức hồ đồ như vậy a. À? Chẳng lẽ sẽ cùng quỷ vật hợp tác? Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, Chấn Nhạc Thần Quân trong mắt những người này, cho tới bây giờ đều chỉ có lợi ích. Chỉ cần thiên minh tử bọn hắn có thể trả giá đủ nhiều chỗ tốt, khẳng định sẽ có người động tâm. Trên thực tế, ngay tại Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường thảo luận vấn đề này thời điểm, bên kia đàm phán đã bắt đầu thiên minh tử gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm cùng hoàng đường dần dần đi xa bóng lưng một chút, lập tức nghiêng đầu lại, nhìn về phía chấn nhạc thần quân, hai tay liền ôm quyền, nói, thần quân, chúng ta lại làm cái giao dịch như gì? Chấn nhạc thần quân lạnh nhạt hỏi, giao dịch gì? Thỉnh thần quân tự thân xuất mã, đem hai người kia đuổi trở về, cửu âm thành tất có thâm tạ. Thiên minh tử không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Chấn nhạc thần quân không nhúc nhích chút nào, chỉ là hỏi, thiên minh đạo hiếu, ngươi còn không có nói cho ta, nơi đó là nơi nào, các ngươi vì cái gì không đuổi theo. Thiên minh tử không chút do dự đánh đáp, chỗ này cửa đá về sau, là phong ấn đại trận chỗ cốt lõi nhất, phong ấn chi lực hơn phân nửa tập trung ở đây. Bước lên bậc thang, tất cả pháp lực chân nguyên đều khó mà điều động, chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực, từng bước một hướng về phía trước. Từ trước là chúng ta thế giới ngầm chư vị đồng đạo cấm địa. Chúng ta coi như truy đi vào cũng vô dụng, nhận áp lực thực tế quá lớn, không bao lâu, liền nửa bước khó đi vậy chúng ta lại có cái gì đặc biệt? Lần này, lại là thích phu nhân cắm miệng hỏi. Đương nhiên không giống, các ngươi là kẻ ngoại lai, là toa ma giới tu sĩ. Đại trận này phong ấn chi lực, đối các ngươi ảnh hưởng không có lớn như vậy. Mà lại chư vị đều đều là thú tộc đồng đạo, nhục thân mạnh, xa tại người bình thường loại tu sĩ phía trên, chắc hẳn kia nhân loại tiểu tử, khẳng định không phải chư vị đối thủ. Chỉ cần thần quân chịu xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nói, thiên minh tử lại là vừa chắp tay. Chấn nhạc thần quân lại cười nhạt một tiếng, nói, trừ cái đó ra, nơi đó còn có đồ vật gì. Ta không tin nơi đó là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Thiên minh tử cười khổ một tiếng, nói, thần quân ngươi xác thực đem ta hỏi khó, kia trên bậc thang, hắc vụ chỗ sâu, đến cùng có đồ vật gì, chúng ta ai cũng không biết. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xâm nhập đến trung tâm nhất khu vực đi, cho nên, thần quân vấn đề này, xin thứ cho lão phu khó mà trả lời. Thiên minh đạo hiểu, tất cả mọi người là người biết chuyện, chúng ta không ngại nói trắng ra. Đây là các người chuyện của nhà mình, ta nhưng lười nhắc dính vào. Mắt thấy thiên minh tử bên người cương thi, trắng muốt khô lâu bọn người từng cái hai mắt phun lửa, chấn nhạc thần quân lại càng thêm dù bận vẫn ung dung, không chậm không nhanh. Không đợi thiên minh tử mở miệng, cương thi đã rất táo bạo kêu lên, chấn nhạc thần quân, người đừng quá mức phân. Đại ca chịu cho các người địa đồ, thả các người đi, đó là bởi vì cửu âm bạch cốt điểm luyện chế không thể trì hoãn hiện tại cửu âm bạch cốt điểm không có, bị các ngươi mang nhân loại tiến vào tiểu tử cướp đi. Các ngươi nhất định phải có cái bàn giao, nếu không, người nghĩ rằng chúng ta sẽ còn nhẹ nhàng như vậy liền thả các ngươi rời đi sao? Chấn nhạc thần quân sầm mặt lại, lạnh lùng nói, người đang uy hiếp ta. Thiên minh tử chậm rãi nói, uy hiếp chưa nói tới, ta nhị đệ chỉ nói là một sự thật mà thôi. Thần quân nhất định phải minh bạch, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có vĩnh hằng bằng hiếu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng chúng ta hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất, điểm này, ta tin tưởng thần quân cũng là rất rõ ràng. Chấn nhạc thần quân cười lạnh một tiếng, nói, bất kể nói thế nào, các ngươi vô cùng đơn giản mấy câu, liền muốn chúng ta xâm nhập hiểm địa, bạch bạch đi cho các ngươi liều mạng, thế gian không có đạo lý này. Thiên minh tử liền cười, màu đen xương mù nhẹ nhàng run run. Chấn nhạc thần quân trên thực tế đã đáp ứng, sau đó phải nói, chính là điều kiện. Chỉ cần mình có thể xuất ra nổi làm cho đối phương giá vừa ý, những này yêu thú cũng không ngại khi một lần đuổi bắt thợ săn. Chỉ cần thần quân chịu ra tay giúp đỡ, tại hạ tất không để thần quân cùng chư vị thú tộc đồng đạo phí công hồ. Thiên minh tử nói, tay một dương, một con màu đen bình ngọc trực tiếp hướng chấn nhạc thần quân bay đi. Chấn nhạc thần quân duỗi tay nắm lấy, quan sát tỉ mỉ một phen, lúc này mới bóc đi trên nắp bình phù lục, đem bình ngọc mở ra, lập tức một cỗ cực kỳ cay độc khí thức lập tức tràn ngập ra, chấn nhạc thần quân lại không những không giận mà còn lấy làm mừng lập tức từ trong bình ngọc đổ ra một viên đậu nành lớn dược hoàn, nắm ở trong tay, tinh tế xem, chốc lát, ánh mắt lóe lên một vòng dị dạng kinh hỉ. Thần quân thấy được sao, đây là lão phu tự tay luyện chế cửu âm đan, cái này cửu âm đan không có khác công hiệu, liền đồng dạng, nếu như cùng những đan dược khác cùng phục lời nói, mặc kệ là đan dược gì, cửu âm đan cũng có thể làm cho dược hiệu chống rỗng gia tăng hai thành trở lên, nếu như vận khí tốt, thậm chí gia tăng ba thành đều là hoàn toàn có khả năng. Thiên Minh Tử chậm rãi nói. Cái gì, chấn nhạc thần quân còn có thể chấn định, những yêu thú khác đã cùng một chỗ lên tiếng kinh hô, gắt gao tiếp cận chấn nhạc thần quân trong tay kia viên thuốc, đều đều lộ ra lại là kinh hỉ lại là tham lam biểu lộ. Chống rỗng gia tăng hai thành hoặc là ba thành dược hiệu, nghe tựa hồ không thế nào, nhưng trên thực tế, lại là chân chính nghịch thiên chi vật. Thử nghĩ những cái kia dùng để đột phá tu luyện bình cảnh đan dược, bình thường tỷ lệ cũng sẽ không quá cao, có cái chừng một thành, đã vô cùng ghê gớm. Mà tăng thêm cửu âm đan, lại bỗng nhiên để cái tỷ lệ này gia tăng đến 3 thành thậm chí 4 thành, vậy nên ra sao cùng kinh người. Thần quân, ta biết người trước đây không lâu đạt được một viên nguyên linh đan, có thể để tiến giai ngộ linh kỳ tỷ lệ đề cao hai thành, nếu là lại thêm một viên cửu âm đan lời nói, cơ hồ liền có một nửa tỷ lệ thành công. Thiên minh tử lời nói chỉ nói một nửa liền dừng lại. Chấn nhạc thần quân gì cùng dạng người, ở trong đó lợi và hại được mất, đã sớm ước lượng phải nhất thanh nhị sở. Bất kể nói thế nào, có gần nửa cơ hội tiến giai ngộ linh kỳ, đối bất luận cái gì một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến nói, đều là khó mà kháng cự cực lớn dụ hoặc. Chấn nhạc thần quân cũng giống vậy không chống đỡ được loại này dụ hoặc. Hắn lần này mạo hiểm tiến vào nhập thế giới ngầm, vốn là vì tìm kiếm phụ trợ tiến giai ngộ linh kỳ đan dược mà tới. Tiêu phàm cùng hoàng đường lên tới thứ 35 cấp bậc thang thời điểm, không được không dừng lại, chậm một hơi. Hoàng đường bản thể là đồng giáp gấu, lấy nhục thân cường hoành chứ danh, tại áp lực này nặng nề đến cực điểm chỗ, ngược lại so cái khác nguyên anh cấp tu sĩ càng thêm như cá gặp nước một chút. Tiêu phàm thân vì nhân loại tu sĩ, vốn là khuyết điểm cực lớn, nhưng hắn 30 năm qua, một mực khổ luyện cự linh tộc thiên phú thần thông, nhục thân mạnh mẽ, xa tại bình thường yêu thú phía trên, một khi hắn kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thần thông, dù coi như là hoàng đường, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mặc dù như thế, một hơi leo lên 30 mấy cấp bậc thang, hai người cũng cảm thấy thực tế khó mà ngăn cản cái này như núi áp lực, chỉ có thể dừng lại, hơi sự tình nghỉ ngơi, khôi phục một một ít thể lực lại nói. Đúng lúc này, Thiên Sơn Quân, thương kỳ cùng mặt khác hai đầu hóa hình sơ kỳ yêu thú, cũng từ cửa đá chỗ hiện thân, đạp bước lên bậc thang. Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường liếc nhau, đều đều hơi biến sắc. Thiên Sơn Quân cùng thương kỳ không cần phải nói, hai người đều là lấy nhục thân cường hoành chứ danh tại thương khung núi đại năng chi sĩ. Riêng lấy nhục thân cường hoành mà nói, dù coi như là chấn nhạc thần quân, cũng có vẻ không bằng. Mà lại bên kia có thiên minh tử cùng tam thủ ma lang dạng này hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại, chấn nhạc thần quân cũng không có khả năng tùy tiện trèo lên lên bậc cấp, không quan tâm đuổi theo giết tiêu phàm cùng hoàng đường. Cần gấp nhất chính là, ai cũng không cho rằng, dựa vào hai tên hóa hình trung kỳ cùng hai tên hóa hình sơ kỳ yêu thú, còn cầm không dưới tiêu phàm hoàng đường hai người, một cái tuy là hóa hình sơ kỳ yêu thú, cũng đã bản thân bị trọng thương, Đến khó khăn lắm dầu hết đèn tắt chi cảnh, một người khác dứt khoát cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, còn là cái nhân loại tu sĩ. Song phương thực lực như thế cách xa, chỉ cần một đuổi kịp, thắng bại sinh tử, cũng liền định, cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đi, hoàng đường khẽ quát một tiếng, cất bước liền hướng cao hơn bậc thang đi đến, tráng kiện thân thể, có chút có vẻ run dày. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, nhẹ giọng hỏi, Tam ca, chịu nổi a? À. Vẫn được hoàng đường hít sâu một hơi, ra sức đạp lên cao hơn bậc thang. Lại leo về phía trước mấy bước bậc thang, tiêu phàm cùng hoàng đường nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, thiên sơn quân bốn người đã leo lên mười mấy cấp bậc thang, tốc độ nhanh chóng, xa không phải tiêu phàm cùng hoàng đường có thể so sánh. Cho dù phía dưới bậc thang áp lực không bằng bên trên bậc thang trầm trọng như vậy, thiên sơn quân cùng tốc độ của con người cũng kém không nhiều so tiêu phàm hoàng đường nhanh gần gấp đôi. Cứ theo đà này, không bao lâu, liền sẽ bị đuổi kịp. Cái này sao có thể? Hoàng đường tuyệt không tin như nói. Thiên Sơn quân cùng thương kỳ cũng liền thôi. Tu vi của hai người vốn là ở trên hắn, mặt khác hai đầu hóa hình yêu thú, giống như hắn, chỉ là sơ kỳ cảnh giới, luận nhục thân mạnh mẽ, còn không bằng hắn. Bị phong ấn chi lực áp chế cơ hồ toàn bộ pháp lực về sau. Sao có thể có thể tại cái này trên bậc thang leo lên phải như vậy mau lẹ? Nhất định có trò gì? Hoàng đường trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu phàm nhíu mày nói, hẳn là những cái kia quỷ vật hoặc là ma thú giáo hội bọn hắn cái gì khiếu môn dù sao nơi này là cửu âm thành địa phương cái suy đoán này cơ bản cũng là sự thật đã nhiều năm như vậy thiên minh tử cùng cửu âm thành đại thủ lĩnh không có khả năng đối cái này cửa đá về sau thế giới không làm một điểm nghiên cứu thăm dò cứ việc nơi này là phong ấn đại trận chỗ cốt lõi nhất đối quỷ vật cùng ma thú có cơ hồ vô hạn khắc chế chấn áp chi lực cuối cùng bọn hắn đều là nguyên anh cấp lão quái vật mấy chục ngàn năm trước đó thậm chí còn đặt chân qua ngộ linh kỳ đại cảnh giới, có thể nói kiến thức rộng rãi, túc trí đa mưu. Thời gian dài như vậy nghiên cứu một chút tới, Tổng cũng có thể tìm tới một chút phương pháp tốt, nhưng là mặc kệ thiên minh tử bọn hắn cố gắng như thế nào, nghĩ hết tất cả biện pháp, tối đa cũng liền có thể đi đến năm 60 cấp bậc thang, lại hướng lên, là làm thật nửa bước khó đi. Đã từng có một tên phụ thân cương thi nguyên anh trung kỳ quỷ tu, dựa vào lấy cương thi nhục thân cường hoành, ngạnh sinh sinh leo lên thứ 70 cấp bậc thang, kết quả liền vĩnh viễn ở lại nơi đó, bị to lớn phong ấn chi lực đè ép phải bảo thể mà chết, nhục thân thành bùn, thậm chí ngay cả nguyên thần đều thụ trọng thương, cuối cùng hôi phi yên diệt. Từ đó về sau, liền không còn có quỷ vật có can đảm trèo lên lên bậc cấp. Cần biết cái này phong ấn đại trận, năm đó đã từng phong ấn chấn áp đến ngàn vạn mà tính thất giả dạ giới quỷ tu cùng ma tu, trong đó không thiếu ngộ linh kỳ siêu cấp đại năng, đều đều ở đây bị đại trận ma diệt, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phong ấn chi lực, cũng vô pháp cưỡng ép mở ra giao diện thông đạo, trở về thất giả giới đi. Bây giờ bất quá là tàn hồn phục sinh, càng thêm không có khả năng khiêu chiến đại trận phong ấn chi lực. Nhưng mà thiên minh tử bọn hắn đã từng những cái kia nếm thử, cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng, chỉ ít hiện tại, liền có đất dụng võ. Bọn hắn đem lục lọi ra đến phương pháp cùng đã từng phối trí yếu bớt phong ấn chân áp chi lực đan dược một mạch giao cho thiên sơn quân thương kỳ bọn người, chỉ ít phía trước bên cạnh mấy chục cấp trên bậc thang, có thể để bọn hắn bao nhiêu triệt tiêu bộ phân đất phong hầu ấn chân áp chi lực, tốc độ rất là tăng nhanh. Tiêu phàm, đừng chạy, có gan liền dừng lại, làm rất tốt một trận. Lúc này người coi như lại dùng hóa yêu nước, lão tử cũng không thèm để ý. Vang lên bên tai thiên sơn quân hung giữ thanh âm, nhìn ra được, thiên sơn quân đối tiêu phàm có thể nói là cam thù đến tận xương tủy. Đường đường hóa hình trung kỳ yêu thú, bị một tên nhân loại tu sĩ kim đan đánh cho đại bại mà chạy, quả thực mất hết mặt mũi. Vô luận như thế nào, Thiên Sơn quân nhất định phải tìm về mặt mũi này, nếu không việc này có có thể trở thành tâm ma của hắn, ảnh hưởng đến hắn trên việc tu luyện tiến cảnh. Đây cũng là Thiên Sơn quân không chút do dự đáp ứng tự mình truy sát tiêu phàm nguyên nhân. Đương nhiên, Chấn Nhạc thần quân cũng đem hắn điều phối xuất ra chuyên môn chống cự hóa yêu nước đan dược, phân cho bốn người bọn họ mỗi người một viên, nuốt vào. Năm đó Chấn Nhạc thần quân đã từng đi qua hóa yêu ma hồ, cùng thích phu nhân cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu qua chống cự hóa yêu nước biện pháp dựa theo thú tộc cổ tịch ghi chép điều phối loại đan dược này mặc dù còn không thể xâm nhập đến ma dưới hồ đi mở ra thông đạo nhưng đối với chút hít hóa yêu nước tập kích đã có chống cự chi lực nếu không có loại đan dược này thiên sơn quân coi như lại hận tiêu phàm cũng chưa chắc dám đuổi theo nhất là tại cái này phong ấn nơi trọng yếu chân khí pháp lực đều khó mà điều động chỉ có thể sát người vật lộn tiêu phàm một khi vận dụng hóa yêu nước cận thân tập kích ngay cả nửa phân cơ hội né tránh đều không có vậy đơn giản chính là tự hành muốn chết Tiêu phàm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Biết rõ mình có hóa yêu nước, thiên sơn quân còn dám một ngựa đi đầu truy đem lên đến, không hề nghi ngờ là tìm được đối kháng hóa yêu nước phương pháp. Mình lớn nhất dựa vào, lập tức liền mất đi uy hiếp tác dụng. Lấy hắn cùng hoàng đường thực lực, đối mặt thiên sơn quân thương kỳ cùng bốn con yêu thú, thực tế không thể lạc quan. Bất quá trong lúc này, cũng không phải khẩn trương buồn nản thời điểm, tiêu phàm hít sâu một hơi, tăng tốc mấy phân leo về phía trước tốc độ lên tới bốn người mấy cấp nấc thang thời điểm, áp lực to lớn, đã đến cực kỳ trình độ khủng bố, tiêu phàm toàn thân xương cốt cạc cạc rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể phanh một tiếng, đứt gãy ra. Mà một bên hoàng đường, tình hình cũng không khá hơn chút nào, lông xù ra mặt đỏ bừng lên. Tiêu phàm hít sâu một hơi, bỗng nhiên thân thẳng người, toàn thân mỗi một chỗ khớp nối, đều phát ra lốp bốp bạo hưởng thanh âm, dáng người rong rỏng cao, tựa hồ bỗng nhiên trở nên tráng kiện ba phân, một cỗ kinh người cự lực, lập tức từ trong cơ thể hắn trực thấu ra lại là đã kích phát cự linh tộc kim cương thiết cốt thần thông. Cái này kim cương thiết cốt không hổ là cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông một trong, mỗi lần bị kích thích ra, tiêu phàm lập tức khí lực lớn tăng, bước nhanh chân, đi lên liên tiếp leo lên mười mấy bước bậc thang. Tốt, hoàng đường gặp một lần, vừa mừng vừa sợ, lông xù cánh tay xoay một cái, một cái đỏ tươi bình ngọc nổi lên, hoàng đường từ đó đổ ra một viên lớn bằng ngón cái đỏ tươi đan dược, mùi máu tanh xông vào mũi. Tiêu phàm lập tức nhíu mày, lấy hắn y đạo chi tinh, tự nhiên vừa nghe liền biết, hoàng đường viên đan dược kia bên trong, ẩn chứa cực kỳ to lớn máu nói chi lực. Loại đan dược này, liền cùng máu của hắn đan đồng dạng, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép bổ đầy khô kiệt chân nguyên, thậm chí tăng lên một chút thực lực, nhưng đại giới lại là máu đạo tà khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, lại cũng khó có thể loại trừ. Lúc trước hắn nếu không phải đạt được Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn, lại tinh nghiên Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Dược Biển, kịp thời chế biến ra giải độc đan dược đến, máu đạo tà khí sớm đã thâm nhập đến hắn trong xương tủy, nơi nào còn có thể sống tới ngày nay. Viên đan dược kia, Hoàng Đường Tại đã từng cùng Thiên Sơn quân đối chiến, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh dưới tình hình, đều không có phục dụng, có thể thấy được tuyệt không phải không nỡ, mà là thực tế hậu hoạn vô tận, không dám tùy tiện nuốt. Chỉ sợ lưu lại di chứng, so huyết đan còn khó hơn chị. Vậy mà lúc này giờ phút này, Hoàng Đường lại không chút do so dự đem nó lấy ra ngoài, chuẩn bị ăn vào. Tam ca, tiêu phàm gọi một tiếng, Hoàng đường cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, đem đan dược bỗng nhiên ném tiến vào miệng bên trong, một ngụm nuốt xuống. Vô luận như thế nào, hắn không thể trở thành tiêu phàm vướng víu. Hoàng đường trong lòng rất rõ ràng, mình nếu là theo không kịp, tiêu phàm tuyệt sẽ không vứt xuống một mình hắn, một mình chạy trốn. Ở phương diện này, hắn cùng tiêu phàm tính cách kinh người địa tướng như, đều là nhất giảng nghĩa khí. Lúc này, trước chống nổi trước mắt đạo này nan quan lại nói, khác đều không lo được viên đan dược kia dược tính quả nhiên cực kỳ bá đạo, hoàng đường vừa mới một nuốt vào, một lát quang cảnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, tựa như máu tươi nhan sắc, toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh, đôi mắt nhỏ bên trong, càng là huyết quang ẩn hiện, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Xem ra đan dược này chẳng những bá đạo, còn sẽ ảnh hưởng tâm tính. Thật giống như thương kỳ đồng dạng, kích phát thiên phú thần thông thời gian quá dài, đã tẩu hỏa nhập ma, mê thất bản tính. Bất quá trong khoảnh khắc, hoàng đường nguyên bản cường nỗ chi kết thúc suy yếu khí tức quét sạch sành xanh, thay vào đó là một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức, tựa hồ trong nháy mắt liền đổi một người, trở nên tinh thần sung mãn, chiều khí phồn thịnh. Chỉ riêng dược tính mà nói, trừ ngân dược lôi bằng tinh huyết, tiêu phàm còn chưa bao giờ thấy qua thấy hiệu quả như thế thần tốc đan dược. Chỉ là vừa nghĩ tới phục dụng ngân dược lôi bằng tinh huyết, cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân di chứng, tiêu phàm liền có chút không rét mà run. Huynh đệ, đi, Hoàng đường tinh thần đại trấn, bước nhanh chân, liền leo về phía trước mà đi. Chỉ chốc lát, liền leo lên mười mấy cấp bậc thang. Nhưng dù coi như như thế, cũng vẫn là so ra kém thiên sơn quân đám người đuổi theo tốc độ, dù sao thiên minh tử bọn người nhiều năm như vậy thăm dò nghiên cứu, cũng không cho không, khiếu môn hay là rất có tác dụng, truy binh cách bọn họ càng ngày càng gần. Song phương một đuổi một chạy, dần dần leo lên hơn trăm bậc bậc thang, tiến vào trong hắc vụ, cửa đá chỗ ngắm nhìn thiên minh tử bọn người, đã không nhìn thấy mấy người thân hình. Nhưng thân ở trong hắc vụ người, phản thật không có nhận ảnh hưởng lớn như vậy, lẫn nhau còn có thể thấy rõ ràng đối phương. Đó là bởi vì, truy binh đã gần trong gang tắc. Tiểu bối, nhìn ngươi còn trốn nơi nào, thiên sơn quân đại hỉ như điên thanh âm, cơ hồ ngay tại tiêu phàm sau lưng vang lên, tiêu phàm thậm chí đã có thể ngửi được thiên sơn quân thân bên trên phát ra khí thức cuồng bạo. Vừa vặn lúc này, tiêu phàm đã đi tới một cái tương đối rộng lớn bình đài, chính là trăm bước chỗ xem ra bậc thang này xây dựng, chính là 100 bước vì một cái đoạn. Mỗi 100 bước chỗ, sẽ thiết một cái bình đài. Đến cùng có ý tứ gì, lúc này, tiêu phàm lại nơi nào có thời gian đi tinh tế nghiên cứu. Lúc này quay người lại, kém chút liền cùng thiên sơn quân mặt đối mặt. Thế nào, không trốn sao, thiên sơn quân giữ tợn cười lên, hậu bối đại khảm đao quét ngang, bộc lộ bộ mặt hung ác. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, không chậm không nhanh lấy ra viêm linh chi nhận, nhẹ nói, đã chỉ có các hạ một người truy đến nơi này, vậy liền trước tiên đem ngươi giải quyết hết lại nói. Cứ việc có thiên minh tử bọn người truyền thụ cho khiếu môn cùng đan dược gia trì, đuổi tới năm 60 cấp bậc thang về sau, hay là phân ra cao thấp, thiên sơn quân truy tại phía trước nhất, thương kỳ lạc hậu cấp 7 cấp 8 bậc thang, hai gã khác hóa hình sơ kỳ yêu thú, lại lạc hậu mười mấy cấp bậc thang. Nghe vào mười mấy hai mươi cấp bậc thang, khoảng cách rất gần, nhất là đối với những này thần thông quảng đại hóa hình kỳ yêu thú mà nói, cơ hồ chỉ cần vừa cất bước liền đến. Nhưng đó là chỉ tình huống bình thường, tại cái này trên bậc thang, mỗi bước ra một bước đều nặng hơn thiên quân, dù coi như là nhục thân đặc biệt cường hoành yêu thú, cũng cảm thấy phá lệ phí sức. Vượt qua cái này 20 cấp bậc thang, cần thời gian nhưng một điểm không ngắn. Thật sao? Ha ha Thiên Sơn quân ngửa mặt lên trời cười ha ha, âm thanh trấn khắp nơi. Đây cũng là hắn nhiều năm qua nghe qua buồn cười nhất trò cười, một tên chỉ là nhân loại tu sĩ kim đan vậy mà luôn mồm muốn tiêu diệt hắn thiên sơn quân. Hoàng đường nhoáng một cái thục đồng côn, bước lên một bước. Quát, có cái gì tốt cười, tiêu huynh đệ một người thu thập không được ngươi, vậy liền lại thêm ta hoàng đường. Vừa vặn cùng cái thằng này lại ân oán. Ha ha, rất tốt, ta lúc đầu không có ý định để các ngươi chạy mất một cái. Chịu chết đi, thiên sơn quân một tiếng quát lớn, hai tay giơ cao hậu bối đại khảm đao, bỗng nhiên hướng tiêu phàm đánh rớt. Cứ việc chấn nhạc thần quân cho hắn ăn vào chống cử hóa yêu nước đan dược, nhưng hóa yêu nước kịch độc, thực tế để hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Vô luận như thế nào, hay là trước giải quyết hết tiêu phàm lại nói. Thừa kế tiếp hữu dũng vô mưu hoàng đường, vậy là tốt rồi đối phó. Ba người cầu tặc, ăn lão tử một côn, hoàng đường không chút khách khí, không đợi thiên sơn quân một đao đánh xuống, sớm đã đâm nghiêng bên trong một côn chọc ra. Thẳng đến thiên sơn quân dưới nách uy hiếp, một côn này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì xáo lộ có thể nói. Nhưng vừa nhanh vừa độc, rất được chém giết gần người chân lý. Thân là yêu thú, vô luận hoàng đường hay là thiên sơn quân, đều khả năng không lớn đi luyện tập nhân loại nhân gian võ thuật, chỉ là dựa vào cao gia yêu thú bản năng đang chém giết. Thiên sơn quân giật mình, chú ý không được công kích tiêu phàm, vội vã đem đại khảm đao chìm xuống, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đập mở hoàng đường thuộc đồng côn. Tiêu phàm không khỏi âm thầm hít vào một hơi, động tác này cũng liền thiên sơn quân dạng này cao gia yêu thú có thể tự tự nhiên nhiên làm được đặt tại thế giới người phàm, cho dù ngươi là công tham gia tạo hóa tuyệt đỉnh cao thủ, cũng tuyệt đối khó mà ở nửa đường biến chiêu, binh khí đã bổ ra một nửa, lại lớn như thế lực thu về, trước liền sẽ đem mình đánh cho tạng phủ trọng thương, thổ huyết không thôi. Yêu thú nhục thân cường hoành, biến chiêu mau lẹ, quả nhiên không hề tầm thường. Tiêu phàm một tiếng quát nhẹ, toàn thân khớp xương lốp ba lốp bốp một trận bạo hưởng, không chút do dự kích phát cự linh biến thân, nháy mắt cao tới ba trượng, bàng khoát eo tròn, trên thân trắng sáng nóng lánh, huyền tinh giáp nổi lên, đem thân thể to lớn rắn rắn chắc chắc bao khỏa ở bên trong, màu trắng mũ giáp cũng đem đầu lâu nghiêm nghiêm mật mật địa phòng hộ, song tay nắm chặt ngọn lửa màu đỏ sậm trường đao, nhưng nhưng chỉ hướng bên phải, từ trên cao nhìn xuống chừng ở thiên sơn quân, tựa như ma thần hàng thế. Uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, hắc hắc, thật sự cho rằng học chút gà mờ cự linh thú thiên phú thần thông, liền dám cùng lão tử cứng đối cứng rồi. Nói cho ngươi, kém xa đâu, A à, Thiên Sơn quân cũng là một tiếng quát lớn, trên thân quang mang chấp loạn trong khoảnh khắc cũng huyến hóa thành thân cao ba trượng cự nhân dài miệng tai to đôi mắt nhỏ bên trong hung quang bắn ra bốn phía một kiện tông màu nâu chiến giáp hiện lên ở tiêu phàm trước mắt bộ chiến giáp này mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút còn có mấy chỗ nhỏ xíu tổn hại lại là tràn đầy nét cổ xưa khiến người gặp một lần phía dưới liền có thâm bất khả chắc cảm giác huynh đệ khỏi phải cùng hắn nói nhảm đuổi ở những người khác đi tới trước đó giết cầu tặc kia hoàng đường cao giọng quát cũng lắc mình biến hóa, hóa thành cao tới mấy trượng cự nhân, người khoác màu vàng đất đồng giáp, song tay nắm chặt thuộc đồng côn, hô quét ngang qua. Đang, đao côn tương giao, trong nháy mắt ba người liền giết làm một đoàn, giao thủ bất quá mấy hiệp, suy một tiếng vang nhỏ, màu đỏ sậm đao mang hiện lên, thiên sơn quân đầu vai giáp trụ phòng hộ không đến địa phương xuất hiện một đạo giả sắc, máu tươi bắn ra mà ra. Tiểu bối, người dám ám toán lão tử, thiên sơn quân kêu to một tiếng, hậu bối đại khảm đao gấp vung, nhờ nhảy ra vòng tròn, mặt mũi tràn đầy tức hồn hển thần sắc. Tiêu phàm viêm linh chỉ nhận một dương, nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, lạnh nhạt nói, đây là như ý bát quái đao pháp, thế công một khi triển khai, liền liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Các hạ không hiểu võ thuật, chỉ biết chém lung tung loạn giết, tránh không khỏi là rất bình thường. Thiên Sơn quân một ngụm lão huyết liền muốn phun ra ngoài. Tại cái này phong ấn chỗ cốt lõi, tất cả pháp lực chân nguyên đều nhận nghiêm khắc áp chế, căn bản liền thi triển không ra một thành nửa thành, chỉ có thể bằng vào yêu thú cường hoành nhục thể cùng nhanh nhẹn phản ứng đến tác chiến, mấy hiệp xuống tới, chẳng những chưa thể đem hai tên khốn kiếp này diệt sát, mình ngược lại trước thụ thương. Còn bị tiêu phàm rất khinh thường giáo huấn một phen, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tiêu phàm cũng chính là nhắm ngay điểm này, mới dám dừng lại buông tay đánh cược một lần, thậm chí thẳng thắn minh bạch nói cho thiên sơn quân, muốn lấy tính mệnh của hắn. Như ý bát quái đao là ta vô cực môn truyền thừa tuyệt học, chết tại đao pháp này phía dưới, các hạ không oan. Tiêu phàm vẫn như cũ bình thản nói, một lời vừa tất, bóng người nhoáng một cái, đã đạp đến khảm vị phía trên, đao phong lắc một cái, lại từ chấn vị đột nhập, xuyên thẳng thiên sơn quân eo sườn mà đi. Nơi đó chính là giáp trụ kết nối chỗ, tương đối yếu kém. Quả nhiên là xuất thủ như gió, đao pháp biết bao phiêu miểu. Hỗn đản, thiên sơn quân tức giận đến hét lớn một tiếng, nắm chặt đại khảm đao, bỗng nhiên hướng viêm linh chi nhận đập tới hắn xác thực không hiểu được tiêu phàm lời nói võ thuật thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua dạng này danh từ kia là thế giới người phàm luyện thể chi thuật hắn thân là hóa hình trung kỳ yêu thú bình thường nơi nào sẽ đi chú ý những vật này nhưng ở cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong tiêu phàm vậy mà nương tựa theo một bộ cái gọi là đao pháp đại chiếm thượng phong hắn cái này một ô cản bên phải lập tức môn hộ mở rộng hoàng đường mặc dù cũng không hiểu võ thuật lại liếc mắt liền thấy cái này không môn lập tức một côn đảo ra, cũng là thẳng đến thiên sơn quân sườn phải, biết bao ra tay ác độc. Đương đại khảm đao đập ra tiêu phàm viêm linh chi nhận. Ngay sau đó, phốc một tiếng vang trầm, thiên sơn quân ẩm ý kêu to, thất tha thất thiểu liền lùi lại mấy bước, miệng rộng mở ra, một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài. Lại là bị hoàng đường một côn đó đảo vừa vặn, cứ việc côn bổng bên trên vẫn chưa bám vào pháp lực chân nguyên, Vẹn vẹn chỉ bằng hoàng đường bản thân cự lực, liền đủ hắn chịu, tốt ở trên người hắn chiến giáp kịp thời kích phát phòng ngự, đem hoàng đường một côn này chi lực tiêu mất hơn phân nửa, không phải xa không chỉ phun ngụm máu đơn giản như vậy. Cầu tặc, người cũng có hôm nay, hoàng đường lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười vui cởi mở vô so, cực kỳ vui vẻ. Nhiều năm trước tới nay, hoàng đường không biết cùng thiên sơn quân giao thủ bao nhiêu hồi, cho tới bây giờ liền không có thắng nổi một lần. Đây là lần đầu, thiên sơn quân tại hắn côn dưới thụ thương nôn ra máu. Hoàng đường chỉ cảm thấy giải hận chi cực, trong lòng thống khoái, kia là khỏi cần nói xem đao không đợi thiên sơn quân thong thả lại sức tiêu phàm thân hình khẽ động cũng đã dơ cao viêm linh chi nhận một đao bổ xuống tiểu bối càn rỡ cái gì tiêu phàm dáng vẻ quyết tâm này lập tức triệt để chọc giận thiên sơn quân bỗng nhiên rất thẳng người một đôi mắt như là bị máu tươi nhiễm đỏ hung tợn tiếp cận tiêu phàm tay trái vừa nhấc một mặt tông màu nâu tấm thuẫn nổi lên đón gió lớn lên khoảnh khắc hóa thành kính trượng lớn nhỏ tấm thuẫn mặt ngoài điêu khắc lấy một cái to lớn lợn rừng đầu heo đồ án răng nanh lập lòe hung ác vạn đoan. Thiên Sơn quân dơ lên cự thuấn, đón lấy tật bổ xuống viêm linh chi nhận, tay phải cầm đao, bỗng nhiên hướng tiêu phàm không có chút nào phòng hộ bụng dưới thẳng đâm quá khứ. Đây cũng là tại phàm nhân giới võ thuật khả năng không lớn phát sinh tình hình. Mặt này đột nhiên xuất hiện cự thuẫn, đủ có thể khiến bất luận cái gì đao pháp từ đó gián đoạn, không đáng kể. Tiêu phàm thân giữa không chung, muốn né tránh một đao này, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Chỉ gặp hắn sau nghi một dương, bỗng nhiên mở ra tay trái, năm ngón tay xòe ra hướng na trôi dày đặc đại khảm đao một thanh bắt tới thiên sơn quân chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống hậu bối đại khảm đao sống đao đã bị tiêu phàm một phát bắt được vô luận hắn như thế nào dùng sức hướng phía trước đẩy đại khảm đao tựa như cương kiêu thiết chú một ngực khảm nạm tại tiêu phàm trong tay không nhúc nhích tí nào cái này nhân loại tu sĩ cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông dường như đã không tại thương kỳ phía dưới chỉ ít cái này một thân cự lực ngay cả thiên sơn quân đều có chút âm thầm gan hàn đây cũng là bởi vì thiên sơn quân sử chính là hậu bối đại khảm đao, nếu như cùng tiêu phàm đồng dạng, xử chính là lại hẹp lại mỏng viêm linh chi nhật, tiêu phàm quả quyết không dám ở song phương thực lực cơ bản tương đương dưới tình hình, đưa tay bắt hắn đao phong. Kia thuần túy là hành động tự sát, thiên sơn quân hét lớn một tiếng, lực sâu hai tay, bỗng nhiên về sau co lại. Tiêu phàm bỗng nhiên buông lỏng tay ra, thiên sơn quân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực bỗng nhiên đánh tới, trùng điệp đâm vào ngực không khỏi đứng không vững, đang 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 liền lùi mấy bước, cổ họng ngòn ngọt, lại một cỗ máu tươi thẳng phun ra ngoài. Lại bị mình sử xuất luồng sức mạnh lớn đó tổn thương. Xem đao, tiêu phàm lại là quát khẽ một tiếng, bóng người phiêu hốt, đao phong lập lè, đảo mắt liền giết tới phụ cận. Thiên Sơn quân hoảng hốt, lập tức thả người hướng bên cạnh trốn tránh. Cầu tặc, ăn ta một côn, đúng lúc này, bên người lại vang lên hoàng đường quát lớn, thuộc đồng côn mang theo tiếng gió vun vút, vào đầu thẳng nện xuống tới mạng ta xong rồi, thiên sơn quân thầm kêu một tiếng, chỉ dọa đến hồn phi thiên bên ngoài. Giờ khắc này, khỏi phải sách nhiều hối hận, sớm biết cái này nhân loại tu sĩ chém giết gần người như thế biến thái, mình thật không nên ham viên kia cửu âm đan, cứ như vậy đần độn truy giết đi lên, kết quả bị người hành hung một trận, hiện tại thậm chí tính mệnh khó đảm bảo. Đường đường hóa hình trung kỳ yêu thú, thiên sơn chi chủ, rơi xuống kết cục như thế, thực tế cũng ủy khuất phải không được. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mặt đất thùng thùng rung động, bên tai tiếng gió vun vút, một kiện cực kỳ nặng nề binh khí từ bên cạnh mà tới, ngạnh sinh sinh đem hoàng đường thuộc đồng côn nện qua một bên, hai kiện binh khí nặng tương giao tiếng vang cực lớn, chấn động đến thiên sơn quân lỗ tai ông ông tác hưởng, ngay cả đầu đều có một nháy mắt mơ hồ. Đại ca, là ta a, à, ta là tam đệ, là hoàng đường. Sau một khắc, thiên sơn quân bên tai lại vang lên hoàng đường gọi, vừa vội vừa giận, lo nghĩ vô so. Đại ca, người thấy rõ ràng a. À là ta, là ta. Khi đương lại là hai tiếng nổ mạnh, mặc kệ hoàng đường như thế nào la to, thương kỳ đều bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là quơ nặng nề đến cực điểm thép dòng bát sắc trùy, một trùy lại một trùy hướng lấy hoàng đường đập tới, mỗi một cái đều dốc hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Hoàng đường lại là nóng lòng lại là phiền muộn, một bên kiệt lực chống cự, một bên hét to, ý đồ đem thương kỳ từ điên dại trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Lại chỗ nào có thể, trong khoảnh khắc liền bị thương kỳ bước đến luống cuống tay chân. Phải này cơ hội tốt, thiên sơn quân rốt cuộc rời ra tiêu phàm trường đao, vội vã lui qua một bên, hô hô thở dốc. Kim Long không đặng hướng phía dưới vừa nhìn đi, kia hai tên hóa hình sơ kỳ yêu thú, vẫn cách tầm 10 cấp bậc thang, mà lại thò đầu ra nhìn, rõ ràng có chút trần chờ không dứt. Trong hắc phụ tình hình, hai người bọn họ cố nhiên nhìn không người điểm rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái, nguyên lai tưởng rằng thiên sơn quân đuổi theo về sau. Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường khẳng định là dễ như trở bàn tay, hai người bọn họ bất quá là đi theo phía sau bận bịu hồ một chuyến, nhặt cái có sẵn tiện nghi. Ai ngờ lầm to, đường đường hóa hình trung kỳ đại cao thủ, lại bị Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường đẻ ép hành hung, liên tiếp thụ thương, nếu không phải thương kỳ đúng vào lúc này may mắn thế nào đuổi tới, vị này thiên sơn chi chủ, chỉ sợ như vậy không minh bạch vẫn lạc rơi. Hai tên yêu thú kinh hãi chi dư, không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Từ đạo lý đi lên nói, nếu như tiêu phàm cùng hoàng đường ngắn ngủi mấy hiệp liền có thể lấy thiên sơn quân tính mệnh như vậy giết hai người bọn họ cũng không cần phí quá lớn kinh nhìn qua rất nhẹ nhóm một kiện nhiệm vụ thoáng qua ở giữa liền biến thành muốn mạng việc cần làm ai trong lòng không sợ hãi a à. yêu thú tu luyện tới hóa hình giai đoạn ai không phải kinh lịch mấy ngàn năm nóng lạnh chi công kinh lịch đếm không hết kiếp số gặp trắc trở cái kia nguyện ý cứ như vậy không giải thích được chết tại một tên nhân loại tu sĩ kim đan trong tay thiên sơn quân gặp một lần phía dưới lập tức liền minh lườm hắn hai tâm tư, không khỏi giận tím mặt, nghiêm nghị quát, hai vị đạo hữu còn tại lề mà lề mề cái gì. Chẳng lẽ liền không sợ thần quân truy cứu sao? Một tiếng này quát trói tai trung khí rồi rào, xa xa truyền ra ngoài. Hai tên yêu thú hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này nếu thật là lâm trận lùi bước, đừng bảo là chấn nhạc thần quân khẳng định sẽ truy cứu, vạn nhất thiên sơn quân trốn được tính mệnh, càng là không sẽ cùng hai người bọn họ từ bỏ ý đồ dù sao hiện tại thương kỳ cũng đã gia nhập chiến đoàn biến thành hai đối hai thắng bại số lượng cũng còn chưa biết nghĩ như vậy hai người đều không hẹn mà cùng tăng tốc tốc độ chỉ là cái này trên bậc thang áp lực thực tế quá mức nặng nề tung coi như bọn họ hữu tâm phải nhanh một chút động tác cũng vẫn như cũ chậm rãi rất khó coi là thật nhanh được nổi các hạ liền không cần chỉ nhìn bọn họ tại bọn hắn đuổi đi lên trước đó giữa chúng ta khẳng định đã có cái chấm dứt tiêu phàm thanh âm nhàn nhạt, nhạt lần nữa ở bên tai vang lên. Tùy theo mà đến, là lưỡi dao xé rách không khí tê tê thanh âm, nghe đặc biệt chói tai. Thiên Sơn quân toàn thân mồ hôi mau đứng đấy, đối tiêu phàm mỉa mai căn bản liền không có thời gian đến phản bác, không cần suy nghĩ, dưới chân dùng sức, bỗng nhiên hướng một bên vào tới. Cái này nhân loại tu sĩ cũng thật sự là tà môn, cái này cái gì như ý bát quái đao pháp coi là thật như bóng với hình, một lát cũng không chỉ nghỉ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên bất tuyệt ngay cả thở một ngụm công phu cũng không cho hắn nhưng lại không biết loại này cận thân bác kích chi thuật hắn là từ đâu học được chẳng lẽ bọn hắn nhân loại môn phái tu chân người người đều học tập chém giết gần người chi thuật không thành điểm này dù là dưới mắt bị tiêu phàm bức luống cuống tay chân thiên sơn quân cũng là tuyệt không tin nếu như không phải tại loại này cực đặc thù hoàn cảnh bên trong tiêu phàm học loại này chém giết gần người chi thuật cơ hồ không hề có tác dụng thiên sơn quân tu vi cảnh giới cao hơn hắn minh đâu chỉ gấp 10. Tiện tay thả ra mấy cái pháp thuật, liền đem cái này khu khu tu sĩ kim đan diệt sát 100 lần. Lúc nào đến phiên hắn đến xem đau nhìn côn loạn hô gọi bậy, khí diễm phách lối đến cực điểm. Thiên sơn quân nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, tiêu phàm chính là là đến từ một cái khác giao diệt, mà lại là giữa đường xuất ra đạp lên lữ trình tu chân. Trước đó, tiêu phàm tại thế giới người phàm là chém giết gần người cao thủ hàng đầu nhất. Bây giờ trọng thao cựu nghiệp, bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Cũng may mà thiên sơn quân nhục thân cường hoành, liên tiếp ăn hai lần tốt, chỉ là nôn hai ngụm máu, lại không có động tính khác. Đổi một cái yếu điểm, chỉ sợ sớm đã hết nợ. Thiên sơn quân vừa mới hướng phía trước thoát ra mấy bước, chưa đứng vững thân hình, tê tê tiếng xé gió, đã gần trong gang tắc. Thiên sơn quân một tiếng quát lớn, ngạnh sinh sinh dừng chân lại, ngạnh sinh sinh đem thân thể uốn éo, hậu bối đại khảm đao mang theo một cỗ cuồng phong gào thét, mặc kệ 3721, liền hướng tiêu phàm vị trí cuồng chém tới. tại thế giới người phàm dù coi như là đã từng tiêu phàm cũng không có khả năng làm ra động tác như vậy tới. tiêu phàm trôi chảy bát quái đao pháp lại một lần nữa bị thiên sơn quân loại này không giảng sáo lộ đấu pháp ngạnh sinh sinh đánh gãy, nhẹ nhàng đem viêm linh chi nhận thu hồi lại, hướng trước ngược dựng lên. điện quang thạch hỏa nháy mắt, hậu bối đại khảm đao đã mang theo thiên sơn quân cuồng nộ trùng điệp bổ vào hỏa diễm đao mũi nhọn phía trên, tia lửa tung tóe, réo vang chói tai dù là tiêu phàm kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông, cũng bị cái này có cự lực đâm đến liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng lướt qua một vòng dị dạng đỏ thắm chi sắc. Tiểu bối, chưa có cản rỡ, ăn ta một đao, thật vất vả hóa giải lửa xém lông mày tình hình nguy hiểm. Thiên Sơn quân ẩm ý kêu to, vung vẩy hậu bối đại khảm đao, hướng tiêu phàm nhằm thẳng vào đầu chém, lực đại chiêu chìm, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Cứ việc thiên sơn quân không hiểu võ thuật chi đạo, nhưng dáng vẻ quyết tâm này cũng thực làm cho lòng người bên trong lật lật. Mười yêu thú cấp một ánh mắt cùng linh trí, cùng thân thủ chi nhanh nhẹn. Hoàn toàn không phải phổ thông tu sĩ có thể so. Thiên Sơn Quân rất nhanh liền tìm được đối phó tiêu phàm hữu hiệu nhất biện pháp, đó chính là lấy công đối công, cố gắng tiên cơ. Nếu là tùy ý tiêu phàm thi triển kia cái gì bát quái đao pháp, chỉ có càng đánh càng bị động, một cái ứng đối không kịp, chính là họa sát thân. Tiêu phàm thấy thế, cũng không cùng thiên sơn quân liều mạng, đao phong hướng hậu bối đại khảm đao bên trên nhẹ nhàng một dựng, liền muốn làm cái dính tự quyết. Đem cỗ này đại lực dẫn hướng một bên, ai ngờ thiên sơn quân không cùng chiêu thức dùng hết, đại khảm đao lại bỗng nhiên biến đổi, từ trái sang phải, hoành quét tới. Tiêu phàm song nghi có chút nhân lại, dưới chân trượt đi, tránh ra. Thiên sơn quân hét lớn một tiếng, đao thứ ba lại liên miên bất tuyệt giết tới đây, vậy mà đối với mình không môn không quan tâm, hoàn toàn là đồng quy vô tận đấu pháp. Lúc này Thiên Sơn Quân bỗng nhiên liều mạng, kia tâm tư rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian, cùng kia hai tên hóa hình yêu thú chạy tới nơi này, lấy bốn cặp hai, Tiêu Phàm lại Châu cũng là đường chết một đầu. Thiên Sơn Quân tuyệt không tin, một tên hóa hình trung kỳ thú tộc cộng thêm hai tên hóa hình sơ kỳ thú tộc phụ trợ, không giết chết được một tên chỉ là nhân loại tu sĩ Kim Đan. Bên này, Thiên Sơn Quân khí thế hùng hổ, hùng hổ dọa người. Bên kia toa, Hoàng Đường cũng đã liên tiếp gặp mấy lần tình hình nguy hiểm đại ca người mau tỉnh lại bằng không tiểu đệ thật không khách khí hoàng đường tức hổn hển kêu lên giọng nói kiêu ỷ khuất phải lấy thương kỳ tình hình bây giờ cứ việc đại khai đại hợp lực đại chiêu chìm tại hoàng đường trong mắt lại là sơ hở trăm chỗ giao thủ ngắn phút chốc hoàng đường chỉ ít có ba lần cơ hội trọng thương thương kỳ lại luôn tại tối hậu quan đầu không nhịn xuống tay thất bại trong gang tấc hô thương kỳ lại là một chùy hoành quét tới hoàng đường vội vàng hiện lên chờ hắn chiêu thức dùng hết trong tay thuộc đồng côn bãi xuống, trực tiếp đảo hướng thương kỳ không có chút nào phòng hộ dưới nách vị trí. Thương kỳ đối này không quan tâm, hoàn toàn một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Khi thuộc đồng côn sắp đánh chúng thời điểm, hoàng đường quát to một tiếng, bỗng nhiên co rụt lại tay, đem thuộc đồng côn ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Đúng lúc này, thương kỳ lại bỗng nhiên vặn một cái thân thể, dơ cao thiết quyền, hung hăng một quyền hướng hoàng đường đảo tới. Hoàng đường giật nảy cả mình, muốn né tránh đã không kịp, trong lúc cấp bách đem thuộc đồng côn hướng trước ngực quét ngang. Đương một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ thương kỳ toàn thân chi lực thiết quyền trùng điệp đánh trúng thuộc đồng côn trung bộ. Hoàng đường rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, song bàng run lên. Thương kỳ lại không chút nào dừng lại, tay phải hất lên, thép dòng bát giác trùy hô hô vui vẻ, lại nặng nặng nện ở thuộc đồng côn bên trên. Qua hoàng đường cổ họng phát ngọt, một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, trở nên trắng bệch trong nháy mắt hắn nay đã bản thân bị trọng thương, vừa rồi nuốt viên kia máu đạo đan thuốc, chỉ là ngạnh sinh sinh đem trong cơ thể hắn pháp lực bổ đầy, đối thương thế của hắn nhưng không có nửa phân chỗ tốt, ngược lại lại càng thêm sâu một tầng. Tình hình liền cùng tiêu phàm nuốt lôi bằng tinh huyết đồng dạng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ ngạnh giang thương kỳ ngay cả điểm trọng kích, càng thêm khiên động thương thế. Đơn thuần nhục thân mạnh mẽ, kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thần thông thương kỳ, không thể nghi ngờ là mọi người tại chỗ bên trong người mạnh nhất, ngay cả thiên sơn quân cùng đồng dạng đem hai đại thiên phú thần thông tu luyện đại thành tiêu phàm cũng kém xa tít tắp, chỉ có thể cam bái hạ phong. Đang, thương kỳ lại là một quyền đánh vào thục đồng côn bên trên. Hoàng đường lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, đang 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 liền lùi mấy bước, dưới chân phủ phiếm, như có lẽ đã có chút đứng không vững. Thương kỳ lại không chút nào dừng lại, bước nhanh chân, giơ cao thép dòng bát sát trùy, vào đầu hung hăng rơi đập. Hoàng đường sắc mặt trắng bệch, rơi vào đường cùng, chỉ lại phải dơ lên thuộc đồng côn, nghênh đón tiếp lấy. Lại là một tiếng biếc tai nhức óc tiếng vang, hoàng đường yên lặng đứng ngay tại chỗ, trừng lớn hai mắt, yên lặng trừng ở thương kỳ, không nhúc nhích, từng đạo máu tươi, từ khóe miệng của hắn thẳng tràn mà ra, không ngừng hướng mặt đất nhỏ xuống. Lông xù mặt to, đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Hồ thương kỳ trên mặt không chút biểu tình, song bằng tỉ thí, lại đem thép dòng bát giác trùy vung mạnh bên trên giữa không trung. Hoàng đường nhắm mắt lại, Hắn vết thương cố tái phát, biết mình vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một kích này. Đúng lúc này, không trung hàn lóng lánh, ba cái liễu diệp phi đao bay nhanh mà đến, chuẩn xác không sai lầm cắm vào thương kỳ cái ót, phần cổ cùng sau lưng ba khu huyệt đạo, xâm nhập vài tấc, chỉ để lại gần một nửa cái đuôi tại bên ngoài. Tương đối thương kỳ giờ phút này cao tới mấy trượng dáng người mà nói, cái này ba cái liễu diệp phi đao cho hắn tạo thành tổn thương, nhiều nhất chính là bị con muỗi cắn ba miệng mà thôi nhưng mà thương kỳ dơ lên cao cao thép dòng bát giác trùy lại ngơ ngác ngừng ở giữa không trung không còn có đập xuống thương đại ca còn không tỉnh lại tiêu phàm quát như sấm mùa xuân hét lớn một tiếng thương kỳ toàn thân chấn động tan rã trong hai mắt dần dần sáng lên một tia linh quang tiểu tử trước lo lắng chính người đi thiên sơn quân giữ tợn cười một tiếng trong tay đại khảm đao vào đầu bổ đem xuống tới tiêu phàm phía bên trái lóe lên còn là bị đại khảm đao bổ trúng vai trái sặc một tiếng vang thật lớn, huyền tinh giáp vai trái thú nuốt lập tức bị cắt xuống một khối lớn, tiêu phàm hiểm mà lại hiểm né qua một chiêu này. Thiên Sơn quân lại lại dơ lên cao đại đao, truy giết tới. Hai tên hóa hình sơ kỳ yêu thú, đã rời cái này cái bình đài chỉ có 5 bước bậc thang, lại có một khắc đồng hồ, bọn hắn liền xem như bỏ cũng nên leo đến. Hết lần này tới lần khác lúc này, hoàng đường trọng thương, đối với tiêu phàm đến nói, thế cục lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lão Tam, ngơ ngác đứng vững Thương Kỳ, ánh mắt rốt cuộc trở nên thanh sáng lên, nhìn không ngừng thổ huyết, cưỡng ép chống đỡ lấy không có đổ xuống Hoàng Đường một chút, hơi nghi hoặc một chút kêu lên. "Đại ca, là ta a, à, ta là lão tam, ta là lão tam." Hoàng Đường không khỏi cuồng hỉ, liền thanh kêu to, gật đầu không ngừng, nước mắt tung bay mà ra. "Không phải vì mình, mà là vì Thương Kỳ." Bất quá gọi vài tiếng, Hoàng Đường liền thân thể nhoáng một cái, chậm rãi ngã xuống đất, nghiêng nghiêng dựa vào trên bậc thang máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy xuống, trên mặt nhưng như cũng mang theo ý cười. Đại ca, đi giúp tiêu huynh đệ một thanh, hoàng đường dốc hết toàn lực, thấp giọng nói, thương kỳ nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, không nói hai lời, tay cầm thép dòng bát xác trùy, bước nhanh chân. Liền hướng na vừa đi đi, thương đạo hiếu, người muốn làm gì, thiên sơn quân lập tức ý thức được tình hình không đúng, hướng về phía thương kỳ hét lớn một tiếng. Ngươi dừng lại, thương kỳ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi đem nặng nề thép dòng bát giác trùy dơ lên, hai mắt một mực tiếp cận Thiên Sơn Quân. Thiên Sơn Quân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cục chỗ bay lên, xuyên thấu qua xương sống. Bay thẳng trên đỉnh đầu, nháy mắt toàn thân đều phảng phất bị đông cứng, không kịp nghĩ nhiều, kinh hô một tiếng, dưới chân một điểm, liền muốn hướng dưới bậc thang bay đi. Nói đến, Thiên Sơn Quân nhất bang chi chủ, cũng là cực người quyết đoán, trong lòng tựa như gương sáng, ở đây không cách nào vận dụng bao nhiêu pháp lực, bị thương kỳ cùng tiêu phàm cái này hai tên tinh thông cự linh tộc thiên phú thần thông gia hỏa vây công kia là tuyệt đối hữu tử vô sinh coi như tăng thêm phía dưới hai con yêu thú kịp thời đuổi tới cũng hơn nửa không chiếm được tiện nghi gì chỉ là thương kỳ rõ ràng bị chấn nhạc thần quân độc môn bí thuật chế trụ này nhân loại tiểu tử làm sao hiểu được giải pháp chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay liền giải khai chấn nhạc thần quân dưới cấm chế coi là thật để người không nghĩ ra chỉ tiếc thiên sơn quân tuy có quyết đoán, hắn đối mặt lại cũng tuyệt không phải không quả quyết đối thủ. Còn muốn đi, một tiếng quát nhẹ, màu đỏ sậm đao mang trong khoảnh khắc liền ở trước mặt của hắn tạo thành một chương giày đặc đao võng, mỗi một đạo đao mang đều đại biểu cho một cái bẫy dập tử vong. Thiên sơn quân hữu tâm muốn xông vào, hai mắt phung mạnh, vậy mà không có tại đao trong lưới tìm đến bất kỳ một điểm lỗ thùng. Tiêu phàm vừa ra tay, cũng đã đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Trừ tử chiến đến cùng, thiên sơn quân không còn cách nào không gì hơn cái này vừa đến, nhưng cũng triệt để kích phát thiên sơn quân lửa giận, lúc này gầm lên giận dữ, hai tay vung đao, không quan tâm, liền hướng trước thẳng vượt qua. Tiểu tử, vậy liền liều mạng đi, chỉ là, liều mạng cố nhiên là một loại rất có uy lực chiến thuật, nhưng không thấy phải bất cứ lúc nào đều có thể có tác dụng. Bình thường đến nói, cuối cùng liều mạng người, 89 phần 10 đều mỏng củ tỏi, chỉ có như vậy một hai cái vận khí đặc biệt tốt ra hỏa mới có cơ hội trở về từ cõi chết rất hiển nhiên, thiên sơn quân cũng không thuộc về vận khí đặc biệt tốt một loại kia. Suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, thiên sơn quân trên thân thêm ra hai đạo vết thương, trong đó một đạo trên mặt, từ trái chán đến phải quay hàm, kéo ra một đầu thật dài lỗ hồng, da chóc thịt quyển, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng cái này cái vết thương, đối thiên sơn quân đến nói kỳ thật cũng không sao, chân chính quan trọng vết thương tại trên cổ tay phải. Một đầu dài hơn thước lỗ hồng, sâu đủ thấy xương. Hoặc là nói, đã làm bị thương xương cốt đây mới thực sự là lợi hại một đao, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thiên sơn quân cũng đã rất khó nắm được hậu bối đại khảm đao. Rơi vào đường cùng, đành phải đem đao dao đến tay trái, lung tung quơ, phía bên trái bên cạnh lóe lên. Hô nặng nề đến cực điểm tiếng xé gió ở sau lưng vang lên. Giờ khắc này, dù là thiên sơn quân lại chấn định, cũng không khỏi phải hồn phi thiên bên ngoài. Vô luận là ai, bao quát chấn nhạc thần quân ở bên trong, cũng không thể cứng rắn chịu thương kỳ một truy kia là thuần túy muốn chết, chỉ bất quá giờ này khắc này, thế nói đã dùng hết, chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh nháy mắt, tại không cách nào vận dụng bao nhiêu chân nguyên pháp lực dưới tình hình, thiên sơn quân coi như lại có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đã không có khả năng tiến hành lần thứ hai né tránh. Tình thế cấp bách liều mạng, thiên sơn quân một tiếng quát lớn, tay trái vừa lật, kia mặt điêu khắc lợn rừng thủ lĩnh đồ án tông màu nâu tấm thuẫn lần nữa nổi lên, liều mạng đi lên ninh kích mà đi. Bằng này muốn ngăn trở thương kỳ một kích, kia là hy vọng xa vời. Điểm này, ngay cả thiên sơn quân chính mình cũng biết. Nhưng thực bức nơi đây, đây cũng là hắn duy nhất có thể chọn lựa phòng ngự thủ đoạn. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thép dòng bát giác trùy hung hăng nện ở trên tấm chắn. Thiên sơn quân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phòng ấn đại trận cấm chế chi lực, giờ phút này tựa hồ cũng đã mất đi hiệu lực, thiên sơn quân thân thể to lớn bay lên, tay trái tấm thuẫn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đống phế liệu. Người còn tại không chung, thiên sơn quân liền miệng rộng mở ra. Từng ngụm máu tươi thẳng bắn ra, dù coi như như thế, tiêu phàm cũng không có đứng xem náo nhiệt, dưới chân trượt đi, hướng về phía trước cướp đi. Thiên sơn quân trọn vẹn bay ra xa hơn 10 trượng, mới trùng điệp rơi xuống đất. Tiêu phàm sớm đã ở nơi đó trở lấy hắn, trong tay màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nóng lánh lãnh khốc hàn mang. Tiêu đạo hiếu, có việc dễ thương lượng, thiên sơn quân không kịp nghĩ khác, há mồm kêu to lên thanh âm bên trong tràn ngập nhìn sợ hãi cùng ý tuyệt vọng. Bạch, tiêu phàm căn bản lười nhát nhiều lời một chữ, hai tay vung lên, sắc bén vô song hỏa diễm đao từ thiên sơn quân tráng kiện cái cổ ở giữa chợt lóe lên, cực đại vô song đầu heo lập tức lan rơi xuống đất, nóng hổi nhiệt huyết phun ra ngoài. Theo cái này dâng trào nhiệt huyết, một đạo ánh sáng màu xanh lam lóe lên, một cái diện mục mơ hồ tiểu nhân từ không đầu thi thể bên trên bay ra, chính là thiên sơn quân bộ dáng, chỉ bất quá co lại nhỏ đến chỉ có hơn một xích chiều cao dĩ nhiên chính là thiên sơn quân khổ tu nhiều năm tinh hồn. Cái này tinh hồn oán độc đến cực điểm nhìn chầm chầm tiêu phàm một chút. Tại không trung lóe lên, liền đã mất đi bóng dáng, qua trong dây lát tại ngoài mấy trượng hiện thân mà ra, lại là thi triển thuấn di thần thông. Cao dài yêu thú tinh hồn cùng nhân loại tu sĩ cấp cao nguyên anh đồng dạng, đều có cực kỳ mau lẹ thuấn di năng lực, đây là chạy trốn thiết yếu thủ đoạn. Tại tinh hồn ly thể sát na, tiêu phàm vô ý thức năm ngón tay một dương, muốn thôi động lôi điện chi lực công kích, lại là không hề có động tính gì, lúc này mới nhớ tới, tại cái này phong ấn đại trận chỗ cốt lõi, vô luận là ai, đều rất khó điều động pháp lực. Phổ thông công kích, đối nguyên anh tinh hồn là không có tác dụng. Tiêu phàm ngay lập tức liền muốn đem oán linh triệu hoán đi ra, ai ngờ oán linh lặng yên đợi tại linh thú điểm bên trong, tuyệt không hưởng ứng hắn triệu hoán, không chịu rời đi linh thú điểm một bước. Tiêu phàm rõ ràng cảm ứng được, oán linh tựa hồ rất sợ hãi, không dám ra tới. Nhưng lại không biết nó đến cùng đang sợ cái gì như thế chậm phải dừng một chút thiên sơn quân tinh hồn đã thuấn di đến mấy triệu bên ngoài thể đồng hồ linh quang lóe lên liền muốn lần nữa thuấn di mà đi ngay lúc này dị biến nảy sinh vừa mới lấp lánh linh quang bỗng nhiên trở nên sáng tối chập chờn người tí hon màu xanh lam khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo lộ ra thống khổ không chịu nổi không còn không có cùng tiêu phàm hiểu rõ chuyện gì xảy ra thiên sơn quân tinh hồn liền hoảng sợ muốn tuyệt hét dầm lên lập tức ba một tiếng vang nhỏ Người tí hon màu xanh làm tính cả hộ thể linh quang, liền như là bọt biển vỡ ra, đảo mắt hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất ở trong hư không. Thiên Sơn quân tinh hồn, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong ấn chi lực, chốc lát, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm một tiếng, khó trách Thiên Minh Tử lấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu vi cùng thần thông, cũng không dám bước vào cửa đá đến đuổi giết bọn hắn. Đại trận này phong ấn chi lực, đối linh thân quỷ vật loại hình đồ vật tựa hồ đặc biệt mẫn cảm. Thiên Sơn Quân cũng là hóa hình trung kỳ yêu thú, luận tu vi cảnh giới, cùng Thiên Minh Tử chỉ thua kém một tuyến, hắn tinh hồn bại lộ tại phong ấn chi lực dưới, liền một lát đều chống đỡ không nổi. Thiên Minh Tử chỗ này dám mạo hiểm, trong lúc này, kia hai tên hóa hình sơ kỳ yêu thú, cách bình đài đã chỉ có ba bước bậc thang, nhìn thấy đây hết thảy, lập tức đều sửng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, rốt cuộc bước không ra bước chân. Tiêu Phàm nhấc tay một dương, Thiên Sơn Quân cực đại vô so không đầu thi thể lập tức co lại nhỏ, siêu một tiếng, bị tiêu phàm thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Một đầu hóa hình trung kỳ yêu thú tinh huyết cùng nội đan, cùng với khác vật liệu là chân quý bực nào, tiêu phàm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nơi nào sẽ như thế trơ mắt bỏ qua rồi. Thu hồi thiên sơn quân thi thể, tiêu phàm lúc này mới một tay nhấc lấy viêm linh chi nhận, một tay nhấc lấy thiên sơn quân đẫm máu thủ cấp, chậm rãi đi tới bình đài biên giới ra, đối mặt kia hai đầu hóa hình sơ kỳ yêu thú, lạnh nhạt nói, hai vị còn muốn lại đánh một trận sao. Đông 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 thương kỳ cũng tay cầm bát sắc trùy, đi nhanh tới, ở trên cao nhìn xuống, trợn mắt nhìn. Hai tên hóa hình yêu thú lập tức sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, đều đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vô so sợ hãi thần sắc. Còn đánh, nói đùa cái gì, ngại người ta chữ vật vòng tay bên trong cất giữ yêu thú vật liệu không đủ nhiều a à. Thương đại ca, tiêu đạo hiếu, hắc hắc, hai vị. Cái này, một tên yêu thú còn tại lắp bắp muốn nói lên mấy câu nói mang tính hình thức, một tên khác yêu thú cũng đã quay đầu bước đi, cũng không quay đầu lại đi xuống dưới đi. Tên này muốn nói lời xã giao yêu thú bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ngậm miệng lại, cũng xoay người chạy, tốc độ không có chút nào chậm. Audio điện tử võ tấn bền Tam ca, thế nào? Tiêu phàm ngồi xổm ở hoàng đường trước người, trong tay ngân quang lóng lánh, mười mấy mai liễu diệp phi đao cực nhanh đâm tiến vào hoàng đường các nơi yếu huyệt, vốn đã mềm nhũn chỉ còn lại có một hơi hoàng đường không khỏi mừng rỡ, miệng hơi mở, đang muốn nói chuyện, lại khụ khụ hai tiếng, liên tiếp phun ra hai ngụm lớn máu tươi tới. Tiêu phàm khẽ giật mình, lập tức cắn răng, lại là một cái liễu diệp phi đao, đâm vào hoàng đường huyệt thiên trung bên trên. Châm này, có thể triệt để kích phát hoàng đường tiềm lực, nhưng hoàng đường vốn đã dầu hết đèn tắt, lại như thế kích thích một chút, cố nhiên có thể để tình hình của hắn nháy mắt chuyển biến tốt đẹp chỉ sợ cùng cuối cùng này một phân tiềm lực cũng hao hết về sau, liền thật không thể vãn hồi. Chỉ là hỏa thiêu lông mày mau, lại chú ý trước mắt lại nói. Châm này đâm đi xuống, hoàng đường quả nhiên ngừng lại ho khan, sắc mặt trắng bệch dần dần có một chút huyết sắc, ra sức ngồi dậy, nhìn chằm chằm cách đó không xa thiên sơn quân viên kia máu thịt be bét cực đại đầu heo, miệng một phát, cười lên ha ha, kêu lên, giết đến tốt, giết đến tốt, ha, ha ha, ha ha ha. Lập tức lại mãnh liệt ho khan, một bên khục một bên miệng lớn thổ huyết. Thương kỳ nhíu mày lại, chầm giọng nói lão tam không nên quá kích động hoàng đường dần dần ngừng lại ho khan nhìn về phía thương kỳ nói đại ca ngươi làm sao lại biến thành dạng như vậy thương kỳ mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng cực kỳ phẫn hận thần sắc chốc lát mới chậm rãi nói chấn nhạc thần quân dở cho quỷ hắn thừa dịp ta không sẵn sàng bỗng nhiên xuất thủ chế trụ ta chỉ mới nói nửa câu nhưng hoàng đường cùng tiêu phàm lập tức liền hiểu được rất rõ ràng chấn nhạc thần quân dùng không biết phương pháp gì cưỡng ép kích thích thương kỳ. Để hắn thời gian dài bảo trì cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt trạng thái. Đem thể nội mỗi một phân tiềm lực đều bước ra, thương kỳ tình hình bây giờ, kỳ thật cũng không so hoàng đường tốt hơn chỗ nào, chẳng qua là so hoàng đường có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Một khi tiềm năng hao hết, cũng liền đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, lại vô khả năng cứu vãn. Hoàng đường không khỏi oán hận mắng, bà nội hắn chấn nhạc thần quân, ta liền biết ra hỏa này đối với chúng ta không có hảo ý nhị ca đâu hắn thế nào rồi thương kỳ nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt toát ra một gỗ bi thương chi ý kỳ thật không có ở đây nhìn thấy ô xà hoàng đường sớm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra chỉ là chưa từng đạt được thương kỳ chính miệng chứng thực luôn luôn còn mang theo một tia vẻ may mắn theo thương kỳ động tác lắc đầu hoàng đường một trái tim thẳng chìm xuống hận đầy ngực thân tiêu phàm đang muốn nói chuyện lại đột nhiên giật mình vội vàng quay đầu hướng cửa đá chỗ nhìn lại lập tức biến sắc chỉ thấy chấn nhạc thần quân cùng thích phu nhân đã song song đạp bước lên bậc thang. Kia hai đầu quay đầu bỏ chạy hóa hình sơ kỳ yêu thú, cũng dừng bước, quay người trở lại, mặc dù không có cất bước hướng lên, nhưng cũng không còn chạy xuống, rất hiển nhiên là đang đợi cùng chấn nhạc thần quân hội hợp. Cũng không biết chấn nhạc thần quân đến cùng cùng thiên minh tử đạt thành loại nào giao dịch. Vậy mà Liều Lĩnh tự mình đến đây đuổi giết bọn hắn, thương đại ca, hoàng tam ca, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là lập tức rời đi đi. Mặc dù cùng thương kỳ hợp lực chém giết thiên sơn quân, tiêu phàm vẫn rất có tự mình hiểu lấy, không thể nào là chấn nhạc thần quân đám người đối thủ. Dù là hoàn cảnh nơi này trời sinh áp chế pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân cường hoành, chém giết gần người, cũng không có khả năng đối đầu chấn nhạc thần quân một nhóm bốn người. Huống hồ, tiêu phàm cũng không thể khẳng định, cái này phong ấn đại trận đến cùng có thể áp chế hóa hình hậu kỳ yêu thú bao nhiêu pháp lực, chỉ cần chấn nhạc thần quân còn có thể điều động một hai thành chân nguyên, vận dụng một hai kiện bảo vật, hắn cùng thương kỳ liền càng thêm không phải địch thủ. Huynh đệ, tam Kata là đi không được rồi, ngươi nhìn ta bộ dáng này, còn có thể bò đi lên A. Hoàng đường quan sát mình, cười khổ một tiếng, nói, ngươi cùng đại ca đi trước đi, tam Kata chỉ cầu ngươi một sự kiện, ngươi đem bác nhi mang đi ra ngoài, dưỡng dục trưởng thành, vậy liền không uổng công chúng ta từng là anh em. Nói, hoàng đường từ trên thân cởi xuống một cái linh thú điểm, đưa cho tiêu phàm. Cái này linh thú điểm bên trong lấy, chính là hoàng đường nhi tử đặt tên là hoàng bác gấu nhỏ tiến vào nhập thế giới ngầm trước đó hoàng đường đã từng do dự mãi cuối cùng vẫn là quyết định mang theo nhi tử cùng một chỗ đồng hành hoàng bác còn quá nhỏ lưu tại bên ngoài thực tế không yên lòng tiêu phàm lại cũng không đưa tay đón cười cười nói tam ca người đây là đánh mặt ta sao người cảm thấy ta tiêu phàm giống như là sẽ vứt xuống huynh đệ một người chạy trốn ra hỏa hoàng đường chấn tác tinh thần vừa cười vừa nói hảo huynh đệ ta biết ngươi giảng nghĩa khí. Bất quá dưới mắt, ngươi cũng nhìn ra được, tam ca ta không thể cùng ngươi đi. Cùng nó tất cả mọi người chết ở chỗ này, không bằng ngươi cùng đại ca mang theo bác nhi đi trước, cũng coi là chúng ta hoàng gia lưu lại căn nguyên huyết mạch. Đại trưởng phu chết thì chết vậy, loại lời này không nên nói nữa. Tiêu phàm nhẹ nói, ngữ điệu bình thản, liền phảng phất đây hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Thương kỳ nhìn một chút hoàng đường, im lặng từ bên hông hái kế tiếp linh thú điểm, đưa cho tiêu phàm, nói, Tiêu huynh đệ, lão tam bộ dạng này, xác thực không có cách nào cùng ngươi cùng đi. Đây là năm đó ta tỉ mỉ luyện chế một cái linh thú điểm, ngươi dùng cái này mang lên lão tam rời đi. Ngươi là thần y, hắn mặc dù tổn thương đến rất nặng, hay là hữu cơ sẽ sống sót. Bình thường đến nói, phổ thông linh thú điểm chỉ có thể tùy thân mang theo cấp 9 trở xuống yêu thú, hóa hình yêu thú nếu như muốn lấy linh thú điểm mang theo lời nói, cần phải trải qua đặc chế, nếu không tại linh thú điểm bên trong đợi không được bao lâu liền sẽ bị không gian chi lực đem cảnh giới cưỡng ép áp chế xuống. Tiêu phàm chưa trả lời, hoàng đường đã kêu lên, đại ca, người đây là ý gì? Người không cùng đi với chúng ta sao? Thương kỳ cười nhạt một tiếng, tiếu dung ở giữa, tràn đầy vẻ khổ sở, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão tam, ta đi không được, ta bị chấn nhạc thần quân dưới cấm chế, kiên trì không được bao dài thời gian. Lúc trước hắn tại trên người ta động tay chân về sau, không có ý định để ta sống sót như là đã triệt để đắc tội thương kỳ, chấn nhạc thần quân đương nhiên không có khả năng lại lưu lại dạng này một cái sinh tử đại địch. Vương bát đản, hoàng đường lập tức phẫn nộ vô cùng kêu lên, thương hiền đệ, người cũng dám phản bội bản thần quân, phản bội thương khung núi. Đúng vào lúc này, chấn nhạc thần quân thanh âm bình tĩnh từ dưới bậc thang truyền ra. Thương kỳ lại bỗng nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng điên cuồng chi ý. Tiêu phàm giật nảy cả mình, vội vàng nói, thương đại ca, mà kệ chấn nhạc thần quân trên người ngươi động cái gì tay chân, chỉ muốn cho ta một chút thời gian, luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Thương kỳ lắc đầu, cắn răng nói, vô dụng, tiêu huynh đệ, đây là thần hồn ấn ký, dược thạch chi lực khó mà có hiệu quả. Các ngươi lập tức đi, ta lại cho các ngươi tranh thủ chút thời gian. Ngươi vừa mới cho ta đâm mấy châm, còn có thể gánh một hồi, có thể liều một cái coi như một cái. Đại ca, nói cái gì đó, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Hoàng đường kêu to lên, thương kỳ liền cười, cười đập sợ hoàng đường bả vai, nói, ngươi khỏi phải chết, ngươi còn có nhi tử. Tương lai nếu là có cơ hội, nhớ được báo thù cho ta chính là. Tiêu huynh đệ, ta cái này tam đệ trời sinh tính hào sảng, không có chút nào xảo trá, về sau liền nhờ cả ngươi. Nói xong, thương kỳ hướng tiêu phạm ôm quyền vừa chắp tay, lập tức nhấc lên thép dòng bát xác trùy, hướng về lai lịch nhanh chân mà đi, cũng không tiếp tục quay đầu. Đại ca, hoàng đường nước mắt tràn mi mà ra, tuyệt vọng kêu lên, giấy dụa lấy muốn đứng dậy. Tiêu phàm cắn răng, hai tay ôm quyền, hướng về thương kỳ to lớn bóng lưng thật sâu vái trào, lập tức lắc một cái thương kỳ lưu cho hắn cái kia linh thú điểm, miệng lẩm bẩm một cỗ hấp lực cường đại bỗng nhiên tuôn ra, hoàng đường thân thể khổng lồ gấp gáp co lại nhỏ, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, đã bị linh thú điểm siêu thu vào. Tiêu phàm thần niệm chi lực cưỡng ép nhô ra, chỉ thấy thu nhỏ lại bản hoàng đường tại linh thú điểm bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ cũng không có cái gì khó chịu, lúc này mới âm thầm thở vào một cái, cuối cùng hướng thương kỳ từng bước hướng phía dưới bóng lưng nhìn một cái, liền là bước nhanh chân, hướng cao hơn bậc thang leo lên mà đi. Càng là đi lên, sương mù màu đen càng dày đặc, mỗi cấp một trên bậc thang bổ sung áp lực liền càng thêm nặng nề, leo lên tốc độ cũng giữa bất chi bất giác chậm lại. Ước chừng lại leo lên ba mươi mấy cấp bậc thang, tiêu phàm trong tai truyền đến hô hòa chém giết thanh âm, thương kỳ đã cùng chấn nhạc thần quân bọn người giao thủ. Thương kỳ, người dám, ở giữa sen lẫn chấn nhạc thần quân nổi giận, tiêu phàm sắc mặt thoảng qua biến đổi, toàn thân khớp xương lại một lần nữa phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng, một cỗ càng thêm cuồng bạo cự lực bỗng nhiên từ toàn thân bên trong phun ra ngoài, lúc này bước nhanh chân, leo về phía trước mà đi. Sau ba canh giờ, tiêu phàm đã đi tới cái thứ ba bình đài chỗ. Hắn số được rõ ràng, đúng là mỗi một trăm cấp bậc thang vì một cái đoạn, trăm bước về sau thiết một cái bình đài. Tại bình đài chỗ nghỉ ngơi một hồi, có thể dần dần khôi phục thể lực, kia cỗ đầu đầu cũng có phòng ấn đại trận cấm chế chi lực, cũng tại lấy tốc độ thật chậm tiêu tán. Nhưng tiêu phàm cũng phát giác được, loại này tiêu tán có mức cực hạn, tiêu tán tới trình độ nhất định liền sẽ dừng lại, sẽ không trở lại bình thường tình hình đi. Trên cơ bản, mỗi leo lên 100 cấp bậc thang, phòng ấn cấm chế chi lực liền nặng nề 3 phân, lấy một loại 10 điểm cân đối tốc độ đang thong thả gia tăng. Tiêu phàm leo lên cái thứ 300 bước bậc thang thời điểm, liền so cái thứ nhất trăm bước bậc thang muốn phí sức được nhiều chấn nhạc thần quân thương kỳ đám người hô quát kịch chiến thanh âm sớm đã đi xa, nhỏ khó thể nghe, tiêu phàm cũng không biết chiến cuộc cuối cùng như thế nào. Nhưng mặc kệ thương kỳ lại liều rơi mấy cái, vận mệnh của hắn lại là đã chú định. Nhớ tới 30 năm qua, thương kỳ cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, tiêu phàm cũng tinh thần chán nản. Mặc dù chỉ là yêu thú, lại là trọng tình trọng nghĩa. So sánh dưới, ân lão quái cát lão quái những nhân loại này tu sĩ, coi như kém xa đến toa ma giới cái này hơn 30 năm, vậy mà trên cơ bản là tại yêu thú phạm vi thế lực bên trong vượt qua, cả ngày liên hệ cũng là yêu thú. Bất quá tiêu phàm rất nhanh liền từ cảm khái bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt lục mang lấp lánh, chỉ thấy màu nâu đen bậc thang uốn lượn hướng lên, liên miên bất tuyệt, hắc vụ chỗ sâu, vẫn như cũng chỉ thấy từng bước một bậc thang, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Tiêu phàm xem chừng, nếu như phong ấn chi lực theo chiếu tốc độ như vậy thêm vào, chỉ cần những này bậc thang vượt qua một nghìn cấp, dù coi như hắn đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông phát huy đến cực hạn, cũng khó có thể tiếp tục hướng bên trên. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm tiện tay lại lên một quẻ. Quẻ tượng bên trong kia một tuyến mơ hồ sinh cơ, nhưng như cũ cực kỳ ngoan cường chỉ hướng đông phương, cũng chính là bậc thang chỗ thông hướng vị trí. Tiêu phàm không khỏi cười khổ một tiếng, đứng dậy, hít sâu một hơi, nhấc chân đạp lên cao hơn bậc thang. Đoạn này bậc thang, tiêu phàm đã đi ba tháng, còn chưa tới đỉnh. Bất quá, Tiêu Phàm đã có thể nhìn thấy nấc thang đỉnh. Hắn hiện tại an vị tại cách đỉnh chỉ có ba bước xa địa phương, cùng nó nói là ngồi, còn không bằng nói là nghiêng nghiêng nằm ở nơi đó càng thêm phù hợp. Thực tế là không có khí lực, toàn bộ bậc thang cũng không nhiều lắm, chỉ có nghìn cấp, nhưng mỗi 100 cấp bậc thang chính là một nấc thang, càng về sau, phòng ấn áp lực càng lớn. Cuối cùng cái này 100 cấp bậc thang, hắn thật là từng bước một đi tới, mỗi đi lên leo lên một bước, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi thật lâu mới có thể tích xúc đầy đủ khí lực lại leo lên dưới một bậc thang. Cũng may mà là tiêu phàm, có liên tục không ngừng đan dược bổ sung thể lực, đổi một người, đã sớm không chịu đựng nổi. Dù coi như như thế, tới về sau, tất cả có thể bổ sung thể lực đan dược đều đã nuốt hầu như không còn, tiêu phàm chỉ có thể trực tiếp từ linh dược vườn bên trong tìm kiếm những cái kia có thể dùng sống cũng có thể bổ sung thể lực linh dược, mặc kệ 3721, cứ như vậy nguyên lành nuốt xuống. Hết thảy hết thảy, đều là vì có thể nhịn đến cuối bậc thang, nhìn xem bên trên đến cùng có đồ vật gì. Cái này ba tháng, đối tiêu phàm nhục thể tôi luyện, thậm chí không dưới tại thương khung núi 30 năm. Mặc dù tiêu phàm lực lĩnh ngộ cực cao, thường kỳ cũng tận tâm tận lực tại dạy dỗ hắn, nhưng thân vì nhân loại, muốn triệt để lĩnh ngộ cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, còn là có không ít trở ngại, tại nhỏ bé nhất trước mắt, luôn có như vậy điểm cảm giác lực bất tòng tâm, không thể đạt đến cho tới thiện đến đẹp cảnh giới. Thường kỳ cũng từng từng nói với hắn, hắn đối cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thần thông lĩnh ngộ, kỳ thật đã vượt qua rất nhiều cự linh thú. Đạt tới một cái bình thường cự linh thú khó mà với tới cảnh giới. Nếu như muốn cố gắng tiến lên một bước, đây không phải là cố gắng không cố gắng nguyên nhân, cũng không ở chỗ ngộ tính của hắn như thế nào, thuần ví muốn xem vận khí. Dựa theo tiêu phàm lý giải, kia sau cùng một phần trăm, thuộc về thần lĩnh vực. Cái này ba tháng, để hắn ngạnh sinh sinh đột phá bình cảnh này rốt cuộc đem hai đại thiên phú thần thông luyện đến trí thiện đến đẹp cảnh giới, liền xem như thương kỳ thời kỳ toàn thịnh, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Mà lại, tiêu phàm tự giác về mặt tâm cảnh cũng có rất lớn đột phá. Lần trước ngưng tụ Nguyên Anh thất bại, không phải pháp lực của hắn không đủ dày đặc, trên thực tế, bởi vì có đại lượng linh đan tương trợ, nhất là thể nội có ngân dược lôi bằng nội đan cuồn cuộn không tuyệt cung cấp tinh thuần đến cực điểm chân nguyên, tiêu phàm pháp lực xa so phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ phải cường đại hơn nhiều phỏng đoán cẩn thận, chỉ ít cũng là phổ thông cùng giai tu sĩ ba lần trở lên. So sánh với những cái kia vừa mới tiến cấp không lâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt là hắn tiến giai tốc độ quá nhanh, tâm cảnh không đủ vững chắc, cảnh giới bên trên chưa đạt tới nguyên anh tu sĩ tiêu chuẩn. Trải qua tại thế giới dưới lòng đất hơn nửa năm đó khổ chiến, tăng thêm cái này ba tháng một mình leo lên. Mỗi ngày đều phải kinh thụ nghiêm trọng dị thường khiêu chiến. Trên tâm cảnh biến hóa là rõ ràng, tiêu phàm đoán chừng, lần này nếu như có thể thuận lợi thoát hiểm, chỉ cần tìm được một chỗ linh lực dư thừa phù hợp nơi trốn, luyện chế ra mấy thứ dùng được đan dược, lại sung kích bình cảnh, ngưng kết nguyên anh cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bậc thang này đỉnh, có thể thoát hiểm con đường. Hiện tại, tiêu phàm ngẩng đầu đi lên, trừ hắc vụ. Cũng chỉ có một chỗ đồng dạng đen kịt thương khung đỉnh chóp, lại cũng không nhìn thấy những vật khác. Có lẽ, là mình không có đứng tại vị trí thích hợp. Tiêu phàm dạng này an ủi mình. Về phần phía sau truy binh, tiêu phàm hiện tại đã không quá lo lắng. Chấn nhạc thần quân cố nhiên là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ, muốn đi đến nơi đây cũng rất không dễ dàng. Về phần cái khác hóa hình yêu thú, vậy thì càng thêm không có khả năng. Riêng lấy nhục thể mà nói, tiêu phàm xa so với bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chấn nhạc thần quân sẽ hay không một mình truy sát đến cùng, thực tế không tốt lắm nói, tiêu phàm cho rằng khả năng không lớn. Dù sao cửa đá bên ngoài, còn có thiên minh tử cùng tam thủ ma lang cái này hai tên nguyên anh hậu kỳ cấp đại cao thủ tại nhìn chằm chằm chấn nhạc thần quân nếu vì truy sát tiêu phàm mà hao hết thể lực chỉ có thể vô cớ làm lợi những cái kia quỷ vật cùng ma thú chuyện ngu xuẩn như vậy chắc hẳn chấn nhạc thần quân tuyệt sẽ không làm cuối cùng này cấp ba bậc thang tiêu phàm dòng dã đi ba ngày mỗi đi lên một bước liền cần suốt cả ngày đến khôi phục thể lực hồ khi hai chân rốt cục đạp lên bậc cấp đỉnh thời điểm tiêu phàm thở phào một hơi cùng lúc đó bị giam cầm dòng dã ba tháng pháp lực chân nguyên bỗng nhiên tại vùng đan điền sôi trào mãnh liệt, phảng phất ngựa hoang mất cương, bốn phía tán loạn. Tiêu phàm cũng không để ý tới, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng, cơ hồ khỏi phải khu động độn thuật, thân thể liền sẽ tự động phiêu bay lên, thật giống như trước kia tại thế giới người phàm tu luyện khinh công có thành tựu cảm giác đồng dạng. Nhưng dạng này tốt đẹp cảm giác, chỉ tiếp tục một lát quang cảnh, tiêu phàm còn chưa kịp từ tâm tình hưng phấn bên trong dư vị tới, bỗng nhiên một cỗ khổng lồ đến cực điểm cự lực, từ trên trời giáng xuống, thậm chí so phong ấn chi lực đều cường đại hơn nhiều, nháy mắt liền đem tiêu phàm chăm chú trói buộc trong đó, cả ngón tay đầu đều khó mà nhúc nhích chút nào. Tiêu phàm giật nảy cả mình, toàn thân khớp xương cả cạc rung động, đồng thời đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông kích phát ra tới. Ngay sau đó để tiêu phàm càng thêm giật mình sự tình phát sinh dù coi như đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông kích phát đến cực hạn, cũng vẫn như cũ không chống đỡ được cỗ này to lớn cự lực, phảng phất thái sơn áp đỉnh, Nặng hơn triệu cân, thẳng không phải sức người chỗ có thể chống cự. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, vùng đan điền pháp lực chân nguyên mãnh liệt lăn lộn, điên cuồng hướng toàn thân bên trong quán thâu mà đi, lập tức đem toàn thân mỗi một phân lực khí đều kích phát ra đến, cùng cái này cố hủy diệt cự lực đối kháng. Trong lúc này, trừ đối kháng đến cùng, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thậm chí liền lùi lại về dưới bậc thang đi đều đã làm không được. Hắn căn bản không có khả năng xê dịch nửa bước, dù là như thế, cũng vẫn là ngăn cản không nổi ngay tại tiêu phàm toàn thân khớp xương loạn hưởng, hiển nhiên liền muốn bị cái này có cự lực ép thành một cuộc thịt tương thời điểm, trừ hào quang màu đỏ lóe lên, tiểu xào càn khôn đỉnh bắn ra, xoay tròn cấp tốc, không cần tiêu phàm kích phát, bảo đỉnh nhanh chóng lớn lên, trong khoảnh khắc liền biến thành hơn một xích chiều cao, thân đỉnh quang hoa đại phóng, một cỗ nhu hòa không gian chi lực phun ra ngoài. Tiêu phàm chỉ cảm thấy gia tăng tại trên người mình luồng sức mạnh lớn đó nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một cá biệt cầm không chừng, kém chút liền bị trong cơ thể mình tán phát ra kia cỗ đại lực gây thương tích, ngược trong chốc lát khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Phàm mới điều hòa khí tức, có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đen thẫm như là đáy nồi thương khung đỉnh chóp, không biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đường kính ước chừng tại khoảng 20, 30 trường, vòng xoáy bên trong, điện lóng lánh, tĩnh mịch chi cực, chỉ bất quá nhìn thoáng qua, liền để Tiêu Phàm có ngắm nhìn bầu trời cảm giác không gian thông đạo, tiêu phàm lập tức trợn mắt hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã từng trải qua một lần không gian thông đạo, cứ việc kia không thể xem như chính thức không gian thông đạo, càng phải nói là tao ngộ một lần không gian phong bạo. Nhưng đối với không gian chi lực, lại hết sức quen thuộc. Vừa rồi kia cỗ bỗng nhiên dáng lâm to lớn cự lực, chính là không gian chi lực, cùng đại trận phong ấn chi lực có bản chất khác biệt, càn khôn đỉnh lúc này mới tự hành hộ chủ. Mà khi tiêu phàm chịu đựng phong ấn chi lực áp chế thời điểm, càn khôn đỉnh liền không phản ứng chút nào thế nhưng là không phải nói nơi này là phong ấn đại trận chỗ cốt lõi nhất a à? làm sao thiên tân vạn khổ leo đến bậc thang đỉnh đã thấy đến như thế một cái không gian thông đạo khó đạo phong ấn đại trận trận nhãn bản thân liền là một cái không gian thông đạo tiêu phàm tinh thông trận pháp bố trí có thể xưng trận pháp đại sư trong lúc nhất thời nhưng cũng rất khó đem hai cái này liên hệ đến cùng một chỗ bất quá nghĩ lại cái này phong ấn đại trận sở dĩ có thể vận chuyển đến nay số vạn năm trôi qua đều chưa từng mất đi hiệu lực, chi kia banh ra trận lực lượng nguồn suối nhất định không thể coi thường. có lẽ cái này không gian thông đạo chính là cả tòa phong ấn đại trận lực lượng nguồn suối, đem không biết bao xa bên ngoài lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng thua đưa tới, một mực duy chỉ lấy phong ấn đại trận vận chuyển. quả thật như thế, kia năm đó bố trí cái này phong ấn đại trận tiền bối cổ tu nhóm cũng thực tế quá thần thông quảng đại, lại có thể lấy nhân lực mở một đầu không gian thông đạo đây là gì trời điên cuồng tự nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là tiêu phàm phỏng đoán sự thực là không như thế không được biết tiêu phàm trải qua thiên tân vạn khổ chạy đến nơi đây cũng không phải đến làm nghiên cứu nghiên cứu học vấn tiêu phàm chưa nghĩ được rõ ràng không gian thông đạo bên trong ánh sáng lóe lên một đạo ngân quang lóng lánh hồ quang biệt không có dấu hiệu nào tật bổ xuống thẳng đến càn khôn đỉnh mà đến tựa hồ đối với càn khôn đỉnh ngăn cách không gian của nó chi lực rất không hài lòng oanh một tiếng vang thật lớn hồ quang điện chính giữa càn khôn đỉnh, bảo đỉnh một trận gấp gáp run rẩy, quang hoa chấp loạn, thả ra không gian chi lực rõ ràng bất ổn. Không tốt, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, không chút do dự đem lôi quang tháp tế ra, lượn vòng mà lên, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tại càn khôn đỉnh trên không trống lên một chương đồng dạng ngân quang lóng lánh lưới điện. Đúng lúc này, đạo thứ hai phích lịch lại oanh kích mà xuống, lần này, lại bị lôi quang tháp không chút khách khí liền thu vào, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều chưa từng kích thích. Ngay sau đó, lại là đạo thứ ba đạo thứ tư lôi điện liên tiếp đánh xuống, một đạo so một đạo mãnh liệt, lôi quang tháp đều như không có việc gì chịu đựng được. Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được món bảo vật này giờ phút này hiện ra uy năng, vượt xa mình điều khiển thời điểm có thể phát ra lớn nhất uy năng. Điểm này cũng rất dễ lý giải, dù sao đây là cất giữ tại vô cực thiên tôn trong tàng bảo các bảo vật, Đa Văn Thiên Vương kim thân hiển hóa, tự tay ban cho hắn, không có khả năng chỉ có như vậy một chút uy năng thậm chí ngay cả kia ngân cầu vùng tiên tử cũng kinh hô đây là thông huyền linh bảo. Mấu chốt còn tại ở bản thân hắn tu vi quá thấp, căn bản liền không phát huy ra bảo vật bao nhiêu uy năng. Bây giờ tại thiên địa này chịu uy uy hiếp phía dưới, lôi quang tháp rốt cục bắt đầu thể hiện ra nó vốn có uy năng. Trong khoảnh khắc, liền từ không gian thông đạo đánh xuống chín đạo thiên lôi, cuối cùng một đạo, thô hơn vạc nước, ngân sắc hồ quang điện bên trong, ẩn ẩn mang theo tử kim chi sắc, uy mãnh vô đúc, hơn xa lúc trước tám đạo phích lịch khí thế hung hăng đánh chúng lôi quang tháp. Bảo tháp nhẹ nhàng lắc một cái, vẫn như cũ đem cái này đạo lôi điện hút thu vào. Không gian thông đạo bên trong điện quang bỗng nhiên ảm đạm, tựa hồ vừa rồi cái này ngay cả điểm chín đòn, đã tiêu hao không ít lôi điện chi lực, cần thoảng qua nghỉ ngơi một lát mới được. Ngay tại tiêu phàm coi là đã sau cơn mưa trời lại sáng thời điểm, không gian thông đạo bên trong không có dấu hiệu nào nổi lên từng đợt gió lốc, mấy chục đầu phong long, tại không gian thông đạo lối đi ra thành hình, Tiêu phàm thần niệm chi lực hơi một cảm ứng, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này mấy chục đầu phong long, vậy mà mỗi một đầu đều có không dưới nguyên anh kỳ tu sĩ huy áp. Tưởng tượng năm đó, Đa Văn Thiên Vương hiển hóa kim thân, biểu thị như ý linh lung bảo tháp các loại huy năng thời điểm, trong đó có cương phong lực, Phật tổ lấy quảng đại thần thông, biến hóa ra vô số phong long, chỉ ít đều có ngộ linh kỳ trở lên khủng bố tu vi. Cái này mấy chục đầu phong long tới một so, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng đối với chỉ có Kim Đan hậu kỳ tu vi tiêu phàm mà nói, những này phong long bên trong bất luận cái gì một đầu, đều đủ hắn uống một bình. Không có cùng tiêu phàm nghĩ được rõ ràng, mấy chục đầu phong long đã dương nhanh múa vuốt lao thẳng tới mà hạ. Lôi quang bảo tháp điện lóng lánh, nghiêm nghị không sợ. Vô luận những này phong long như thế nào tứ ngược, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá lôi quang tháp lưới điện phòng ngự, nó dưới càn khôn đỉnh vững như bàn thạch, đem cái này phương viên trong vòng mấy trăm trượng một mực bao phủ đem kia cực kỳ kinh khủng không gian chi lực ngăn cách bên ngoài. Nhưng nếu không có hai món trí bảo này phối hợp lẫn nhau, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ở đây, chỉ sợ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tiêu phàm hết sức chăm chú địa quan sát lấy phong long cùng lôi quang tháp đấu pháp, chợt cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc dị gió linh lực ba động tại cách đó không xa hiện lên, cứ việc phi thường yếu ớt mà lại lóe lên liền biến mất. Tiêu phàm người mang ngân rực lôi bằng nội đan tinh huyết, đối phong linh lực nhạy cảm dị thường, hay là lập tức liền bắt được vội vàng dương mắt nhìn lên, đáy mắt lục mang lấp lánh. Nhìn qua tầng tầng mê vụ, một bộ bàng lớn như núi hải cốt màu trắng, bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu phàm trước mắt. Cái đó là, tiêu phàm không khỏi lấy làm kinh hãi. Cứ việc cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, hắn nhưng không có liếc thấy rõ ràng hài cốt toàn cảnh, cái này hài cốt khổng lồ, có thể nghĩ. Mà kia cố cực kỳ đặc dị gió linh lực ba động, chính là từ cái này hài cốt bên trên phát ra. Tiêu phàm sở dĩ giật mình, còn không chỉ ở chỗ cỗ hài cốt này cực kỳ to lớn. Giống như núi nhỏ, nhất là khiến người kinh ngạc chính là, cái này vậy mà không phải một con yêu thú hài cốt, mà là một đầu to lớn trời chim hài cốt. Hai cánh triển khai, sắt mỏ kim câu, ngửa đầu nhìn trời, cứ việc toàn thân huyết nhục đều đều tan rã chỉ còn lại có một bộ lẻ loi trơ trọi khung xương, kia cỗ bức người uy áp chi khí. Vẫn như cũ đập vào mặt, nhìn ngày này chim hài cốt thẳng đứng không ngã, ngẩng đầu nhìn trời bộ dáng có thể suy ra, ngày này chim năm đó khí tuyệt thời điểm, ra sao trợ ủy khuất không cam lòng, tựa hồ là chống lại đến cuối cùng một khắc. Cho đến thân tử đạo tiêu, cũng chưa từng thấp nó cao ngạo đầu lâu, cái này còn không phải để Tiêu Phàm giật mình nhất nguyên nhân. Chân chính để Tiêu Phàm trong lòng cuồng loạn chính là, hắn vậy mà từ cỗ này trời chim hài cốt phía trên, cảm ứng được một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Nhất là kia bôi loé lên liền biến mất gió linh lực ba động, càng làm cho Tiêu Phàm rất cảm thấy thân thiết tựa hồ cùng hắn lĩnh ngộ được phong độn thuật hệ gia đồng nguyên vừa nghĩ đến đây tiêu phàm mình bị mình giật nảy mình ngân dược lôi bằng chẳng lẽ đầu này trời chim hài cốt là ngân dược lôi bằng còn sót lại bởi vì hắn phong độn thuật chính là từ ngân dược lôi bằng trong nội đan còn sót lại niệm lực bên trong lĩnh ngộ được đầu này trời chim hài cốt chi bên trên tán phát phong linh lực để hắn có loại này giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết chỉ có thể là nguồn gốc từ ngân dược lôi bằng Bất quá tiêu phàm hay là lập tức liền đem ý nghĩ này của mình lật đổ rơi. Kia tuyệt không có khả năng, hắn sớm đã điều tra điển tịch, Ngân Dực Lôi Bằng căn bản cũng không thuộc về toa ma giới trung thổ giới dạng này hạ giới vị diện, mà là thuộc về huyền linh thượng giới như thế đẳng cấp cao hơn giao diện. Ngân Dực Lôi Bằng là cùng Thiên Long Thiên Phượng đồng dạng trời sinh thánh linh, nó huyết thống chi cổ lão, có thể thẳng ngược dòng khai thiên tịch địa thái cổ thời kỳ, giao diện sinh ra chi sơ, những này thánh linh đồng thời sinh ra trời sinh liền có được một loại nào đó trí cao giao diện lực lượng pháp tắc. Tỷ như ngân dực lôi bằng liền cùng lúc có được phong lôi hai thuộc tính lực lượng pháp tắc. Dựa theo toa ma giới điển tịch ghi chép, ngân dược lôi bằng mặc dù tại thánh linh bên trong xếp hạng không thể xem như đặc biệt gần phía trước, không cách nào cùng thiên long thiên phượng kỳ lân cùng thánh linh đánh đồng, nhưng cũng là cường đại trời giống chim thánh linh một loại. Dạng này trời sinh thánh linh, không có khả năng đến đến hạ giới vị diện. Một cái thánh linh sẽ chịu không được giao diện sức áp chế, thứ hai, hạ giới vị diện cũng rất khó tiếp nhận thánh linh lực lượng pháp tắc. Dù sao coi như tại huyền linh thượng giới, trời sinh thánh linh cũng là trí cao vô thượng, vô luận pháp lực, tu vi, cảnh giới hay là địa vị, đều đều xa tại bình thường tu sĩ cấp cao phía trên. Trời sinh thánh linh đối với tòa ma giới dạng này giao diện đến nói, liền như là ngộ linh hậu kỳ cao thủ đi phàm nhân thế giới, giơ tay ở giữa liền có thể đem toàn bộ thế giới hoàn toàn hủy diệt. Một đầu trời sinh thánh linh vinh dự đón tiếp hạ giới vị diện, đồng thời chết ở chỗ này, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Bất quá, dù coi như không thể nào là ngân dược lôi bằng còn sót lại hài cốt, cỗ này trời chim hài cốt hay là gây nên tiêu phàm cực kỳ hứng thú nồng hậu. Vẹn vẹn chỉ là hình thể, liền đã đủ để người kinh ngạc. Huống chi sau khi chết nhiều năm như vậy, lại còn có thể đối không gian thông đạo phong linh lực làm ra phản ứng, liền càng là đặc dị. Không biết lúc nào, không gian thông đạo huyễn hóa ra mấy chục đầu phong long sớm đã biến mất không còn tâm tích, lôi quang tháp cùng càn khôn đỉnh đã ổn định lại, vì tiêu phàm chống lên một mảnh mấy trăm trượng phương viên vững chắc không gian, không gian thông đạo cũng không có tiếp tục huyễn hóa cái khác thần thông đến tiến hành công kích. Tiêu phàm rốt cuộc đem ánh mắt từ phía trên chim hài cốt trên thân thu hồi lại, thần niệm chi lực hướng linh thú điểm bên trong tìm tòi, hoàng đường đã lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong. Bất quá thời khắc này hoàng đường, sớm đã vô pháp bảo trì hóa hình kỳ tiêu chuẩn, cảnh giới cuồng ngã. Loáng thoáng chỉ có cấp 3 cấp 4 yêu thú linh lực ba động, mà lại khí tức rất không ổn định, chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể như vậy đoạn tuyệt, lại không tỉnh lại. Tiêu phàm vội vàng bóp quyết, đem hoàng đường từ linh thú điểm bên trong nhiếp ra. Hoàng đường tiếp tục ngủ say, dáng người đã kinh biến đến mức so phổ thông tông hùng còn muốn nhỏ một vòng, đối với ngoại giới hết thảy, không phản ứng chút nào. Tiêu phàm không nói hai lời, móc ra liễu diệp phi đao, tại hoàng đường toàn thân quan trọng huyệt vị bên trên lại đâm qua một lần, vì hoàng đường sắp xếp như ý kinh lạc, lại từ một cái bình ngọc bên trong lấy ra ba viên đan dược chữa thương, một mạch cho hoàng đường cho ăn xuống dưới. Bổ sung thể lực đan dược cố nhưng đã bị chính hắn ăn xong, chữa thương cùng tinh bồi dưỡng vì đan dược, hay là tồn tại không ít. Đợi một lát về sau, thấy hoàng đường hô hấp hơi nhẹ nhàng chút, khí tức cũng so lúc trước thoáng ổn định, tiêu phàm lúc này mới cảm thấy yên tâm, lần nữa đem hoàng đường thu tiến vào linh thú điểm bên trong. Làm xong đây hết thảy, tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, hắc lân một cái xoay người, vững vàng đứng ở mặt đất, khí tức so sánh với vừa thụ thương thời điểm, muốn cường thịnh phải nhiều, thương thế khôi phục không ít, xem ra biến dị báo gấm viên nội đan kia, 10 điểm hữu hiệu. Mà lại hắc lân chỉ là thụ thương, bản thân sinh cơ tràn đầy, chỉ cần có đối chứng dược vật, thương thế khỏi hẳn cũng không khó. Hoàng đường tình hình, so sánh với hắc lân liền muốn ác liệt phải nhiều. Chẳng những liên tục nhiều lần bản thân bị trọng thương, mà lại nhiều lần lấy đan dược và phương pháp châm cứu cưỡng ép kích phát thể nội tiềm năng, bản mệnh chân nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, sớm đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nếu không phải có tiêu phàm cái này thần y ở bên, lại có đại lượng thánh dược chữa thương, đã sớm chống đỡ không nổi. Hắc Lân lục oánh oánh mắt to bốn phía nhìn một cái, một cái đầy đặn hắc y thiếu nữ liền tại đỉnh đầu của nàng sông ra, kinh ngạc nói: "Chủ nhân, đây là địa phương nào?" Khoảng thời gian này, Hắc Lân đều tại linh thú điểm bên trong chữa thương dưỡng bệnh, đối với ngoại giới tranh đấu, hoàn toàn không biết gì, tự nhiên càng không biết, tiêu phàm ngay cả thiên sơn quân đều chém giết cái này ngươi trước đừng quản đã cao ra yêu thú nội đan đối thương thế của ngươi hữu hiệu ta chỗ này còn có một viên hóa hình trung kỳ yêu thú nội đan cũng cho ngươi ăn vào rồi nói sau hóa hình trung kỳ yêu thú không phải đâu cứ việc hắc lân là tiêu phàm nhất kiên định trung thành nhất vì tùng đối tiêu phàm có gần như sùng bái mê tín nhưng nghe lời này về sau hay là giật nảy cả mình trên mặt lộ ra tuyệt không tin thần sắc tiêu phàm không nói hai lời ống tay áo lắc một cái thiên sơn quân máu thịt be bét không đầu thi thể xoạch một tiếng, ném xuống đất, cũng còn lại nhỏ đến chỉ có phổ thông lợn rừng yêu thú lớn tiểu. Leo lên nấc thang cái này ba tháng, hắn tự nhiên không có khả năng xử lý cái này cỗ thi thể, cứ như vậy y nguyên không thay đổi bảo tồn đến nay. Thiên sơn quân, hắc lân một tiếng kinh hô, đầy đặn hắc y thiếu nữ trên mặt hiện lên một vòng vẻ cực độ khiếp sợ. Chủ nhân, người đem bị giết rồi, dùng hóa yêu nước sao? Không phải, dùng đao. Tiêu phàm cười cười, nói, dùng đao đầy đạn thiếu nữ đỏ trói bờ môi vểnh lên thành một cái o hình kìm lòng không đặng đem tuyết trắng tay nhỏ đặt tại mình bộ ngực cao vút phía trên thần thái hồn nhiên đến cực điểm tiêu phàm liền đem khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đại khái cùng hắc lân miêu tả một lần đánh giết thiên sơn quân công lao cũng đều quy kết đến thương kỳ trên thân hắn chỉ là từ bên cạnh giúp đỡ mà thôi thì ra là thế không nghĩ tới thương đại ca nói như vậy nghĩa khí hắc lân nghe phải liên tục gật đầu nàng cùng thương kỳ ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau, tự nhiên cũng chỉ có một câu như vậy cảm khái chi tư. Ta trước tiên đem thiên sơn quân nội đan cho ngươi lấy ra. Tiêu phàm nói, tay phải năm ngón tay một khúc, liền muốn động thủ. Hắc lân vội vàng nói, chờ một chút chờ một chút, hiện tại không vội. Lúc trước báo gấm viên nội đan kia, ta còn không có hoàn toàn luyện hóa hết đâu. Viên nội đan này không vội, lại nói, ta hiện tại cảnh giới không đủ, lập tức nuốt như thế cao dài yêu thú nội đan, có chút lãng phí, không thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu trong nội đan ẩn chứa tinh hoa. Tốt, vậy liền trước giữ đi, cùng ngươi chừng nào thì tiến dài đến hóa hình kỳ, trong lúc này đan cho ngươi thêm. Tiêu phàm cũng không miễn cưỡng, ừm, hắc lân liên tục gật đầu, cũng là một điểm không khách khí. Nàng là tiêu phàm bản mệnh linh sủng, sinh tử đã sớm cùng tiêu phàm buộc chung một chỗ, cả đời này sinh vì tiêu phàm mà sinh, tử cũng nhất định phải vì tiêu phàm mà chết, cùng tiêu phàm cơ hồ chính là một thể, xác thực không cần khách khí cái gì mắt thấy hắc lân thương thế khỏi hẳn phải rất nhanh tiêu phàm nỗi lòng lo lắng để xuống lại thử đi triệu hoán oán linh ai ngờ oán linh vẫn đối với hắn triệu hoán không chút nào để ý gắt gao đợi tại linh thú điểm bên trong trong ngực ôm cái kia co lại tiểu vô số lần cửu âm bạch cốt điểm chỉ lo ngủ say tuyệt không chịu bước ra linh thú điểm nửa bước xem ra đại trận này phong ấn chi lực quả nhiên đối hết thảy quỷ vật đều có chân áp chi lực dù coi như là trời sinh quỷ linh cũng không ngoại lệ đây là cái gì Hắc Lân ánh mắt rốt cuộc dừng lại tại to lớn trời chim hài cốt phía trên, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Khổng lồ như thế loài chim hài cốt, thực tế có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Tiêu Phàm chậm rãi đi thẳng về phía trước, đỉnh đầu lôi quang tháp cùng Càn Khôn đỉnh cũng theo thân hình của hắn chậm rãi di động, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Hai món bảo vật này mặc dù không có trải qua tế luyện thành vì bản mệnh pháp bảo, nhưng qua nhiều năm như thế, từ lâu làm được cùng Tiêu Phàm tâm ý tương thông theo khoảng cách rút ngắn, trời chim hài cốt thấy càng thêm rõ ràng. Giống như, không là thuần túy loài chim, Hắc Lân có chút nghi ngờ nói, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại trời chim đỉnh đầu, ở vị trí kia, vậy mà mọc ra hai chi sừng nhọn, cứ việc không lớn, cũng không dài, lại lập tức liền hiện ra cùng phổ thông loài chim khác biệt. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, người đây là lấy địa cầu ánh mắt đến xem. Trên địa cầu, xác thực chưa từng gặp qua trên đầu sừng dài loài chim, có thể bay liệng trên đầu còn rất dài rác, tựa hồ chỉ có rực long, nhưng đó là thú loại, không phải loài chim, đồng thời đã diệt tuyệt số ngàn vạn năm lâu. Bất quá đây là đang toa ma giới, sinh vật tính đa dạng xa không phải địa cầu có thể so, đương nhiên, địa vực rộng rãi, càng là vượt xa khỏi bất luận cái gì người địa cầu ngoài tưởng tượng. Tại kiến thức muôn hình muôn vẻ yêu thú về sau, trên đầu sừng dài loài chim hài cốt, thực tế rất bình thường. Nhưng dù coi như có cái này không giống bình thường song giác, tiêu phàm cũng vẫn như cũng nhận không ra, đây rốt cuộc là một loại gì phi cầm làm rõ ràng cái này phi cầm chủng loại tên cùng nó vì sao ở đây vẫn lạc đối với dưới mắt tiêu phàm mà nói phi thường trọng yếu bởi vì tiêu phàm đã tử quan sát kỹ qua xung quanh hoàn cảnh tựa hồ bậc thang đã đến cuối cùng không còn có những đường ra khác duy nhất thông đạo liền ở trên trời tại đỉnh đầu của bọn hắn bằng trực giác tiêu phàm đã cảm thấy ngày này chim vẫn lạc khẳng định cùng đỉnh đầu cái không gian kia thông đạo có quan hệ nếu như hắn nghĩ muốn nhờ không gian thông đạo này rời đi thế giới ngầm lời nói tuyệt đối cần thiết đối này tiến hành tận khả năng xâm nhập hiểu rõ trải qua một lần không gian phong bạo về sau tiêu phàm xa so những người khác càng rõ ràng hơn không gian phong bạo đáng sợ lần trước bởi vì có càn khôn đỉnh hộ giá cố nhiên hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn là cùng tân lâm uyển thiên thiên cơ khinh xa cùng hồng nhan thất lạc hỗn loạn bên trong chỉ bắt lấy trần dương tay hai người rất may mắn bị không gian phong bạo cuốn tới cùng một cái địa điểm Chính vì vậy, tiêu phàm xem như tận mắt chứng kiến đến không gian phong bạo uy lực, cho dù có cản khôn đỉnh. Phải chăng có thể sống sót, thật đúng là muốn bằng riêng phần mình vận khí. Huống hồ, mỗi một cái không gian thông đạo tình hình đều không giống nhau. Liền giống bây giờ đỉnh đầu không gian thông đạo này, chẳng những có khổng lồ không gian chi lực, còn có lôi điện cùng phong nhận chi lực. Đây cũng là cái không gian kia phong bạo không có. Đơn thuần dựa vào điểm này, tiêu phàm cũng cảm thấy trước mắt không gian thông đạo này hung hiểm càng tại đã từng trải qua không gian phong bạo phía trên. Tỉ mỉ đánh giá trời chim hài cốt một phen, tiêu phàm không thu hoạch được gì, hài cốt cứ như vậy lẻ loi chơi trọi lập ở chỗ này, trừ cái đó ra, lại không có những vật khác. Tiêu phàm cũng chưa nhìn thấy tu sĩ vì thân mang theo chữ vật vòng tay linh thú điểm loại hình. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhẹ nhàng bay lên. Ngày này chim hài cốt thực tế quá lớn, mỗi một đầu xương cốt, đều so cả người hắn còn thô, luôn luôn đứng tại một vị trí, có nhiều chỗ là quan sát không đến, phải nhìn theo góc độ khác nhìn. Có lẽ có thể có thu hoạch, cái này một đổi góc độ, thật đúng là nhìn ra chút manh mối tới. Tiêu phàm hai mắt tỏa sáng, tại trời chim hài cốt ngược bên trái tiết thứ ba xương sườn vị trí trung tâm, tựa hồ có chút cùng chúng vật khác biệt tồn tại. Thô thô xem xét, cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng ở tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, lại rõ ràng nhìn thấy, kiệt tiết xương sườn ở giữa, tựa hồ có một viên nho nhỏ hạt châu khảm nạm trong đó hạt châu này rất nhỏ, bất quá lớn bằng ngón cái, nhan sắc cùng hài cốt nhan sắc giống nhau như đúc, cũng là màu trắng bệch, khảm nạm tại xương sườn bên trong, kín kẽ. Đừng bảo là người bình thường, coi như là bình thường tu chân chi sĩ, không có tu luyện qua thiên nhãn thần thông, cũng căn bản liền nhìn không ra, rất dễ dàng liền bỏ lỡ. Tiêu phàm nhưng lại chưa tùy tiện hành động, hắn không thể xác định, cái khỏa hạt châu này đến cùng phải hay không thật không giống bình thường, có lẽ chỉ là tự nhiên hình thành một loại nào đó hiện tượng đâu cỗ hài cốt này ở chỗ này tồn tại lâu như thế, phát sinh một chút dị biến cũng rất bình thường. Tiêu phàm vây quanh hài cốt từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, lặp đi lặp lại xem qua, rốt cục xác định, viên kia hạt châu nhỏ là duy nhất dị thường. Dùng thần niệm đảo qua đi, như là bùn như nhập hải, không có chút nào tin tức. trầm ngâm một lát, tiêu phàm rốt cuộc chậm rãi tới gần đầu kia xương sườn, vươn tay, hướng na khỏa hạt châu nhỏ tìm kiếm. Cùng lúc đó, tay trái bấm quyết, Hảo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, bảo vệ kỳ kinh bát mạch cùng nê hoàn khí hải cùng bộ vị yếu hại. Mặc dù không nhận ra đây là một loại cái gì phi cầm, nhưng loại kia hồng hoang tang thương khí tức, tổng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia viên châu lấy ra ngoài. Từ mặt ngoài nhìn, đây là một viên cốt châu, chính là lấy trời chim bản thân hài cốt luyện hóa mà thành, ngoài ra không có cái gì dị thường. Tiêu phàm hai mắt khép hờ, bắt đầu lấy thần niệm chi lực cẩn thận điều tra cốt châu nội bộ hắc lân đỉnh đầu huyến hóa ra đến đầy đặn thiếu nữ đã biến mất không thấy gì nữa, trừng lớn lục oánh oánh hai mắt, một mực tiếp cận tiêu phàm cùng hạt châu kia, nháy đều không nháy mắt một chút. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, màu trắng cốt trâu trong khoảnh khắc biến thành màu sắc đen nhánh, một cỗ cực kỳ thâm thúy lực lượng từ đó phun ra ngoài, một mực chăm chú nhìn cốt trâu hắc lân toàn thân lông tóc bỗng nhiên dựng lên, chỉ cảm thấy ngay cả thần hồn của mình đều bị cỗ này thâm thúy lực lượng lay động, trong lúc nhất thời, có chút đánh mất ý thức tự chủ, trong đầu trống rỗng, nàng vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc cốt châu, đều đã có mãnh liệt như vậy cảm giác khó chịu, tiêu phàm đứng mũi chịu sao, càng là tránh cũng không thể tránh. Bỗng nhiên bên trong, tiêu phàm cảm giác phải thần trí của mình trong biển bỗng nhiên nhiều một chút đồ vật, không có dấu hiệu nào, nói đến là đến, tựa hồ có mặt khác thần thức cưỡng ép xông tiến vào thần trí của hắn trong biển. May mà tiêu phàm phản ứng thần tốc, chỉ hơi sửng sốt một chút, lập tức liền lấy lại tinh thần, không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Đoạt xá, cái này cốt châu bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái nguyên thần, đồng thời trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, đối với hắn tiến hành đoạt xá. Cũng may tiêu phàm tại lấy thần niệm chi lực cưỡng ép điều tra cái này cốt trâu thời điểm, sớm đã ngồi chuẩn bị, hạo nhiên chính khí trọng điểm bảo vệ thần thức biển. Chính là ỷ lại cái này, mới không có bị người nháy mắt đoạt xá. Riêng lấy thần hồn cảnh giới mà nói, cái này bỗng nhiên muốn đoạt xá nguyên thần, so hắn mình nguyên thần cảnh giới muốn cao hơn nhiều, lúc này mới có thể không có chút nào dự cảnh lập tức liền trực tiếp xâm nhập tiêu phàm trong biển thần thức nhưng là sau một khắc liền lọt vào hạo nhiên chính khí mãnh liệt trận đánh nguyên thần xâm nhập tốc độ nháy mắt trở nên chậm chạp vô so dù coi như như thế tình hình vẫn như cũ hiểm ác vô so tốc độ chậm nữa cũng không có đình chỉ xuống tới nếu như không có cái khác giải cứu kế sách sớm muộn hay là sẽ bị ngoại lai này nguyên thần hoàn toàn xâm chiếm thần thức biển thuận lợi hoàn thành đoạt xã hắc lân là bản mệnh linh sùng cùng tiêu phàm tâm thần tương thông, lập tức liền phát giác được không đúng, tức giận meo ô một tiếng, thần niệm chi lực tìm tòi mà ra, liền muốn hướng tiến vào tiêu phàm thần thức biển trợ chiến. Hắc lân không muốn, nhanh lui về, tiêu phàm mồ hôi lạnh bá liền hạ đến, cái này nguyên thần cảnh giới thực tế cao hơn hắn quá nhiều, nếu không phải dựa vào hạo nhiên chính khí tương trợ, hắn cơ hồ không có chút nào chống cự chi lực, trong nháy mắt liền sẽ bị đoạt xá thành công. Hắc lân nhưng không có tu luyện hạo nhiên chính khí, đây không phải đưa hàng tới cửa A cũng may cái kia đạo nguyên thần tựa hồ đối với hắc lân không có hứng thú gì chỉ là chuyên chú muốn phá mất hạo nhiên chính khí chống cự xâm chiếm thần trí của hắn biển hắc lân giật mình thần niệm chi lực bỗng nhiên liền lui trở về tiêu phàm xong quyền nắm chặt răng cắn phải lạc lạc rung động toàn thân nhẹ nhàng run rẩy chính đang cật lực chống cự lấy nguyên thần xâm nhập trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh liền ướt đẫm trọng y hắc lân gấp cơ hồ muốn nổi điên vây quanh tiêu phàm nhảy tới nhảy lui lại là không có biện pháp nào phát sinh ở trong biển thần thức giao chiến, bình thường thủ đoạn lại nơi nào giúp được một tay. Hiển nhiên tiêu phàm song quyền càng nắm càng chặt, sắc mặt một hồi tái nhợt một hồi đỏ bừng, không ngừng biến ảo, tựa hồ càng ngày càng khó lấy chống cự nguyên thần xâm nhập, bên hông linh thú điểm bỗng nhiên khẽ động, oán linh tự động chui ra. Ngay tại oán linh từ linh thú điểm bên trong bắn ra thời khắc, đang cùng hạo nhiên chính khí dây dưa không rõ cái kia nguyên thần, bỗng nhiên từ tiêu phàm trong biển thần thức lui ra ngoài, bỗng nhiên tại không trung huyễn biến ra một đầu hơn một xích cao chim bằng hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, lại là rõ ràng dị thường, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao chầm chằm chùm đầu đỉnh ba thước hài đồng. Quỷ linh, chốc lát, từ chim bằng hư ảnh miệng bên trong phun ra hai chữ đến, lộ ra 10 điểm kinh ngạc chi ý. Oán linh be be một trận kêu to, lộ ra hưng phấn khó nhịn chi tình, nhưng cũng ẩn ẩn giấu đi một tia sợ hãi, phảng phất đối cái này chim bằng hư ảnh có chút khẩn trương lấy oán linh chuyên khắc các loại âm hồn lệ phách thiên phú thần thông, thậm chí còn thôn về qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ linh thân, thế mà đối chim bằng hư ảnh lòng mang e ngại, có thể thấy được cái này nguyên thần cấp bậc là cao bậc nào. Tiêu phàm hoàn toàn không có cách nào phán đoán cái này nguyên thần khi còn sống cảnh giới. Biển kiêu tiền bối, ta hảo tâm thả ngươi ra, ngươi vì sao nghĩ muốn hại ta. Tiêu phàm rốt cuộc thoát khỏi cái này nguyên thần dây dưa, hơi thở dốc một hơi, liền là quát, ngữ khí băng lãnh. Thực tế vừa rồi tình hình quá mức hiểm ác, nếu không phải oán linh chợt phát hiện thân, kinh sợ thối lui cái này nguyên thần, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một bộ mặc người điều khiển thể xác. Cũng khó trách nhất quán hàm dưỡng cực dai, ôn tồn lễ độ tiêu phàm đầy bụng nổi giận. Ngược lại là trải qua vừa rồi ngắn ngủi đoạt xá dung hợp, tiêu phàm trong biển thần thức nhiều hơn không ít đồ vật, đều là có liên quan đầu này trời chim ký ức. Ít nhất, tiêu phàm biết đầu này trời chim danh sưng biển kiêu. Hắc hắc, tiểu tử, Đừng đem chính mình đạo phải tốt như vậy, cái gì gọi là hảo tâm thả ta ra. Ta lại chưa từng bị giam lại, dùng lấy ngươi đến thả A. À. Ngươi chẳng qua là hiếu kỳ, muốn điều tra một chút tình hình của ta thôi. Ta ở đây trọn vẹn cùng năm sáu mươi ngàn năm, thật vất vả mới đợi đến có một người sống lại tới đây, ta không đoạt ngươi bỏ, đoạt ai. Chim bằng hư ảnh hư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chỉ bất quá lão phu rốt cuộc không nghĩ tới, cùng nhiều năm như vậy, lại đợi đến một cái tu luyện hảo nhiên chính khí ra hỏa. Phi, cũng coi như lão phu suối quẩy, tiểu tử, người cùng vô cực thiên tôn xưng hô như thế nào. Chim bằng hư ảnh câu nói này, mạnh mẽ để tiêu phàm lấy làm kinh hãi. Vô cực thiên tôn, nghe cái này chim bằng ý trong lời nói, hắn vậy mà giống như thật cùng vô cực thiên tôn đã từng quen biết. Bất quá ngẫm lại trận đại chiến kia phát sinh ở mấy chục ngàn năm trước đó, vô cực thiên tôn nếu như là tại toa ma giới đắc đạo, thật là có khả năng cùng cái này chim bằng có chút gặp nhau. Lập tức cung cung kính kính nói, Vô cực thiên tôn chính là ta vô cực môn khai phái tổ sư. Cái này liền đúng. Nguyên lai người thật sự là vô cực thiên tôn đồ tử đồ tôn, khó trách cũng tu luyện hảo nhiên chính khí, còn giống như rất thuần chính bộ dáng. Chim bằng hư ảnh nữ khí rất là buồn nản. Hắn muốn đoạt bỏ, kết quả đụng phải một cái có thể bảo vệ chặt thần thức biển ra hỏa. Mấy chục ngàn năm chờ đợi, mấy chục ngàn năm hy vọng, cứ như vậy thất bại. Muốn nói không phiền muộn, tuyệt đối là giả. Tiền bối, người làm sao lại khốn ở chỗ này? Tiêu Phàm rất cẩn thận mà hỏi thăm, mặc dù hắn đã từ chim bằng thần niệm bên trong thoảng qua biết được một chút chân tướng, nhưng quá mức phá thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời, rất khó hoàn toàn quán thông. Mà lại cái này chim bằng nguyên thần cảnh giới cao như thế, hắn cũng xác thực trong lòng lật lật, dù coi như có oán linh tương trợ, cũng tuyệt không thủ thắng nắm chắc. Lại cùng cái này lão yêu quái bắt chuyện một phen, nhìn xem có hay không cái khác đường giải quyết lại nói. Hừ, lão phu sẽ vây ở chỗ này, còn không phải bái vô cực thiên tôn tên hỗn đản kia ban tặng. Các ngươi vô cực môn ra hỏa, cả đám đều đáng chết. Ai ngờ không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt, vừa nhắc tới đến, chim bằng hư ảnh liền là giận tím mặt, gầm hét lên. Tiêu phàm sầm mặt lại, phải tay khẽ vẫy, liền là trao đổi đỉnh đầu lôi quang tháp. Hồ quang điện lập lòe cái này chim bằng hư ảnh cứ việc chỉ là một bộ linh thân. Cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm, lập tức đi lên ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nói, thông huyền linh bảo. Cái này sao có thể, tu vi của người thấp như vậy hạ, tiêu phàm lại là giật mình, đây đã là người thứ hai nói lôi quang tháp là thông huyền linh bảo. Mà lại đều đều là mấy vạn năm trước đại năng giả. Ngân cầu vòng tiên tử kiếp trước bản tôn, tiêu phàm suy đoán, hẳn là ngộ linh kỳ đỉnh giai tu sĩ. Trước mắt cái này biển kiêu, tiêu phàm cứ việc không cách nào biết được hắn chuẩn xác cảnh giới, nhưng mấy vạn năm trước có thể trở thành vô cực thiên tôn đối thủ. Nghĩ đến cũng tuyệt không phải ngộ linh kỳ trở xuống tu sĩ. Nếu như chỉ có ngân cầu vùng tiên tử một người nói như vậy, Tiêu Phàm còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ chim bằng hư ảnh cũng là mới mở miệng cứ như vậy nói, xem ra Lôi Quang Tháp thật có thể là trong truyền thuyết Thông Huyền Linh Bảo. Chim bằng hư ảnh ngữ khí lập tức liền trở nên hòa yên tĩnh, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta không biết bằng ngươi thấp như vậy dưới tu vi, đến cùng là như thế nào thúc đẩy Thông Huyền Linh Bảo. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là chớ lộn xộn. Chỉ cần ngươi đem Thông Huyền Linh Bảo co lại đi, lập tức liền xong đời." không gian thông đạo lợi hại, người khẳng định đã sớm lĩnh giáo qua đi. Tiêu phàm song mi nhẹ nhàng nhào lên, hắn biết cái này chim bằng hư ảnh nói là nói thật. Như ý lôi quang tháp cùng càn khôn đỉnh hai bảo phối hợp, mới có thể tại không gian thông đạo trọng áp phía dưới, chống lên như thế một mảnh an ổn tiểu không gian, chỉ cần rút đi một loại trong đó, không gian chi lực lập tức liền chấn áp mà hạ. Loại kia thái sơn áp đỉnh cảm giác, tiêu phàm thật đúng là không nghĩ nếm thử một lần nữa. Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch như gì? ngay tại tiêu phàm do dự thời điểm chim bằng hư ảnh nói vừa nói liền ngẩng đầu nhìn giữa không trung nhìn chằm chằm oán linh một chút từ khi chim bằng hư ảnh vừa hiện thân oán linh vẫn lơ lửng giữa không trung vẫn chưa chủ động xuất thủ đối với thấy đến bất kỳ quỷ vật linh thân đều sẽ hưng phấn không thôi oán linh mà nói loại tình hình này thực tế phi thường hiếm thấy tiêu phàm lạnh nhạt hỏi tiền bối muốn đánh oán linh chủ ý hắc hắc tiểu hiếu không nên đem lời nói được khó nghe như vậy Ngươi tình cảnh hiện tại cũng rất không lạc quan a, à. ta vừa rồi tại thần trí của ngươi trong biển, nhưng là hiểu rõ không ít. Ngươi giống như ta, đều bị vây ở chỗ này, trừ nghĩ biện pháp từ không gian thông đạo bên trong rời đi, không có đường khác mà đi. Cứ như vậy, nếu như không cùng ta hợp tác, ngươi cảm thấy bằng ngươi năng lực của mình, có thể đi được không? Chim bằng hư ảnh ngữ khi biến đổi, ung dung nói, đối Tiêu Phàm xưng hô cũng đổi thành tiểu hữu. Nói như vậy, tiền bối có năng lực rời đi nơi này rồi. Tiêu Phàm lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không gian thông đạo một chút, mang theo mấy phân hài hước nói. Cũng khó trách hắn không tin, nếu như cái này biển kiêu thật có biện pháp rời đi, năm đó đã sớm đi, như thế nào lại chết ở đây? Chim bằng hư ảnh nói, ta biết người tâm còn lo nghĩ. Năm đó, nếu không phải là bị vô cực thiên tôn làm bị thương bản nguyên, lão tử sớm liền rời đi địa phương quỷ quái này đi về nhà. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, mấy chục ngàn năm đến, Duy vừa tiến vào qua không gian thông đạo này, chính là lão phu tại không có người thứ hai giống ta dạng này hiểu rõ không gian thông đạo bên trong tình hình tiểu hữu ngươi hẳn phải biết lão phu bản thể là cái gì trời chim đi tiêu phàm mang theo điểm nghi ngờ nói tiền bối bản thể tựa hồ là biển kiêu xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn xác thực không hiểu nhiều lắm cái này biển kiêu là một loại gì trời chim tại hạ trước đây vẫn chưa tại trên điển tịch nhìn thấy có quan hệ biển kiêu ghi chép chim bằng hư ảnh khinh thường nói đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp quá cô lậu quả phăn biển kiêu ngươi chưa nghe nói qua kia ngân xí đại bằng ngươi nghe nói qua chưa ngân xí đại bằng tiêu phàm lúc này là thật kinh hãi tiền bối bản thể chính là ngân xí đại bằng đúng vậy a à, cái này có cái gì tốt kinh ngạc ngân xí đại bằng chính là biển kiêu vô tận biển cả bá chủ chim bằng hư ảnh từ tốn nói ngữ khí ngạo nghễ ngân xí đại bằng là các ngươi toa ma giới xưng hô biển kiêu là thất dạ giới xưng hô tiêu phàm hít một hơi thật sâu ngân xí đại bằng hắn đương nhiên nghe nói qua, đây là một loại ngu dân bách tính lấy ra cùng kim sĩ đại bằng điều đánh đồng thượng cổ hung cầm, bình thường chỉ sinh hoạt tại vô biên vô hạn trong biển rộng. Nghe nói chỉ cần có người nhìn thấy ngân sĩ đại bằng, lập tức liền sẽ vận rủi vào đầu. Nếu như ngân sĩ đại bằng xuất hiện trên đất bằng, đó chính là vong quốc diệt chủng dấu hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là phàm tục bách tính lời nói vô căn cứ. Biển kiêu cố nhiên là thượng cổ hung cầm, hải dương bá chủ, nhưng cùng kim sĩ đại bằng loại này trời sinh thánh linh, hay là không thể so sánh nổi. Dù coi như tại trời sinh thánh linh bên trong, kim sĩ đại bằng cũng xếp hạng cực cao, nhất là tại trời giống chim thánh linh bên trong, kim sĩ đại bằng cơ hồ là có thể cùng thiên phượng đánh đồng siêu cấp đại năng, xếp hạng càng tại ngân dược lôi bằng phía trên. Ngân sĩ đại bằng thì là dưới cùng giao diện cũng có thể sinh tồn một loại hung cầm, nghe nói mang theo ngân dược lôi bằng bộ phân huyết mạch, tinh thông phong độn thuật. Khó trách tiêu phàm có thể từ to lớn hài cốt phía trên cảm ứng được cảm giác thân thiết ngân xí đại bằng nguyên bản liền cùng ngân dực lôi bằng có thiên ti vạn lũ liên quan. Mặc dù ngân xí đại bằng tính không được là trời sinh thánh linh, nhưng lại có cực kỳ nồng hậu dày đặc thánh linh huyết mạch, sau trưởng thành ngân xí đại bằng, cơ hồ đều không ngoại lệ gồm có ngộ linh kỳ cảnh giới. Đối với toa ma giới trung thổ giới dạng này dưới cùng giao diện mà nói, ngộ linh kỳ là các tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Nói cách khác, bất kỳ cái gì một đầu ngân xí đại bằng, sau trưởng thành, đều đều có thể nói là cái này một giới trí cao vô thượng bá chủ nói ngân xí đại bằng là dưới cùng giao diện trời sinh thánh linh, cũng không đủ. Khó trách cái này biển kiêu năm đó có thể trực tiếp cùng vô cực thiên tôn giao thủ, quả nhiên có dạng này tư cách. Về phần diệt sát ngân dược lôi bằng, hẳn là vô cực thiên tôn phi thăng huyền linh thượng giới về sau mới phát sinh sự tình. Tất cả những này trí bảo, đều phong tồn tại trong tàng bảo các, tiêu phàm lấy ra bọn chúng trình tự, ngược lại là cùng vô cực thiên tôn năm đó tồn bỏ vào trình tự hào không liên quan. Dù coi như tiền bối bản thể là ngân sĩ đại bằng, tinh thông phong độn thuật, nhưng cái này không gian thông đạo bên trong, không chỉ có riêng chỉ có phong lực. Chốc lát, tiêu phàm mới hòa yên tĩnh, chậm chậm nói. Người tùy tiện xông vào, không vẫn lạc mới là lạ. Ngộ linh kỳ cố nhiên là cái này một giới cảnh giới tối cao, cũng xa xa không đủ để cùng không gian chi lực đối kháng. Huống chi còn có lôi điện chi lực, ngân sĩ đại bằng ung dung nói, cho nên nói, chúng ta nhất định phải hợp tác. Người hai món bảo vật này, một kiện có thể đối kháng lôi điện chi lực, một kiện có thể đối kháng không gian chi lực, lại thêm ta có thể thiện thêm vận dụng phong lực, chúng ta hợp tác, chẳng phải là có niềm tin rất lớn, rời đi nơi này. Tiêu phàm không khỏi trong lòng hơi động, bất quá lập tức liền tỉnh ngộ lại, lạnh nhạt nói, tiền bối là đến từ thất dạ giới A. Người cảm thấy tại hạ sẽ nguyện ý đi theo tiền bối cùng đi thất dạ giới sao. Cái này thế giới ngầm cố nhiên hung hiểm vạn đoan, tốt xấu hay là tại toa ma giới địa bàn bên trên, lấy nhân loại tu sĩ làm chủ. Thất Dạ giới lại là lấy quỷ đạo ma tu làm chủ, biển kiêu là thất dạ giới biển cả bá chủ, Tiêu Phàm thật cùng hắn đi thất dạ giới, đó mới là tự hành muốn chết. Chim bằng hư ảnh kinh ngạc nói, ai nói với người không gian thông đạo này là thông hướng thất dạ giới rồi? Cái này phong ấn đại trận là năm đó các người tòa ma giới bên trên cổ tu sĩ bố trí đến, cái này không gian thông đạo từ chỗ rất xa đem linh lực cuồn cuộn không tuyệt dẫn tới, duy trì lấy phong ấn đại trận vận chuyển. Những cái kia bên trên cổ tu sĩ sao có thể có thể đem không gian thông đạo đầu nguồn thiết trí tại thất dạ giới. Người cảm thấy người tổ sư ra, có thể như vậy không có đầu óc sao. Như thế cùng tiêu phàm lúc trước phỏng đoán giống nhau như đúc. Bất quá đây là biển kiêu nói, có độ tin cậy đến cùng cao bao nhiêu, kia sẽ rất khó giảng. Làm sao biết hắn không phải đang lừa dối tiêu phàm, tiểu hiếu, người không ngại suy nghĩ thật kỹ, cái này không gian thông đạo đầu nguồn, có thể liên tục không ngừng cung cấp đại lượng tinh thuần linh lực, mấy chục ngàn năm không dứt, có thể suy ra, bên kia hẳn là một chỗ cực phẩm linh mạch. Ngươi nếu là đi nơi nào, dựa vào thiên tư của ngươi, đừng bảo là trong thời gian ngắn đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh tuyệt không vấn đề. Chỉ cần có lão nhân ra ta chỉ điểm, coi như ngày sau tiến dài đến mộ linh kỳ, trở thành cái này một giới chúa tể trí cao vô thượng cũng là có nhiều khả năng. Biển kiêu không để ý tới tiêu phàm lo nghĩ, phối hợp nói, vì tiêu phàm miêu tả ra một bức mỹ hảo bản thiết kế. Nhưng ngươi nếu là lưu tại nơi này lời nói, hạ tràng như thế nào, hẳn là khỏi phải ta nói đi. Nơi này đang đứng ở phong ấn đại trận chỗ cốt lõi nhất, dù coi như ngươi là nhân loại tu sĩ, cũng giống vậy lại nhận nghiêm khắc áp chế. Ngươi hai món bảo vật này cố nhiên khó lường, cũng không có khả năng không ngừng không nghỉ vì ngươi cung cấp bình chướng. Một khi bảo vật uy năng hao hết, sẽ có cái dạng gì kết cục? Chim bằng hư ảnh tiếp cận tiêu phàm, nói từng chữ từng câu. Tiền bối đến cùng nghĩ muốn như thế nào hợp tác, trước nói nghe một chút đi. Tiêu phàm lại bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói. Hắc hắc, nói đến kỳ thật đơn giản, ngươi cũng nhìn thấy, lão phu nhục thân đã hủy, chỉ còn lại có bộ xương này, trước kia 10 thành thần thông, còn không phát huy ra một nửa tới. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất, cần gấp nhất chính là, trải qua mấy chục ngàn năm tiêu hao, lão phu hồn lực trải qua lợi hại, muốn điều khiển bộ này hài cốt, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, tiểu hữu vận khí nghịch thiên, vậy mà nuôi dưỡng có quỷ linh loại vật này. Ha ha chỉ cần đem quỷ linh cấp cho lão phu dùng một lát, lão phu liền có thể điều khiển được bộ này hài cốt, đồng thời chỉ ít có thể phát huy ra ngày xưa nhục thân sáu bảy thành thần thông tới. Tăng thêm tiểu hữu hai kiện bảo vật, hẳn là đầy đủ ứng phó không gian thông đạo bên trong hết thảy dị biến. Như thế hợp tác, tiểu hữu nửa điểm đều không ăn thua thiệt. Như thế nào, biển kiêu nói, lần nữa đánh đo một cái oán linh, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tiêu phàm liền cười, nhẹ nói, các hạ coi ta là ba tuổi tiểu hài A. Tốt như vậy lừa gạt, ngươi có ý tứ gì?" Biển Kiêu sầm mặt lại, rất không vui hỏi ngược lại. Tiêu Phàm cười nói, "Các hạ thần hồn cường đại như thế, nếu như ta lại đem Oán Linh giao cho ngươi, để ngươi dung hợp về sau, kia còn có để ta lý do sống sao?" Tiểu Hữu nói như vậy, chính là không tin được ta rồi. "Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng, ta liền không có cách nào rồi sao? Chỉ là một cái vị thành niên quỷ linh, cũng có thể dựa vào biển kiêu mắt thấy lắc lư không ngừng tiêu phàm liền là trở mặt cười lạnh nói không đợi tiêu phàm mở miệng một mực lơ lửng tại giữa không trung oán linh rốt cuộc nhịn không được thân thể khẽ động hóa thành một đoàn mây xám hướng về chim bằng hư ảnh càn quét mà đi hắc hắc động thủ sao hào hảo trời sinh quỷ linh to lớn thanh danh lão phu thật đúng là muốn cân nhắc một chút ngươi cân lượng cùng tất cả cái khác quỷ vật linh thân biểu hiện đều không giống nhau đối mặt oán linh dạng này thiên địch chim bằng hư ảnh nghiêm nghị không sợ Ngược lại hắc hắc một trận cười lạnh, hai cánh mở ra. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như vậy mất đi chim bằng bóng dáng. Phong độn thuật, Tiêu Phàm âm thầm hãi nhiên, quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ngân sĩ đại bằng, một cùng một trong gió yêu linh, phong độn thuật thật sự là xuất thần nhập hóa. Năm đó đại tuyết sơn chỗ sâu, Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy gió ngây thơ phong độn thuật, liền là thúc thủ vô sách. Thẳng đến nuốt ngân rực lôi bằng không chọn vẹn nội đan về sau, Gió ngây thơ phong độn thuật trong mắt hắn liền không chỗ che thân. Nhưng giờ phút này Biển Kiêu Hư Ảnh vừa thi triển phong độn thuật, Tiêu Phàm vậy mà lại có cảm giác cao thâm khó giỏ đáy mắt lục mang lóe lên. Tìm kiếm khắp nơi, trong lúc nhất thời không thu được gì. Cái này chim bằng hư ảnh quả thật tu luyện tới thật đang theo gió che đậy hình, không có chút nào sơ hở tình trạng. Tiêu Phàm bận biểu tức điều động thể nội phong hệ linh lực, cái này mới hơi có cảm ứng, vội vã ngẩng đầu hướng lên. Chỉ thấy chim bằng hư ảnh chẳng biết lúc nào đã tại oán linh phía trên hiện thân mà ra, mỏ sắc một chương, một sợi như có như không hắc khí từ trong miệng hắn phun ra, hướng về phía dưới mây xám thẳng bắn đi. Vừa thấy được cái này sợi hắc khí, tiêu phàm chỉ cảm thấy thần hồn vì đó rung chuyển. Không hề nghi ngờ, cái này sợi hắc khí có cực kỳ cường đại nhiếp hồn hiệu quả. Lão quái này vật cùng ngân cầu vòng tiên tử lúc trước đánh là đồng dạng chủ ý, đều muốn thôn phệ oán linh, cùng cái này thiên sinh quỷ linh hợp làm một thể. Một khi thành công, lấy bọn hắn ngộ linh kỳ cảnh giới cùng kiến thức, tăng thêm oán linh thiên phú thần thông. Tại cái này thế giới ngầm, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đến lúc đó đem thế giới ngầm tất cả quỷ vật hồn phách của ma thú thôn vệ sạch sẽ, đem trời sinh quỷ linh tất cả thiên phú thần thông đều phát huy ra, bài trừ đại trận phong ấn bất quá là chuyện nhỏ. Đến lúc đó thiên hạ nơi nào không thể đi phải, cẩn thận, tiêu phàm gấp kêu một tiếng, tay phải vừa nhấc một đạo tinh xảo hồ quang điện hướng về chim bằng hư ảnh kích bắn đi. Cùng lúc đó, mây xám cũng một trận cuồn cuộn, đảo ngược bên trên cuồn cuộn cuốn tới. Chim bằng hư ảnh hai cánh mở ra, đảo mắt lại không thấy bóng dáng. Thiên lôi thuật, tiểu tử, trong cơ thể ngươi làm sao lại có thiên lôi chi lực, mà lại mang theo như vậy nồng đậm ngân rực lôi bằng khí tức. Lập tức, trong hư không truyền đến biển kiêu kinh ngạc thanh âm. Cái này vô cực môn tiểu tử thật đúng là tà môn, chỉ là kim đan kỳ tu vi, không nhưng có thông huyền linh bảo, trời sinh quỷ linh nghịch thiên như vậy đồ vật, Thế mà còn tinh thông ngân dược lôi bằng bản mệnh thiên lôi. Trời sinh thánh linh bản mệnh thần thông, thế nhưng là không có cách nào truyền thụ cho, trừ phi tiểu tử này bản thân liền có được ngân dược lôi bằng huyết mạch. Nhưng kia làm sao có thể? Tiểu tử này rõ ràng là thuần túy nhân tộc, điểm này chim bằng hư ảnh tin tưởng mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nếu là tại Huyền Linh thượng giới, có lẽ còn có loại này hỗn huyết nhân tộc xuất hiện, ngân dược lôi bằng cùng nhân loại tương hợp, sinh ra tới hậu duệ, liền có khả năng mang theo trời sinh thánh linh huyết mạch nhưng ở toa ma giới dạng này hạ giới coi như có người muốn cùng ngân dược lôi bằng giao hợp cái kia cũng tuyệt đối làm không được về phần tiêu phàm từng nuốt ngân dược lôi bằng nội đan cùng tinh huyết loại chuyện này biển kiêu chính là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới coi như tiêu phàm chính miệng nói cho hắn nghe đó cũng là tuyệt đối không tin chỉ là tu sĩ kim đan nuốt trời sinh thánh linh nội đan kết quả duy nhất chính là lập tức bảo thể mà chết tuyệt không có loại thứ hai khả năng mà lại này nhân loại tiểu tử lại có thể rất nhanh liền phát hiện tung tích của mình cũng làm cho biển kiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Theo gió che đại hình, là ngân sĩ đại bằng mạnh nhất thiên phú thần thông, không có cùng giai tu vi, hoặc là người mang khám phá ẩn nạc thuật dị bảo, đối mặt loại này thần kỳ độn thuật, quả thực chính là vô kế khả thi, sợ rằng phải chờ tới chân chính vẫn là thời điểm mới có thể thấy rõ ràng đối thủ chân diện mục. Chỉ bất quá, dưới mắt thực tế không phải nghiên cứu những vấn đề này thời cơ tốt. Chim bằng hư ảnh vừa mới thuấn di đến mây xám bên trái đằng trước, một đạo phích lịch đảo mắt liền bổ tới phụ cận. Tiểu bối, liền biết quấy rối Biển kiêu giận dữ, đen nhánh cánh lông vũ nhẹ nhàng bắn ra, liền đem cái kia đạo khí thế hùng hổ hồ quang điện đánh trung tứ tán mà diệt, cất giọng giận uống. Tiêu phàm bắn ra lôi điện, cố nhiên không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng mỗi lần đều cho oán linh chỉ rõ phương hướng, làm cho hắn lớn nhất dựa vào lập tức liền mất đi hiệu dụng, trở nên chói chân chói tay. Đương nhiên, nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, nhục thân chưa hủy, như thế một con vừa vừa xuất thế quỷ linh coi như thiên phú mạnh hơn đó cũng là dễ như trở bàn tay căn bản không cần phí chuyện gì nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có nguyên thần mà lại chỉ là một đạo cũng chẳng mạnh mẽ lắm tàn hồn lại ngay cả phong độn thuật cũng bị nhìn thấu tình thế lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng biển kiêu hai cánh mở ra lần thứ ba thi triển ra phong độn thuật bất quá lần này động tác của hắn trở nên cực kỳ mau lẹ còn không có cùng tiêu phàm tìm tới hắn vị trí chính xác một sợi hắc khí đã từ mây xám phía bên phải, bắn thẳng đến đi vào. Oán linh vội vàng không kịp chuẩn bị, bè bè một tiếng kêu sợ hãi, mây xám bỗng nhiên lăn lột, bỗng nhiên hướng bên cạnh bắn ra xa ba, bốn trường, kịch liệt cuồn cuộn, lộ ra cực kỳ kinh sợ, xem ra vừa rồi kia một chút, đã để hắn ăn không nhỏ thua thiệt. Tiêu phàm lập tức vừa sợ vừa giận, cái này biển kêu quả nhiên đủ rào hoạt, lần này vậy mà đem mình ẩn nấp đến oán linh một phương khác, để tiêu phàm nhất thời bán hội rất khó phát hiện chỗ ở của hắn trong nháy mắt chim bằng hư ảnh tại cách đó không xa hiện thân mà ra chép miệng trông ngóng miệng chật chật liên thanh tán thưởng không thôi chật chật ăn ngon ăn ngon thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đã nuôi phải như thế béo tốt thật sự là thập toàn đại bổ a à. oán linh cứ việc mới xuất thế không lâu nhưng ở cái này thế giới ngầm đúng là ăn như gió cuốn thôn vệ không ít âm quỷ lệ phách trong đó không thiếu nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên thần những vật này không những đối với oán linh là vật đại bổ đối cái khác quỷ vật cũng giống vậy đại bổ Tiểu bối, chờ ta thôn vệ cái này quỷ linh về sau, nhất định sẽ hảo hảo chào hỏi ngươi. Hắc hắc, năm đó vô cực thiên tôn kia lão hỗn đản, ỉ vào hắn hạo nhiên chính khí đem lão tử đả thương, ta ngược lại muốn xem xem, hắn đồ tử đồ tôn có phải là còn có cái này năng lực. Biển kiêu bẹp bẹp chép miệng, cười lạnh nói, tiêu phàm cười lạnh, nói, các hạ năm đó là ta tổ sư bại tướng dưới tay, hôm nay cũng đừng hòng tại ta chỗ này chiếm được nửa phân tiện nghi. Vô cực môn, trời sinh liền là khắc tinh của ngươi thật sao, khoác lác nhưng dốc vốn. Chim bằng hư ảnh khinh thường nói, lập tức chuyển hướng ngoài mấy trượng oán linh, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Tiểu gia hỏa, vừa rồi kia một chút dễ chịu không? Chúng ta lại đến, hư ảnh lóe lên, lại không thấy bóng dáng. Oán linh be be vừa gọi, mây sám lập tức hướng một phương hướng khác kích bắn đi, không chịu lại lưu tại nguyên chỗ. Ngay tại mây sám sau lưng cách đó không xa, chim bằng hư ảnh ẩn thân ở trong hư không, gắt gao tiếp cận mây xám, cười lạnh liên thanh. Muốn chạy, chạy đi nơi đâu? Ngay tại chim bằng hư ảnh sắp đuổi kịp mây xám nháy mắt, bỗng nhiên một đạo ô ánh sáng đen mang từ bên cạnh kích xạ mà tới, mang theo tựa là hủy diệt khí tức khủng bố, trùng điệp đánh vào chim bằng hư ảnh trên thân. Thật mắt chi quang, chim bằng hư ảnh rít lên một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, từ trong hư không hiện hình mà ra, tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Ước chừng mấy trượng bên ngoài, hắc lần cái chán kia một nắm bộ lông màu bạc vừa mới bình phục lại đi, lục oánh oánh mèo trong mắt, lóng lánh mỉa mai thần sắc. Lẽ nào lại như vậy? Biển kiêu cơ hồ muốn chọc giận điên, không chịu được ẩm ý gầm hét lên. Quả thực chính là nói đùa, kia nhân loại tiểu bối, chỉ là tu sĩ kim đan, cho hắn lộ một tay thiên lôi thuật, cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, bỗng nhiên lại chui ra một đầu mèo muôn lớn, từ khí thức bên trên nhìn, cũng bất quá chỉ là tương đương với kim đan hậu kỳ đê dài yêu thú, đặt tại bình thường, biển kiêu ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn nhiều hắc lân một chút, kết quả lại thình lình cho hắn đến bên trên một chiêu quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân bản mệnh thần thông. Thánh linh huyết mạch đại tập hợp sao? Biển kiêu vẫn tại nổi trận lôi đình nổi giận, oán linh lại khẽ run lên, lặng yên không một tiếng động xoay tròn mà tới, một đoàn mây xám tại chỗ bao phủ xuống. Nhiệt xúc, ngay cả người cái này miệng còn hôi sữa ra hỏa, cũng dám đánh lén lão phu. Biển kiêu gầm thét, không tránh không né, lợi miệng hơi mở, kia sợi hắc khí thẳng bắn ra, liền hướng mây xám trung tâm vọt tới. Cái này một sợi có nhiếp hồn chịu uy hắc khí, chính là biển kiêu linh thân không giống bình thường chỗ, cái khác bị oán linh thôn vệ âm quỷ lệ phách, đều không có bản lãnh như vậy. Đối cái này nhiếp hồn hắc khí, oán linh tựa hồ có chút e ngại, cho Vân Phi nhanh xoay tròn trở về, tránh ra thật xa. Tiêu Phàm thấy thế, song nghi kìm lòng không đặng nhau. Oán linh vốn là đối phó quỷ vật linh thân đại sát khí, bây giờ ngược lại khắp nơi bị biển kiêu linh thân chế, coi như khá là phiền toái. Không có sát chiêu A. Song phương tranh đấu vẫn còn tiếp tục, như là tiêu phàm đoán trước như thế, tình hình càng ngày càng bị động. Giới hạn trong song phương cảnh giới tranh lệch thật lớn, tiêu phàm cùng hắc Lân đều chỉ có thể làm cái sớm dự cảnh tác dụng, ngay cả làm sơ kiềm chế đều tương đối khó khăn. Vô luận là tiêu phàm lôi điện chi lực hay là hắc Lân thật mắt chi quang, đều khó mà đối chim bằng hư ảnh tạo thành tính thực chất tổn thương, biển kiêu đối này trên cơ bản là chẳng thèm ngó tới, chỉ là chuyên chú vào đối phó oán linh. Sự tình rõ ràng, một khi biển kiêu linh thân cầm xuống oán linh, kết cục cũng liền chú định. Hết lần này tới lần khác chim bằng hư ảnh nhiếp hồn hắc khí cực kỳ sắc bén, oán linh không dám đối địch, chỉ có thể không chỗ ở né tránh. Tự nhiên, nếu như là đã thành niên trời sinh quỷ linh, hơi thở phách thần thông cường đại vô so, đừng bảo là một cái biển kiêu linh thân, liền xem như biển kiêu bản thể ở đây, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, tuyệt không dám cùng chi đối đầu. Lại đấu một lát, mây sám lần nữa bị nhiếp hồn hắc khí đâm trúng, be be sợ hãi kêu lấy, xa xa tránh ra, không ngừng lăn lộn phun trào, tựa hồ lại ăn thiệt thòi lớn. Chủ nhân, ta cần ngươi vì ta tranh thủ một chút thời gian. Đúng lúc này, tiêu phàm trong biển thần thức, bỗng nhiên vang lên như thế một thanh âm, lắp bắp, rất không ăn khớp, phảng phất một tên bi bô tập nói tiểu đồng, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ, lập tức tại thần niệm bên trong hỏi ngược lại, cái này không có vấn đề, muốn như thế nào giúp ngươi? Không hề nghi ngờ, bất thình lình thanh âm, lão oán linh tại cùng hắn câu thông. Ta muốn ngươi đem hắn dẫn qua, không muốn luôn luôn như thế tiếp cận ta không thả. Oán linh nói chuyện vẫn như cũ lắp bắp, còn có chút từ không diễn ý. Nhưng mà thần niệm câu thông, thậm chí không cần đến nói chuyện, tiêu phàm lập tức liền đối oán linh suy nghĩ trong lòng rõ như lòng bàn tay. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, không nói hai lời liền lấy ra hỏa vân cung tay phải giữa ngón tay hồng mang lóe lên một chi ly hỏa tiến nổi lên nhận tại trên dây cung song bằng tỉ thí nháy mắt dẫn đầy cường cung ly hỏa tiến tại trên dây cung lóng lánh nhạt hào quang màu xanh lam trực chỉ trong hư không một phương hướng nào đó trước mắt tiêu phàm chỉ có tinh viêm quyết tu luyện tới tầng thứ ba toàn lực thi triển tăng thêm hỏa vân cung uy năng có thể phát huy ra tương đương với nguyên anh sơ kỳ chiến lực có lẽ có thể đối chim bằng hư ảnh tạo thành nhất định uy hiếp cái khác thần thông đều không đủ nhìn. Suy hắc lân hết sức phối hợp, nhảy lên một cái, cái chán ngân bộ lông màu trắng ở giữa phun ra một đạo đen nhanh ánh sáng, thẳng hướng trong hư không nơi nào đó vọt tới. Một tiếng xé vải nhẹ vang lên quá khứ, theo gió che đầy hình chim bằng hư ảnh bỗng nhiên tại cách đoán linh gần trong gan tất địa phương hiện hình mà ra, miệng bên trong nhiếp hồn hắc khí thậm chí đã phun ra ra gần một nửa tới. Siêu, tiêu phàm tay phải vừa để xuống, ly hỏa tiến trong hư không dắt lấy lập lè tỏa sáng đuôi lửa, hướng chim bằng hư ảnh bay đi. Tinh viêm chi lực, chim bằng hư ảnh thoảng qua giật mình, nếu như bản thể hắn không việc gì, loại trình độ này tinh viêm chi lực. Tự nhiên nửa điểm cũng không để vào mắt, nhưng dưới mắt chỉ là một bộ cũng không 10 điểm dày đặc linh thân, nên cũng không dám qua phân lên mặt, hai cánh khẽ vỗ, hai đạo phong nhận nổi lên, đón đầu hướng ly hỏa tiến chém tới. Xuy suy hai tiếng nhẹ vang lên, màu lam nhạt ly hỏa tiến bị phong nhận từ đó cắt làm ba đoạn, lập tức hóa thành điểm điểm hồng mang, biến mất ở trong hư không. Tiêu phàm đối này sớm có đoán trước, thứ hai rời ra hỏa tiễn lại đã rời dây cung mà ra, bắn thẳng đến chim bằng hư ảnh. Ngay sau đó là thứ ba chi thứ tư rời ra hỏa tiễn. Đầu đuôi tương liên, kích bắn đi, tiêu phàm vậy mà lấy hỏa vân cung thi triển ra liên châu tiễn tuyệt kỹ. Đây cũng không phải là phổ thông cung tiễn, mà là lấy cấp 9 lửa vân giao giao gân luyện thành hỏa vân cung, mỗi một tiễn bắn ra, cơ hồ đều muốn toàn lực ứng phó, đem tinh viêm quyết huy lực phát huy đến cực hạn, liên tiếp bốn mũi tên đã đến tiêu phàm cực hạn, cơ hồ đem trong cơ thể hắn hỏa linh lực hút tinh quang. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, chim bằng hư ảnh hai mắt nhíu lại, khinh thường khẽ nói. Hai cánh bãi xuống, vô số phong nhận bắn ra, trong chốc lát hư giữa không trung hắc mang chớp loạn, tốt không kinh người. Tiêu phàm một hơi bắn ra bốn mũi tên về sau, không chút nào dừng lại, đem hỏa vân cung vừa thu lại, song tay nắm chặt viêm linh chi nhận, dơ lên cao cao, nhún người nhảy lên, viêm linh chi nhận thật dài mũi nhọn trực chỉ hướng lên trời, nháy mắt từ đỏ sậm chuyển thành đỏ tươi, lại lại chuyển thành màu lam nhạt, mũi nhọn mặt ngoài, thậm chí ẩn ẩn lóng lánh nhạt hào quang màu trắng. Vừa mới bắn xong bốn giờ ra hỏa tiến, lập tức liền đem viêm linh chi nhận vận chuyển tới cực hạn, tiêu phàm cũng là liều mạng. Nháy mắt liền đem toàn thân pháp lực hao tổn sạch sành xanh, xanh. Tiểu tử, thật muốn liều mạng a à. Chim bằng hư ảnh nữ khí vẫn như cũ 10 điểm khinh thường, nhưng trong hai mắt lại hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên tiêu phàm cái này liều lĩnh một kích toàn lực quả thật làm cho hắn cảm nhận được nhất định uy hiếp trí dương chi lực nguyên bản là âm quỷ linh thân khắc tinh viêm linh trảm tiêu phàm một tiếng quát lớn không đợi chim bằng hư ảnh có động tác gì hai tay vung lên toàn lực chém ra một đạo dài đến ba trượng màu xanh trắng đao mang xé rách hư không khí thế hung hăng hướng về chim bằng hư ảnh tật chảm mà đi phụ cận nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao tựa hồ ngay cả hư không đều muốn bị nhóm lửa. Chim bằng hư ảnh hư lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên lại tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Đối mặt dạng này bạo ngược tinh viêm chi lực, chim bằng hư ảnh cũng không muốn hao phí hồn lực đón đỡ. Hắn hiện tại loại này linh thân trạng thái, là vô căn chi thủy, pháp lực là có hạn. Tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, không có khả năng phải đến bất kỳ bổ sung. Tự nhiên không nguyện ý liều mạng, hắc lân, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, meo, Hoác Lân tung người mà lên, thật mắt chi quang bắn ra. Suy một tiếng, không gian vặn vẹo, một trận gợn nước ba động, chim bằng hư ảnh tại ngoài mấy trượng hiện thân mà ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiểu bối, lão phu muốn các người đẹp mắt, một câu nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng long ngâm bay thẳng vân tiêu, chim bằng hư ảnh đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đã gần trong gang tắc, nổi giận vô quát im bặt mà dừng, vội vã ngẩng đầu đi lên, chỉ thấy đỉnh đầu cách đó không xa, một đầu dài hơn một trượng cốt long dương nhanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi, lao thẳng tới mà hạ. Thiên âm bạch cốt điểm, trong chốc lát, chim bằng hư ảnh lại cũng khó có thể bảo trì chấn định, bật thốt lên kinh hô, trong thanh âm, tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng có chút khó có thể tin. Đây đã là kiện thứ hai thông huyền linh bảo, này nhân loại tiểu tử cùng hắn linh sủng đến cùng là đến cỡ nào nghịch thiên. Không những mình có thông huyền linh bảo, ngay cả hắn nuôi dưỡng quỷ linh đều có thông huyền linh bảo, thông huyền linh bảo lúc nào thành rau cải trắng, nhân thủ một viên. Không đúng, không phải thiên âm bạch cốt điểm, chỉ là một kiện hàng nhái, hơn nữa còn rất thấp kém. Lập tức chim bằng hư ảnh liền biết là mình nhìn lầm, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhưng mà, lập tức là hắn biết mình cao hứng quá sớm. Oán linh hiện tại tế ra món bảo vật này cố nhiên không phải trong truyền thuyết quỷ đạo Chí bảo thiên âm bạch cốt điểm, chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng thiên minh tử tế luyện nhiều năm như vậy, cái này cử âm bạch cốt điểm uy lực cũng thực tế không thể coi thường. Muốn đối phó trưởng thành biển kiêu bản tôn, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, nhưng đối phó một bộ tàn khuyết không đầy đủ linh thân, lại thướt tha có dư. Chim bằng hư ảnh sai lầm lớn nhất ở chỗ, hắn có ngộ linh kỳ đại năng tu sĩ ánh mắt cùng kiến thức, nhưng không có thần thông như vậy. Cùng người lúc đối địch, luôn luôn một cách tự nhiên đem mình thực lực đoán chừng quá cao, quá mức khinh thị đối thủ. Tiểu tiểu một tên kim đan kỳ tu sĩ, một đầu cấp 9 linh thú cộng thêm một cái vừa vừa xuất thế không bao lâu quỷ linh, tính được cái gì. Loại này sai lầm, có đôi khi là rất chí mạng. Còn không có cùng chim bằng hư ảnh khai thác cách đối phó, cốt long bỗng nhiên lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Vậy mà cũng cho biển kiêu chơi một tay thuấn di, chỉ là một cái hàng nhái, cũng muốn tác quái. Biển kiêu cười lạnh một tiếng, hai cánh mở ra, liền muốn theo gió mà đi. Nhưng là sau một khắc, biển kiêu liền biết mình sai, phạm một cái sai lầm rất nghiêm trọng hắn lại nhưng đã động không được, một đạo bạch sắc xương điểm, chẳng biết lúc nào, ra hiện tại cái hông của hắn, xương điểm mặt ngoài, lóng lánh điểm điểm huyết quang cùng từng tia từng sợi hắc khí, lộ ra cực kỳ thần bí. Lớn mật, chim bằng hư ảnh tức hồn hền, nổi giận lớn uống, hai cánh huy động, cực lực muốn tránh thoát xương điểm giam cầm. Cửu âm bạch cốt điểm lại không nhúc nhích tí nào, từng sợi màu xám sương mù, từ xương điểm bên trong chậm rãi xuất hiện, một chút xíu hướng về chim bằng hư ảnh thẩm thấu mà đi tiểu súc sinh, ngươi dám, chim bằng hư ảnh kinh hãi, một tiếng quát lớn, quang mang chấp loạn, đảo mắt liền biến thành một tên thân cao sáu thước, tướng mạo hung ác tuyệt luân nam tử. Sương điểm lại đi theo biến lớn, vẫn như cũ một mực quấn tại cái hông của hắn, từ xương điểm phía trên thẩm thấu ra mây xám, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng là nồng đậm, đã từ hung ác nam tử bên hông chui vào. Hung hãn nam tử vừa tức vừa gấp, hai tay nắm ở xương điểm, hét lớn một tiếng, tựa hồ chính đang thi triển nào đó loại thần thông, nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát xương điểm giam cầm, thoát thân mà đi. Biển kiêu tiền bối, cái này cửu âm bạch cốt điểm cũng là một vị đã từng ngộ linh kỳ quỷ tu phỏng chế quỷ đạo trí bảo, vị kia mộ linh kỳ quỷ tu, năm đó thời kỳ toàn thịnh, thần thông không dưới ngươi. Bây giờ ngươi chỉ còn lại như thế một bộ linh thân, còn trải qua mấy chục ngàn năm tiêu hao, coi là còn có thể kiếm được mở cửu âm bạch cốt điểm trói buộc A. À. Bóng người lóe lên, tiêu phàm đã đến trước mặt hắn cách đó không xa, bình tĩnh nhìn xem hắn, từ tốn nói. Phi, ngươi nói hưu nói vượn, biển kiêu chỗ huyễn hóa nam tử càng thêm bạo giận lên, trừng lớn một đôi mắt, hung tợn tiếp cận tiêu phàm, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt xuống. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, dứt khoát hai tay ôm ngực, liền ở một bên xem náo nhiệt, lại không nói một lời. Trên thực tế, biển kiêu cũng đã không có cơ hội gì lại cùng hắn đến đưa khí. Cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt, đã có không ít mây sám chui tiến vào trong cơ thể của hắn, bởi vì cửu âm bạch cốt điểm giam cầm, biển kiêu khổ tu nhiều năm nhiếp hồn hắc khí bị áp chế gắt cao, thi triển không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem oán linh một chút xíu ăn mòn mình linh thân, không có biện pháp. Nhất là quan trọng chính là, oán linh thôn vệ một khi bắt đầu, liền rốt cuộc khó mà nghịch chuyển. Tiểu Hữu chẳng lẽ ngươi không nghĩ rời đi nơi này sao? Một thời ba khắc, biển kiêu liền liên tục thi triển ba loại khác biệt thần thông, đều đều như là bùn như nhập hải, dung chuyển không được cửu âm bạch cốt điểm mảy may, lúc này mới ý thức được thật đã đại họa lâm đầu, không khỏi vội vã hướng tiêu phàm kêu lên. Mau mau, tiểu hữu tranh thủ thời gian ngăn lại quỷ linh, lão phu có thể đem rời đi nơi này biện pháp dạy cho ngươi. Một sợi nụ cười chế nhạo, dần dần tại tiêu phàm khóe miệng nổi lên. Linh thân mặc kệ cường đại cỡ nào, một khi bị oán linh cuốn lấy, kết cục là không đổi. Ước chừng 30 phút sau quá khứ, mây sám bỗng nhiên quay cuồng một hồi, hóa thành ba thước đến cao, trắng trắng mập mập tiểu niếp, cứ việc ngũ quan vẫn như cũng mơ hồ không rõ, trong đôi mắt lại lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Ngộ linh kỳ đại năng giả nguyên thần, quả nhiên là thập toàn đại bổ linh đan diệu dược. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở vào một cái, trong lòng kia có cực kỳ nguy hiểm trọng áp, bỗng nhiên tiêu trừ. Oán linh lần này nhưng không có vội vã tránh về linh thú điểm bên trong đi, mà là nhảy lên nhảy lên tiêu phàm đầu vai, nhiều hứng thú đánh giá cỗ kia khổng lồ giống như núi nhỏ biển kiêu hài cốt. Hắc lân nhẹ nói, làm sao bây giờ? Nói, liếc oán linh một chút, biển kiêu nguyên thần là tiêu diệt, uy hiếp giải trừ, nhưng biển kiêu cũng là duy vừa tiến vào qua không gian thông đạo người, những cái kia kinh nghiệm quý báu, theo hắn nguyên thần tán loạn, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian dài khốn ở chỗ này, nhưng cũng không phải biện pháp. Tiêu phàm vây quanh to lớn hài cốt chuyển hai vòng, sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, có cái biện pháp có thể thử một chút. Biện pháp gì, hóa huyết trúc linh đại pháp, hóa huyết trúc linh đại pháp, hắc lân giật nảy cả mình, lục oánh oánh mắt mèo nháy mắt chừng phải tròn căng. Biện pháp này, nàng ngược lại là tại nói chuyện phiếm lúc nghe tiêu phàm nhắc qua, là thú tộc tu sĩ cấp cao thường dùng một loại tu bổ tàn tật tứ chi thủ đoạn, mặc dù tiêu phàm mình không có thử qua, nghe thương kỳ nói, không ít thú tộc tu sĩ cấp cao đều tự mình thao tác qua, tỷ lệ thành công rất cao. Thế nhưng là, hắc lân nhìn lên trước mắt tiểu như núi biển kiêu hài cốt. Không biết nên nói cái gì cho phải, muốn cho như thế một cỗ hài cốt hóa huyết trúc linh. Được bao nhiêu yêu thú tinh huyết mới đủ a à? mà lại, bình thường đến nói, hóa huyết trúc linh đại pháp dùng chính là cùng một loại yêu thú tinh huyết gân cốt. Trong lúc nhất thời, lại đi đâu tìm tìm ngân sĩ đại bằng tinh huyết. Thật có như thế một đầu ngân sĩ đại bằng đứng tại trước mặt, tiêu phàm còn không phải quay đầu liền chạy, nào dám đi có ý đồ với người ta. Hắc lân nghi ngờ trong lòng, tiêu phàm nhất thanh nhị sở. Đánh giá hài cốt, nói, cũng không nhất định không phải là cùng loại yêu thú tinh huyết, những yêu thú khác tinh huyết cũng giống vậy có thể dùng, chỉ là hiệu quả hơi kém mà thôi về phần hình thể, đây cũng không phải vấn đề. Tiêu Phàm nói, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến trước mặt to lớn hài cốt bên trong. Chỉ thấy trắng bệch hài cốt mặt ngoài, nổi lên từng đoàn từng đoàn linh quang, bắt đầu nhanh chóng co lại nhỏ, sau một lát, liền co lại nhỏ đến chỉ có năm sáu trượng lớn tiểu. Đương nhiên, tương đối Tiêu Phàm loại này người bình thường dáng người đến nói, cái này biển kiêu hài cốt vẫn như cũ lớn đến quá mức. Nhưng ở thương khung núi đợi 3 40 năm, các loại cử hình yêu thú thấy nhiều, năm sáu trượng lớn nhỏ hài cốt, cũng là bình thường. Thế nhưng là kia ba viên huyết đan, bị cái kia thiên minh tử đoạt đi. Nhìn thấy một màn này, Hắc Lân hai mắt sáng lóng lánh, lập tức lại có chút tức giận nói. Lúc ấy tình hình hỗn loạn phải rối tinh rối mù, oán linh đoạt thức ăn trước miệng cọp, chẳng những kinh sợ thối lui thiên minh tử, cứu tiêu phàm, còn từ trên huyết chỉ không mượn gió bẻ mang cuốn đi cửu âm bạch cốt điểm, đã là vận khí nghịch thiên. Kia ba viên huyết đan, lại một mực giữ tại thiên minh tử trong tay, oán linh lá gan lại mập, cũng không dám đi cứng rắn đoạt. Nếu không, có kia ba viên huyết đan tại, trên cơ bản liền có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Không sao, ta chỗ này còn có chút tồn kho. Tiêu phàm cười cười, ống tay áo lắc một cái, một đống lớn yêu thú thi hài lập tức tại trước mặt cũng xếp thành một tòa núi nhỏ. Đây là hắn tại ngân cầu vùng tiên tử vạn hoa đại trận kia cản đường cướp bóc đến, lúc ấy chỉ là nghĩ cái này rất nhiều cao dài yêu thú nội đan tinh huyết gân cốt không muốn lãng phí hết, trước thu dậy lại nói, không nghĩ tới ở đây có đất dụng võ. Trong chất tại bên trên nhất, thình lình chính là thiên sơn quân không đầu thi thể. Kỳ thật trừ thiên sơn quân là hàng thật giá thật thi thể, những yêu thú khác chỉ có thể nói là cái xác không hồn, bọn chúng nguyên thần bị ngân cầu vòng tiên tử hấp thu không còn, thân thể lại vẫn là còn sống. Loại tình hình này, tiêu phàm trước kia rất ít gặp được. Bất quá dựa theo hiện đại y học tiêu chuẩn, não tử vong đã là công nhận giới định tử vong tiêu chuẩn, những này yêu thú ngay cả nguyên thần đều không có, càng là chết đến mức không thể chết thêm. Hắc lân mắt mèo sáng lên, hưng phấn kêu lên, có nhiều như vậy yêu thú thân thể, xem ra cái này hóa huyết trúc linh đại pháp thật là có mấy phân hy vọng. Tiêu phàm quan sát thiên sơn quân thi hài, nói, đáng tiếc, thiên sơn quân nội đan, ta là dự định giữ lại cho ngươi, hiện tại xem ra, khả năng lưu không được. Thiếu viên này hóa hình trung kỳ yêu thú nội đan, Hóa huyết trúc linh đại pháp hiệu quả, chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn muốn xong, lại là hung hiểm khó lường không gian thông đạo. Hắc Lân nở nụ cười xinh đẹp, nói, cái này không sao, rời đi nơi này mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Yêu thú nội đan, về sau luôn luôn có cơ hội. Ừm, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, nếu không, mời Hoàng Tam ca chỉ điểm một chút đi, dù sao hắn từng có kinh nghiệm. Mắt thấy Tiêu Phàm bắt đầu bận rộn tiến hành các hạng công tác chuẩn bị, Hắc Lân một bên giúp đỡ vừa nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, hiện tại không thể để cho tỉnh hắn, nhất định phải để hắn nghỉ ngơi. Hoàng Đường tình hình đã hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn, coi như Tiêu Phàm dạng này thần y, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể làm cho hắn sống sót, bây giờ chỉ là miễn cưỡng kéo lại một hơi mà thôi. Lúc này đem hắn tỉnh lại, tuyệt đối sẽ muốn hắn mệnh. Hắc Lân liền không nói thêm lời, Hóa Huyết Trúc Linh đại pháp tại thú tộc cũng không phải gì đó bí ẩn công pháp rất nhiều cao gia yêu thú đều biết. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị hóa huyết trúc linh rất đơn giản, trên thực tế, toàn bộ quá trình dườm giả vô so. Nhất là tiêu phàm trước kia không có chân chính thực tiến qua, càng là luống cuống tay chân. Cũng may có hắc lân hiệp trợ, để tiêu chân nhân hoặc nhiều hoặc ít dễ dàng một chút nhi, bớt không ít chuyện. Oán linh một mực chưa có trở về linh thú điểm đi, cứ như vậy dính tại tiêu phàm đầu vai, nhìn xem hắn cùng hắc lân bận rộn, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Dù sao có càn khôn đỉnh cùng lôi quang tháp song trọng bảo hộ, tiểu gia hỏa cũng không e ngại nơi này phong ấn chi lực. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, một cái bát quái đại trận rốt cục bố trí thành hình, đem phương viên mấy chục trượng bên trong đều một mực phòng hộ, một ngụm bốn chân đại đỉnh tại bát quái đại trận chính trung tâm bắc, cái này miệng đại đỉnh, dài tới 7-8 trượng, rộng cũng có 5-6 trượng, đã co lại tiểu vô số lần biển kiêu hài cốt, bị tiêu phàm cách không thu hút đến trong đỉnh. Những cái kia yêu thú thi hài, cũng đều thu hút đến trong đỉnh lớn. Bất quá Thiên Sơn Quân thi hài, Tiêu Phàm tạm thời còn lưu tại chữ vật vòng tay bên trong, vẫn chưa vội vã để vào. Không trung tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, một thân bạch bào Tiêu chân nhân, tại đại đỉnh trước đó khoanh chân ngồi xuống, miệng hơi mở, một cỗ tinh tế đan hỏa phun tới. Cỗ này đan hỏa nhìn qua cực kỳ tinh xảo, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến lớn, trong khoảnh khắc liền biến thành một đoàn hừng hực liệt diễm, đem toàn bộ đại đỉnh dưới đáy đều bao vây lại. Hắc Lân ngồi xổm ở tại Tiêu Phàm bên cạnh thân, trắng trắng mập mập tiểu quỷ bé con lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu khác một bên, bốn con mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm đại đỉnh, lộ ra tò mò cực kỳ tràn đầy. Song dã bảy ngày thất giả quá khứ, trong đỉnh lớn yêu thú hài cốt sớm đã tan phải không còn một mảnh, bị biển kiêu hài cốt hút thu vào. Trắng bạch biển kiêu hài cốt bên trong, dần dần xuất hiện từng tia từng sợi dây đỏ, tựa hồ là một chút huyết mạch kinh lạc, ngay tại dần dần thành hình. Bất quá những này dây đỏ đại đa số thời điểm chỉ là một cái thoáng tức thì, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, hài cốt một lần nữa biến thành trắng bệch nhan sắc. Tiêu phàm trên trán chảy ra lấm ta lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhưng như cũ đỏ ửng. bảy ngày thất giả tế luyện, tựa hồ vẫn chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lấy hắn xa so phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn hùng hậu được nhiều pháp lực, xác thực cũng tận nhưng chịu đựng được. Tật, tiêu phàm một tiếng quát nhẹ, năm ngón tay luân chuyển, đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến trong đỉnh lớn, Đồng thời ống tay áo lắc một cái, Thiên Sơn Quân khổng lồ thi thể từ chữ vật vòng tay bên trong bay nhanh mà ra, không chút nào dừng lại, trực tiếp rơi xuống đến cự trong đỉnh. Không hổ là hóa hình trung kỳ yêu thú, thi hài bên trong ẩn chứa tinh hoa, xa không phải phổ thông kim đan kỳ yêu thú có thể so sánh. Bộ thi hài này nhất luyện hóa, một đạo mắt trần có thể thấy huyết tuyến, theo biển kiêu hài cốt xương sống uốn lượn mà lên, bay thẳng biển kiêu trắng hiếu đầu mà đi, rất nhanh liền đem biển kiêu hài cốt đầu lâu nhuộm thành đỏ tươi một mảnh duy chỉ có hai con mắt hay là đen nhánh, không có biến hóa chút nào, hai chi sừng nhọn cũng vẫn giống như trước kia. Tiêu phàm miệng hơi mở, liên tiếp ba miệng đan hỏa phun ra, bao quanh cự đỉnh liệt diễm, trong khoảnh khắc biến thành màu lam nhạt, trong đỉnh huyết thủy kịch liệt quay cuồng lên. Nguyên bản tại hốc mắt bốn phía băn khoăn không tiến lên tơ máu, một chút xíu hướng về trong hốc mắt lan tràn mà đi, mà tại biển kiêu hài cốt hai mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng có một chút lân quang sáng lên, cứ việc mông lung, Hình như có còn vô, Tiêu Phàm lại mơ hồ cảm ứng được một chút hy vọng sống, ngay tại từ hài cốt bên trên phát ra. Cái này hóa huyết trúc linh đại pháp, quả nhiên rất có môn đạo. Nhưng mà loại biến hóa này, nhưng lại chưa kiên trì quá lâu, tơ máu vừa tiến vào hốc mắt, liền là dần dần biến mất không thấy gì nữa, vô luận tơ máu như thế nào liên tục không ngừng tiến hành bổ sung, đều không thể cải biến sự thật này, biển kiêu hài cốt thân bên trên tán phát ra kia một tuyến như có như không sinh cơ cũng đang dần dần tiêu tán, hốc mắt chỗ sâu kia một chút xíu hình như có còn vô quỷ hỏa, càng là chậm rãi dập tắt. Mèo hắc lần gấp đến độ kêu to một tiếng, cong người một cái, đen nhánh tỏa sáng lông tóc bỗng nhiên dựng lên. Chủ nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiêu phàm song mi nhíu chặt, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được, mắt thấy biển kiêu hài cốt trên thân tán phát sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục cắn răng một cái, phiêu nhiên nhi khởi, miệng lẩm bẩm cổ tay khẽ đảo, trong tay đã thêm ra một cái cổ dài bình ngọc đi tới hài cốt phía trên, tiêu phàm mở ra bình ngọc nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, tứ tán tràn ngập ra. Cái này trong bình ngọc chứa, chính là ngân dược lôi bằng kia một bình nhỏ tinh huyết. Theo lý tuyệt không nên tại cái này một giới xuất hiện đồ vật. Giờ khắc này, cô kia yên lặng ngâm ở cự trong đỉnh hài cốt, tựa hồ cũng bỗng nhiên tỏa ra một cỗ khác với lúc đầu khí tức. Tiêu phàm chậm rãi khuynh đảo bình ngọc, đem trong bình đỏ thắm tinh huyết, chậm rãi hướng xuống nhỏ xuống tiểu tiểu một giọt máu tươi, nhỏ xuống tại hài cốt đầu lâu chính giữa. Oanh một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ man hoang sinh cơ bừng bừng, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Mặc dù chỉ là một tiểu giọt máu tươi, lại trong nháy mắt đem trọn cỗ hài cốt nhuộm đỏ bừng, đỏ chói, lóa mắt chói mắt. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 60